Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng hàng ngày trên kênh Bụi Phố và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện mới và hấp dẫn sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị hàng ngày. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Võ Anh Thư và phần 1 của bộ truyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bản hợp đồng ngoại tình. Chắc hẳn là quý vị rất là ngạc nhiên đúng không ạ? Lâu nay chúng ta thường nghe là bản hợp đồng về công việc, hợp đồng về hôn nhân và tình yêu. Chứ làm gì có bản hợp đồng ngoại tình Chúng ta hãy cùng lắng nghe Để biết thêm những tình tiết vô cùng thú vị nhé Và quý vị khán thính giả thân mến Cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện Thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và ngay bây giờ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tác giả Võ Anh Thư Qua giọng đọc của Tâm An Một ngày đầu mùa hạ Khi trời khá là oi bức Và khiến người ta cảm thấy rất khó chịu Trong công viên nọ Đang diễn ra cuộc chia tay của đôi tình nhân trẻ Chàng trai nhìn người yêu Bằng đôi mắt buồn bã Và ái náy Bởi vì chính anh là người đề nghị Chấm dứt chuyện tình trong hơn 3 năm qua Anh xin lỗi Đỗ Nhừa Chúng ta không thể tiếp tục được nữa Vì sao? là do chuyến du học à? Bố bảo anh phải thừa kế công ty của gia đình. Và anh quyết định từ bỏ tình yêu để lấy sự nghiệp sao? Anh không còn lựa chọn, gia đình anh rất quan trọng với anh. Em sẽ chờ anh đi du học về, em chờ anh kế thừa công ty của bố, em sẽ đợi anh mà. Những cố gắng của chúng ta trong suốt mấy năm qua đều là vô ích. Bố mẹ anh chẳng bao giờ chấp nhận con gái dòng họ Đỗ thật sự Anh xin lỗi em Nói xong chàng trai mau chóng quay lưng rời khỏi đây Để lại một mình Đỗ Như đứng dõi mắt trông theo Vốn là một cô chủ danh giá kiêu ngạo Vậy mà ngay lúc này cô lại bị anh đá Cái tên xấu xa ấy dám làm như vậy với cô Gương mặt chẳng hề bộc lộ một nét biểu cảm nào Đỗ Như chậm rãi ngước nhìn lên cao Thấy mấy tán cây rung rinh trong gió và những chiếc lá xanh tỏa sáng dưới ánh nắng lần đầu tiên cô chủ họ đỗ ghét mồ hạ kinh khủng độ như tự hỏi ruột cuộc con người tồn tại vì cái gì mọi thứ trên đời đều dễ dàng tan biến vậy có lý nào vĩnh cửu chỉ là một sự dối trá những tiếng bước chân rồn rập âm thanh nói chuyện ồn ào và cái kiểu mở cửa mạnh bạo đã cắt ngang dòng hồi tưởng của Đỗ Như. Dường như có ai đó đang làm phiền cô. Không, xoay mặt sang bên. Chỉ khẽ dịch chuyển con người tạo thành cái liếc nhìn thoáng qua. Cô biết kẻ quấy dày mình là ai. Khỉ thật, lại gặp bà ta. Cô đã nhập viện mà bà ta chẳng buông tha. Vào tới tận đây rồi. Lắm khi nghĩ, chẳng nhẽ người đàn bà đáng ghét này. Muốn cho cô rời khỏi trái đất này, lên cung trăng để sống mới chịu để cho cô yên sao? Giọng người phụ nữ nọ bắt đầu vang lên, nghe rất lạnh lùng. Nghe nói, cô từ chối phẫu thuật thay van tim nhân tạo. Độ như vẫn hướng cái nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời buổi chiều nhạt nắng. Lũ bác sĩ đó, báo với bà nhanh như vậy sao? Cô ăn nói thiếu tôn trọng người khác quá đấy. Đỗ Như nhếch mép cười khinh. Trong khi tai của cô lại nghe tiếng tách, đoán rằng bà ta đang bật quẹt, châm lửa hút thuốc cho tỉnh táo. Cô biết, bà vừa nhả khói bởi vì nghe tiếng thở dài mệt mỏi chán trường quen thuộc vốn có của bà. Thậm chí, dù không nhìn, cô vẫn hình dung được cái vẻ mặt phờ phạc thất thần của bà. Nào, cô xoay qua đây, nói chuyện đàng hoàng với tôi. Không khó chịu, Đỗ Như dựng thẳng người, đồng thời quay qua để gương mặt đối diện với bà ta. Hai ánh mắt chạm nhau một cách dễ dàng. Lý do gì? Cô từ chối phẫu thuật. Cô định chờ lúc bệnh tái phát, rồi cô đi ra thanh thản sao? Chẳng ai ngu ngốc như cô. Có cách để sống mà cô không biết giữ. Có cách để sống sao? Van tim nhân tạo chỉ là thứ kéo dài cuộc sống trong mệt mỏi thôi. Vài năm, lại phẫu thuật và lấy nó ra thay cây mới vào sống quái gì với kiểu đó đây chỉ tồn tại vô nghĩa mà thôi nếu nếu là bà thì bà có chịu sống một trái tim mà mỗi lần hít thở đều nghe rõ âm thanh tích tích trong lòng ngực không bà chủ đỗ à độ như nhấn mạnh ba từ gọi là trang trọng cuối cùng nhưng hàm ý lại mỉa mai chứ không theo nghĩa tôn trọng. Chậm rãi tiến đến cạnh giường, bà chủ họ đỗ lại thở ra mang theo đống khói thuốc lờn vờn trong không khí. Nếu như ai cũng nghĩ như cô, thì van tim nhân tạo đã bị xếp xó rồi. Càng không có những người đang sống với những tiếng tích tích trong lồng ngực mỗi ngày. Tóm lại, vì cô chẳng còn mục đích sống, nên cô mới hành hạ cơ thể của mình suy yếu như vậy. Thật tỉnh thôi mà, có cái gì đâu mà xuống tinh thần như thế? Con trai đàn ông trên đời này, chết hết rồi hay sao? Tay siết chặt ga giường màu trắng, đỗ như vùng dậy, với vẻ hơi kích động. Dẫu biết trái tim này yếu ớt không cho phép cô hành động giận dữ như vậy. Nhưng cô bỏ mặc cô không kiêng nể gì, bộc lộ rõ ánh nhìn điên tiết và đôi môi của cô miếm chặt. Bà đừng có xía vào việc riêng của tôi. Với cái kiểu như thế, tôi sống hay chết ý, bà mặc kệ tôi. Bà về, bà lo cho cái công ty hoàng hiệp chết bầm của bà đi. Đây là cách cách, mày đáp lại sự quan tâm từ mẹ mày sao? Bà vào viện bà thăm con, mà hút thuốc phì phò như ông khói nhà máy. Bà muốn quan tâm hay đầu độc tôi? Bà đừng có nói mấy cái lời lố bịch buồn cười đó. Nhìn chầm chầm điếu thuốc cháy âm ỉ trên tay của mình. Khoảng mấy giây sau, bà chủ đỗ liền thả rơi nó xuống sàn, dùng mũi giày để gạt nó đi. Thế này được chưa? Nhận ra sự diễu cợt qua câu hỏi ngắn ngủi ấy, đỗ như càng bức bối hơn. Cô có thể chấp nhận việc mình chết vì lên cơn đau tim, chứ không muốn trong bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà mẹ, tồi tệ ấy. Bà cút đi, cút khỏi phòng của tôi. Ngừng việc chọc điên tôi, nếu như bà không muốn mang tội danh ngộ sát con gái. Tôi nhắc cho bà nhớ, Tôi bị bệnh tim. Mày đúng là hỗn láo. Đáng lý tao nên giết mày từ lâu rồi. Sinh ra một đứa con như mày đúng là uổng phí công sức nuôi dạy mày, mất thời gian tiền bạc. Nhớn nhớn cặp chân mày kẻ đen thôi, bà chủ đỗ cười khinh khỉnh, xem chừng bà thú vị bởi cái thái độ ngang ngược của con hơn là giận dữ. Đi đi, đi đi. Đỗ Như chỉ tay về phía cửa, giọng đầy nghiến. Nói đúng hơn là bà nên cảm ơn tôi, vì tôi đã không đâm một nhát mà giết chết bà vào ngày bố tôi mất. Im lặng quan sát ngọn lửa căm phẫn bùng cháy trong mắt của con, bà Đỗ không đáp thêm lời nào nữa, chậm chạp xoay gót trở ra cửa phòng. Sau khi rời đi, bà còn bảo một câu mà chẳng hiểu lý do gì, giọng lại nhẹ nhàng hơn vậy thì cô hãy ghép ban tim nhân tạo đi để mà sống đến ngày ấy, tự tay mà giết chết tôi tiếng bước chân nhỏ dần bên ngoài phòng đỗ như mới thả phịch người xuống giường thở khó nhọc vừa rồi quá tức giận nên cô không còn biết trái tim của cô đang đập rất mạnh đầy mệt mỏi tại sao cô lại có một người mẹ như vậy cuộc sống của cô là một cô chủ họ đỗ Thật lắm điều tệ hại. Bệnh tim. Cô mắc lúc 17 tuổi. Bố mất, bạn trai bỏ rơi, có mẹ mà như không có. Chẳng còn tìm thấy mục đích gì để sống. Thế này thì tồn tại trên đời làm gì? Phẫu thuật vô ích và phải mang cái thứ kim loại trong trái tim đó. Thì cuối cùng cô cũng chết mà. Cô thiết nghĩ, thay vì ngồi đây chờ đợi cái lũ bác sĩ kia, thì cô nên ra ngoài để sống, sống theo ý mình cho những ngày tháng ít ỏi còn lại. Đúng vậy, cô cần biết thế giới bên ngoài kia đang diễn ra điều gì. Thử hết các thứ mà con người gọi là thú vui. Cứ sống cầm tù trong cái phòng nặng mùi cồn, hỏa lẫn với thuốc sắt trùng này. Khác nào là tự hành hạ chính mình. Tuổi trẻ, sự nghiệp và tình yêu. Cô có cái gì trong tay đâu. Chả có cái gì. Chỉ là một cuộc sống được đo đếm qua từng ngày, từng phút. Khẽ khàng hướng ánh mắt qua cửa sổ. Độ như thấy hàng ngàn tia sáng bồi hoàng hôn đang rơi đều trên những mái nhà thấp. Trông nó như một phép màu, làm cuối chân trời sáng bừng lên, thật là sực rỡ. Giống hệt phía đó, đang chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu của thế gian này. Đúng vậy, nên tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi còn lại để mà tận hưởng thứ tuyệt vời nhất mà cô chưa bao giờ được thử qua. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng rút mỗi kim của sợi dây chuyền nước biển trên cánh tay của cô. Dù có truyền hàng trăm loại dung dịch như thế này, thì cô chẳng sống khỏe hơn. Cô thay quần áo và len lén rời khỏi bệnh viện. Một, hai, ba phẩy năm. Ôi trời ơi, lại nhầm lẫn nữa rồi. Nhìn mấy con số thế này, hòa hết cả mắt anh chàng kế toán vỏ đầu chật lưỡi đang than thở đúng lúc thì có người đi đến rồi gõ gõ tay lên bàn như kiểu báo cho đối phương biết là có sự hiện diện của mình tôn duy cậu có cần ký bảng chi lương cuối tháng không mình có việc ghé qua phòng xếp tiện rồi mình đưa giúp cho cậu ờ được được lù bù từ sáng tới giờ tôi cũng quên mất Tuần Duy mừng quính, lập tức lục tìm bảng danh sách chi lương trong cái đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Đây đây, cảm ơn cậu nhé. Bà vợ của cậu khi nào về? Đi công tác gần hai tuần lễ rồi mà. Tuần Duy vừa tìm bảng danh sách, vừa vất vả giữ lấy chồng giấy cao ngất, rồi đáp lời. Ừ, việc nhiều quá thì phải chịu thôi. Chắc là ngày mai ngày mốt cô ấy sẽ về. Cha cha xa vợ hơn 10 ngày. Cậu không thấy buồn à? Hễ cứ tan sở là về đến nhà luôn. Chẳng bao giờ đi nhậu với tụi này. Này, kiếm gái chơi đêm đi. Cặp mắt sáng rỡ khi thấy những tờ giấy cần tìm nằm gần dưới cùng. Tuân Duy mới nhẹ nhàng kéo ra. Vì làm rách thì khổ đấy. Anh chẳng muốn đêm nay phải thức khuya ở công ty để làm lại nguyên cái bảng danh sách chi lương cho cả ngàn nhân viên. Điều đó thật là kinh khủng. Thôi, đừng có tào lao. Đây đây, cậu mang giúp mình lên nhé. Cậu mà lề mề, cuối tuần này không có lương mà nhậu nhạt với gái gú đâu. Ok, nhớ rồi, hôm nào nổi hứng, cậu muốn đi chơi thì nói cho tớ một câu. Tớ đảm bảo cho cậu, tìm cái chỗ này ngon lắm, nhá. Dọi theo bóng dáng đồng nghiệp rời khỏi phòng, Tôn Duy mới ngả người ra sau, giữa lưng vào thành ghế và thở hắt không lưỡng lự anh liếc mắt sang chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh đống hồ sơ bừa bộn mấy ngày nay duy không gọi được cho ngọc vì máy vợ cứ báo bận liên tục nhưng mà ngồi đợi được gọi thì lại càng hiếm hoi hơn vợ anh làm nhân viên kinh doanh nên thường xuyên đi công tác dài ngày khiến mối quan hệ giữa hai người vốn đã nhạt nhẽo nay lại còn nguội lạnh hơn vốn dĩ duy và ngọc kết hôn chẳng hề có tình yêu nhưng bởi vì hai nhà quen thân lại thêm phần bố mẹ thúc ép nên cả hai cứ như vậy mà tiến đến hôn nhân không thể tin nổi vào thời đại tự do ngôn luận tự do yêu đương hiện nay vẫn còn cái kiểu môn đăng hộ đối như vậy chưa kể việc quan hệ vợ chồng cũng oái âm chẳng kém khi mà ngọc cứ khăng khăng yêu cầu duy phải mang bao để ngừa cô chưa muốn có con lúc này sau mỗi đêm kiểu đó anh còn mệt mỏi và ủi oải hơn bình thường. Cái cảm giác nguội lạnh, khó chịu vô cùng. Đôi khi Ngọc đi công tác, lại khiến cho Duy thoải mái. Dù phải ăn cơm bụi khô khan và ngủ một mình, nhưng anh thấy như vậy sẽ tốt hơn. Đàn ông luôn có nhu cầu đòi hỏi về mặt sinh lý. Dẫu xa vợ, nhiều lần đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng không ngửi được mùi phụ nữ trong vài tuần. ấy vậy mà Duy chẳng dại dột nghĩ đến chuyện tìm người qua đêm. Hôn nhân không tình yêu quả thật rất thiệt thòi, nhưng anh không muốn phản bội vợ để mang danh hai chữ ngoại tình. Anh hiểu rõ cái cảm giác bị cắm sừng nó tồi tệ đến như thế nào, bởi vậy bản thân của anh sẽ cố gắng giữ gìn. Chỉ ít đấy là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đời. Đàn ông thời buổi này cực kỳ hiếm những ai có suy nghĩ đứng đắn, nghiêm túc nên duy thấy tự hào về mình lắm. Anh giống một ông chồng khác người Cứ cho là như vậy đi Nhậu thì có thể Chứ tìm gái qua đêm Thì Duy không bao giờ nghĩ tới Và lại làm việc quần quật cả ngày ở công ty Tối mắt tối mũi với mấy con số Đêm về anh chỉ mong được ngủ Chẳng còn bận tâm những chuyện khác Lao động giúp cho con người ta sống tốt đẹp hơn có ai đó đập nhẹ bìa hồ sơ lên cái đầu đang suy nghĩ của tôn duy khiến cho anh sực tỉnh kéo hồn trở về với thực tại sếp đã duyệt rồi nhá ngày mai chuyển lương cho anh em là vừa người đồng nghiệp xoắn tay áo nở ra một nụ cười gian xảo chắc là do nghĩ về chuyện đen tối nào đó ừ ok thế là xong lương bổng mình về đi hôm nay trễ quá rồi cậu cũng nên về đi chàng trai à Trời mưa thì phiền lắm đấy. Lời cảnh báo của anh chàng đồng nghiệp vừa dứt thì ứng nghiệm ngay khi cơn mưa lớn đột ngột chút xuống. Quan sát màn mưa xối xả bên ngoài, Tôn Duy mới thở dài. Chiếc xe hơi cũ kỹ lao nhanh trong màn đêm. Bánh xe chạy băng băng, làn nước văng tung tóe. Ánh đèn pha soi dọi con đường chìm vào màn đen ở phía trước xuyên qua những hạt mưa bút giá. Cảnh vật xung quanh trắng xóa. Bên trong Tôn Duy cố gắng mở căng hai mí mắt nặng chịu vì cơn buồn ngủ kéo đến. Quan sát kỹ xem có xe đi ngược chiều và người qua đường hay không. Trời tối lại mưa lớn nên phải điều khiển tay lái rất cẩn thận. Xe rẽ trái khi đến ngã ba. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà. Anh đang nghĩ lát nữa nên ăn tối bằng cái gì ăn mì hay là chiên trứng nấu cơm thì đột ngột ngay phía trước con đường mưa thình lình xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái tức thì anh đạp phanh đồng thời ngã chúi đầu vào vô lăng do chiếc xe dừng lại bất ngờ vài giây sau duy từ từ ngóc đầu dậy đưa tay sờ chán và hướng cái nhìn ra bên ngoài trước mặt anh chỉ có đêm tối cùng với màn mưa không ngừng rơi xuống chẳng hề xuất hiện bóng dáng người nào. Chứ đừng nói là bóng dáng của cô gái nào đó. Anh giật mình tự nhủ. Lẽ nào? Mà nãy mình trông gà hóa quốc. Không thể nào. Rõ ràng anh thấy có người xuất hiện. Gần như là ngay trước đầu xe. Tuần Duy cảm giác hình như chiếc xe của mình đã đụng vào chân của cô gái. Đào mắt trần chờ trong ít phút. Anh liền vớ lấy cái dù rồi mau chóng mở cửa xe bước xuống. Quả đúng như vậy. Anh sừng sốt khi trông hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái nằm bất tỉnh ngay gần sát bánh xe của anh. Cô mặc chiếc váy trắng và khoác áo măng tô màu xám ướt nhẹp bởi một cơn mưa. Duy hớt hải đi lại gần, cúi xuống. Tay cầm dù, còn tay kia thì lay lay cô gái. Không rõ là cô ngất xỉu vì lý do gì hay là bị xe anh đụng. Bắt đầu lo lắng khi thấy đối phương chẳng hề nhúc nhích anh chàng họ tôn lập tức nhìn xung quanh như cầu cứu nhưng con đường lúc này trở nên vắng vẻ chỉ có mưa và mưa đắn đo hồi lâu chẳng còn cách nào khác anh đành đỡ cô gái dậy chậm rãi đưa cô vào bên trong xe xếp chiếc dù ướt lại duy dùng tay lau nước vừa thấm vào bộ vét tóc cũng gần ướt hết của cô đóng cửa xe anh quay đầu nhìn ra phía sau cô gái trẻ đang còn ướt hơn cả chuột lột Không rõ tình hình sẽ thế nào Nhưng trước mắt Anh cần đưa cô gái này về nhà May là mình không cắn trúng cô ta Tối nay xui xẻo thật đấy Duy cứ lầm bầm trong miệng Và tiếp tục lái xe Chạy đi trong toàn mưa tầm tã Lần này anh hy vọng rằng Mình sẽ không đụng nhầm ai nữa Bật đèn sáng anh dìu cô gái còn bất tỉnh nằm xuống nền sàn lạnh ngắt, rồi ngài ngừa ra sau. Anh ngửa mặt lên trần nhà thờ hồn hền. Trời mưa, phải vác một người vào trong nhà thật là khốn khổ. Thấy tướng tá nhỏ nhắn vậy, ai ngờ cô gái này nặng gớm. Sau khi lấy lại sức, Tôn Duy mới nhanh chóng đưa mắt quan sát người nọ. Anh đặc biệt nhìn kỹ tay chân của đối phương, có say sát gì không? May là chẳng thấy xuất hiện vết tích nào chứng tỏ là cô bị đụng xe Nên anh cảm thấy yên tâm hẳn Ngồi tần ngần vài giây Tôn Duy chợt phát hiện quần áo của cô ướt nhem Chẳng nên để như thế Vì rất dễ bị cảm lạnh Không nghĩ ngợi lâu Anh đứng dậy bước vào phòng tắm Rồi trở ra Trên tay của anh cầm theo một chiếc khăn lông dày Tự nhủ Hành động lau nước mưa cho người khác là chuyện bình thường Nên anh mới từ tốn đặt khăn lên mái tóc dài, bết chặt vì ướt của cô. Nhẹ nhàng anh lau lau, tiếp đến là gương mặt, lau chân lau tay, còn cơ thể thì anh khéo léo, áp cái khăn vào để thấm nước. Nhìn nét mặt còn quá ư là trẻ con đó, duy đoán rằng cô bé chỉ cỡ đôi mươi tuổi. Còn nhỏ như vậy tại sao không ở trong nhà mà đi ra ngoài đường vào cái đêm mưa gió như thế này? Lẽ nào đây là dân đi bụi Bỗng cơ thể cô bé Cựa quẩy Cùng lúc đôi môi trắng bạch mở hé Cất giọng yếu ớt Lạnh quá Tôi lạnh Cô lạnh hả Chờ một lát Tôi bật máy điều hòa ngay Thật sơ suất khi từ nãy tới giờ Tôn Duy quên bật điều hòa sưởi ấm cho cô bé Chỉ cần ấn nút Điều chỉnh thông số là tiếp theo, cả ngôi nhà này sẽ ấm hẳn lên. Nhờ như vậy mà rất nhanh sau đó, cô bé dần dần tỉnh dậy. Cô tỉnh rồi này. Tuần Duy cảm tạ đất trời, vì cuối cùng cô bé cũng mở mắt. Dù còn rất mệt, nhưng cô bé lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu thế này? Cái chỗ nào mà lão hoắc thế này? đối diện tôn duy gãi đầu bởi không biết nên trình bày sự việc ban nãy như thế nào để cho cô bé đừng có hiểu lầm mình là cố ý tông xe nhưng nếu như im lặng thì chẳng phải là giải pháp hay không khéo cô ta lại nghĩ anh là một kẻ biến thái truyền bắt cóc phụ nữ và trẻ em ờ tình hình là khi nãy tôi đang trên đường lái xe về thì tôn duy kể một hơi rất dài về mọi chuyện cho đối phương nghe. Tôn Duy bất chợt ngừng lại, cốt để quan sát biểu hiện trên mặt của cô bé. Thấy cô ngồi im lặng, mắt chẳng hề rời khỏi mình, dù chỉ là một giây và không phản ứng gì hết. Trông dáng vẻ kỳ lạ ấy, càng khiến cho anh thêm khó xử. Thật sự thì Tôn Duy hy vọng cô bé không bị chứng thiểu năng, nhịp thở đều đều của cô, tự dưng làm anh bất giác, xuất hiện nỗi lo lắng khó tả. Chú là ai vậy? Câu hỏi đầu tiên từ cô bé Sau khoảng thời gian im lặng nãy giờ Khiến cho Duy đứng hình Anh nhận ra đầu mình hơi choáng Không phải là do mắc mưa bị cảm Mà là cái từ chú nặng nề ấy Tường trưng như đè bẹp cả người của anh Chú Lẽ nào Trông mình già như vậy Dấu tiếng thở dài rũ rượi trong bụng Tôn Duy bảo với cô bé Phát ngôn không hề biết nề nang kia thì tôi nói rõ rồi còn gì. Tôi đang lái xe về nhà, đến ngã ba, thì bất ngờ cô xuất hiện, rồi tôi... Không phải, ý tôi không phải thế. Ý tôi muốn hỏi, chú tên là gì? Sao còn chưa đổi cách gọi tên vô duyên nhỉ? Tôn Duy lầm bầm, sau đó đáp. Tôi tên là Tôn Duy. Tôn Duy á? Tên nghe lạ nhở? Tôi là Đỗ Như, giờ thì rõ cô bé mà tôn duy đưa về hóa ra là đỗ như cô chủ trốn viện tôn duy có cảm giác cái tên đỗ như rất là quen hình như là nghe ở đâu đó rồi nhưng chẳng tài nào anh nhớ nổi thế bây giờ tới lượt tôi hỏi cô nhá cô là con cái nhà ai tại sao đi một mình giữa đêm mưa thế này thông thường những ai bỏ đi bụi hay né tránh và giấu giếm hành động nhưng đỗ như thì khác Cô nói rất rành rọt Tôi... tôi trốn nhà, đi lang thang, đi chơi cho vui ý mà. Thế nào? Chú sẽ đưa tôi đến đồn công an à? Này này, tại sao cứ gọi tôi là chú thế? Mặt tôi già lắm à? Thì chú bao nhiêu tuổi? Mới có ba mươi. Đã ba mươi, tại sao lại mới được? Đỗ Như đưa tay lên đếm, Tôi chỉ mới tròn 20 thôi, nhỏ hơn đến 10 tuổi. Tôi gọi chú là đúng rồi. Tôn Duy nhăn mặt, bắt đầu bực mình trước cái kiểu cười kỳ quặc của Đỗ Như. Anh thầm nghĩ cô bé này không phải là thứ vừa. Trong cái dáng vẻ láu cá kênh kiệu đó, chắc hẳn cũng là một con danh láo liếu. Chú ở một mình à? Nhà rộng rãi nhỏ. Tôi sống cùng với vợ. Chúng tôi phải làm việc một thời gian mới đủ tiền để mua đấy. Đang quan sát khắp ngôi nhà khang trang sạch sẽ thì Như mới liền đảo mắt trở lại nhìn Tôn Duy. Cỡ như chú mà cũng có vợ á? Cơn tự ái lúc này bốc lên tận đầu, Duy tức tối và gần như là nói lớn. Dành con, ăn nói cho cẩn thận, không biết tôn trọng người lớn à? Cỡ tôi thì làm sao? Hả? Hả? trái với sự kích động của Tuần Duy, đỗ như bình thản yêu cầu. Chú, tôi đói, tôi lạnh, có quần áo và thức ăn cho tôi không? Mà cô, tôi không phải là người làm từ thiện. Nhưng chính chú tông xe, rồi chú đưa tôi về đây mà. Chỉ ít ý, chú nên cho tôi ngủ nhờ qua một đêm, chứ đúng không? Lúc này thì cô bé nở ra một nụ cười tươi rói. Tuân Duy trao mày vẻ mặt đầy trầm tư. Nói chung, nó khá là ló lỉnh. Dường như nét đáng yêu ấy khiến cho anh bớt giận. Thôi được rồi, tôi sẽ lấy quần áo của vợ tôi, cho cô mặc tạm. Dứt lời Tuân Duy chậm rãi đứng dậy, còn Đỗ Như thì cười đắc ý. Anh mang ra một tô mì nóng hồi, nghi ngút khói, đưa cho cô. Lúc này thì cô đã thay xong quần áo. Cô đón lấy ăn thật hối hà, giống như là bị bỏ đói cả tháng trời từ lúc nhập viện ngày nào cũng cháo và cháo ngán đến tận cổ đêm nay trời mưa lạnh được nhâm nhi món mì gói bình dân nên cô chủ nhỏ này rất là thích nhìn cái cách đỗ như vừa ăn vừa suýt xoa vì phòng miệng tôn duy mới thở dài nói lát nữa cô ngủ trong phòng nhỏ dành cho khách tôi tốt với cô quá rồi đấy hút sợi mì màu vàng ruộng cuối cùng cô đặt tô xuống đưa tay lên quẹt miệng thế chú ngủ ở đâu tất nhiên là ngủ trên lầu phòng của tôi rồi tròn xoe mắt nhìn chăm chú tôn duy hồi lâu lúc này đỗ như mới cất giọng hay là chú cho tôi ngủ chung nhé cái gì điên à trai đơn gái chiếc, làm sao mà ngủ chung được này này cô bị làm sao đấy Tôi... Cô sợ ma à? Tôi không sợ ma, nhưng mà tôi muốn ngủ cùng với chú. Cô 20 tuổi rồi, bây giờ lại còn cần phải có người ngủ bên cạnh sao? Không phải cần người bên cạnh, mà tôi sẽ ngủ với chú. Bắt đầu nhận ra ý nghĩa thực sự của từ ngủ. Tôn Duy mới e rè rồi nói. Ý của cô... Hơi nhổm người dậy, đỗ như mới từ từ nhích lại gần tôn duy sau đó nhoẻn miệng cười thì nghĩa là hai chúng ta qua đêm với nhau ấy qua đêm anh chàng họ tôn lúc này bất ngờ và hét lớn cô bị làm sao đấy cô bị điên à ừ. chú chú ngủ với tôi có được không cô bé này hư đốn thật đấy đã gọi tôi là chú mà tại sao lại ăn nói như thế? Thế cô có hiểu rõ trai gái ngủ với nhau là như thế nào không? Đối diện cô lắc đầu ngay, không một chút đắn đo. Chưa, chính vì chưa hiểu nó ra sao nên tôi mới muốn thử. Điên! Cầm lấy tô mì còn ít nước, Tôn Duy đứng dậy nhanh chóng, làm mặt nghiêm nghị. Đừng có linh tinh nữa, đây không phải là trò đùa, để cô muốn nói thử là thử. Cô mau vào phòng đi, sáng mai dậy đầu óc của cô ấy, sẽ tỉnh táo lại toàn cất bước thì tự dưng tôn duy bị cô nắm lấy áo kéo giật lại may là cô không dùng sức nhiều nếu không ấy anh đã ngã nhào ra phía sau rồi chú này chú ngủ với tôi đi điền tiết trước cái thái độ ngoan cố từ cô anh mới gạt mạnh tay cô bé đồng thời quay qua quát lớn giống như lúc này là muốn hét vào mặt của cô không, không và không. Tại sao chứ? Chú có bị thiệt thòi cái gì đâu? Cô không hiểu cái khỉ gì à? Thế tôi phải hiểu kiểu gì đây? Tôi là người đàn ông đã có vợ rồi. Giọng nói kiên quyết ấy khiến cho cô ngừng lại. Cô nghiêng đầu hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía anh chàng xa lạ kia. Còn anh, sau mấy giây lấy lại bình tĩnh mới từ tốn nói tiếp. Tôi không thể nào phản bội vợ tôi được. Dù chỉ qua đêm một lần với người khác, thì cũng được gọi là ngoại tình rồi. Tôi nhất định không làm tổn thương cô ấy. Đó là điều cô chẳng bao giờ hiểu được. Ném cái nhìn lạnh lùng vào cô, Tôn Duy lặng lẽ đi lên trên lầu, quên mất việc, vầy vào phòng bếp để rửa cái tô. Không hiểu tại sao cô cứ đứng bất động, thậm chí đến khi anh chàng họ Tôn đã đóng cửa phòng hơn 10 phút, mà cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mí mắt của cô trùng xuống chẳng phải buồn chỉ là cô bắt đầu nghĩ ngợi đêm nay cô đã tình cờ gặp một chàng trai kỳ lạ có thật trên đời tồn tại như vậy sao có vẻ như cô cảm thấy thú vị với chuyện qua đêm ở nơi này đối với một kẻ sắp chết như cô cuộc phiêu lưu tình ái như thế này đáng để thử một lần chợt cô thấy áo khoác vét của tôn duy vứt bừa bãi trên bàn. Đào mắt cô tiến tới gần, đưa tay thò vào trong túi, lấy ra vài giấy tờ tùy thân. Sau khi xem sơ qua chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, thì cô ngạc nhiên thấy tấm thẻ nhân viên kế toán, công ty mỹ phẩm Hoàng Hiệp của anh. Hóa ra là chú làm việc cho Hoàng Hiệp. Cô nhủ thầm rồi lập tức nở một nụ cười, kiểu như vừa hình hành một âm mưu nào đó trả lại những giấy tờ vào trong túi áo. Cô mới chuyển rời ánh mắt lên bức tranh treo tường, là tấm hình của một cô gái xinh đẹp. Đó chính là vợ của Tôn Duy. Nằm xuống giường hơn nửa tiếng, mà anh vẫn chưa chợp mắt được. Câu nói bạo gạn, từ đỗ như ban nãy, cứ lờn vờn trong đầu óc của anh, khiến cho anh rối bời. Anh thắc mắc, cô có vấn đề về thần kinh hay sao nhỉ? Tại sao lại đòi qua đêm với một người đàn ông hoàn toàn không quen biết? Hay cô bé đó bị dầm mưa Nên mê sàng và nói linh tinh Tôn Duy thở dài Vò đầu soàn soạt Thanh niên thời nay hư hỏng quá đang yên đang lành Thử hỏi cô cô gái nào Lại muốn mất đi trình tiết Anh nghĩ tốt nhất là không nên dính dáng gì đến cô Chưa kể gia đình cô bé kỳ quặc ấy Thế nào anh còn chưa rõ Không khéo bản thân lại tự chuốc lấy phiền phức Thì lại mệt người Sáng mai Tuần Duy phải tống của nợ đó ra khỏi nhà, càng sớm càng tốt. Anh liền nhắm mắt lại, cầu mong trời nhanh sáng để đuổi quách cô bé rắc rối kia. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Tuân Duy đã rời phòng, khe khẽ bước xuống dưới nhà, xem cô đã dậy chưa. Thường ngày dù chuông báo thức có reo inh ỏi hơn chục lần, anh cũng không muốn rời khỏi giường ấy vậy mà sáng nay chẳng cần đợi bất kỳ âm thanh nào vang lên bản thân của anh vẫn dậy thật sớm anh nhìn giáo giác ngôi nhà trống vắng còn chìm trong màn đêm mờ ảo cảm giác không gian lặng yên đến kỳ lạ mau chóng anh đi chậm chạp đến gần phòng ngủ dành cho khách nhẹ nhàng mở cánh cửa ra lạnh tanh chẳng có bóng dáng ai hết tức là đỗ như đã rời khỏi nhà trước khi trời hừng sáng Ừ. Con bé này biết điều thật đấy. Cuốn gói đi một cách nhẹ nhàng. Khỏi mất công mình đuổi. Anh vừa lầm bầm vừa hít hà. Lọng nhẹ nhõm vô cùng. Mấy phút sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Thì chợt thấy có mảnh giấy nhỏ. Xếp ngay ngắn dưới cái tô mì. Được rửa sạch đêm qua. Không chần chờ anh đã cầm nó lên và đọc. Dòng chữ ngay ngắn. Với những nét tròn trịa xuất hiện dưới đáy mắt cảm ơn chú vì bữa mì ngon tuyệt chiếc áo và chỗ ngủ thật là ấm cúng hy vọng hai chúng ta sẽ sớm hội ngộ <laughs> tốt nhất ấy là đừng nên gặp lại nhau tôi chẳng mong dính dáng gì đến cô đâu hạ mảnh dây xuống vừa thầm nhủ anh vừa mở tủ lấy chảo chiên trứng ốp la chuẩn bị bữa sáng lái xe vào bãi đỗ anh tắt máy rồi cầm chiếc cặp da bước xuống, chỉnh trang lại quần áo, anh ngước nhìn đồng hồ đúng 7 giờ 30 phút. Hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi. Từ tốn, chàng trai đi về phía cửa công ty. Đang đứng chờ thang máy thì anh giật mình khi có người đập tay lên vai của anh thật mạnh. Quay qua anh thấy gương mặt quen thuộc của một đồng nghiệp. "Mới sáng ra, xếp bảo mình đi tìm cậu đấy. Mình phải đứng ở đây, chờ cậu ngay cổng thang máy." giống như ngành đón tổng thống không? Có cái chuyện gì mà gấp thế? Dạo gần đây cậu có đụng chạm đến người nhà họ đỗ không? Họ là chủ của công ty Hoàng Hiệp đấy. Chuyện xảy ra thì phiền phức lắm đấy nhá. Tôi đâu có gây sự với ai đâu, càng không dính dáng gì đến người nào họ đỗ hết. Ừ, thế thì lạ nhỉ. Sếp nói rằng là cô chủ muốn gặp cậu đấy. Cô chủ á, cô ấy muốn gặp tôi á vì cái gì làm sao mà tôi biết được nên vừa rồi tôi mới hỏi cậu là có đụng chạm gì với người họ đỗ không cô chủ nhà đấy vào tận công ty để gặp cậu đấy tôn duy khó hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra đây tại sao tự dưng cô chủ họ đỗ lại muốn gặp anh dạo này tôn duy nhớ mình đâu có đụng hay là chạm gì đến ai đâu nhỉ vấn đề này xem ra không ổn rồi dù sao thì chẳng thể nào đoán mò được anh phải đến gặp mặt trực tiếp cái cô đấy Thì may ra mới biết rõ đầu đuôi sự việc Thế cô ấy hẹn gặp ở đâu? Hẹn ở phòng họp ấy, tầng 12 Chắc là sắp đến rồi đấy Cửa thang máy mở ra Chào người đồng nghiệp kia xong Anh nhanh chóng bước ra Tiến về cuối dãy hành lang Hít thở sâu Anh mới khẽ khàng đẩy cửa đi vào trong phòng họp Nơi đây vắng hoe chỉ có chiếc bàn dài và những cái ghế được xếp ngay ngắn như chờ đợi Đảo mắt khắp gian phòng bỗng anh thấy gần cửa sổ xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ ngồi trên ghế dựa xoay trần gác lên bàn hồ sơ ngay bên cạnh anh trông không rõ mặt đối phương vì cô quay đầu hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như đang chìm vào cõi mộng nào đó đứng tần ngần hồi lâu anh mới chậm rãi cất tiếng nói vừa đủ để cho cô gái đó nghe cho hỏi có phải là cô chủ đỗ không ạ à? đôi chân hạ xuống cô gái dựng thằng người dậy nhưng vẫn chưa xoay mặt qua chú làm gì mà khách sáo thế chất giọng đùa cợt và cái cách xưng hô đó khiến cho duy kinh ngạc cô lẽ nào chiếc ghế xoay phát ra sau giúp cho anh nhìn rõ gương mặt quen thuộc của đỗ như vẫn là nụ cười tươi giói, nét đó lình tinh nghịch đêm hôm qua. Khỏi phải nói, toàn thân của anh cứng đơ chẳng thể nào nhúc nhích được. Cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều nghiêng ngả siêu vẹo, hệt như vô số những ảo ảnh méo mó. Tại sao sắc mặt của chú tệ thế? Bất ngờ khi gặp tôi à? Tôi đã ghi trong mảnh giấy là chúng ta sẽ sớm hội ngộ rồi mà. Vậy ra, cô là cô chủ đỗ sao? Yes. Chú không nhận thấy. Cái họ của tôi là họ đỗ à? Đối diện tôn duy rũ người. Thảo nào lúc nghe đỗ như giới thiệu. Anh đã thấy quen quen. Nhưng có nằm mơ chẳng thể nào ngờ được. Cô chính là cô chủ đỗ. Con gái của giám đốc công ty Hoàng Hiệp. Nơi mình đang làm việc. Thế thì Tôn Duy càng lấy làm khó hiểu hơn. Một cô chủ danh giá như vậy, tại sao đêm qua lại trông thảm thương với bộ dạng ướt sũng vì mắc mưa? Chưa kể, cô còn nói ra những câu quỳ cục, giống hệt như một đứa trẻ hư hỏng, không được dạy bảo đàng hoàng. Chú không tin tôi, là cô chủ đỗ à? ấy ấy, không phải, chỉ là tôi rất bất ngờ trước cái thân phận cao quý của cô. Nhưng lý do gì mà cô đến tận đây để gặp tôi? Hai ta còn nợ nần gì nhau à? Chú cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện này muốn bàn với chú. Thấy cô hướng đôi mắt ra lệnh cho mình Hãy ngồi vào chiếc ghế gần đó Tôn Duy tự nhủ Nếu cô không phải là con gái của giám đốc Thì hẳn rằng anh sẽ mắng cho cô một trận Về cái tội bất lịch sự với người lớn Vừa đặt mông xuống ghế Duy đã tròn xoe mắt Vì bắt gặp Sấp hồ sơ nằm im lìm dưới bàn Giấy tờ gì đây Chẳng nhẽ Cô định đuổi việc anh Vì đêm qua anh đã lái xe đụng vào cô sao Cảm giác cộ hỏng bắt đầu khô dần. Anh đổ mồ hôi, dù trong phòng họp đang mở máy lạnh. Chú hãy xem bàn hợp đồng đấy đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hợp đồng gì đây? Có ai cho tôi biết cái quái quỷ gì đang sắp xảy ra không? Đó là những điều tồn tại trong mớ óc quay cuồng của Tôn Duy lúc này. Dường như não của anh không bao giờ ngừng suy nghĩ. Tùy tay của anh đang cầm sấp hồ sơ, nhưng mắt của anh lại lén nhìn Đỗ Như kiểu như sợ cô đột ngột giết chết mình. Bản hợp đồng ngoại tình đấy. Lần đầu tiên Tôn Duy gặp loại giấy tờ mới mẻ này. Là cái gì đây? Tên bản hợp đồng này. Tôi chưa nghe bao giờ. Đúng rồi, bởi cái đấy là do tôi làm mà. Hợp đồng giữa tôi và chú. Độ Như dùng chân nhích nhích ghế, sau đó sát lại bàn, dễ dàng chống cằm xuống. Tôi xem sơ qua, mà chả hiểu cái gì. Cô có thể nói rõ cho tôi nghe không? Chú có thật là làm nhân viên kế toán không? Tại sao chú ngốc thế nhở? Này này, cho dù cô là con gái của giám đốc, nhưng so với tuổi tác, tôi lớn hơn cô. Thế nên mong cô tôn trọng tôi bằng việc cẩn thận lời lẽ khi nói chuyện đấy. Xem ra Tôn Duy rất để tâm tới vấn đề này. Ok được thôi, chú mới ba mươi. Làm sao mà khó tính thế à? Trông nét mặt hầm hầm của anh chàng họ tôn, cô mới nhuền miệng cười và nói tiếp. Tôi sẽ nói rõ nhá, vẫn là yêu cầu của đêm qua. Tôi muốn, chú hãy ngủ với tôi. Dẫu hiện tại đang là ban ngày, và ngoài kia nắng đang lên cao. Nhưng Tôn Duy không hiểu lý do gì, lại nghe xét đánh bên tai. Âm thanh ầm ầm nghe rất lớn, Tường chừng xé toạc cả người anh chứ chẳng đùa một lần nữa cô bé quỷ quái này muốn anh ngủ với cô rốt cuộc nó có bình thường không chắc chắn là cô chủ đỗ trước mặt anh có vấn đề về thần kinh xem chừng bệnh tình khá nặng này tại sao chú im du thế trông mặt của chú hơi khó coi nhỉ cô bị điên đẻ đừng có mang tôi ra làm trò đùa nếu như cô buồn cô tìm người khác giúp cô giải khuây đi còn tôi, cô tha cho tôi. Hết xong, Tôn Duy nhìn chằm chằm vào Đỗ Như. Anh hết chịu nổi cái tính kiều đùa quá lố từ cô rồi. Về phía của cô, cô không hề giận dữ hay cảm thấy bị xúc phạm bởi một người nhân viên nhỏ bé như anh. Trái lại bản thân của cô còn cảm thấy rất là thú vị. Chú vô cùng thẳng thắn. Tôi thích như thế. Để tôi kể cho chú nghe vài điều về tôi nhé. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi học quản trị kinh doanh nhưng thường xuyên trốn học. Bị bệnh tim. Sống chả được bao lâu nữa. Bị bạn trai bỏ rơi, không ai yêu thương. Tôi muốn trước lúc chết, tôi sẽ được nếm thử. Thử qua tất cả mọi thứ trên đời này. Ví dụ như đi bar này, uống rượu, thậm chí cả thuốc lắc và tình dục. Tôi đoán chúng là những trải nghiệm vô cùng thú vị nghe cô nói xong về bản thân mình anh bất động trong vài giây anh bất ngờ về cuộc sống của một cô gái quyền quý như cô bị bệnh tim bị người yêu bỏ rơi sao không có ai bên cạnh ư nhưng tại sao cô lại muốn thử đi ba một lần uống rượu thuốc lắc và còn có cả tình dục sao đúng là suy nghĩ lệch lạc của tuổi trẻ bồng bột cô nói rằng cô bị bệnh tim sao đúng thế Lũ bác sĩ vô dụng Bảo tôi Sẽ chết Chắc là không lâu nữa đâu Tại sao cô không chữa trị đi Thế chú có biết chữa trị bằng phương pháp gì không Họ Sẽ thay van tim nhân tạo cho tôi đấy Tôi chẳng hề muốn sống với cái trái tim Suốt ngày kêu tích tích như đồng hồ Trong lồng ngực của mình Vài năm lại mổ ra Sau đó lại thay vào một cái van tim khác Nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết chú có biết không thế thì tại sao cô không sống thật tốt cho những ngày cuối đời của mình ba bia rượu thuốc lắc tình dục đều là những thứ rất đáng sợ cô đừng có dại dột mà dính vào tôi biết nó hủy hoại thân thể của tôi bởi vì tôi cũng sẽ chết sớm mà tôi ngạc nhiên khi nhiều người quỵ lụy những thứ đó tôi muốn thử đúng là không thể nói lại được cô Chú giúp tôi đi tôi năn nỉ chú đấy hãy làm tình với tôi tôi nhất định phải thử sách thôi nào đàn ông như chú không phải là rất thích sách à chú đồng ý đi thử ngoại tình một lần xem sao bản hợp đồng này chỉ kéo dài của hai tháng thôi tôn duy bước nhanh đến chỗ của đỗ như rồi dùng hai tay giữ chặt đôi vai mỏng manh ấy lắc mạnh để giúp cho cô trấn tĩnh lại Cô đừng nói mấy cái lời dại dột này nữa. Cô đang tự biến mình thành một thứ rẻ tiền đấy. Hưởng ánh mắt thích thú vào chàng trai kỳ lạ này. Cô chủ nhỏ này lại tiếp tục nở ra một nụ cười trêu đùa và lặp lại vòn vẹn câu nói ban nãy. Chú hãy ngủ với tôi đi. Nghiến răng, Tôn Duy mau chóng buông tay khỏi Đỗ Như, mặt đanh lại. Xin lỗi cô, tôi là một người đàn ông không phải là trai bao. Cô đi tìm người khác đi. Lập tức xoay người, Tôn Duy Toàn mở cửa bước ra phòng. Thì giọng của cô ở phía sau thật rõ ràng, dù không lớn nhưng lại đủ sức kéo giữ chân của anh lại. Nếu như chú không ký vào hợp đồng ngoại tình này, thì tôi sẽ đuổi việc chú. Đôi tay đặt lên cánh cửa phòng định đẩy ra, đã mau chóng cứng đơ lại. Cái nhìn của Tôn Duy đứng yên vô hồn. Bây giờ, cô còn dùng cả chiêu hèn hạ này để uy hiếp anh. Sau mấy giây phút lặng thinh, anh lên tiếng thật trầm. Cô đang dọa tôi đây à? Tôi không dọa. Chỉ yêu cầu chú lập tức bị sa thải thôi. Chú có thử không? Cô đang ép tôi sao? Cái này thì đúng. Bằng mọi giá, tôi bắt chú ký tên vào bản hợp đồng kia. Cô xem thường tôi quá rồi đấy. Tôn Duy từ từ quay mặt đối diện với Đỗ Như bằng một nụ cười ngạo nghễ, cố tỏ ra khí phách. Nghỉ việc ở Hoàng Nghiệp, tôi vẫn có thể xin làm ở chỗ khác. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi, cộng thêm mấy chứng chỉ khác nữa, thì tôi đủ sức vào một công ty tư nhân và làm việc. Thế chú có biết thế lực nhà họ đỗ lớn thế nào không? Chuyện gì xảy ra nếu như tôi đút lót tiền bảo các công ty khác không nhận chú mà cho dù việc này không thể chắc chắn ấy, thì tôi chắc chắn sẽ gây rắc rối cho gia đình của chú từ cô vợ xinh đẹp của chú này đến người mẹ già mắc bệnh và bốn đứa em gái của chú thế nào chú có đồng ý không cô cô cho người điều tra về gia đình của tôi thám tử tư của tôi làm việc rất hiệu quả thế nào chú có ký không cô cô đúng là bị ổi tôi trước giờ vẫn vậy rồi chú sẽ biết rõ thôi đỗ như ấn ngón tay xuống bàn hợp đồng trên bàn rồi nói tiếp tôi để chú thời hạn suy nghĩ là hết ngày hôm nay nhé buổi tối đến gặp tôi ngay tại phòng họp này và cho tôi câu trả lời tốt nhất dứt lời đỗ như đi chầm chậm lại gần chỗ của tôn duy còn đứng nhìn chân chối đẩy nhẹ anh sang một bên rồi mở cửa phòng bước ra ngoài anh thấy không gian phía trước trắng xóa đầu óc của anh mờ mịt chẳng chứa đựng bất cứ dòng suy nghĩ nào đưa mắt qua bên phải bàn hợp đồng đáng nguyên rủa đang còn nằm ở đấy như chọc tức anh tôn duy mím môi ném mạnh chiếc cặp trên tay xuống đất tôn duy nhắm mắt thở dài câu nói đe dọa của đỗ như sáng nay khiến anh chẳng còn tâm trí mà làm việc Thật sự anh hoàn toàn bế tắc, chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Thế lực nhà họ Đỗ không hề nhỏ. Anh biết, vì vậy nếu như đối đầu với Đỗ Như, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Người thua thiệt hiển nhiên là anh. Chưa kể còn làm liên lụy đến người nhà của anh nữa. Nhưng nếu như đồng ý ký vào bản hợp đồng kia, thì anh sẽ trở thành kẻ ngoại tình, phản bội vợ. Anh không thể Ngả đầu ra phía sau, Tôn Duy hướng mắt nhìn lên trần phòng. Càng nghĩ bản thân càng ghét cay ghét đắng đỗ như. Tự dưng lại chọn đúng anh làm người thử nghiệm tình dục. Đêm hôm qua, trông cô giống một cô bé láo lình và có một chút nét ngây ngô. Nhưng sáng nay nhìn cô cứ như một người hoàn toàn khác. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng, nụ cười đầy toan tính. Là kẻ dùng mọi thủ đoạn đạt được thứ mình mong muốn. Nếu biết sẽ ra cơ sự này, thì ngày hôm qua anh bỏ mặc cô nằm dưới mưa rồi. Đôi khi lòng tốt lại làm hại chính mình. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ dối bời, thì anh giật mình vì chuông điện thoại reo lên. Đưa tay cầm điện thoại lên, mắt anh tròn xoe khi trông rõ tên người gọi là vợ anh. Sửa giọng, Tôn Duy mới chậm rãi bất mày. Alo, anh à, em đây. Ừ, anh biết rồi. Em đã về chưa? Hay còn đi công tác? Đáng lẽ ra công việc vẫn còn nhiều, nhưng mà em xin phép xếp về. Em nhớ anh lắm chồng à, tối nay vợ chồng mình cùng nhau đi ăn tối nhé. Nghe câu nói tràn đầy tình cảm của Ngọc, Tuần Duy bất giác im lặng, tự dưng anh thấy xúc động bởi một điều gì đó. Anh ơi, sao anh không trả lời em? À, anh đang bận một vài thứ. Ok, anh tranh thủ về sớm và cùng em đi ăn tối nhé tôn duy hạ điện thoại xuống anh mỉm cười vợ đáng yêu như vậy quan tâm ân cần với anh nhiều như vậy lẽ nào anh lại nhẫn tâm phản bội cô không được tuyệt đối tôn duy không thể thành kẻ xấu xa đến như vậy nếu như chấp nhận qua đêm với đỗ như thì nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình dù có bị đuổi việc hoặc bị chèn ép ra sao tin rằng vợ của anh sẽ luôn luôn bên cạnh cùng anh vượt qua mọi khó khăn nếu như anh lỡ bị đuổi việc đáng ra tôn duy đã quyết định từ chối ký vào bản hợp đồng ngoại tình thế nhưng đúng lúc đó có một cuộc gọi khác anh ngạc nhiên vì đó là giọng của em gái anh hai ơi bé út này em không làm phiền anh đâu nhưng mà bệnh của mẹ tái phát nữa rồi em với ba chị đưa mẹ vào bệnh viện hơn cả tuần nay rồi tình hình mẹ thế nào rồi sao không nói cho anh biết sớm dạ tạm ổn rồi ạ à? mẹ được kiểm tra theo dõi nhiều lần một ngày tiền anh gửi bọn em mua thuốc cho mẹ gần hết em với chị tư sắp đến kỳ đóng học phí rồi anh hai à anh chuyển thêm tiền về quê có được không ừ ừ ngày mai anh chuyển về nếu cần thêm gì mấy đứa nhớ báo cho anh nhé ừ, anh hai nhờ tiền anh gửi mà mình được xây một ngôi nhà khang trang và không bị ngập nước đấy. Bọn em sống thích lắm. Thế thì anh yên tâm rồi. Bốn đứa đừng lo về tiền bạc, cứ chăm chỉ học tập thật giỏi nhá. Nhớ, chăm sóc cho mẹ chu đáo đấy. Bọn em biết mà, khi nào anh hai rảnh, anh hai nhớ về thăm nhà nhá. Ai cũng nhớ anh. Ừ, anh biết rồi. Để anh tranh thủ sắp xếp thời gian về tắt máy tôn duy gục đầu xuống bàn nhịp thở nghe rất nặng nề với tình hình này nếu bị đuổi việc không tìm được việc mới thì anh phải làm sao đây bệnh của mẹ tiền sinh hoạt và học phí của bốn đứa em không thể nào không có cuộc đời à tại sao lại oái âm như vậy gần chiều tối tôn duy đang kiểm tra lại sổ sách thì giọng một người đồng nghiệp vang lên bên cạnh nghe khá là hí hửng Bọn tớ sắp đi nhậu rồi Cậu có đi cùng không? Không được rồi, tớ phải làm xong việc Có lẽ hôm nay Tớ về hơi trễ Ôi giời ơi Cái gì mà làm việc cật lực thế này Còn trẻ như cậu mà cứ làm việc như thế Chán chết đi được Vừa chật lưỡi vừa rời khỏi bàn Người đồng nghiệp cảm thấy chán trường Trước cái kiểu sống quá ư chăm chỉ của anh Dõi theo bóng dáng từng người rời khỏi phòng kế toán anh ngả lưng ra sau ghế, thở đều đều, hướng cái nhìn trống rỗng vào không gian tĩnh lặng. Sau khi đắn đo suy nghĩ trong sự dằn vặt và khổ tâm, cuối cùng anh đã quyết định ký tên vào bản hợp đồng ngoại tình đó. Đây là lựa chọn duy nhất. Anh chẳng thể bỏ mặc mẹ và các em được. Bản thân thành có lỗi với Ngọc. Việc ngoại tình chỉ vòn vẹn trong hai tháng thôi, rồi sẽ qua nhanh chóng. Anh nhất định cố gắng không để cho vợ biết. Khi nào mọi thứ kết thúc anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi với cô. Dựng người đứng thẳng dậy, anh lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài phòng. Dường như tất cả đều ra vời hết. Đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 7 giờ. Anh liền đứng lên thu xếp sổ sách giấy tờ, rồi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Ngọc. Số điện thoại này hiện tại đang bận vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp tần ngần vài phút tôn duy chậm rãi nói vào điện thoại giọng nói trầm ấm em à chắc tối nay anh về trễ em cứ dùng bữa tối trước và đi ngủ nhé đừng có chờ anh anh xin lỗi vì đã thất hứa với em ngủ ngon nhé để lại lời nhắn xong tôn duy tắt điện thoại vì sợ trong lúc gặp đỗ như ngọc sẽ gọi đến. Bản thân không muốn nói dối vợ thêm một lần nào nữa. Anh ngồi phịch xuống ghế. Anh nhắm mắt cục đầu bên bàn làm việc. Lòng nặng chịu đến khó chịu. Lúc bước vào phòng họp, anh đã thấy Đỗ Như đang ngồi chờ từ lúc nào. Cô vẫn ngồi yên trên chiếc ghế xoay. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh thành phố về đêm. Nghe có tiếng mở cửa. Cô liền quay qua và bắt gặp cái nhìn vô cảm của anh tôi tưởng là chú về rồi chú suy nghĩ kỹ chưa quyết định thế nào ký vào bản hợp đồng hay là chú sẽ bị đuổi việc nhìn bản hợp đồng nằm trên bàn tôn duy chuyển ánh mắt trở lại gỗ như đang suốt ruột chờ câu trả lời cô hãy hứa với tôi hai điều thứ nhất không bao giờ có ý định đuổi việc tôi thứ hai là tuyệt đối không để cho vợ tôi biết chuyện giữa hai chúng ta Hai điều chú vừa nói có sẵn trong hợp đồng mà. Điều hai không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Nên tôi chẳng việc gì, phải gặp vợ chú để báo tin cả. Điều bảy, bên nào tức là tôi. Tuyệt đối không bao giờ đuổi việc bên B. Là chú đấy. Ok chưa? Được rồi, tôi ký. Nói kiên quyết, Tôn Duy mới tiến lại gần bàn, rồi đưa tay đón lấy bản hợp đồng từ Đỗ Như. Sau khi xem qua các điều khoản đặt ra, anh cười nhạt nhẽo. Hợp đồng cái kiểu gì vớ vẩn thế này? Nào là cấm hôn, không được phép có tình cảm. Phải bảo vệ và làm vui lòng nhau. Chỉ thấy có lợi cho cô mà thôi. Vì tôi là người lập ra nó mà. Chưa kể, hiện tại tôi có quyền hơn. Nên bắt buộc chú phải nghe theo tôi. Chú còn thắc mắc gì không? Nhìn chằm chằm về mặt đắc chí của cô. Tôn Duy hậm hực, đặt bàn hợp đồng lên bàn đồng thời lấy trong cặp ra cây bút mực, ký tên ngay chỗ bên bề. Cầm hợp đồng lên xem rõ chữ ký của Tôn Duy. Đỗ Như thích thú, rồi cũng ký tên. Hợp đồng được phô tô ra hai bản, mỗi người giữ một bản. Xong rồi chứ gì, tôi đi về đây. Ấy, khoan đã, chú định đi đâu? Đi về nhà chứ đi đâu. Về á, chú nghĩ cái gì thế? Ở đây chỉ có hai mình, nên bắt đầu trong đêm nay chứ vẫn chưa hiểu rõ yêu cầu từ đỗ như anh nhíu mày nghèn miệng cười đỗ như ngồi lên trên chiếc bàn dài đưa tay vuốt nhẹ cạnh bàn rồi nói tức là bây giờ chú hãy làm tình với tôi trên chiếc bàn này làm tình đêm nay trong cái phòng họp này sao ừm có vấn đề gì à tôi chưa chuẩn bị cái gì cũng chẳng có hứng thú để khi khác đi lấy trong túi áo ra một miếng bao nhỏ đỗ như đưa nó qua sau đó nói tôi biết khi quan hệ phải phòng ngừa nếu không sẽ mang thai ngoài ý muốn vì thế tôi đã uống thuốc ngừa thai và chuẩn bị bao cao su có sẵn cho chú rồi yên tâm tôi không để ngày khác được tôi muốn ngay bây giờ đứng bất động hồi lâu Tôn Duy chợt cười, là cái kiểu cười không ngờ trên đời lại có một đứa con gái hư hỏng đến như vậy. Cô đúng là điên rồi. Chậm rãi, Đỗ Như nằm ngửa xuống bàn, đầu kẹo sang một bên, nói giọng khiêu khích. Chú bảo thế nào cũng được, tôi chả bận tâm. Chú đã ký tên vào bản hợp đồng rồi, thì chú phải thực hiện theo yêu cầu của tôi chứ. Thế nào? Chú không dám à? À, hay là chú có vấn đề về sinh lý nếu như vợ chú muốn làm tình thì chú phản ứng thế nào nói vào mặt cô ta rằng em đúng là bị điên à quan hệ nam nữ là chuyện hết sức bình thường có cái gì xấu hổ đâu thầy tôn duy vẫn im lặng cô nhoèn miệng cười này này chú cảm thấy có lỗi với vợ à hiện nay thiếu gì đàn ông ngoại tình chú đừng có ra vẻ ta đây cao cả thậm chí nếu vợ chú biết ấy cũng làm lơ thôi có vẻ như câu nói đó khiến cơn giận dữ trong lòng dâng trào vì anh đã ném mạnh cái cặp da xuống đất và ngay lập tức bước đến bên bàn giữ chặt lấy hai tay cô đỗ như đôi mắt của anh căm phẫn đừng có nói về vợ tôi cái kiểu đó cô không giống cô ấy thôi ngay cứ trò khiêu khích vớ vẩn đi được cô muốn làm tình chứ gì tôi sẽ chiều cô dứt lời tôn duy nắm lấy cổ áo sơ mi của đỗ như dùng sức kéo bung ra hiển nhiên cô thoáng giật mình trước cái hành động dữ dội từ chàng trai này tất cả chưa dừng ở đó khi mà anh đặt bàn tay to lớn lên ngực của cô ngay lúc này đỗ như bất ngờ kêu lên một tiếng nhưng sau đó nhanh chóng bịt miệng lại bởi không ngờ bản thân mình lại vừa phát ra cái âm thanh kỳ cục đó cười khinh tôn duy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh giọng mỉa mai. Tôi sẽ cho cô thấy tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao. Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ đâu. Chú đừng có hù dọa tôi. Tôi chả sợ. Nghiến răng vì điên tiết trước cái dáng vẻ thách thức của cô. Anh tức khắc cúi xuống hôn lên cổ của cô. Anh không biết mình đang làm gì với hàng ngàn suy nghĩ rối tung. Điên cuồng giận dữ. Chỉ là như vậy. Còn về phía của cô, cô thấy một cảm xúc khác thường chạy dọc cơ thể của mình lúc cuộc làm tình bắt đầu thân thể của cô nóng gian cảm giác rất lạ kỳ lần đầu tiên trong đời cô trải qua cái điều này tưởng tượng như có một dòng dung nham sắp tuôn trào khỏi lồng ngực của cô dẫu thứ lạ lùng đó mang đến cho cô sự khoái cảm thú vị nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng của cô xuất hiện một nỗi đau kỳ quặc đúng tình dục không êm ái như cô nghĩ phải chăng về việc đêm qua không có sự hòa quyện của tình yêu sau vài phút khuấy động ngọn lửa tình trên người của cô tôn duy dừng lại thở mệt nhọc chưa bao giờ đầu óc của anh muốn nổ tung như hiện tại mọi chuyện vừa xảy ra giống hệt một cuộn phim trắng xóa không hề tồn tại bất kỳ một hình ảnh nào đến nỗi anh cứ ngỡ rằng mình vừa mới mất đi ký ức Nghe nhịp thở đều đều của Đỗ Như Tuần Duy mới chậm rãi hướng cái nhìn xuống cô Anh thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi Chốc chốc lại run rẩy như một chú chim non mới đẻ Gương mặt của cô hơi bất thần Đôi mắt của cô trống rỗng vô định Cô đang sợ ư Cô ổn đấy chứ Chất giọng dịu dàng của Tuân Duy Khiến cho Đỗ Như sực tỉnh Khẽ xoay đầu qua một bên Cô trông rõ khuôn mặt đầy lo âu của anh chú mang cái kia vào đi rồi hãy vào bên trong tôi nhé không phải đàn ông thích cái cảm giác đấy à tôi muốn thử xem thế nào nó thú vị giường nào tiếng cười đứt quãng của đỗ như khiến cho tôn duy ngần như lặng người anh không hiểu gì hoàn toàn không hiểu chẳng hề tức giận như ban nãy mà ngay bây giờ chàng trai ấy chỉ cảm thấy đau giống như cô anh đau cái gì anh còn không rõ anh vừa lấy cái áo khoác trên thành ghế anh choàng lên tấm thân đang run rẩy của cô, siết chặt lấy bờ vai của cô, đồng thời anh cất giọng. Tại sao cô lại sống đến nông nỗi này? Nằm dưới bàn, cô hoàn toàn bất động trước câu hỏi buồn bã từ đối phương. Cô nghe rõ trái tim yếu ớt trong lồng ngực của mình, hẫng đi một nhịp. Cài lại nút áo, anh lặng lặng bước đến gần cửa, cúi xuống nhặt chiếc cặp ra rồi chầm chạp rời khỏi phòng không nói thêm lời nào nữa tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần bây giờ cô mới ngồi dậy tay giữ chặt chiếc áo khoác đang ôm trọn cả cơ thể của mình giống như vòng tay của người đàn ông đó đang ôm cô cô cũng hỏi chính mình bản thân mình vừa làm chuyện gì thế này yêu cầu một chàng trai xa lạ làm tình với mình để có thể cảm nhận được những trải nghiệm thú vị tại sao cô lại sống gian nông nỗi này Nhớ lại câu hỏi xót xa của anh Cô nhắm mắt và co người sát vào Cô không biết trả lời anh thế nào Cô nhẹ nhàng gục đầu lên hai bàn tay Nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi đều trong căn phòng vắng vẻ Và buồn tẻ này Tôi sẽ cho cô thấy Tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ đâu Tự nhiên nhớ lại Cô cười ngặt nghẽo Ừm Đúng vậy, nó rất tệ. Bước vào nhà với tâm trạng mỏi mệt, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng. Dù đồng hồ lúc này điểm hơn 10 giờ và Ngọc đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh. Sao em chưa ngủ? Ngọc dịu rụi mắt khi nhìn thấy Tôn Duy, sau đó mừng rỡ ôm lấy anh, giống hệt một chú chim non, giọng nói của cô thì tiếu tít em đợi anh về suýt chút nữa là ngủ quên đấy em không nhận được tin nhắn của anh à anh bảo anh về trễ mà em có nhận nhưng mà em muốn chờ anh về mới yên tâm được chứ chồng à em nhớ anh lắm sững người trong chốc lát anh liền ôm chặt lấy ngọc liên tưởng đến chuyện khi nãy đối với đỗ như anh thấy xấu hổ trước tình cảm của vợ nhưng anh không biết làm gì ngoài việc giấu nước mắt vào lòng Xin lỗi Anh xin lỗi Tuần Duy lúc này bực mình gắt qua điện thoại Dù biết rõ người đầu bên kia Là con gái giám đốc Hoàng Hiệp Tôi đang làm việc Cô đừng có gọi cho tôi nữa Chú làm cái gì mà khó chịu thế Tôi chỉ bảo chú đến trường đại học Đón tôi thôi Chứ cô kêu chú Đi hái mặt trăng trên bầu trời đâu Dạ thưa cô Tôi đang còn trong giờ làm việc Tôi không rảnh để đi đón cô Tại sao cô không gọi cho tài xế của cô? Nhà cô giàu nứt vách đổ tường còn gì? Tôi không muốn gặp mấy cái ông già đó. Họ đều là tay sai của bà mẹ tôi. Vậy thì cô tự về đi. Tôi chẳng phải là vệ sĩ hay là tài xế riêng của cô. Thế chú quên trong hợp đồng có ghi điều khoản à? Bên B, bảo vệ bên A còn gì? Tôi đang gặp rắc rối với vài đứa nhỏ đáng ghét trong giảng đường. Chúng nó dọa tôi Trưa nay sẽ không cho tôi tìm được đường về nhà đấy. Chú mau đến đây bảo vệ tôi đi. Nếu như chú cãi lời, thì xem như chú vi phạm hợp đồng. Còn dành láo liếu này, dám lôi hợp đồng ra đè đầu mình. Chết tiệt. Đáng lẽ mình nên chỉnh sửa lại những điều khoản vớ vẩn mà cô ta đã viết ra. Giờ tự nhiên bắt đi làm vệ sĩ, kiêm luôn việc đưa đón con bé tinh danh này. Tại sao tôi lại khổ thế này chứ? Tôi vi phạm hợp đồng thì làm sao? Tôi mặc xác cô. Tôi còn phải làm việc để kiếm sống, chứ tôi không có rảnh rang chọc phá người khác giống như cô đâu. Chào. Cúp điện thoại một cách thô bạo. Tuần Duy tắt máy ngay tức khắc để khỏi nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào từ cô. Cô giống như một con ma vậy, cứ đeo bám anh. Dáng vẻ bực bội của anh khiến những đồng nghiệp khác trong phòng cứ nhìn chằm chằm khó hiểu. Họ nghĩ rằng Chàng trai này xa vợ lâu ngày quá Nên rất dễ nổi nóng Tôn Duy tiếp tục công việc còn giang dở của mình Nhập số liệu vào máy vi tính Ngón tay đang gõ trên bàn phím Mắt không rời màn hình Nhưng đầu óc Lại nghĩ về chuyện bản thân của mình Đã vi phạm điều khoản 6 trong hợp đồng Chính vì vậy Anh đã nhập sai số Anh thở dài chán nản Ngừng lại đầu hơi cúi xuống Cuối cùng anh đành đứng bật dậy nhanh chóng la ẩm mỹ rồi rời khỏi bàn làm việc dừng lại thở hổn hển anh mệt muốn đứt hơi vì phóng như bay từ công ty đến trường đại học đứng thẳng dậy anh vừa lau mồ hôi ướt đẫm chán vừa đưa mắt nhìn giáo rác khắp sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên và mau chóng nhìn thấy bóng dáng của đỗ như đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa lầm rầm trong miệng vài câu anh chậm chạp bước tới tôi chẳng biết tại sao tôi lại nghe theo lời của cô nghe cầu chán trường vang bên cạnh đỗ như mỉm cười biết ngay là ai dù chưa xoay qua xem mặt đối phương dẫu sao cũng dễ đoán tôi biết là chú sẽ đến giữ nguyên nụ cười thích thú đỗ như hướng ánh mắt sang anh chàng họ tôn kia về phía của anh khi nghe được câu nói châm chọc đó thì lòng của anh lại càng thêm bực bội tịnh mắng cho cô vài câu nhưng chợt thấy quần áo trên người của cô lấm bẩn mặt mũi chảy sức rớm máu giống như là vừa xảy ra một cuộc ẩu đả cô bị làm sao thế kia ừ mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa lúc nãy tôi nói với chú qua điện thoại rồi mà tôi gặp rắc rối với mấy con bé cùng giảng đường tôi vừa mới oánh nhau với chúng xong tại sao cô là con gái mà cô lại lưu manh quá vậy mẹ cô mà biết chắc chắn là bà sẽ lo cho cô đấy lo lắng cho tôi á bà ấy còn không cần tôi huống gì đến chuyện lo lắng cho tôi đối với bà ấy hoàng hiệp mới là quan trọng quan trọng hơn cả con gái ruột của mình mối quan hệ của cô với bà ấy không được tốt à nhìn sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của tôn duy cô mới lắc đầu rồi nói Chú Chú lại vi phạm điều 3 trong hợp đồng rồi đấy nhá Không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương Khả năng nhớ của chú Quả thật Rất là tệ Khỉ thật đấy Nhìn nét mặt khó coi của đối phương Đỗ như không cười Mà lại nói tiếp Tôi xin lỗi nhá Vì ép chú ký tên vào bản hợp đồng Khiến chú phản bội vợ của chú Chú có thể nghĩ Tôi là đứa con gái trả ra gì Ừ, Chú nghĩ gì thì kệ, cứ cho là vậy đi. Tuần Duy đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe cô nổi tiếng kêu căng mà lại nói ra những lời đó. Anh chậm rãi đưa tay lên đặt lên trán của cô, e dè và hỏi. Cô bị sốt đi à? Không hề bị tác động bởi câu châm chọc đó, Đỗ Như lại tiếp tục nhỏ nhẹ. Nhưng không bao lâu nữa tôi sẽ chết, vì vậy tôi muốn có thể làm những gì bản thân của tôi thích. Chỉ là những trải nghiệm tôi chưa từng biết đến thôi. Thế nên, chú giúp tôi nhé. Xem như là chú làm một việc tốt đi. Tôi tin vợ của chú sẽ hiểu cho chú mà. Thoáng im lặng trước lời lẽ kỳ lạ của Đỗ Như. Tôn Duy mới trầm tư nghĩ ngợi. Chính xác là anh không ngờ rằng cô bé này còn nói được những câu như vậy thì chẳng phải tôi đồng ý qua đêm cùng với cô còn gì nhưng chú chưa hoàn thành nó một cách trọn vẹn mà nghĩa là sao đêm hôm trước chú đã không vào bên trong của tôi trong dáng vẻ buồn bã của cô tôn duy bất động trong vài giây rồi khẽ quay mặt sang hướng khác trả lời với giọng nói thấp dần cô không biết à việc đó đối với tôi rất là khó khăn vừa dứt lời thì anh giật mình khi một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của mình mau chóng xoay mặt trở lại anh thấy cô hướng mắt như cầu khẩn anh hãy giúp tôi tôi cần phải biết nó có cảm giác ra sao anh hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử nếu đồng ý thì giống như anh trở thành kẻ hủy hoại cuộc đời của một cô gái nhưng nếu như từ chối thì không được vì đây là sự mong mỏi của một người sắp chết nhắm mắt anh thở ra một hơi rất nặng nề nhà nghỉ này không chất lượng cao như khách sạn năm sao cô thường đến đâu khóa cửa căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ tôn duy nói nhạt chả sao cả tôi đâu phải là con của tổng thống hay con của thủ tướng đâu chú lo lắng cho tôi thế đỗ như quan sát khắp nơi sau đó lên tiếng tôi thấy cũng ổn mà Đẹp đấy. Đặt chiếc cặp lên bàn cạnh cửa sổ đã kéo rèm. Tôn Duy bắt đầu lưỡng lự. Cô vẫn muốn như thế à? Ừ, chú không cần phải lo đâu. Tôi biết mình đang làm gì mà. Nhận ra vẻ kiên quyết phản chiếu trong đáy mắt bình thản của cô. Tôn Duy mới thở dài một lần nữa rồi gật đầu đồng thời tháo áo cởi cúc. Nhưng mà cô phải uống thuốc ngừa thai để không xảy ra chuyện đáng tiếc đấy. Tôi đã uống rồi. Nào, chúng ta bắt đầu nhé." Vừa nói cô vừa chậm rãi chút bỏ quần áo trên người xuống. Dẫu mình chính là người đề xuất chuyện ngớ ngẩn này, nhưng cô lại có cái cảm giác ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực của cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, làn da mềm mại chạm vào tấm nệm bên dưới. Đôi mắt không chớp hướng chằm chằm lên trần phòng cô tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi cô có sợ một chút nhưng lòng quyết tâm phải làm chuyện đó biết mình điên rồ vậy mà không muốn dừng lại rất nhanh sau đó cô thấy anh xuất hiện ở bên cạnh trên chiếc giường gương mặt của anh hình như chẳng thể hiện cảm xúc gì hẳn là anh đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ ngổn ngang lần thứ hai anh làm tình với một người con gái khác ngoài vợ mình hiểu được tâm trạng của anh cô đưa tay chạm vào mặt của anh và dịu dàng nói chúa sẽ tha thứ cho chú vì tôi mới là kẻ phải gánh hết mọi tội lỗi thế nên chú đừng lo lắng hãy làm những gì cần làm với tôi ngay lúc này chẳng hiểu tại sao khi nhìn nụ cười trên môi của cô bé ấy lòng của anh lại nhẹ nhõm hẳn có lẽ giống như cô anh hiểu rõ bản thân của mình đang làm cái gì tôi bắt đầu đây tôn duy từ từ cúi mặt xuống và hôn lấy chiếc cổ của cô không đáp thêm lời nào nữa tôn duy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn da mịm màng và cuộc ân ái bắt đầu nhắm mắt cô buông lỏng cơ thể của mình chìm vào cái thế giới đang xuất hiện vô vàn cảm xúc kỳ lạ Giống hệt đêm đầu tiên, cô dần dần thấy nóng gian con người. Một ngọn lửa sắp bùng cháy, như thiêu đốt từng ngóc ngách trên người của cô. Bờ môi tạo nên những nụ hôn, các ngón tay tạo nên những va chạm tinh tế nhạy cảm nhất từ phía của anh, khiến cô cảm thấy hưng phấn. Cô mong muốn những điều đấy. Chỉ ít, nó cũng giúp cho cô quên đi mình là ai, đau khổ hay là mất niềm tin ra sao. Ngay trong khoảnh khắc này, cô muốn tình dục giải phóng cho cô cô vẫn ổn đấy chứ ừ tôi thấy thoải mái lắm nó lạ lắm cả người nóng như phát sốt vậy mồ hôi cũng tuôn ra cảm giác rất là phấn khích cô đúng là ai lại nói mấy cái điều đấy ra đấy là tâm trạng bình thường mà tình dục mang đến thôi xem ra tôi cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ cô bất giác chợt cười sụm, mặt dần dần chuyển qua màu đỏ vì xấu hổ. Ừ. Tiếp theo, tôi sẽ vào bên trong của cô, lần đầu tiên của cô nên nhất định cô hơi khó chịu và đau đấy. cô hiểu chứ? tôi biết rồi. trên mạng người ta nói đầy rẫy chứ đâu. thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. cô hãy nghe theo lời của tôi nhé. Tò mò cô làm theo những yêu cầu của anh Hai tay đặt lên vai của anh Cô nhắm nghiền mắt để chờ đợi Khi chàng trai vào bên trong của cô Cảm giác lúc ấy chẳng có gì Ngoài việc đau rát đến khó tả Đúng như anh nói Nó chẳng hề thoải mái Mà ngược lại vô cùng khó chịu Không hề giống việc da thịt chạm da thịt như ban nãy Vài phút sau Khi cái chuyện này xảy ra Cô bắt đầu nhăn mặt và cắn môi Tay bấu chặt vào lưng của anh cô cảm thấy rất đau để rồi cô thoáng thấy phần nệm bên dưới của mình xuất hiện một vệt máu thứ màu đỏ lem luốc khiến đầu óc của cô trống rỗng và cái nhìn của cô bỗng chốc trắng xóa hay nói đúng hơn là một vùng ký ức xa xăm tưởng chừng chẳng còn hiện hữu đột ngột mở ra những khoảng trời xanh ngát đẹp rực rỡ là cơn mưa đầu mùa hạ quá khứ luôn tồn tại cùng bóng hình của một người đàn ông từ ánh mắt nụ cười vòng tay ấm nồng hay cái vuốt ve ân cần của anh đã từng giúp cô sống trọn vẹn biết tình yêu này không hề có kết quả nhưng vẫn chọn bên nhau để đến cái ngày định mệnh ấy chia tay tạm biệt hồi ức còn lại khoảng trời xám lá héo tàn vào mùa hạ không còn biết thế nào là mưa nữa Chẳng biết lý do gì Đỗ như thình lình cất giọng Nghe đứt quãng Không đừng Chú hãy dừng lại Làm ơn dừng lại Anh sừng sốt Khi trông vẻ mặt tái nhợt kỳ lạ của cô bé này Cô làm sao thế Tôi làm cô đau à Tôi khó chịu lắm Chú mau rời khỏi tôi đi Nhanh lên Bình tĩnh nào Thả lòng Đừng gồng mình Cô sẽ đau hơn Tôi bảo rồi Cái chuyện điên khùng này Cô không chịu được mà chú đừng nói nữa chú ra khỏi người tôi đi cô thở mạnh lồng ngực tự nhiên nặng nề như bị đá đè lập tức đặt tay lên trái tim yếu ớt đang đập liên hồi cô cảm tưởng những mạch máu sắp vỡ đến nơi này này cô làm sao thế hả cô đừng làm tôi sợ tim tim của tôi tôi đau quá tôi khó thở lấy thuốc lấy thuốc trong áo cho tôi thuốc áo ở đâu Nhủ thầm trong hoang mang Anh lập tức đưa mắt tìm quần áo của Đỗ Như Mày thầy nhanh chóng thấy được chiếc áo Đang nằm ngay dưới chân giường Tức thì anh phóng xuống đất Mò lấy thuốc một cách cấp tốc Xong rồi nhảy phốc trở lên giường Đưa thuốc cho cô đang hấp hối Thiệt tình Bị bệnh tim mà cứ đòi làm chuyện này Không khéo cô lại hại tôi Dính vào cái tội ngộ sát Khi quan hệ đấy Toi cái đời của tôi đấy Dẫu giọng của anh đầy gắt gỏng, nhưng dường như cô không còn nghe được gì, bởi vì sau khi uống thuốc xong cô đã ngất lịm. Khỏi cần đoán, cũng hiểu, anh chàng họ tôn này phát hoảng đến cỡ nào. Khẽ khàng mở mắt, cô nhìn thao láo trên trần phòng, cô nhớ mình đã lên cơn đau tim rồi ngất xỉu trong lúc diễn ra cái cảnh kia. Thật sự cô thấy việc ấy lạ lùng lắm. Đã đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. Cảm ơn chú. Này, cô suýt tí nữa là hại tôi đấy. Tôi tưởng bản thân của cô bị đau tim bình thường chứ. Như thế này làm sao mà quan hệ được. Này, cái chuyện tình vớ vẩn này chẳng hay ho gì đâu. Cô phải biết quý sức khỏe của mình chứ. Nghe Tuần Duy trách cứ liên hồi, đỗ như nằm im thiên thít. Cô có muốn điều tệ hại này xảy ra đâu. Rõ ràng khi đó một cảm xúc dữ dội dâng trào trong cơ thể của cô khiến trái tim của cô giống như bị đè nén. Tuy vậy kết quả hôm nay không phải là không tốt. Tự dưng cô rụt rè, hỏi anh. Chú, làm tôi chảy máu như thế, nghĩa là tôi, tôi trở thành phụ nữ rồi à? Chán nản Tôn Duy đáp lại, cái điều thắc mắc của cô bé chưa hiểu chuyện. Nếu như cô lên cơn đau tim sớm hơn, thì có lẽ rằng cô còn cơ may vẫn như trước kia đấy nghe xong bất giác cô mỉm cười tiếp tục hỏi với một chất giọng nhỏ hơn tôi là một người phụ nữ của chú có đúng không trước câu nói ngây ngô của đối phương tôn duy bất giác lúng túng kỳ lạ ừ, gần gần như thế như vậy thì cũng không tệ nhở cô còn nói cái kiểu đấy sao nó không tệ ừ, lúc chú vào bên trong ấy đúng là rất đau nhưng mà thật sự tôi thấy nó tốt hơn những gì tôi nghĩ cứ hệ thấy nụ cười trẻ con của cô này là y như rằng sự tức giận trong lòng của tôn duy đều biến mất ngay lập tức tôi thấy cái chuyện qua đêm như thế này không ổn để nó kết thúc đi lại hướng ánh mắt bất động lên trần phòng đỗ như im lặng suy nghĩ rất nhanh cô nhắm mắt lắc đầu rồi kiên quyết nói tôi sẽ không dừng lại đâu Nhìn nét mặt lạnh tanh của Đỗ Như Anh giấu tiếng thở dài Cả căn phòng bất chợt chìm vào khoảng không tĩnh lặng Chỉ còn tiếng thời gian trôi chậm chạp Trời sập tối Khi hai người bước ra khỏi nhà nghỉ Đường phố lên đèn Xe cộ ồn ào Cô tự về một mình được chứ Tôi khỏe nhiều rồi chú cứ yên tâm đi Hôm nay rất cảm ơn chú nhé Sắp tới Tôi sẽ còn nhờ chú Chỉ dạy nhiều hơn cái gì mà chỉ dạy Trời à Làm như đây là lớp học ngoài giờ Đúng là cô bé ngớ ngẩn Trong nụ cười dịu dàng Cùng cái xoa đầu ấm áp từ chàng trai Đỗ như bất chợt nghe tim mình đập mạnh Không phải cảm giác đau bút Không phải là nóng như phát sốt Hay là hưng phấn Giống như lúc làm tình Mà đơn giản chỉ là một cái Nhịp rất là khẽ khàng Nó giống như một sự sao xuyến Này này Cô lại mệt đi à? Sắc mặt làm sao thế kia? Tôi ổn mà. Chú đi về đi. Vợ chú chắc là đang trông chú đấy. Tôi muốn cô về trước. Nếu thấy cô thử phía sau lưng ấy, tôi nhìn, tôi sẽ an tâm hơn. Không đáp lại lời của Tôn Duy, Đỗ Như gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay lưng cất bước. Trái tim của cô lúc này đập nhanh hơn, rõ ràng là cô đang rất hồi hộp dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần trong màn đêm. Tôn Duy tự nhủ. Chẳng rõ cuộc sống cô bé này tồi tệ đến thế nào nhỉ? Về đến nhà anh đã thấy Ngọc bước ra từ phòng tắm với tấm áo choàng mỏng. Cả người tỏa ra mùi hương thơm thật là hấp dẫn. Mái tóc tém, ướt nước, bám trên chiếc cổ trắng ngần. Gương mặt không trang điểm nhưng vẫn có nét đẹp chân chất giống như cô là một nàng tiên nữ nguyên sơ bất giác anh nghĩ đã bao lâu rồi không ôm ấp và gần gũi vợ giờ thấy cô nửa lạ nửa quen lại có nét thu hút kỳ lạ anh về rồi đấy à sao lại đứng tần ngần thế kia à anh anh đang bận suy nghĩ vài việc anh mau vào tắm rửa cho sạch sẽ đi anh ăn gì chưa anh ăn rồi em chuẩn bị đi ngủ đấy à thấy ngọc gật đầu anh mới tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau có chuyện gì sao anh lạ thế anh chỉ muốn ôm em thôi trái với cái hành động ân cần từ chồng ngọc chẳng những không đáp lại mà còn tháo tay của anh ta ra với vẻ mặt lạnh nhạt thôi em mệt lắm em chỉ muốn ngủ thôi không cần biết phản ứng của chồng ra sao Ngọc Thùy nhanh chóng bước lên lầu. Còn anh thì thở dài buồn bã. Tình cảm vợ chồng của anh ngày càng nhạt như nước ốc vậy. Chủ yếu là về phía của Ngọc. Dẫu ngoài miệng cô nói những lời đầy tình cảm. Nhưng kỳ thực là tạo sao cô lại tạo nên một bức ngăn đối với anh. Hôm nay công ty Hoàng Hiệp tổ chức buổi tiệc nhân dịp ngày ra mắt sản phẩm trang điểm mới. Đang được giới trẻ ưa chuộng. Đây là dịp thuận lợi để thu hút báo chí, truyền hình biết đến một sản phẩm mới của công ty, Marker. Có quá nhiều thượng khách được mời, chủ yếu là các công ty lớn đặt hàng dòng sản phẩm mới này. Và nổi bật nhất, công ty bá nghiệp do giám đốc Nguyễn Thái Bá làm chủ. Xin chúc mừng Marker chính thức bán ra thị trường. Thái Bá cầm ly rượu, không ngừng chúc mừng bà chủ đỗ. Bà chủ đỗ mới mỉm cười, đáp lễ và uống cạn ly rượu trên tay theo phép lịch sử. Cảm ơn Nguyễn Giám Đốc bỏ thời gian quý báu để đến đây chung vui với tôi. Dịp trọng đại như thế này làm sao tôi không đến được thưa bà. Bà quả nhiên là nữ tiếng của Hoàng Hiệp, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Phu nhân này, nếu như đủ bản lĩnh để điều hành mấy trăm ngàn nhân viên như thế này, thì chắc hẳn Hoàng Hiệp luôn luôn phát triển bền vững giám đốc nguyễn lại quá khen rồi tôi có tài cán gì đâu chỉ là tiếp tục công việc còn dang dở của chồng tôi thôi chính ông ấy mới là vua của hoàng hiệp tôi rất khâm phục giám đốc lỗ sơn hình như công ty gia đình hiện nay không được xã hội đánh giá cao nhưng công ty hoàng hiệp lại là một ngoại lệ thật là tiếc vì sự ra đi quá sớm của ông ấy dẫu sao đã hơn hai năm kể từ ngày ông ấy qua đời Bây giờ tôi phần nào cũng nguôi ngoai nỗi đau mất chồng Đang cố gắng phát triển hoàng hiệp hơn nữa Đó là điều Mà tôi đã hứa với ông ấy Gật đầu và khâm phục Thái bá cất tiếng nhỏ nhẹ Tôi ngưỡng mộ lắm Giám đốc đỗ đúng là may mắn Có được một người vợ như phu nhân đây Ấy Giám đốc Nguyễn đừng nói như thế Ông mới là người đáng ngưỡng mộ trong cái giới mỹ phẩm này chỉ vừa mới bước qua tuổi 40, nhưng mà tiếng tăm của Minh Dương Hiệp đến với Mỹ Hàn Nhật Úc ai ai cũng kính nể. Đang cười cười trước những lời khen đó, thì Thái bá chợt nghe giọng nói của ai ngay bên cạnh bà, không nhỏ nhưng mà cũng không lớn. Toàn những lời khen sáo rỗng, chán ngắt. Chậm rãi, Thái bá hướng mắt về phía cái kẻ mà không biết trời cao đất dày kia là ai và thấy đứng cạnh bà chủ đỗ là một cô gái tầm 20 tuổi, gương mặt đáng yêu xinh xắn, nhưng lại có phần ngang ngạnh và ương bướng. Trong cách cô ngành ngành mặt, chẳng thèm nhìn đối phương, thì ông hiểu đứa bé này chẳng sợ ai rồi. Tức thì, ông mới cất giọng hỏi. Xin hỏi, đây là... Bây giờ mới nhớ ra cô con gái bướng bỉnh của mình. Bà chủ đỗ liền đẩy nhẹ đỗ như lên đứng ngay phía trước rồi cất tiếng giới thiệu. Đây là con gái của tôi, Đỗ Như. Vốn được cưng chiều từ bé nên tính tình nó hơi ngang ngược. Mong giám đốc Nguyễn rộng lượng bỏ qua. Ôi giời, tưởng ai? Hóa ra là cô chủ nhỏ. Con gái rượu của giám đốc Đỗ đây ư? Thái bá nhìn từ đầu đến chân của cô gái trẻ. Nhớ lúc trước nó còn bé xíu, vậy mà bây giờ thành thiếu nữ đáng yêu rồi chắc là có rất nhiều chàng trai theo đuổi thú thật là đỗ như không ưa cái kiểu cười kỳ cục của ông chú này nên lập tức nói ngay ông có biết rằng ông nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự lắm không trong khi thái bá còn nhíu mày thì ngay cạnh bà chủ đỗ lập tức mắng mỏ đỗ như đừng có thiếu lễ phép như vậy Chú ấy lớn hơn con rất nhiều tuổi. Lớn tuổi thì sao? Lớn tuổi thì không được tôn trọng người khác à? Nếu như không biết gì thì ông đừng có nói. Nhiều chàng trai theo đuổi tôi á. Không đâu. Tôi vừa mới bị người yêu đá đấy. Tôi còn bị bệnh tim. Và là một đứa con gái ương bướng. Muốn gì là phải được á. Ngoài những lời khen rỗng tích ra, ông chả thể nói được điều gì hay ho hơn sao. Đỗ Như, con im ngay. Mẹ bảo con, hãy nói chuyện lịch sự. Tôi đã nói không thích đến đây rồi. Ừ, nhưng mà bà cứ nhất quyết bắt tôi đến. Bây giờ tôi đi đây. Bà chủ đỗ chưa kịp mắng đỗ như thì cả hai mẹ con lại nghe tiếng thái bá cười lớn. Vị giám đốc 40 tuổi không những không tức giận hay là tự ái trước những câu nói xúc phạm ấy mà ngược lại ông ta còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Hay lắm! rất có cá tính tôi thích người mạnh mẽ và thẳng thắn giống như cô chủ đây đúng là tôi không đúng khi mà tùy tiện nói như vậy xin lỗi cô giám đốc nguyễn không cần xin lỗi đâu đỗ như nó còn ít tuổi ít hiểu chuyện nên mới có cái thiếu lễ độ như thế mong ông bỏ qua cho ồ không sao thưa bà bà may mắn khi có một cô con gái như thế này ở bên cạnh đấy vẫn không rời mắt khỏi đỗ như dường như thái bá bắt đầu bị thu hút xem như là tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông xin phép tôi có chuyện cần phải giải quyết không làm phiền ông và mẹ tôi nữa đỗ như lập tức xoay lưng rời khỏi cuộc nói chuyện vô vị này dõi theo bóng dáng của con gái bà chủ đỗ lắc đầu thờ ra vì quá mệt mỏi và chán trường luồng chiều quá rồi hư tôi cũng hết cách rồi bà đừng lo giới trẻ hay bồng bột nông nổi và xem trời bằng vung đợi cô ta lớn lên chắc chắn sẽ điềm đạm và chững chạc lại thôi hy vọng là như vậy bà chủ đỗ chợt thấy phía xa có một vị khách quý xuất hiện là giám đốc lâm này chúng ta đến đó Chào ông ấy một tiếng đi. Thái bá nghe xong thì gật đầu. Trước khi rời đi cùng với bà, ông đã hướng mắt về phía Đỗ Như đang nói chuyện với một vài nhân viên của Hoàng Hiệp. Điều gì đó, mơ hồ không rõ ràng, phản chiếu qua cái nhìn kỳ lạ. Khẽ quệt Việt rượu ngang miệng, ông nhàn miệng cười, bởi vì ông đang suy nghĩ một đóa tường vi xinh đẹp nhưng lại đầy gai góc. Đỗ Như nhèo mắt khi tình cờ trông thấy từ phía xa. Tôn Duy với dáng vẻ say mền, rũ rượu, đang được đồng nghiệp đỡ lấy và dìu đi từng bước nặng nhọc. Không nhiều lời, cô nhanh chóng tiến về phía chỗ họ đang đứng. Có chuyện gì thế? Vừa để Tôn Duy ngồi xuống ghế, xong thì anh chàng kia liền xoay qua và dễ dàng nhận ra người đối diện mình chính là cô chủ. Ờ, cô chủ đỗ, cô cần gì sao? chán nản trước sự ngạc nhiên từ anh nhân viên. Đỗ Như gường ánh mắt vào Tôn Duy, miệng lặp lại câu hỏi ban nãy. Tôi muốn biết, chú ấy bị làm sao? Chẳng hiểu tại sao, Duy uống rất nhiều rượu. Tôi định đưa anh ấy vào phòng nhân viên nghỉ tạm. Chắc là anh ấy mới gặp chuyện gì buồn. Bên cạnh khi nghe như vậy, Đỗ Như tự dưng im lặng không nói. Cô chỉ đứng khoanh tay, mắt thì nhìn chằm chằm điệu bộ đáng thảm thương của tôn duy lúc này rồi bản thân tự nhủ chẳng biết có chuyện gì đã khiến cho anh buồn phiền đến nỗi uống say như vậy để tôi đưa chú ấy vào phòng nhân viên cho tôi biết số phòng đi nhân viên này ở tầng mấy? chẳng rõ vô tình như thế nào lúc đỗ như khó khăn dìu tôn duy đi về phía thang máy thì cách đó không xa Thai bá đã chợt trông thấy. Tay phải cầm chiếc ly thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ của loại rượu vang thượng hạng. Đôi mắt tò mò hiếu kỳ từ người đàn ông này dõi theo bóng dáng của cả hai người lúc họ đi vào thang máy. Cánh cửa mau chóng khép lại. Ông đã nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Như và chàng trai say mềm kia nhất định hơn mức bình thường bởi vì đơn giản một cô chủ ương ngạnh thì không thể nào mà tốt bụng dìu một chàng trai với cái kiểu nhẫn nại đến như vậy. Dường như dưới đáy mắt đứng yên của Thái Bá vừa phản chiếu điều gì khiến cho ông mơ hồ và khinh bỉ. Đưa tay đóng mạnh cánh cửa phòng, đỗ như đỡ anh đi từng bước siêu vẹo đến bên giường, mau chóng buông tay để anh ngã vật xuống chiếc nệm êm ái. Cô thở mạnh ra một cái, đứng thẳng người. Chú nặng như con voi Cô thả phịch mông lên giường than thở. Mấy phút sau cô quay qua, thấy anh nằm nửa tỉnh nửa mê, đầu thì lắc lư, miệng thì dì dầm nói cái gì đó chẳng rõ. Thở ra một phát thật mạnh. Cô tự nhủ, chỉ ít mình cũng nên làm người tốt. Nghĩ như vậy, cô liền chồm người đến, đưa tay tháo cà vạt, mở hai chiếc nút ngay cổ áo của anh, giúp cho anh dễ thở hơn. Xong rồi cô tháo giày cho anh nữa được con gái giám đốc hầu hạ thế này là phước ba đời nhà chú đấy nhá. Đỗ Như nói lớn dù biết đối phương chẳng nghe lọt tai. Cô phải kéo anh vào ngay giữa giường để anh không bị ngã xuống đất nếu có lỡ xoay mình. Đặt tay lên vai của chàng trai, cô hít sâu một hơi, lấy sức trước khi dịch chuyển cái thân hình nặng nề kia. Bất chợt cô ngừng lại. Khi anh tự dưng gạt nhẹ tay của mình chẳng những vậy anh còn nói mớ với một chất giọng nhỏ xíu và rất nhanh sau đó đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra cô khó hiểu trước cái kiểu nhìn chằm chằm của anh nên hơi trao mày và lên tiếng chú tỉnh chưa hay độ như còn chưa dứt lời thì anh mau chóng đặt lên mái tóc của cô một bàn tay nhẹ nhàng sau đó kéo tay xuống chạm vào bờ môi của cô không dừng ở đó. Rõ ràng anh cố tình ấn môi mình vào sâu hơn môi của cô, khiến cho nó trở thành một nụ hôn thật sự. Về phía của cô, vì quá ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc nên trong thoáng chốc cả người cô cứng đơ, mặt thì mở to, tay chân không thể nhúc nhích gì ngoài việc buông xuôi xuống. Hình như cũng khá lâu rồi, cô mới có lại cái cảm giác hôn này. Những cảm xúc kỳ lạ tường trường hoàn toàn ngủ quên nay bỗng dừng sống dậy khuấy động một vùng tiềm thức sâu thẳm và trái tim dần dần đập mạnh hơn khi hai bờ môi quyện chặt vào nhau chẳng hiểu vì sao lúc đấy trong mớ óc trống và trắng xóa của cô lờn vờn điều khoản thứ năm trong bản hợp đồng ngay lập tức cô đẩy mạnh anh ra đồng thời gắt gỏng rất là giận dữ dừng lại ngay chú vi phạm hợp đồng rồi Thêm lần thứ hai Chẳng để cho cô nói hết câu Anh lại tiếp tục Chưa rõ cố tình hay là vô thức Kéo cô ngã xuống giường Tuy vẫn trong cơn say Nhưng anh còn đủ tỉnh táo để dựng người dậy Và nhanh như cắt cúi xuống Tiếp tục đặt nụ hôn lên môi của cô Sự tấn công này Dữ dội hơn ba nãy Khi mà anh giữ chặt hai tay của cô Ghi xiết xuống tấm ga trải giường Còn môi thì hôn cô thật là vội vã và cuống quýt có cảm tưởng anh đã đè nén những cảm xúc và ngay lúc này cần phải giải phóng chúng vẫn như vừa rồi cô nằm đơ người võng mạc không còn đủ sức để co lại cô quá ngỡ ngàng trước việc bị anh hôn rất sâu rất lâu cô cảm giác rõ đôi môi của mình không ngừng chuyển sang cơ thể của anh những luồn điện mạnh mẽ đến nỗi bản thân chẳng đủ sức để thở trái tim yếu ớt trong lòng ngực Thoáng chốc xuất hiện Cái nhảy nhịp khẽ khàng Nhói đau Kỳ lạ thật Dẫu suy nghĩ rằng phải vùng Để thoát khỏi anh Thế nhưng sự thật cô không làm gì được Ngoài việc để tâm hồn của mình Trôi giạt theo nụ hôn đó Còn chìm giữa vô vàn các ý nghĩ miên man Thì chợt nhiên Cô ngạc nhiên lắm Vì anh dừng lại Anh chậm rãi Nếu không nói rằng anh hời hợt đến lãnh đạm rời khỏi đôi môi của cô và quyết định kết thúc nụ hôn ướt át nãy giờ cái nắm tay thả lỏng ra anh nhìn cô bằng đôi mắt mơ màng để rồi tự hỏi rốt cuộc anh có nhận ra người nằm bên dưới là cô hay là một cô gái khác em có yêu anh không đó chẳng phải là nói mớ càng không phải là tiếng lòng thì thầm mà đích thực là một câu hỏi vô cùng rõ ràng từ anh cô nằm bất động hướng ánh mắt trống rỗng vào bờ môi của anh khi nằm từ nọ được phát ra nhanh chóng cô sợ tai mình nghe nhầm nên liền kiểm chứng bằng cách quan sát cử động môi của anh và lời nói đấy không hề giả tôi chú tôi lần đầu tiên trong cuộc đời cô hiểu thế nào là âm thanh mắc lại trong cổ họng chẳng thể nào mà thốt ra thành tiếng trả lời anh đi em có yêu anh không lúc này thì anh khẽ khàng gục đầu xuống vai của cô môi của anh kề sát tai của cô để rồi trước khi ngủ thiếp đi anh đã gọi tên một người khi hai từ chính xác là tên của cô gái đó truyền vào tai của cô thì trái tim của cô tưởng chừng như ngừng đập mắt cô mở trừng trừng hướng lên trần phòng cô chỉ thấy một màu trắng xóa trái tim vẫn tiếp tục đập nhưng lần này thật sự rất khó chịu ngực cô từng tức khi bắt đầu hiểu rõ vài chuyện vừa xảy ra nụ hôn kỳ lạ và cả câu hỏi của anh chú thật là tàn nhẫn cô nói rất chậm rãi mí mắt khép lại như để che đi cái nhìn dạn nứt của chính mình cả căn phòng phút chốc im lặng không tồn tại bất kỳ âm thanh nào nữa giật mình tỉnh giấc. Tuần Duy ngóc đầu dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Cơn đau đầu khiến anh chưa thể nhận ra nơi quen thuộc hàng ngày, chính là phòng nghỉ của nhân viên. Nhăn mặt, anh đưa tay lên sờ đầu, do đau ê ẩm. Chú tỉnh rồi, thì vui lòng, rời khỏi người của tôi. Giọng của Đỗ Như đột ngột cất lên, khiến cơn buồn ngủ của anh biến mất. Lập tức anh nhìn xuống, thấy cô bé láu cá nọ, đang nhìn mình không chớp mắt với vẻ khó chịu. Hệt kiểu anh vừa làm chuyện gì đó rất động trời. Tại sao cô ở đây? Trước khi trả lời thắc mắc đó, tôi đề nghị chú rời khỏi người của tôi. Chú có biết là chú nặng lắm không? Bao tử của tôi muốn lộn hết ra ngoài rồi đây. Đào mắt nhìn xuống phía dưới, Tôn Duy phát hiện mình đang nằm đè lên cơ thể của con gái giám đốc. Chưa hết, Nhìn qua hai bên, anh kinh ngạc khi mình đang giữ chặt tay của cô. Chuyện gì thế này? Lẽ nào anh vừa cưỡng ép người ta? Gấp gáp, anh bật dậy và do chơi với nên đã ngã nhào ra phía sau. Thở dài thường thượt, đỗ như từ tốn ngồi dậy, đồng thời xoa xoa hai cổ tay đang hằn đỏ. Rất nhanh cô chiếu cái nhìn vô cảm về phía của Tôn Duy. Chú không nhớ cái gì à? Nh nhớ 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 cái gì? Tôn Duy có thể tưởng tượng ra nét mặt khó coi của mình khi nói những câu đó. Tôi, tôi, tôi đã làm gì cô à? Đỗ Như lặng thinh vài giây, vẫn giữ cái sự lạnh lùng vốn có và nhanh chóng bước xuống giường. Chẳng nói gì, cũng không nhìn chàng trai này nữa. Cô bước đến cửa phòng. Này, rốt cuộc thì... Hiểu sự lo lắng của anh chàng họ tôn qua nhịp thở đứt quãng đó, vì vậy cô liền cắt ngang bằng câu trả lời nhẹ hẫng nhưng mà lãnh đạm. Không có gì đâu. Chú chẳng làm gì tôi hết. Do uống say như chết đấy mà. Khi bóng dáng của cô biến mất sau cánh cửa khép hờ ấy thì bây giờ anh mới nhắm mắt tay đập mạnh lên chán. Rũ vai là người đi trên giường anh tự trách bản thân của mình đã uống quá nhiều thứ rượu để mất tự chủ. Chiều hôm ấy đang lần thần thu dọn đống hồ sơ chuẩn bị ra về thì Tôn Duy nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Cầm điện thoại lên anh thấy có tin nhắn từ Đỗ Như. Mở ra xem, hiện dần trong mắt anh chỉ vọn vẹn một dòng ngắn ngồi. Tôi chờ chú ở phòng nghỉ của nhân viên sáng nay. Đóng nắp điện thoại, anh giấu tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay đúng ngay cái ngày thực hiện hợp đồng ngoại tình của cả hai sau những ngày như vậy thường đến nhanh nhỉ anh dọn nhanh những thứ cuối cùng cho vào cặp tự nhủ một cách chán chường đóng cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng tôn duy xoay lưng qua để tìm đỗ như anh bắt gặp cô đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài tấm kính quan sát cảnh thành phố về đêm lung linh sắc đèn trong thoáng chốc anh phát hiện hóa ra là cô chủ họ đỗ này không hề kêu căng lạnh lùng mà đang mang dáng vẻ buồn bã, trầm tư. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Có vẻ như chẳng hề bị tác động bởi giọng nói đột ngột vang lên của đối phương. Đỗ Như chậm rãi quay lại và nhoèn miệng cười. Giống như mọi lần thôi. Biết ngay mà. Tuân Duy buông một câu nhạt nhẽo. Rồi, tôi hiểu rồi. Thả nhẹ chiếc cặp da trên bàn. Tôn Duy vừa đi lại gần giường, vừa nhanh chóng tháo cả vạt, cởi áo khoác. Tiếp đó anh tháo nút áo và mở dây nịt quần. Quan sát hành động vô cảm của Tôn Duy, Đỗ Như Mỹ im lặng vài phút, xong rồi chậm rãi lột bỏ bộ váy trên người của cô ra. Tiến đến bên giường, cô khẽ khàng ngồi xuống, đồng thời dương đôi mắt chờ đợi, nhìn về phía của anh. Nhìn cơ thể mịn màng của cô gái trẻ này, anh bất giác mỉm cười, dẫu rằng chẳng rõ mình cười vì điều gì đúng hơn là tâm trạng không còn thấy quá nặng nề khó khăn nữa khi anh đối diện với cái chuyện điên rồ này anh thấy nhẹ nhõm hơn so với đêm đầu tiên không muốn sự chờ đợi kéo dài vô vị chàng trai liền leo lên giường rồi nhích lại gần đỗ như nếu như cô thấy khó chịu hoặc là lên cơn đau tim thì cô phải bảo với tôi ngay đấy biết rồi Chú ơi là chú Chú sợ tôi đau bất tử Khiến chú ăn cơm trong nhà đá sao Tôi đâu có dại Để cho mình chết oan uổng chứ Trong nụ cười lém lình kia Anh mới thở hắt ra và đáp thật chậm Ừ Thì đúng thế thật Nhưng trên hết là tôi vẫn lo cho cô Vì cô chưa bao giờ biết quý trọng sức khỏe của mình Anh vừa dứt lời thì cô tự dưng ngừng cười Bỗng chốc cô với anh đôi mắt tròn xoe giống như bản thân mình vừa phát hiện ra điều gì đó anh thật sự quan tâm và lo lắng cho cô sao một cách chân thành ư chẳng rõ lý do gì mà khi trong đó lòng của cô xuất hiện một dòng cảm xúc kỳ quặc rất là khó tả nó thôi thúc cô làm cái hành động mà ngay bản thân chẳng thể nào tin được nhanh chóng chồm người về phía của anh cô gái trẻ nhắm mắt lại và định hôn lên môi của anh một nụ hôn thật sự giống như sáng nay đối diện anh hơi bất ngờ trước hành động ấy nhưng anh phản xạ nhanh chóng bằng cách đưa tay lên môi của cô hòng ngăn lại nụ hôn ngoài ý muốn kia dĩ nhiên bị ngăn cản bất ngờ đội như mau chóng mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn vô định của chàng trai này rất nhanh giọng của cô vang khẽ tại sao thế tại sao lại ngăn tôi Cô vi phạm điều năm trong hợp đồng. Bình thường trí nhớ của cô tốt lắm mà. Bất động vài giây, chính xác là hụt hẫng. Nhưng Đỗ Như vẫn nhoèn miệng cười, dù trông rõ sự gượng gạo. Đồng thời, gạt nhẹ tay của anh xuống. Ừ, tôi đùa thôi. Chú bắt đầu nhớ các điều khoản trong hợp đồng rồi à? Bị cô sỏ mấy lần. Lẽ nào tôi không nhớ? Với lại, quan trọng hơn, tôi không muốn hôn ai ngoài vợ của mình. Ánh mắt của cô bỗng nhiên trống rỗng, có thể thấy nó không tồn tại bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào nữa. Và rồi, sự lạnh băng bao phủ lấy đôi mắt đó. Tôi hiểu rồi. Nào, đừng nhiều lời nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Độ Như lập tức xoay người nằm xuống giường, buông câu lãnh đạm, nghịch mặt trước thái độ lạ từ đối phương trong mấy giây. Anh mới thở ra, rồi lại nhích lại gần cô để màn ân ái bất đắc dĩ này diễn ra như lẽ hiển nhiên. Mặc quần áo xong xuôi, Tuần Duy đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 8 giờ tối, anh chuyển rời cái nhìn sang Đỗ Như đang quấn tấm chăn dày và rồi im lặng bên khung cửa sổ bằng kính. Cảm tưởng rằng cô lại tiếp tục cái việc quan sát thành phố về đêm đang bị cắt ngang giữa trường khi nãy. Tôi đi về đây, Cô cũng nên về sớm đi. Không nghe Đỗ Như trả lời. Tôn Duy đứng tần ngần khoảng vài phút rồi lặng lặng rời phòng. Cánh cửa anh đóng thật khẽ vì không muốn cho cô giật mình. Sau khi biết chàng trai đã rời đi bây giờ cô mới xoay mặt qua lướt ánh mắt vô định lên chiếc giường trắng với lớp ga nệm nhăn nhúm. Sự việc ban nãy hệt như đã được định sẵn nhanh chóng xuất hiện trong đầu của cô. Lạc cảnh đỗ như định hôn tôn duy nhưng bị anh khéo léo từ chối thú thật cô vẫn không rõ mình nghĩ cái gì lúc ấy mà lại có cái hành động bồng bột đến như vậy chỉ là bản thân muốn tìm lại xúc cảm trọn vẹn sáng nay lúc gục đầu xuống bờ vai tôn duy đã gọi tên một người cô nghe được đó chính là ngọc đỗ như cười nhạt nhẽo với chính mình và rồi đi ra bên ngoài tấm kính nhìn thêm một lần nữa. Đưa mắt nhìn, thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn và thở dài. Tôn Duy đã làm những chuỗi hành động như thế hơn chục lần. Khi đứng trước cổng khu vui chơi nhộn nhịp, cả người già và trẻ con đều có. Tại sao một nhân viên kế toán đang bận việc như anh lại có thời gian rảnh rỗi thành thơi đến nơi này? Tất nhiên không phải để tìm con, vì anh chưa có con nguyên nhân cho chuyện này chắc là nên hỏi cái người chuyên gây phiền phức đi bên cạnh anh nơi đây đúng là tuyệt vời đỗ như giơ tay ngang eo gieo ca cùng với đôi mắt sáng rực rỡ khi trông khung cảnh nơi đây chú thấy thế nào đúng là tuyệt đúng không chắc là vậy dường như muốn cho đối phương biết rõ mình chán trường đến mức nào mà tôn duy đáp lời bằng hai từ nghe chán nản, kinh khủng. Đỗ Như xoay qua, chống hồng quan sát điều bộ khó coi của chàng trai này. Này này, chú dẹp cái bộ mặt đấy đi, tôi rủ chú đi chơi, chứ có phải là đi xem mắt đâu. Không còn gương mặt sầu não, bây giờ anh chuyển qua bực mình. Dạ thưa cô, vì cô mà tôi phải xin về sớm, tiền lương tháng này của tôi ngày càng giảm đi. Tại sao cô cứ làm phiền tôi? trong giờ hành chính thế hả? Nhún vai một cái, Đỗ Như chậm rãi đi lại gần Tôn Duy, rồi cô dùng hai tay nâng đỡ cầm mình và dương đôi mắt tròn xoe, làm ra dáng vẻ đáng yêu. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1. Là ngày gì? Là sinh nhật của tôi đấy. Tôi chỉ bảo chú đi chơi trong ngày sinh nhật của tôi thôi mà. Tôi không hiểu vì sao. Tôi lại có nhiệm vụ phải làm theo những gì cô muốn. Điều 6 bên B phải luôn luôn bảo vệ và làm vui lòng bên A. Nhìn nụ cười tình danh của Đỗ Như mà lòng của Tôn Duy vô cùng bực bội. Tất cả những điều tệ hại suối quầy này đều là do cái bản hợp đồng ngoại tình quái quỷ kia gây ra. Càng nghĩ anh càng trách bản thân khi đó không chịu bình tĩnh để chỉnh sửa lại hết các điều khoản quái chiêu được để ra trong giấy. Vốn thần kinh của bé họ đỗ này đâu có bình thường. Giờ chắc là chú muốn sửa lại 8 điều khoản trong hợp đồng lắm nhỉ? Có đúng không? Nhưng mà... Trễ rồi chú à. Tôn Duy mặt hầm hầm, đầu gần như bốc khói vì cái thói tinh danh, láo lếu từ đỗ như. Lúc nào con bé vinh váo cũng đoán đúng những gì mà anh đang nghĩ. Nào đến đây, đi, đi chơi, tàu lượn siêu tốc nhá. Này này này, cô đang bị bệnh tim, cô nhớ chưa, chơi làm sao được, dạ thưa chú là tôi vừa mới uống thuốc xong rồi bây giờ tôi có thể chơi vô tư dứt lời đỗ như đột nhột nắm lấy cả vạt rồi kéo nhanh tôn duy đi vào khu trò chơi mặc cho anh đang ho sặc sủa vì ngạt thở cả hai chơi rất nhiều trò chủ yếu là trò cảm giác mạnh vốn tính hiếu thắng lẫn trẻ con nên đỗ như vô cùng khoái những cái món bạo hành tinh thần này nhưng riêng tôn duy thì không anh cực kỳ rùng rợn và hãi hùng. Mỗi lần cô chủ động quậy hết cỡ thì sau đó anh đã cảm thấy run rẩy. Sau gần 2 tiếng dạo khắp khu trò chơi, cuối cùng thì cô cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong dáng vẻ hăng hái đó cũng đủ hiểu, sinh lực chơi đùa của cô này rất tràn trề. Vẻ như nãy giờ, cái việc thử qua hầu hết các trò cảm giác mạnh đều chẳng nhằm nhò gì đối với cô, cô chủ họ đỗ còn muốn hơn, hơn nhiều nữa. Chú thấy thế nào? Vui không? Cầm vắt vẻo đôi giày bốt ở trên cao. Đỗ Như hồ hởi quay sang bên hỏi Tôn Duy. Đỗ Như nhíu mày ngạc nhiên khi chồng anh ngồi trên băng ghế và đang ói mửa. Chốc chốc, anh quyệt dòng chất lòng ngay miệng rồi xoay người trở lại. Ngã ra sau, giữa lưng vào ghế và thở mệt mỏi. Mặt của anh trắng bệch, không còn một giọt máu nhìn cái chàng trai này chưa bao giờ cô lại cảm thấy thảm đến như vậy nhanh chóng tiến gần lại chỗ anh đỗ như mới nghiêng nghiêng đầu e rè vào hỏi chú ổn đấy chứ ổn ổn cái đầu cô ấy này cô muốn giết tôi à? chơi toàn mấy cái trò Dùng, rợn man dạ nhưng mà tôi thấy vui mà vui vui cái con khỉ tôi chẳng còn biết mình đang làm cái quái gì chết tiệt đầu óc của tôi quay cuồng chóng mặt kinh khủng. Trong vẻ giận dữ của Tôn Duy cùng với những lời trách mắng khiến cho Đỗ Như sụ mặt. Cô đâu ngờ anh lại yếu bóng vía đến như vậy. Đàn ông con trai gì mà mới chơi một tí đã la làng. Cứ như là bị hành hung không bằng. Vậy thì chúng ta nghỉ một chút. Tôi đi mua nước cho chú nhé. Uống nước vào. Chú sẽ thấy đỡ hơn đấy. Đỗ Như đảo mắt nhìn quanh. Tìm ra cái quầy dài khát nào đó còn Tôn Duy thì chậm rãi đứng dậy. Tôi sẽ đi cùng. Cô đừng có hiểu nhầm là tôi thích bám theo kẻ phiền phức như cô. Đi đi lại lại sẽ giúp cho tôi có tinh thần thoải mái. Ngồi một chỗ, tôi tệ lắm. Đỗ Như nhún vài bĩu môi, quay phát đi, nhưng sau đó lại mỉm cười vì cô cảm thấy rất vui. Đón lấy ly sữa Milo từ tay người phụ nữ trung niên ở quầy giải khát, Đỗ Như cười tươi, miệng nói nhanh hai từ cảm ơn. Cháu hoan ghê, đáng yêu thật đấy. Khen cô bé nhỏ tuổi xong, bà liền chuyển ánh mắt sang Tôn Duy, đang đứng để chở chai nước suối. Anh đúng là may mắn khi có một cô con gái như vậy. Chắc hẳn là nó giống mẹ nhỉ. Lập tức, Tôn Duy định uống một ly nước, thì bỗng dưng ngừng lại, suýt chút nữa, thì làm cho anh hốt hoảng. Bên cạnh Đỗ Như cảm thấy bất ngờ bởi câu nói này. Màu chóng cô lao vệt nước ngay khóe miệng. Gì? Gì nhìn thế nào? Mà bảo cô bé này là con của tôi. Tôi mới có 30 tuổi. Cô ấy 20. Chỉ cách nhau có 10 tuổi thôi. Này này, trông mặt của tôi già lắm à? Bộp miệng cười trước cái dáng vẻ gay gắt của Tôn Duy. Đỗ Như vẫn vô tư uống Milo. Đối diện, người phụ nữ hơi bối rối vì bản thân vừa nói điều không nên và một phần cũng do phản ứng khá dữ dội từ chàng trai này. À, thì tại anh chững chạc, còn cô bé này thì mặt lại non nớt. Chưa kể cô bé thắt bím, dáng người nhỏ con. Tôi cứ ngỡ hai người là bố con. Chào mày trong vài giây, Tuân Duy mau chóng hướng cách nhìn sang Đỗ Như đứng bên cạnh. Khi bắt gặp đôi mắt to tròn, cùng cái kiểu uống nước ra vẻ ngây thơ của cô. Tóc thắt bím, xương cá để hai bên, Cộng thêm chiều cao hơi khiêm tốn ấy Khiến anh nhận ra Đúng là cô gái này trẻ so với tuổi Cứ cho là như vậy Thì Tôn Duy đâu đến nỗi già như vậy Tưởng anh là bố của một cô bé 20 tuổi ư Đúng là quá đáng thật Này Tại sao hôm nay cô lùn tịt thế Bình thường tôi nhớ Cô đứng qua vai tôi cơ mà Nhẹn miệng cười láo cá Đỗ Như mới đưa đôi bớt giày Đang cầm vắt vèo ra rồi nói là nhờ cái này đó chú ơi tôi cao chưa đến một mét sáu nhưng mang giày đế cao gần chục phân nên là trông cũng cao giáo tí thôi thế thì cô mang giày vào cô càng lùn tôi lại càng dễ bị hiểu lầm đấy ơ ờ, ơ cái chú này tôi mang hay tôi cởi là quyền tự do của tôi chứ chú vừa vừa phải phải thôi nhận ra câu nói tai hại của mình khiến cho hai vị khách bùng nổ cuộc chiến người phụ nữ trung niên liền lên tiếng ngăn cản Ấy ấy hai người Lỗi của tôi Để chuộc lỗi Tôi miễn phí cho hai người Những thứ mua nãy giờ Được chưa Hai người đừng có tranh cãi Không hay Bản thân mình là đàn ông Lại đi đôi co với một cô bé 20 Thì chẳng hay ho chút nào Nên Tôn Duy dù còn rất hậm hực Đành phải hạ hỏa Và gật đầu đồng ý Về phía của Đỗ Như Vừa uống Milo cô vừa kín đáo quan sát Vẻ mặt tức tối của anh chàng này và cô cười thầm. Trong việc này cô hoàn toàn được lợi. Rời khỏi quay giải khát, Tôn Duy đi một bước là lại nói một câu lùa rùa về vấn đề nọ. Sau này tôi không đi bên cạnh cô nữa. Kẻo bị tưởng nhầm là bố con. Mà cô, cô cũng không nên làm cái bộ mặt ngây thơ đó. Cô đâu có hiền. Không nghe Đỗ Như trả lời, Tôn Duy bực mình quay phát qua bên phải, xem thử cô đang làm cái gì mà lại khinh thường như vậy rất nhanh anh ngạc nhiên bởi thấy cô im lặng đi theo vòng quanh ngựa gỗ ở ngay trước mặt chưa bao giờ anh trông gương mặt của đỗ như lại khác lạ như vậy nét tình dành láo cá nghịch ngợp biến mất thay vào đó là vẻ trầm lặng buồn bã đến nao lòng cô không sao đấy chứ nghe giọng tôn duy hơi lo lắng đỗ như im lặng vài giây rồi chậm rãi nói khi mà tôi còn bé bố tôi vẫn hay dẫn tôi đến đây chơi trò chơi ngồi như những con ngựa đủ màu sắc và xoay vòng tròn như thế này khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc tôi luôn nhớ chúng vì có bóng hình của bố tôi mỗi lần buồn tôi thường đến đây để tìm lại cảm giác ngày xưa cô yêu bố cô nhiều như vậy sao vì chỉ có mỗi ông là yêu thương tôi thôi mối quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt cô không biết nguyên nhân vì sao à khẽ thở dài đỗ như liền quay qua đối diện với tôn duy nỗi buồn trên mặt đã biến mất giờ đây vẫn là nụ cười nửa nghịch ngợm nửa danh ma vốn có ban đầu là khó hiểu nhưng tiếp theo kiểu như tôn duy đã hiểu ẩn ý qua cái nhìn kia rồi rồi tôi biết rồi điều ba trong hợp đồng chứ gì Chú bây giờ thông minh hơn rồi đấy. Buồn cầu nói đầy thích thú xong. Đỗ như mút cây kem. Đồng thời bỏ đi lên trước. Để lại phía sau chàng trai họ tôn. Lê bước theo sau. Miệng lầm rầm. Ngước mặt nhìn bầu trời về đêm. Đỗ như chán trường chật lưỡi. Chưa gì mà đã tối rồi. Nhanh thật đấy. Chưa chơi thì đã hết rồi. Còn tối tôi mệt gần chết rồi đây. Tuân duy tháo lòng cà bà cho dễ thở. Chúng ta nên đi về thôi. Trông thế này, giống như trời sắp mưa rồi đấy. Tôi hiểu rồi. Chú chưa già, tại sao cằn nhằn nhiều thế? Độ như xoay người hẳn ra sau, nói với chàng trai trong khi anh đang bực tức vì bảo rằng chưa già mà đã khoái cằn nhằn. Chờ tôi về đi. OK. Vừa bước vào nhà đỗ như bất ngờ khi nhìn thấy thái bá đang ngồi nói chuyện với mẹ mình cả hai đang bàn bạc cái gì đó xem ra rất thú vị chắc lại là công việc và mấy kế hoạch buôn bán mỹ phẩm dở hơi làm khi cô tự hỏi ngoài công việc ra thì những kẻ sống không có cảm xúc này còn quan tâm tới gì nhỉ không muốn hai người kia phát hiện ra sự hiện diện của mình nên cô nhanh chóng quay lưng bước vội lên cầu thang nhưng thật là xuôi xẻo sự tránh mặt này hoàn toàn thất bại Vì bà chủ đỗ đã kịp thời nhìn thấy con gái Đỗ Như Đã về mà sao không chào mẹ một câu Còn có biết là nhà mình đang có khách không Đôi chân dừng lại Cô cắn môi bởi vì quá bực bội Vì cứ bị làm phiền Cô cảm giác mình chưa bao giờ được yên tĩnh Dù chỉ là vài giây ngắn ngồi Con thấy hai người trò chuyện vui vẻ quá Nên không nỡ cắt ngang Màu chóng xoay lưng lại. Đỗ Như khoanh tay đáp với chất giọng lạch nhạt. Phía dưới cách chân cầu thang khoảng chục bước chân, bà chủ đỗ bắt đầu khó chịu trước cái kiểu trả lời hỗn láo này. Đang có khách, con ăn nói cho tử tế. Đi xuống đây, chào chú Thái Bá một câu đi. Hướng ánh mắt sang Thái Bá đang đứng bên cạnh mẹ mình. Cô thấy ông mỉm cười thân thiện, chẳng rõ làm sao, nhưng cô không ưa cái loại đàn ông này tôi không thích chào ông ta. Ban đầu là sững sờ vì kinh ngạc, tiếp đến là tức giận bởi cái thái độ thiếu tôn trọng của con gái mình đối với vị khách lớn tuổi. Thôi ngay cái kiểu mất dạy đi, con là đứa không được dạy dỗ à? Từ bé tới lớn, mẹ có dạy dỗ tôi bao giờ đâu? Có lẽ cô bé ương nghiện này muốn làm đối phương phải lên cơn đau tim, đúng lúc đó. Giọng nói đều đều của thái bá vang lên Giống như lần trước Ông lại là người khuyên nhủ Ngăn cuộc tranh cãi của hai mẹ con Thôi thưa bà Bà đừng tức giận Ảnh hưởng đến sức khỏe Cô chủ ấy, không muốn Thì ép cũng vô ích Tôi không để bụng đâu Đấy xin lỗi giám đốc Con bé ăn nói thiếu lễ độ Tính nó rất bướng Nên khó dạy bảo Nghe lời xin lỗi chậm chạp từ bà chủ. Thái bá cười nhẹ, xong chuyển rời ánh mắt về phía Đỗ Như, còn giữ nguyên tư thế canh kiểu. Tuổi trẻ sốc nổi, thích gì bảo đó, không nghĩ đến hậu quả đâu. Nhưng sau này lớn lên, trải qua sóng gió cuộc đời, chúng sẽ có cách ứng xử khác ngày hôm nay. Ngựa non hấu đá đến mấy, rồi có ngày cũng bị khuất phục thôi. Gương mặt Đỗ Như bỗng chốc lạnh băng, khi nghe từng lời nhẹ nhàng, nhưng lại mang hàm ý khinh nhờn đến tài tình từ nguyễn thái bá cô đã sớm nhận ra bộ mặt chẳng mấy đẹp đẽ ẩn sau cái dáng vẻ lịch thiệp sang trọng đó của người đàn ông này cô ghét cái nụ cười mang vẻ bao dung độ lượng kia ông ta đang cố tình ra mình là một bậc trưởng bối không chấp nhất để bụng những kẻ tiểu bối còn con như cô đang bức bối trong người đỗ như thấy trên bàn có một ly rượu đỏ một ý tưởng thú vị nhanh chóng hình thành trong đầu cô gái tinh danh này. Nghĩ là làm, Đỗ Như mau chóng bước xuống, rồi tiến về phía bà chủ Đỗ và thái bá đang đứng. Chưa kịp để hai người họ hiểu chuyện gì, thì cô quay qua bên trái đưa tay cầm ly rượu lên. Xong rồi đến đứng trước ngay mặt thai bá, nhoẻn miệng cười rồi nói. Tôi sẽ cho ông thấy, con ngựa non háu đá như tôi sẽ đá như thế nào. Dứt lời cô lập tức tạt rượu vào người của thái bá, trước sự ngỡ ngàng của bà trụ đỗ. Cô mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy thứ chất lòng màu đỏ kia chảy dài xuống bộ áo vét sang trọng, làm nó trở nên bẩn màu. Thì giờ trông ông ta không còn cái dáng vẻ cao cao tại thượng già dối phát kinh tởm, chỉ là một gã đàn ông với một bộ quần áo bị ướt. Chuyện này là sao? Thái bá ngạc nhiên Còn giữ cái chất giọng đều đều lên tiếng Tôi thích như thế Đáng phục thật Ông không hề tức giận sao Ông bắn tôi đi Ông đừng có tỏ ra độ lượng như thế Độ như thách thức Đồng thời quan sát biểu hiện trên mặt của thái bá Cô khá ngạc nhiên Bởi vì rõ ràng các cơ mặt của ông chàng hề dịch chuyển Chính xác là Không một chút cảm xúc nào trên đó thậm chí cả giận dữ. Kín đào quét cái nhìn xuống dưới, cô bất ngờ nhìn thấy bàn tay của giám đốc Nguyễn Cao Quý đang siết chặt và run rẩy. Phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị, Đỗ Như cười khinh, kéo dài giọng. Ơ kìa, ông giận đến run người, ấy vậy mà lại không mắng tôi, dù là nửa câu. Những câu trầm trọc kia của cô bé 20 tuổi chẳng thể kéo dài được lâu vì bà chủ đỗ thình thình nói lớn, kèm theo một sự giận dữ. Đỗ như, đủ rồi. Nhanh chóng xoay qua và chưa mở miệng nói một câu nào, cô đã lãnh chọn một cú tát từ mẹ. Cái âm thanh và chạm lớn đủ hiểu, bà không hề nương tay với con gái của mình. Bên cạnh, dẫu lòng đang tức giận, nhưng thai bá vô cùng ngạc nhiên trước hành động phạt con ngay tại chỗ của một người phụ nữ trung niên. Mày đang làm cái trò gì thế hả? À? Mày hỗn láo có giới hạn thôi chứ. Mày đang tự biến bản thân của mày thành một đứa con gái hư hỏng và không có giáo dục. Mẹ của cô chiếu cái nhìn đanh sắc giữ tợn vào con gái. Miệng gần từng chữ như muốn đay nghiến chúng. Đỗ Như giữ nguyên tư thế. Tay giờ lên má phải, đỏ ửng của cô, bởi cái cô tát. Mắt của cô mở to thất thần, cái nhìn hướng vào khoảng không vô định cô vừa bị đánh và nó rất đau cái cảm giác tồn tại duy nhất lúc này trong lòng của cô là một sự nặng nề đến khó thở rất tệ tệ đến mức cô muốn mình rời khỏi ngôi biệt thự này ngay lập tức đơn giản mẹ của cô là một người phụ nữ chưa bao giờ yêu thương cô dù là một ngày chẳng thèm nói thêm lời nào nữa thậm chí cả nhìn cũng không cô lập tức quay gót bỏ chạy ra khỏi nhà mặc những người hầu chạy theo và gọi lớn. Dọi theo bóng dáng của con gái bướng bình khuất dần sau cánh cổng. Mẹ của cô nhắm mắt, thở ra mệt mỏi. Bà cảm thấy bất lực trước hành động ngang ngược của con. Là một người mẹ, bà hiểu rõ mình đang mất kiềm quyền soát đối với chính đứa con của mình. Xin lỗi, giám đốc Nguyễn, là do tôi không biết dạy con. Muốn trách, Ngài cứ trách một người mẹ thất bại như tôi. Gương mặt của thái bá từ nãy đến giờ không thay đổi. Vẫn bình thản và nói. Tôi hiểu. Phu nhân không cần phải như thế. Tuy chất giọng rất nhẹ nhàng. Nhưng sự thật, lòng thái bá lúc này xuất hiện một nỗi căm phẫn ghê gớm. Một người xem trọng danh dự như ông bị sỉ nhục như thế. Bởi vì một con bé 20 tuổi là ông không thể chấp nhận. Nhất định ông không bỏ qua chuyện này. Tôn Duy nhận được một tin nhắn. Anh yêu, tối nay em phải hoàn thành dự án nên cần ở lại công ty. Anh ăn tối rồi ngủ trước đi nhé. Sáng mai em tranh thủ về sớm gặp anh. Chúc anh ngủ ngon. Tôn Duy thở thật mạnh rồi đóng nắp điện thoại. Chán nản về đêm nay tiếp tục ngủ một mình đưa mắt nhìn ngôi nhà trống vắng anh buồn bã có vẻ như mối quan hệ vợ chồng của anh và ngọc càng ngày càng nhạt nhẽo dạo gần đây cô thường không về nhà và buổi tối vì mãi bận bịu với các dự án kinh doanh anh ăn tối một mình ngủ một mình trong ngôi nhà bỗng dưng cảm thấy nó rộng lớn hơn bởi vì sự cô độc anh chẳng rõ mối quan hệ mong manh hơn sợi chỉ này rồi sẽ đi tới đâu giật mình vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên anh cầm lên xem thì thấy cuộc gọi từ đỗ như anh hơi lưỡng lự lưỡ. chẳng biết có nên bắt máy không vì sợ cô nàng ngổ ngáo ấy lại bắt mình làm cái trò điên khùng nào đó giữa đêm mưa lớn thế này tôi nghe đây có cái gì không sau cùng thì anh cũng đành bắt máy bên kia đầu dây một khoảng lặng kéo đến chẳng hề có bất kỳ một âm thanh nào này này nếu như cô muốn chọc phá tôi anh chàng họ tôn chợt ngừng quát mắng lại khi đột ngột nghe giọng của cô vang khẽ đầy tê tái lạnh giá và run rẩy xin lỗi tôi không muốn làm phiền chú nhưng nhưng bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đến tôi rất lạnh và mưa mỗi lúc một lớn tôi sợ lắm này này cô đang ở đâu đấy đừng nói giờ này cô đang ở ngoài mưa tôn duy nghe xong thì rất là lo lắng đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ mưa như chút nước tôi tôi không muốn về nhà tôi dầm mưa cô bị điên à tại sao lại dầm mưa đúng là cô làm tôi tức giận thì cô vui lắm mà thế bây giờ cô đang ở đâu không có tiếng đáp lời tôn duy cố gắng dòng tai để có thể nghe giọng nói của cô nhưng ở bên kia, âm thanh của mưa rơi gần như là lấn át đi tất cả. Tôi đang ở nhưng chẳng kịp nghe nơi đó là nơi đâu, Tôn Duy nghịch mặt vì tiếng bíp bíp cuộc gọi kết thúc. Đờ đẫn trong vài giây, anh liền nghiến răng vì hành động tắt máy đột ngột của cô. Nên anh nhanh chóng bấm gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia liên tục báo không liên lạc được cái con bé này làm cho mình phát điên tôi mặc xác cô anh ném chiếc điện thoại lên bàn anh hậm hực ngồi phịch xuống ghế anh chẳng rõ cô làm cái trò gì muốn người ta đến đón mà không cho biết địa chỉ thì có ma mới mò ra được rõ ràng là vớ vẩn anh tự nhủ rằng cứ để mặc cô chẳng có lý do gì anh phải lo lắng cho cô cả anh đâu phải là vệ sĩ riêng hễ kêu là đến bắt làm là làm mình đi ngủ thôi, khóa máy luôn. Không cô ta lại gọi điện để phá mình. Toàn cầm điện thoại trên tay, thì thình lình bên ngoài xét đánh ầm ầm, khiến cho anh giật nảy người. Hướng ánh mắt ra ngoài màn đêm đen mưa răng đầy, anh tự dưng nghĩ đến cảnh của cô đang ngồi một mình đâu đó, trong thời tiết lạnh lẽo như vậy. Nên lòng của anh bất chợt, cảm thấy rất bất an. Mau chóng đứng dậy, Đi qua đi lại trong phòng khách Anh cố gắng nghĩ xem Cô có thể đến đâu lúc này Quả thật là đánh đố người khác Còn đang trong bế tắc Thì đột nhiên anh vô tình Trông thấy cái trong chóng quay tròn trên đồng hồ Ngay lập tức Ánh mắt của anh sáng rực rỡ Vì biết rằng cô đang ở đâu Chiếc xe hơi lao đi trong đêm tối Như xé toạc màn mưa dày đặc phía trước Màu chóng dừng lại sự ma sát của bánh xe với đường nhựa trơn trượt kêu lên một tiếng két não nề rất nhanh cửa mở bóng dáng của anh bước ra ngoài tay cầm dù anh đưa đôi mắt ướt nhòe vì mưa lên tấm bảng vẫn còn nhấp nháy dưới ánh đèn lập tức anh chạy vội vào bên trong khu trò chơi khi nãy cô bảo mình đang dầm mưa chứng tỏ cô gặp phải chuyện gì đó rất buồn vậy nên nếu như sự suy đoán của anh là đúng thì hiện tại cô đang ở anh dừng lại thở mệt nhọc đồng thời đào mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều trắng xóa bởi trận mưa ngày càng nặng hạt nhưng tiếp đến cái nhìn của anh bừng sáng khi nhìn ra phía dần dần xuất hiện một vòng quay ngựa gỗ tức tốc anh lao về phía đó với suy nghĩ rằng cô đang ngồi chờ mình Vừa chạy đến thì anh ngạc nhiên vì đập vào mắt của anh là hình ảnh của cô đang ngồi ngủ trên một con ngựa gỗ. Nó nhún nhẹ, mỗi lần cơ thể mỏng manh kia chợt rung lên vì lạnh. Chiếc váy xòe ngắn đến đầu gối vấy bẩn, có cảm giác cô đã ngồi dưới bậc thềm rất lâu, nên nước mưa văng lên tạo thành vô số chấm đen loang lổ. Đôi trần trần của cô buông thõng xuống bên hông con ngựa gỗ. Làn da thì tím tái, bởi sự lạnh lẽo bùa vây. Dưới đất ngay bên cạnh là đôi giày bốt đen. Trong khung cảnh ấy, khiến cho anh liên tưởng đến câu chuyện một cô công chúa ngủ quên ở nơi được gọi là vòng quay cổ tích. Chỉ đáng tiếc, dường như nàng công chúa bé nhỏ này chưa hề cuộc đời của cô đẹp. Đứng quan sát dáng vẻ kỳ lạ nhất của cô trong vài phút, anh cầm dù từ từ tiến lại gần. Khi đã đứng bên cạnh, anh lướt ánh mắt nhìn sơ qua bộ dạng đáng thương ấy thêm một lần nữa. Lạ lùng thay. Dẫu gương mặt của cô trắng bệch nhưng vẫn sáng ngời. Trên tay của cô chiếc điện thoại nằm im lìm. Đối diện, chàng trai họ tôn thở ra vì chẳng hiểu tại sao. Cô không gọi lại, để nói mình ở vòng quay ngựa gỗ. Làm anh vắt óc suy nghĩ. Đặt nhẹ nhàng chiếc dù xuống. Anh mau chóng cởi áo khoác choàng lên người của Cô đồng thời cất tiếng gọi, đánh thức cô dậy. Đỗ Như, này, tôi đến rồi đây. Thân hình đang run rẩy ấy, chợt động đậy. Tiếp theo là đôi mắt mở dần ra. Khi thấy rõ gương mặt của người đối diện, thì cô liền mỉm cười, giọng nói yếu ớt. Tôi biết mà, chú nhất định sẽ đến. Xem như cô giỏi rồi. Đừng có nói nhiều nữa mau đi về nhà thay quần áo kẹo cảm lạnh đấy dù bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi và không hề nghe rõ tôn duy nói gì nhưng cô gái vẫn gật đầu rồi gục mái đầu mệt mỏi lên đôi vai của anh an tâm và bình yên đúng rồi chỉ cần có người đó ở bên cạnh thì cô không cần lo lắng sợ hãi bất cứ điều gì trong cảnh đỗ như nhắm nghiền mắt càng người bất động buông xuôi Tuân Duy nhẹ nhàng bế cô lên, xong rồi cúi xuống cầm chiếc dù. Hành động này khá vất vả, nên chàng trai gần như ướt hết người khi trở ra từ cổng khu trò chơi. Vì chiếc dù chỉ đủ che cho cô đang còn ngủ say. Quan sát dáng vẻ im lặng, còn mắt thì nhìn vô định đâu đó của Đỗ Như. Khoảng 10 phút, xong xuôi anh mới chậm rãi cất tiếng hỏi. Tại sao cô không ở nhà? mà lại dầm mưa trong đêm hôm khuya thế này. Thầy cô không phản ứng, cũng chẳng trả lời, Tôn Duy bắt đầu chán nản. Ngay cả nhìn anh một chút, cô còn không làm được, huống gì là đáp lại anh. Cô tự dưng gọi đến. "Vì lo lắng, tôi bỏ mặt trời mưa lái xe đi tìm cô. Sau đó tôi đưa cô về nhà, thay đồ pha sữa cho cô uống, thế mà tôi chẳng biết được cái lý do kia." Cô có thấy như vậy là không công bằng với tôi không? Đỗ Như bắt đầu thay đổi tư thế ngồi tượng đá của mình bằng cách hơi co người vào tấm chăn dày. Hai bàn tay của cô vẫn giữ chặt ly sữa nóng. Mẹ tôi, bà ấy, tát tôi một cái. Khi biết rõ nguyên nhân có liên quan đến mẹ của Đỗ Như thì tự dưng Tôn Duy hơi trao mày bởi vì anh không hiểu và không thể giải quyết được vấn đề này. Vốn mối quan hệ của hai mẹ con, theo như cô kể, thì rất là rắc rối và khá tệ. Nếu như giám đốc đánh cô ấy, át hẳn là có nguyên do chứ. Lưỡng lự ở trong chốc lát, cô đảo mắt sang nhìn anh, đang ngồi khoanh tay và chờ đợi câu trả lời. Cô kể lại sự việc diễn ra vào tối nay, cách đây mấy giờ trước. Lời kể từ cô vừa dứt cũng là lúc anh nhắm mắt và thở hát một cái rõ to. Cô ơi là cô, thế tại sao cô hành động mà cô lại không suy nghĩ gì hết vậy? Cả chú cũng nghĩ như vậy à? Hình như cô chưa biết bản thân của mình sai. Trong gương mặt có phần trách cứ của cô bé, Tôn Duy lắc đầu, đồng thời đưa tay sờ chán, kiểu như suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Lát sau anh nhìn cô từ tốn rồi nói. Tôi nói cho cô nghe nhé, cô là một cô chủ chưa từng bươn trải với cuộc sống để biết hai từ ấy không hề đơn giản cô cũng không phải vất vả kiếm tiền để hiểu rằng có được đồng tiền là vô cùng cực khổ mẹ cô tuy chẳng làm việc gì đụng đến tay đến chân nhưng bà ấy phải vận dụng đầu óc suy nghĩ chính xác kinh doanh để có thể duy trì được một công ty quy mô lớn như hoàng hiệp bà ấy dốc hết sức cho hoàng hiệp không hẳn chỉ vì bản thân mình mà còn giúp cho hơn mấy màn nhân viên nhỏ bé bên dưới đó có cả tôi. Được làm việc để duy trì cuộc sống. Đối với một người phụ nữ, trách nhiệm ấy rất nặng nề. Thiệt nghĩ, chắc nhiều lần mẹ cô rất mệt mỏi, cần một đôi vai của một người đàn ông để dựa vào. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh bà ấy không có ai, kể cả cô con gái lại luôn giận hờn bởi vì sự ích kỷ độ như tròn xe mắt kinh ngạc trước những lời nói kỳ lạ của tôn duy cuộc sống và hưởng thụ cô đang ăn và đang sống trên chính đồng tiền của mẹ mình cực khổ kiếm ra cô có biết điều đấy không sống à phải lo toan nhiều thứ tiền bạc ăn uống quần áo nhà cửa vợ chồng con cái đôi khi ta cần nhún nhường chịu đựng để không phải mất đi miếng cơm manh áo của mình cũng như vậy giám đốc nguyễn là một trong những đối tác lớn và quan trọng của hoàng hiệp cô tưởng tượng đi nếu như ông ấy không hợp tác với hoàng hiệp thì công ty sẽ mất đi một phần lợi nhuận vậy khi đó chẳng những mẹ cô cô mà còn cả mấy ngàn nhân viên đang làm việc kia sẽ đứng trước những khốn khó không đoán trước được đâu cô chẳng thể nào hình dung được hậu quả nghiêm trọng ra sao tóm lại cô không còn bé nữa Muốn làm cái gì thì suy nghĩ cho kỹ càng Sẽ có ngày vì sự bướng bỉnh của bản thân Mà cô sẽ hại rất nhiều người khác đấy Từ nãy đến giờ cô không có biểu hiện gì Ngoài việc ngồi lặng đi Đôi mắt mở to bất động Khi nghe từng câu từng lời của anh nói Có vẻ như trong vài giây ngắn ngủi Cô chủ ương bướng kiêu căng ấy Ngộ ra vài điều Mà từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu Hoặc không bao giờ cô muốn hiểu này cô ổn đấy chứ tôi mệt lắm tôi muốn đi ngủ ừ thế thì cô ngủ đi có cái gì cô gọi tôi tôi nằm ngoài phòng khách khi cửa phòng đã đóng đỗ như khẽ khàng nằm xuống đôi mắt đó vẫn trống rỗng nhưng thấp thoáng một chút suy nghĩ mơ hồ mí mắt từ từ khép lại bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt lạnh lẽo đơn độc và bình lặng nửa đêm đang ngủ thì anh giật mình bởi có ai đó lay gọi mở choàng mắt rồi ngồi dậy đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh sáng lên và anh ngạc nhiên vì thấy cô đang ngồi trước mặt mình chưa kịp hỏi là một cách bất ngờ cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh đúng lúc đó chất giọng của cô vang khẽ trong không gian nửa sáng nửa tối tôi lạnh lắm chú có thể cùng tôi làm chuyện đó được không Tôi cần một cái gì đấy Có thể khiến cho mình Quên đi những cảm xúc tồi tệ lúc này Khoan khoan Đây là nhà của tôi Không phải là nhà nghỉ Tôi xin chú đấy Chú sợi ấm cho tôi đi Này nhưng Anh ngừng bật khi nhận ra cơ thể của cô đang run rẩy, Không quá mạnh Nhưng đủ để người ta hiểu rằng cô đang rất lạnh Hai bàn tay của cô bấu chặt vào vai của anh Hơi thở cũng nặng nề và đứt quãng bản thân của cô Hẳn đã chịu đựng điều gì đó kinh khủng lắm Lặng thinh lắng nghe tiếng đập yếu ớt từ con tim Trong lồng ngực của cô Anh nhắm mắt Bởi anh đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm thương xót Cô khiến cho anh khó xử Thôi được rồi Xem như Tôi giúp cô lần này Mấy giây sau đó Cô từ từ rời khỏi người của Tôn Duy và chẳng để anh kịp làm hành động gì Cô đã nhanh chóng hôn lấy anh Tất nhiên là anh kinh ngạc đến mức nào rồi Mắt của anh mở to hết cỡ Anh lập tức đặt tay lên vai của cô Rồi đẩy cô ra Cô quên điều khoản 5 trong hợp đồng rồi sao? Điều khoản 5 Ghi rằng bên B không được hôn bên A Chứ đâu có ngược lại đâu Vì vậy tôi hôn chú Thì đâu có vi phạm gì dứt lời cô lại kéo anh lại gần rồi đặt môi mình lên môi của anh ấn sâu hết đờ đẫn vì nụ hôn bất ngờ giờ thêm việc đỗ như cháo trở khi nói về điều khoản trong hợp đồng lại khiến cho anh đưa cả người anh định đẩy cô gái hư hỏng đó ra thêm một lần nữa thế nhưng anh ngạc nhiên vì bắt gặp ngay đuôi mắt đang nhắm nghiền của cô là một dòng lệ chảy ra nhẹ nhàng và cũng bởi vì vậy mà hai đôi tay của anh buông xuôi xuống lòng yếu mềm khi anh cũng từ từ khép mắt lại rồi cùng với cô chậm rãi nằm xuống chiếc nệm êm ái ngón tay của anh lần mò lên những chiếc cúc áo của cô sau đó mở bung nó ra ánh sáng đèn ngủ phụt tắt trong bóng tối căn phòng rộng lớn có hai con người đang quấn chặt lấy nhau sởi ấm cho nhau mặc dù bên ngoài trời đang mưa rất nhiều anh biết bản thân hoàn toàn sai nếu như làm như thế nhưng khi nghe tiếng đập yếu ớt của trái tim, cảm nhận nỗi đau cùng những giọt nước mắt đó, thì anh hiểu rằng mình không thể bỏ mặc cô ấy. Ngọc à, hãy tha thứ cho anh. Sáng hôm sau, những tia nắng của một ngày trong lành, cố ăn mình, len qua khe cửa sổ khép hờ, hạt nhẹ lên gương mặt còn ngủ của Đỗ Như. Choảng tỉnh, cô thấy trời đã sáng, vì không gian căn phòng sáng bừng nằm bất động hồi lâu cô nhẹ nhàng quay qua bên cạnh thấy anh đang còn say giấc đôi mắt của cô chớp chớp liên tục khi bắt đầu nhớ về sự việc tối qua chuyện anh tìm được mình ở vòng quay ngựa gỗ rồi những lời khuyên dịu dàng tiếp theo là chàng trai đồng ý làm tình với cô mặc dù cả hai hiện nay đang ở tại nhà anh những cảm xúc của da thịt chạm da thịt vẫn còn lờn vờn trong mớ ấp bỗng chốc trống rỗng và vô định của cô. Suy chốt nữa thì cô quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng. Cô đã chủ động hôn anh. Nhưng điều đáng kinh ngạc là anh đã đón nhận nụ hôn đó. Đến bây giờ cô không rõ lý do gì khiến mình muốn hôn chàng trai này đến như vậy. Chỉ là bản thân của cô bị thôi thúc bởi một mong ước thầm kín. Chậm rãi ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc chăn quấn ngang người cô nhích lại gần anh còn ngủ say tự dưng nở một nụ cười cô rụt rè đưa ngón tay lên chạm khẽ vào đôi môi đang khép của anh rõ ràng trong lòng xuất hiện cảm giác rất lạ đầy thúc giục đến nỗi làm cô hơi khó chịu chính vì vậy cô liền cúi xuống với ý định hôn anh thêm một lần nữa nhưng nụ hôn này sẽ là âm thầm khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì thình lình tiếng mở chốt cửa vang lên ngay tức thì đỗ như dựng người dậy đồng thời xoay qua cùng với cái nhìn kinh ngạc có ai đó lầy lầy tồn suy khá mạnh bạo kèm theo những âm thanh gọi léo nhéo bực mình vì bị phá giấc ngủ anh liền kéo chan lên che đầu và sẵn sàng để cho tôi ngủ cô đừng có quấy giày tôi cô đó là ai vậy? Một luồng điện cực mạnh, xẹt ngang qua bộ não còn mơ màng của Tôn Duy, lập tức mở mắt thao láo. Giọng nói này, không suy nghĩ nhiều. Anh mở tung chân ra để rồi bắt gặp Ngọc, xuất hiện lù lù. Chàng những thế còn đang nhìn chằm chằm vào chồng với đôi mắt khó hiểu. Lòng mày thì trao lại. Phát hoàng, Tôn Duy ngồi bật dậy, quên mất rằng mình không mặc quần áo là em sao? chứ anh tưởng là ai? đối diện mặt mày của anh bắt đầu nhợt nhạt, cả người anh đổ mồ hôi, bao nhiêu ngạc nhiên lẫn lo sợ không ngừng bùa vây trong cái đầu xoay vần của anh Dẫu đang hoang mang, vậy nhưng anh tỉnh táo, mau chóng nhìn qua bên cạnh, đỗ như không có ở đây, quần áo cũng biến mất, kín đáo thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chuyện này chắc chưa đến nỗi quá tệ. Đừng nói rằng đêm qua anh ngủ ở phòng khách nhé. Đã vậy lại còn trần chuông. Cố để mồ hôi đừng tuôn trên chán. Tôn Duy lúc này cười cười, đáp với vẻ gượng gạo. Ờ à, ừ, đêm qua anh có uống tí rượu, sau đó buồn ngủ quá. Nên anh bất tỉnh, ở đấy chả biết lúc nào. Còn quần áo thì nửa đêm chắc anh nóng quá. Anh cởi ra cho dễ ngủ ấy mà. Vậy khi nãy em gọi, anh nói cái gì nhỉ? Cô đừng quấy dây. Cô nào thế? Lần này thì Tôn Duy không còn đủ sức để ngăn những giọt mồ hôi nữa. Chúng diện ra trên chán, chảy dài qua hai mang tay, xuống tận dưới cảm. Anh lo sợ đến mức chẳng dám đưa tay để lau, đào mắt để tìm câu trả lời. Anh vẫn giữ một nụ cười thật tươi. Cô nào? Chắc anh nói mớ thôi. Em cũng biết. Anh thường nói mớ khi ngủ mà. Ứng đáp bằng một câu trả lời thật là chui chảy. Tuần Duy nuốt nước bọt, quan sát biểu hiện trên gương mặt vô cảm của Ngọc. Vì cô im lặng, nên khiến anh thêm bối rối. Dù bên ngoài chẳng thể hiện điều gì, nhưng kỳ thật trong lòng của anh, nóng như lửa đốt. Trái tim của anh đập thình thịch, tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầu mong, vợ anh đừng ra hỏi thêm gì nữa không chỉ có mỗi tôn duy đang vã mồ hôi hột đâu mà đỗ như cũng như vậy cô ngồi núp sau chiếc tủ cao nãy giờ cô nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng lúc nghe tiếng mở chốt cửa cô nghĩ ngay đến việc ngọc sắp bước vào nhanh như cắt cô tung chăn đồng thời với lấy quần áo và núp vội vào sau phía cái tủ đúng như dự đoán ít giây sau ngọc đi vào phòng khách thấy chồng nằm ngủ la liệt dù hồi hộp vô vàn, nhưng cô không dám thở mạnh. Nếu chuyện ngoại tình này bị phát hiện, thì rắc rối lớn cho cả hai, đặc biệt là Tôn Duy. Sau mấy phút không lời, sau cùng thì Ngọc lắc đầu, Chợt lưỡi, nói vẻ chán nản. Anh có phải là trẻ con đâu, tại sao lại nằm ngủ ở đấy? Thật là hết nói, lần sau anh có uống rượu ấy, thì cố về phòng mà ngủ chứ. Có ngày anh ngã bệnh ra đấy. Tuần Duy cảm giác gánh nặng trong lòng được chút bỏ. Anh nhanh chóng đáp lời vợ bằng cái giọng nửa đùa nửa thật. Anh mà bệnh ấy, thì có em chăm. Lo cái gì? Cười phì, Ngọc Thùy ném nhẹ quần áo vào người của chồng, đứng dậy ngáp dài. Em phải lên phòng ngủ một giấc đây. Cả đêm qua làm việc mệt quá. Còn anh ấy, anh dậy đi, ăn sáng rồi đến công ty, coi chừng muộn giờ làm đấy." Tuân Duy gật đầu, dõi theo bóng dáng của vợ, ủy oải bước lên từng bậc thang. Khi không còn nghe âm thanh nào nữa, bấy giờ anh mới thở ra thật mạnh. Tình huống ban nãy thật là nguy hiểm, chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Đưa tay lau mồ hôi liên tục rồi vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, anh đang chấn tĩnh bản thân của mình. Chú và tôi, suýt thì chết nhỉ. Đột ngột nghe giọng khe khẽ của Đỗ Như cất lên. Tôn Duy lập tức xoay phát qua. Anh thấy cô ôm quần áo, cơ thể đang trần chuồng, bỏ ra từ phía sau tủ đồ. Hoàng hồn anh lao đến ngăn lại, như muốn cô khoan hãy rời chỗ nấp. Tại sao cô ở đây? Chú này hỏi lạ thế. Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? đêm qua chú cùng với tôi làm chuyện đó lẽ nào sáng ra tôi ngủ trên nóc nhà không không ý tôi là tại sao cô lại ở sau cái tủ đó vợ chú về đột ngột nên không còn cách nào khác tôi đành trốn sau cái tủ đấy khi đó tôi còn nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ đấy cô bé bé cái mồ vợ tôi đang trên lầu cái kìa nãy giờ chỉ có mỗi chú lớn tiếng với tôi thôi trong cái dáng vẻ bình chân như vậy của Đỗ Như, anh tức tối vô cùng. Chỉ vì cô mà suýt nữa anh mất mạng. Ấy vậy mà giờ đây, cô làm ra vẻ như chẳng có gì nghiêm trọng. Cô mau chóng mặc đồ vào đi. Tôi nhanh chóng thay quần áo. Chúng ta phải rời khỏi nhà trước khi vợ tôi bắt gặp cái cảnh này. Nghe câu dặn dò sặc mùi đe dọa từ Tôn Duy, cô chậm rãi hởi hợt nói. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu muốn bị bắt về cái tụi dụ dỗ đàn ông có vợ đâu. Đưa mắt nhìn Đỗ Như nhảy chân sáo về phòng vệ sinh, Tôn Duy mím môi thầm rủa. Còn dành lếu láo này. Anh thầm nhủ và thấy cô bé sáng nay và đêm qua khác nhau một trời một vực. Nếu khi ấy cô mang dáng vẻ vênh váo thì còn khuya anh mới mềm lòng chấp nhận qua đêm với cô ngay tại ngôi nhà của chính mình. Một việc làm cực kỳ nguy hiểm còn hơn là đi ám sát tổng thống đứng chờ trong thang máy của công ty tôn duy liếc nhìn lên và than vãn tại sao cô có bám theo tôi mãi vậy giờ này là lúc tôi làm việc tôi không rảnh để chơi với cô đỗ như bên cạnh mút tay vì cô đang ăn bánh điềm nhiên trả lời đối phương chú tưởng mình là hot boy à tại sao tôi phải bám đuôi chú Chú hơi bị mơ đấy Dành con Lễ độ Tôi lớn tuổi hơn cô đấy Quay qua nhìn chàng trai đỏ mặt tía tai Cô lắc đầu thất vọng Thế chú không thể nào nói câu nào Mới mẻ hơn được à Này này cô Đúng lúc này thì thang máy mở Tôn Duy và Đỗ Như bất ngờ Thấy đối diện là bà chủ Đỗ Cùng với thai bá Hai người nọ đang nói chuyện vui vẻ liền ngừng lại vì quá ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng bởi cuộc chạm chán đột ngột, mẹ của Đỗ Như lên tiếng. Đêm qua con đi đâu mà không về nhà? Đỗ Như bước chậm rãi ra khỏi thang máy, bên cạnh Tôn Duy cũng đi ra. Tôi đến nhà chú ấy ngủ qua đêm. Anh chàng họ Tôn nhắm mắt cắn môi vì nghĩ rằng tại sao cô bé đó lại không biết nói dối như thế này. Đối diện Mẹ của Đỗ Như nhíu mày khó hiểu. Ngủ ở nhà một chàng trai xa lạ. Đó là ai? Quan hệ ra sao với con? Chú ấy tên là Tôn Duy, nhân viên kế toán của công ty mình. Chúng tôi là bạn. Thế thôi. Đừng lo, cả hai chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Trong cái kiểu đáp lời vu vơ của con gái, mẹ của cô dương mắt nhìn hồi lâu rồi từ từ chuyển con ngươi sang chàng nhân viên trẻ tuổi. Thấy anh khép nép cúi đầu chào, đứng bên cạnh, Thái bá quan sát Tôn Duy từ đầu xuống chân, xong rồi nói với Đỗ Như, nhẹ nhàng lắm, giống hệt ngày hôm qua. "Tuy là bạn của cô, cũng đừng qua đêm như thế, không hay đâu." Chậm rãi đưa mắt về phía của Thái bá, cô trông ông mỉm cười thân thiện với mình giống như chẳng hề đầy bụng hành động hỗn láo bất kính ngày hôm qua đã định phớt lờ ông nhưng cô chợt nhớ lại những điều mà tôn duy khuyên nhủ đêm qua khẽ khàng nhìn sang bên cạnh cô bắt gặp nụ cười cùng với gật khẽ của anh nhắc nhở dấu tiếng thở dài trong bụng đỗ như lúc này mới đành lên tiếng tôi xin lỗi vì hôm qua tôi đã tạt rượu vào người của ông Thái bá lẫn mẹ cô hết sức ngạc nhiên trước lời xin lỗi phát ra từ miệng của cô. Phải mất mấy phút sau, cả hai mới tin là mình không nghe nhầm. Con vừa nói... Giấu sự khó xử của bản thân, Đỗ Như liền cắt ngang lời mẹ bằng cách nói nhanh. Nếu như không còn gì nữa, thì tôi đi đây. Chào. Nói xong cô nắm tay của anh kéo đi, mặc anh không ngừng cúi chào giám đốc dõi theo bóng dáng của cả hai, mẹ của cô vẫn còn rất lạ lùng. Sao thế nhỉ? Con bé mà biết nói xin lỗi ư? Đúng là khác thường thật. Cũng cùng suy nghĩ với bà, thái bá đứng lặng thinh với cái nhìn đăm chiêu. Nhưng khác ở chỗ, ông biết rõ nguyên nhân của hành động ấy. Sự thật khi nãy dù khá nhanh, nhưng ông vẫn thấy được, như đỗ đã nhìn sang tôn duy và cả việc anh gật đầu ra điều nhắc nhở cô điều đó có nghĩa là chính cái anh chàng xa lạ ấy đã khiến một cô chủ bướng bỉnh phải hạ mình nói xin lỗi cô chính điều này khiến cho ông tò mò rốt cuộc người tên là tôn duy đó là ai có mối quan hệ ra sao với đỗ như mà có thể dễ dàng thuần phục con ngựa hoang ấy đi song song bên cạnh tôn duy chốc chốc lại nhìn sang cô cười cười chú làm tôi hơi bị bực mình đấy tuy mắt nhìn nơi khác nhưng cô vẫn biết rõ là từng cử động của anh chàng này Hừ, ừ xin lỗi tôi không phải là chế giễu cô chỉ là tôi vui vì cô biết suy nghĩ chín chắn hơn thôi bởi vì tôi nghe lời chú mà tôi biết chứ dù là gì đi nữa thì cô đang làm rất tốt đỗ như này hứ đúng cô làm tốt lắm Đôi mắt tròn xoe trước cái cách gọi tên của mình thật dịu dàng ấy, Đỗ Như trong thoáng chốc cảm thấy hơi bối rối. Rất nhanh, cô khẽ cúi đầu, chính bởi tâm trạng kỳ lạ đó mà cô đã không phản ứng gì ngoài việc để mặc cho anh gọi tên như thế. Đang nói chuyện vui vẻ, mà cả hai không biết rằng ở phía xa, Thái Bá vẫn không ngừng dõi mắt quan sát họ. Và hiển nhiên, ông đã trông rõ cái cảnh Tôn Duy nhẹ nhàng Vỗ tay lên mái tóc của cô, chẳng hề tỏ ra khó chịu, mà trái lại cô lại cối đầu, với vẻ rất là ngượng ngập. Chứng kiến điều hết sức lạ lùng này, ông càng muốn biết mối quan hệ của hai người đó là gì. Chẳng biết dòng suy nghĩ gì đang tồn tại trong đầu của ông, nhưng rõ ràng đôi mắt của ông ánh lên một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tuần Duy đã gọi cho Ngọc đúng hai mươi lần nhưng không có tín hiệu bắt máy. Anh chẳng rõ vợ đang ở đâu và làm gì, ngay cả việc nhận một cuộc gọi của chồng cũng thật là khó khăn. Sở dĩ nếu như bình thường thì chắc hẳn anh chẳng quấy rầy cô nhiều đến như vậy và càng không tức giận lẫn buồn bã, nhưng bởi vì ngày hôm nay là ngày hết sức quan trọng của hai vợ chồng, kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Anh biết Ngọc bận rộn với công việc dẫu thế cô cũng cần nhớ sự kiện trọng đại này lý nào anh làm tiệc kỷ niệm một mình sao đặt chiếc điện thoại lên bàn anh chậm rãi đưa mắt nhìn bữa tối mình chuẩn bị thịnh soạn cách đây ba tiếng cùng với cái bánh kem lạnh tanh thật sự chưa bao giờ anh buồn như thế anh rất buồn và thất vọng thậm chí có chút lo sợ mối quan hệ vợ chồng giữa anh và ngọc tệ hơn cả tồi tệ đến mức cảm tưởng như hai người đã ly hôn rồi anh dù vật vã khổ sở với hàng đống giấy tờ nhưng anh luôn cố gắng về trước bầy giờ còn ngọc thì coi trọng công việc hơn cả chồng dạo trước vẫn còn bình thường nhưng cứ cỡ vài tháng nay thì cô lại vắng nhà thường xuyên nhiều lần cô ngủ lại công ty để cho anh cô đơn bên bữa cơm vắng anh không rõ rồi cái điều kinh khủng tồi tệ này sẽ kéo dài trong bao lâu và nó đang đe dọa nghiêm trọng đến hạnh phúc của gia đình. Chưa kể, vợ chồng không có con thì lại càng dễ cách xa nhau. Mệt mỏi và chán nản, anh cục đầu bên bữa tối ngồi ngắt, lòng đau nhói khó chịu vô vàn. Sự tĩnh lặng của ngôi nhà càng kéo dài thời gian chờ đợi hơn. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho anh sực tỉnh. Bất động vài giây rồi anh nhanh chóng bật dậy, vì anh nghĩ rằng ngọc đã về và muốn gây bất ngờ cho anh chẳng nhiều lời nữa anh bước như bay về phía cánh cửa và mở nó ra thật nhanh ngọc niềm vui mừng trên mặt của anh biến mất vì đứng trước mặt sau tấm kính kia không phải là ngọc mà chính là đỗ như mặt chú làm sao đấy không ngờ tôi đến tìm chú khuya như thế này à đỗ như khoanh tay quan sát từng biểu hiện của anh chàng này đối diện anh thất vọng chàng trề nhưng lại đang cố tỏ ra chả có cái gì cô đến đây làm gì tôi đến tìm chú chẳng nhẽ tôi đến đây tìm vợ chú à vừa nói cô vừa lách người qua khe hở giữa anh và cánh cửa để bước vào trong nhà uể oải vì cô chủ nhỏ chuyên gây chuyện đến ngay lúc này anh chàng họ tôn chỉ còn biết thở dài rồi đóng lại cánh cửa. Nhìn bữa tối thịnh soạn, nhưng lạnh tanh cùng với chiếc bánh kem. Cô lên tiếng. Chú có hẹn với ai à? Anh chậm rãi tiến lại bàn ăn và ngồi phịch xuống. Nếu như cô đến đây để yêu cầu tôi làm tình với cô, thì xin lỗi, đêm nay tâm trạng của tôi không tốt. Đỗ Như im lặng, vì Tôn Duy đã nói đúng mục đích của cô đến đây. Chưa mở miệng nói được một lời nào Đã bị từ chối Làm cho cô cảm thấy hụt hẫng Đứng tần ngần hồi lâu Cô liền kéo cái ghế ngồi đối diện Và ngồi xuống đó Hôm nay là sinh nhật của chú à? Không Kỷ niệm 4 năm ngày cưới Chả có gì quan trọng Tuy bình thường luôn mang dáng vẻ vô tâm Nhưng kỳ thật Đỗ như là người rất tinh ý Nên cô mau chóng hỏi chuyện Vậy là vợ chú không về sao? Tôi đã gọi 20 lần. Nhưng cô ấy không nghe máy. Chắc là cô ấy quên luôn ngày kỷ niệm rồi. Tôi bỏ công sức bỏ thời gian để chuẩn bị bữa tôi. Nghe xong câu nói bỏ lừng từ đối phương, cô hơi trồm người về phía trước, hai tay chống cằm, đồng thời chật lưỡi, chán nản nói. Tôi nói thẳng nhá, mối quan hệ của hai vợ chồng chú hình như không tốt đẹp chắc là vậy rồi nhiều lúc tôi còn không rõ mình nên làm gì thế tại sao chú không ly hôn không được vì như vậy hạnh phúc gia đình tôi cố gắng gìn giữ sẽ biến mất cô nhìn anh không trước mắt rất nhanh sau đó cô cười cười vẻ rất kỳ lạ hạnh phúc gia đình á thế này mà cũng gọi là sống á Tôi thấy chú và vợ chú ấy Chỉ đang cố gắng chịu đựng nhau thôi Cuối cùng Cả hai tồn tại vì cái gì đây Thoáng bất động trước câu hỏi thẳng thừng của cô Cái nhìn của anh bỗng chốc trở nên trống rỗng Có thật Anh và Ngọc Thùy Chỉ đang chịu đựng lẫn nhau sao Cô nói đúng Cả hai đang tồn tại vì điều gì Vì hạnh phúc gia đình ư Hạnh phúc đã từng có Hay chăng là vì con cái Càng không thể khi suốt 4 năm qua Ngọc luôn yêu cầu anh phải mang bao mỗi lần gần gũi Hay vì thế được gọi là trách nhiệm Và lòng tự trọng đây Buồn cười ngớ ngẩn làm sao Thôi được rồi Nếu như tôi không được hoan nghênh Thì tôi đi về Chúc chú ngủ ngon nhé Đỗ như đột ngột đứng dậy Âm thanh kéo ghế kêu lớn trong căn phòng lặng im. Đảo mắt nghĩ ngợi, anh liền cất giọng khi mà cô sắp ra đến cửa cô đã mất công đến đây thì cứ ngồi dùng bữa tối với tôi dù sao thức ăn cũng nhiều một mình tôi thì ăn không hết trừ khi cô đã ăn tối rồi từ từ xoay người lại cô nhìn sơ qua mấy đĩa thức ăn nguội lạnh nhưng vẫn toát lên vẻ ngon miệng và hấp dẫn ngoài việc ham chơi cô cũng là một kẻ háu ăn được mời miễn phí như vậy dại gì mà không đồng ý ok nếu từ chối tại lại phụ thành ý của chú nên tôi đồng ý ăn cùng chú phì cười trước câu nói đồng thời khéo léo vào tinh ý của cô bé tinh danh này tôn duy mới lên tiếng để tôi hầm lại thức ăn cho nóng cô thích bánh kem chứ thích chứ à mà này chú có rượu không trời lạnh uống rượu là số một Cô bị bệnh mà, không được uống rượu đâu. Tôi uống một tí thôi, chú chưa già mà khó tính thế. Lại ăn nói liếu láo rồi, đúng là hết nói nổi cô. Nhưng mà tối nay nhờ có cô mà anh không phải dùng bữa tối trong cô đơn nữa. Đêm kỷ niệm ngày cưới mà anh lại ở cạnh một cô gái, không phải là vợ của mình. Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy. Tôn Duy thấy đầu đau hơi nhức và cứ quay cuồng. Hẳn là do đêm qua nghe lời xối dục của Đỗ Như nên anh đã uống rượu. Cái cảm giác những dây thần kinh lúc này như muốn nổ tung. Vừa giờ đầu anh vừa ngồi dậy để nhìn xung quanh. Dường như còn sớm vì căn phòng chưa sáng hẳn. Anh chậm rãi đảo mắt sang bên cạnh. Tôn Duy thấy Đỗ Như nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Một chân vắt lên thành ghế, chân còn lại thì buông thõng xuống sàn nhà miệng thì ngáy khò khò trong tư thế ngủ độc nhất vô nhị của cô thì anh không nhịn được cười đúng là trẻ con nhích lại gần để nhìn cô kỹ một chút bỗng chốc anh mỉm cười nhẹ nhàng dẫu cô luôn làm những chuyện khiến cho anh tức giận bực bội nhưng mà suy cho cùng cô lại luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn kỳ lạ thay cứ vào lúc anh cần người đó kề cạnh thì cô lại xuất hiện giống như một phép màu cảm tưởng rằng cô biết rất rõ chàng trai đang buồn và cô đơn đã đến và khỏa lấp đi cái tâm hồn trống trải trong anh cũng giống như đêm qua anh chẳng ngờ cô gái ở phía sau cánh cửa lại chính là cô cảm ơn cô anh vừa dứt lời thì đúng lúc cô cựa mình cô dụi mắt vươn người và ngáp dài mấy giây sau mở mắt cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng họ tôn ngồi thẫn thờ giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó. chậm rãi ngồi dậy, cô gãi đầu lên tiếng. mấy giờ rồi? chợt tỉnh, anh quay qua nhìn cô rồi thở ra, mau chóng đứng lên rồi nói: cô mau dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi sắp đi làm rồi đấy. Đỗ Như bắt đầu khó hiểu trước cái thái độ khác thường của anh. Hễ thấy cuộc gọi từ Đỗ Như trong giờ làm việc, là tôn duy lại oải kinh khủng. Dẫu cố gắng đến mấy Giọng của anh vẫn cứ khó chịu Khi bắt máy Gì vậy Đầu dây bên kia Chất giọng tình danh quen thuộc của cô bé 20 tuổi vang lên Hôm kia chú bảo Chú đền cho tôi Bây giờ tôi đang buồn Chú đến ngay đi Tôi sắp có một cuộc họp với kế toán trưởng Rất là quan trọng Để lần khác đi Chú định thất hứa à Quân tử Nói phải giữ lời chứ đồ con danh còn phiền phức tuần duy tức tối nhủ thầm trong bụng nhưng biết bản thân phải kiềm chế kẻo lại làm chuyện rắc rối thêm hiểu nếu mình càng quát tháo thì lại càng khiến cho cô khoái chí và tiếp tục trêu chọc lần này anh thử dùng qua một phương án khác chiêu nước chảy đá mềm nghĩ như vậy anh liền hít thật sâu để có thể lấy cái giọng dịu dàng nhỏ nhẹ pha một chút cầu khẩn không phải là tôi thất hứa Thật sự là cuộc họp này rất là quan trọng. Tôi không thể nào vắng mặt được. Kế toán trường là một người cực kỳ khó tính. Ông ấy không bỏ qua cho tôi. Coi chừng tôi mất việc chẳng chơi ấy chứ. Cứ cho là tôi năn nỉ cô. Để lúc khác nhá. Nói xong Tôn Duy im lặng. Chờ đợi câu trả lời cũng như là phản ứng của cô. Đầu dây bên kia chẳng có âm thanh nào. Có vẻ như đối phương đang bận suy nghĩ. Tôi hiểu rồi xem như lần này vì công việc nên chú lỡ hẹn với tôi ngày mai tôi gọi lại cho chú hiển nhiên anh thở phào nhẹ nhõm vậy là phương án mềm dẻo rất là hữu hiệu với con bé ương bướng này cúp điện thoại anh nở ra một nụ cười hứng chí tính đến nay cũng hơn một tháng rưỡi kể từ sau khi cả hai lập kèo về việc qua đêm anh tự nhủ anh phải nhẫn nại chờ đợi rồi hai tháng sẽ qua mau thôi Đến khi đó anh được tự do thoát khỏi cái bản hợp đồng quái quỷ và cả đỗ như nữa. Một kẻ chuyên gây phiền phức rắc rối. Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa thôi là anh không còn dính dáng gì. Đến cái cô chỉ biết làm khổ người khác. Với tâm trạng vui vẻ, chàng trai bước chân sáo vào phòng họp. Lúc này ở một quán bar cao cấp, Đỗ Như đang ngồi dầu dĩ trên ghế sofa. Mỗi ngày trôi qua của cô đều rất nhàm chán Chẳng có cái gì để làm Hết cúp học đi ba rồi lượn lượn lờ chơi game Hoặc là nhảy nhót uống rượu trong vũ trường Tất cả cô đều đã làm hết Và cô đến phát chán rồi Vì vậy cô thường gọi điện để chọc phá tôn duy Chỉ ít có người để cho cô trêu đùa Cô cảm thấy vui hơn nhiều Trống cằm thở dài, Đỗ Như đưa mắt nhìn khắp ba nhộn nhịp người hát hò và nhảy múa. Cô mới thầm nhủ. Chán chết, ước gì có chuyện gì thú vị để làm nhỉ vừa dứt lời thì ứng nghiệm thế nào ngay lúc đó cô đột nhiên trông thấy ở phía xa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông khá quen thuộc không gian trong ba hơi tối khiến tầm nhìn bị hạn chế phải mất gần một phút sau cô mới nhìn rõ được gương mặt kẻ ấy thật là bất ngờ khi đó chính là nguyễn thái bá cô như không tin vào mắt mình người như ông ta mà cũng đến quán ba ư Chuyện lạ thật Đúng như mình nghĩ Lão ta chả có gì tốt đẹp Thế mà mẹ mình cứ luôn miệng khen Ông ta cao quý Độ Như nhíu mày khó hiểu Vì dáng vẻ bước đi không tự nhiên của thái bá Kiểu như ông sợ người khác theo dõi Nên thường xuyên quay mặt ra phía sau quan sát Điệu bộ mập mờ ấy đủ chứng minh Người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra quyền y kia Đang làm chuyện mờ ám Tiếp theo cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thái Bá đi về phía dãy phòng vip của quán bar, nơi dành cho những vị khách muốn qua đêm. Cái gì thế này? Lão ta vào phòng vip ư? Chắc không phải để làm chuyện kinh doanh rồi. Có điều thú vị rồi đây, mình phải bám theo mới được. Bắt đầu thích thú với trò tìm ra bí mật của người khác, Đỗ Như đứng dậy rời khỏi ghế, rồi vội vàng bước về phía dãy phòng vip. Cô không muốn mất dấu của ông ta. Đi chậm chậm trên lối hành lang khá hẹp và tối Đỗ Như mới đào mắt quan sát xung quanh Tốt nhất là không nên để bị phát hiện Là mình đang theo dõi ai đó Nép sát người để dễ dàng tiến về căn phòng gần cuối Bạn nãy cô kịp thời nhìn thấy thái bá đi vào trong Với ý nghĩ Lý nào lã tao qua đêm với gái quán ba Lại càng khiến cô bé tinh danh này Thêm phần hiếu kỳ và tò mò Nhất định hôm nay phải nắm được nhược điểm của lão cáo già này Cô nhủ thầm đồng thời nín thở Lén lén đưa mắt nhìn vào khe hở Của cánh cửa khép hờ Hết sức sừng sốt Đồng thời phải đưa tay lên miệng Để ngăn phát ra hai từ trời ơi Khi mà cô nhìn thấy rõ hình Ảnh của Thái Bá Đang làm tình điên cuồng với một cô gái Mặc dù đã đoán trước được mục đích Vị giám đốc cao cao tại thượng ấy đến quán bar Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ trong cái cảnh thay bá cùng với cô gái nọ ôm hôn dữ dội, xé quần xé áo như vậy, thì cô chẳng làm gì ngoài việc nhoèn miệng cười. Dường như hai người đó đã khá lâu rồi mới gặp nhau, nên chẳng kịp lên giường, đã tử xử ngay dưới sàn phòng. Họ lăn qua lăn lại, và phát ra những tiếng rên rỉ, kỳ cục. Tôi mà chụp vài bộ ảnh làm kỷ niệm là ông chết với tôi. Khẽ cười khúc khích đỗ như quan sát tiếp cảnh mây mưa. Ừ, mà kia là gái quán ba sao? nhìn tướng trông trẻ lắm, mình muốn thấy mặt của cô ta. lần thứ hai lời cầu mong của đỗ như linh nghiệm, khi cô gái đang làm tình cuồng điên kia nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, gương mặt của cô hiện dần dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. vào khoảnh khắc nhận ra người quen, nụ cười trên môi của cô hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là cái nhìn chân chối cùng với cơ thể bất động. Rời khỏi phòng chưa được 10 bước thì Tôn Duy gặp ngay Đỗ Như. Có vẻ như cô đứng chờ anh khá lâu, biểu hiện trên gương mặt, cảm thấy rõ sự chán nản. Cái gì đây? Chẳng phải cô nói rằng ngày mai ư? Bây giờ đã chiều tối rồi, cô còn đến công ty gặp tôi làm gì? Trái với cái dáng vẻ tinh danh nghịch ngợm hàng ngày, hiện giờ Đỗ Như chỉ đứng lặng, nhìn chầm chầm vào chàng trai. Lát sau cô lên tiếng khá trầm. Tôi có chuyện quan trọng, muốn báo cho chú biết, rất quan trọng. Nhấn mạnh ba từ cuối câu, cô xoay lưng bước nhanh về phía phòng họp, nơi kín đáo để nói về cái chuyện quan trọng nọ. Hiển nhiên dễ dàng nhận ra cái vẻ khác lạ từ Đỗ Như. Tuần Duy chẳng rõ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đoán là khá nghiêm trọng. Không chần chừ anh chậm rãi đi vào phòng họp đóng cửa phòng lại cô định nói gì với tôi có liên quan gì tới tôi đúng rất liên quan đến chú trước cái kiểu úp mở vẻ mặt nghiêm túc của đỗ như anh bất giác hồi hộp cô mau nói đi trong sự chờ đợi đó đỗ như thoáng lưỡng lự nhưng rồi cô cũng cất giọng nói tôi đã đắn đo không biết có nên báo cho chú tin này không dù vậy tôi nghĩ với tư cách là một người chồng chú cần phải biết chú bình tĩnh nghe tôi nói nhé vợ chú đang ngoại tình với giám đốc nguyễn thái bá của tập đoàn bá nghiệp vẻ hồi hộp trên mặt của tôn duy nhanh chóng biến mất giờ chỉ còn là một gương mặt bất thần với cái nhìn bất động lúc nói câu đó tai của anh lùng bùng mọi âm thanh xung quanh hoàn toàn không tồn tại. phải mất mấy phút sau anh mới lấy lại được bình tĩnh và một nụ cười đầy gượng gạo. cô đang đùa tôi đấy à? cái gì ấy, cũng nên có giới hạn thôi. hiểu tâm trạng hiện tại của đối phương, đỗ như lắc đầu với vẻ kiên quyết. tôi không đùa đâu, đó là sự thật. chính mắt tôi nhìn thấy vợ chú và nguyễn thái bá làm tình ngay trong phòng vip của một quán bar vẫn là nụ cười méo mó. Tôn Duy đang cố để giọng của mình đừng có run rẩy lên tiếng. "Cô chủ Đỗ này, cô đùa quá trớn rồi đấy." Nhắm mắt cắn môi vì Tôn Duy cứng đầu không tin lời của mình, Đỗ Như lại lặp lại. "Tôi nói rồi, đây không phải là chuyện đùa, vợ chú đang ngoại tình với người khác." "Đủ rồi." Đỗ Như giật mình khi Tôn Duy thình lình thét lớn. Cô ngạc nhiên vì thấy đôi mắt của anh đầy giận dữ và tay thì đang siết chặt như cố kìm nén sự phất uẫn tột độ. Tôi nghĩ cô là một cô bé ương bướng và kiêu ngạo và không biết vâng lời. Nhưng thật không ngờ bây giờ cô lại thêm cái thói đặt điều vu khống người khác. Thật là kinh tởm. Chú vừa nói cái gì? Vu khống? Buồn cười thật đấy. Tận mắt tôi thấy. Tại sao tôi có thể vu khống được điều đó? cô chưa bao giờ gặp vợ tôi làm sao mà cô nhận ra cô ấy tôi đã từng thấy ảnh của vợ chú chưa kể cả cái buổi sáng cô ta về nhà đột ngột thì dĩ nhiên là tôi phải thấy mặt rồi chứ mím môi và càng thêm giận dữ anh vẫn tuyệt đối không tin vào điều mà vừa nghe được cô thôi cái trò này đi nếu như còn nói nữa thì cô đừng có trách tôi Tại sao chú không tin tôi chứ? Biết vậy, tôi đã dùng điện thoại chụp lại cảnh ân ái của họ để làm bằng chứng rồi. Trước âm thanh chát chúa của một tiếng tát vang lên thì Tôn Duy xài những bước dài đến gần cô để rồi tiếp đến là một cú tát thật mạnh nữa. Và giờ đây, cô bất động sững sờ đưa tay sờ lên phần má vừa lãnh chọn một cú tát từ anh. Cô từ từ quay qua nhìn anh với ánh mắt chứa sự kinh ngạc lẫn bần thần. "Chú, chú đánh tôi?" Gương mặt của Tôn Duy lúc này thật là đáng sợ, giọng nói cũng trầm đục hơn. "Tôi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng quái gở kia, chấp nhận qua đêm mỗi khi cô muốn, thậm chí tôi luôn luôn phải bỏ dở công việc của mình những lúc mà cô gọi điện đến. Tôi hầu như làm tất cả mọi chuyện cho cô." Cô có hiểu không? Tôi phản bội vợ của tôi chỉ vì cô. Vậy mà bây giờ cô đứng đây. Cô bồi nhọ danh dự của cô ấy trước mặt tôi. Cô thích đùa giỡn với người khác lắm hả? Trong mắt của cô, danh dự của một con người rẻ mặt như vậy sao? Cô khiến tôi căm ghét và khinh thường. Trước một chàng trách mắng thậm tệ từ Tôn Duy, Đỗ Như hết sức đờ đẫn và sốc nặng. Cô chẳng thể ngờ được từ trước đến nay anh luôn nghĩ về mình như vậy thì ra suốt thời gian qua chú thấy tôi là một kẻ xấu xa và tệ hại thế sao không đúng à chú đúng là ngu ngốc người bỏ rơi và phản bội chú thì chú lại quan tâm và bảo vệ còn người luôn bên cạnh lo lắng cho chú thì chú chẳng xem ra gì lo lắng cô lo lắng cho tôi không đúng cô chỉ đang cần người giải khuây trong những ngày tháng nhàm chán cuối cùng và tôi là cái kẻ xui xẻo ấy có đúng không lặng người bởi câu nói kích động kia đỗ độ như cảm giác mọi thứ đều trắng xóa có chút xoay vần và ngay sau đó cô nghe rõ trái tim yếu ớt của mình lại hẫng mất một nhịp rất là đau đi đi đỗ như cúi thấp mái đầu và hét thật lớn cút đi trở về bên cạnh cô vợ mà chú yêu thương và tin tưởng đi. Cái người mà đã phản bội chú ấy. Giật điên lên, vì đến giây phút này, cô vẫn luôn miệng bảo Ngọc là kẻ phản bội chồng. Tôn Duy mím môi đồng thời lập tức xoay lưng rời khỏi phòng. Sau đó anh nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Còn lại một mình, cô ngồi phịch xuống đất, lồng ngực từng tức khó chịu đến ngạt thở. Để rồi cô bật khóc mà không rõ vì sao bản thân của mình lại khóc. Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể nói về Ngọc như thế chứ? Trò đùa thì phải có giới hạn thôi. Càng ngày càng không thể chịu được. Trách mắng cô không ngừng nghỉ. Anh mang tâm trạng bực bội bước vào nhà. Bà nãy suốt đường lái xe về anh vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận dữ trong lòng trước những điều kinh khủng mà cô đã nói với mình anh không ngờ cô lại đến mức như vậy đặt điều bôi xấu danh dự của người khác ngoại tình ư đó đâu phải là chuyện nhỏ tuy mối quan hệ giữa anh và vợ có thể không tốt đẹp nhưng anh vẫn tin rằng cô không làm như thế lòng khó chịu bức bối càng khiến mong muốn thoát khỏi cô ngày một rõ ràng hơn trong anh ơ ừ, anh về rồi à đầu óc đang chìm đắm trong hoang mang cảm xúc thì đột nhiên anh giật mình, mau chóng đưa mắt nhìn về phía trước. Anh thấy vợ đang ngồi trên sofa mỉm cười ân cần với anh. Có lẽ công việc đã xong nên hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi ngày. Em xong việc rồi đấy à? Em muốn dành bất ngờ cho anh. Em xin lỗi, mấy ngày trước em bận việc để anh ăn tối với ngủ một mình. Hôm nay em về sớm, chuẩn bị bữa tối cho anh này. Hai vợ chồng mình cùng ăn tối nhé. Bất động vài giây rồi anh nhìn gương mặt tươi cười của Ngọc. Trước mắt anh là một cô vợ hiền lành đáng yêu như vậy. Thì tại sao lại phản bội chồng? Để ngoại tình với người đàn ông khác chứ? Đúng, không thể. Kết hôn và sống chung bao nhiêu năm. Lẽ nào anh lại không hiểu rõ Ngọc? Có thể cô chưa là một người vợ hoàn hảo. Nhưng mà việc gìn giữ, tiết hạnh thì chắc chắn là có. Với những ý nghĩ như vậy, anh chàng càng phủ nhận tất cả những điều mà cô kể ban nãy là hoàn toàn sai sự thật anh làm sao thế anh còn giận em à thật nhẹ nhàng anh vòng tay ôm ngọc vào lòng anh muốn cái ôm này xóa bỏ mọi thứ rào cản ranh giới nghi hoặc và phản bội lòng của anh mong rằng cuộc sống của hai người hãy bắt đầu lại từ đầu anh hơi mệt em cho anh ôm em một lát nhé ngần người trong thoáng chốc ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng của chồng và cười nói anh đừng gắng sức anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ gật đầu tôn duy nhắm mắt để lòng bình yên và cảm nhận thời gian trôi lặng lẽ chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhõm như hiện tại ngọc tuyệt đối không phản bội mình đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu của anh ngoài ra còn một điều khác anh đã quyết định kết thúc với đỗ như dù thời hạn hợp đồng vẫn còn hai tuần nữa nhưng thiết nghĩ đây là cách tốt nhất và dẫu rằng cô có giở cái thủ đoạn gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ khuất phục và làm theo lời của cô sau buổi chiều nghe đỗ như nói về việc ngọc và thái bá có mối quan hệ lén lút thì hai ngày tiếp theo anh không thể liên lạc được với cô nữa dù anh gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa máy của cô đều báo bận có vẻ như cô đang cố tình tránh mặt anh nhiều lần anh nghĩ rằng lần đó mình có quá đáng với cô hay không nhưng cứ hãy nhớ đến những lời đặt điều vu khống của cô đối với ngọc là anh lại cảm thấy tức giận bướng bỉnh quái gở điên khùng hư hỏng những tật xấu đó tôn duy đều có thể chấp nhận thế nhưng riêng cái việc trả đạp nhân phẩm người khác là anh tuyệt đối không thể bỏ qua trong lúc chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bất ngờ vào một buổi chiều nọ Cô đã gọi cho anh Dẫu ngồi hơn 15 phút Mà anh và cô Chả ai nói với ai tiếng nào Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng đến mức vô vị Không có gì ngoài nhịp thở đều đều Khi thì nặng nề Lúc thì đứt quãng Thậm chí cả sự nhẹ nhẫn Từ cả hai phía Vừa uống nước vừa thỉnh thoảng kín đáo nhìn Đỗ Như Anh cảm thấy chán nản bạn nãy trước khi đến đây, anh tự nhủ sẽ nói những gì cần thiết với cô. Vậy mà bây giờ bản thân của anh lại im lặng. Thật sự anh không rõ nên bắt đầu từ đâu và một phần nguyên nhân cũng bởi vì dáng vẻ khác lạ cùng với gương mặt phảng phất nỗi buồn cô độc của một cô gái khiến cho anh khó nói. "Tôi gọi chú tới đây là có chuyện muốn bàn với chú." Cảm giác cả người như được chút bỏ gánh nặng khi cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng trước. Anh khẽ thở dài, cảm thấy không gian quán cà phê kiểu Pháp mình đang ngồi, bắt đầu thoải mái hơn. Chuyện lần trước, nếu như cô thành tâm xin lỗi, thì tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Tuần Duy chưa dứt lời, thì ngay lập tức cô lia ánh mắt lạnh băng và vô cảm hướng trực diện vào anh. Cái nhìn chằm chằm từ cô khiến cho anh hơi khó chịu cảm tưởng rằng người sai là anh chứ chẳng phải là cô xin lỗi á đỗ như lặp lại chất giọng xem thường thấy rõ đỗ như này không bao giờ xin lỗi khi những gì mình nói là sự thật người nên xin lỗi chú phải là phan ngọc chứ không phải là tôi không để cho tôn duy kịp quát mắng cô lại tiếp tục nói được rồi tôi biết dù có nói bao nhiêu lần chú vẫn không tin Nên đừng bàn về chuyện này nữa Tôi gọi chú ra đây Để nói chuyện khác Là gì? Đây là bản hợp đồng ngoại tình giữa tôi và chú Bản này của tôi Còn chú Mau đưa bản của chú ra đây Mau lên Tuân Duy trao mày về cái giọng ra lệnh Và dù khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ của cô Anh vẫn kéo chiếc cặp ra lại Chậm rãi tìm kiếm bản hợp đồng ngoại tình Vài phút sau một tờ giấy đầy chữ Đưa ra cho cô Đây Cô cầm lấy đi Bỏ vẻ mặt khó chịu Từ anh Cô giật nhẹ bản hợp đồng trong tay Đồng thời cầm luôn bản hợp đồng trên bàn lên Áp hai tờ giấy đó lại cho thật khít Không hề lưỡng lự mà rất rất khoát Cô xé toạc chúng thành bốn mảnh Hiển nhiên hành động bất ngờ từ cô Khiến cho anh tròn xoe mắt ngạc nhiên anh đã không nói gì mà cứ theo bàn tay của cô nhìn đang xé dần, xé dần ra thành nhiều mảnh. Âm thanh duy nhất tồn tại lúc này giữa hai người chỉ là tiếng xé rẹt rẹt. Xong. Đặt mạnh những mảnh giấy vụn lên bàn, cô nói rất to. Phải vài giây sau, anh mới hình dung được việc là có chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô làm như vậy là sao? hủy hợp đồng chú nhìn mà không biết à không phải tôn duy không hiểu hành động ấy là hủy hợp đồng điều mà anh khó hiểu là tại sao cô lại dễ dàng xé hai tờ giấy như vậy nhớ cách đây gần hai tháng cô còn bắt anh ký vào hợp đồng bằng mọi giá cơ mà chẳng phải đây là điều chú muốn à kết thúc hợp đồng và thoát khỏi tôi kể từ hôm nay tôi với chú không còn mối quan hệ gì nữa chú được tự do Giống như một kẻ bị tù đầy Bỗng chốc được tuyên bố phóng thích Anh dường như không tin vào tai của mình Trong phút chốc Anh cứ ngỡ mình đang mơ Tại sao cô lại tha cho tôi dễ dàng như vậy chứ Gương mặt của cô vẫn hiện diện nỗi buồn cô đọng Cả đôi mắt ấy trở nên vô hồn Nếu kéo một người luôn căm ghét mình Thì được cái ích gì Nghe xong điều đó Tôn Duy bỗng dưng im lặng rồi cô lại tiếp tục lúc tôi ép chú ký tên vào bản hợp đồng chú đã không thích tôi rồi và sau sự việc hôm ấy hẳn là chú càng ghét tôi chúng ta chẳng còn gì để mà duy trì mối quan hệ này kể cả tình bạn thế nên tôi trả tự do cho chú đáng lẽ ra anh nên cảm thấy vui khi mà cô bảo như vậy nhưng vì sao lòng đột nhiên lại nặng nề và buồn bã Đến nỗi anh ngạc nhiên nhận ra rằng ngực mình đang nhói lên một cách kỳ lạ. Phải chăng bởi vì giọng nói trầm và hơi lạc của cô? Anh sực tỉnh khi cô mau chóng đứng dậy, chẳng rõ lý do gì lại cười và nói. Tôi đến đây chỉ để nói về bàn hợp đồng. Sau ngày hôm nay, hai chúng ta không còn dịp để gặp nhau nữa. Thiết nghĩ, chắc chú chẳng buồn vì điều ấy đâu. Không, thật ra tôi... Tạm biệt chú. Đưa mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Đỗ Như. Anh hiểu, cô không còn muốn nghe mình nói thêm gì nữa. Im lặng vài phút, anh khẽ nói như thể thì thầm với mình. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Trân trọng bản thân của mình. Đừng có tự đầy đọa mình. Hãy sống thật tốt trong những ngày tháng cuối cùng. Một dòng cảm xúc khác lạ bất chợt xuất hiện trong lòng của Cô. Dù vậy cô vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ thản nhiên Cố tỏ ra bình thường Tôi có như thế nào ấy Thì cũng đâu quan trọng với chú Vì thế Chú đừng làm như kiểu thật sự quan tâm tôi Chúc chú hạnh phúc nhé Bên cái cô gái Mà chú đã lựa chọn Chào Không muốn bản thân để lộ những cảm xúc khác lạ Nên cô lập tức quay lưng rời đi Trong sự vội vã ấy Người ta có thể nghĩ rằng cô đang chạy trốn còn lại một mình tôn duy tự dưng thừa người chẳng thể hiểu tại sao anh lại nhẹ tênh không có chút trọng lượng cơ thể của anh cái nhìn của anh vẽ vào một không trung một sự trống rỗng mấy giây sau anh đào mắt trở lại nhìn những mảnh giấy vụn còn nằm nguyên trên bàn nhẹ nhàng đưa tay cầm chúng lên gương mặt của anh hằn rõ một nỗi thất vọng vì sao chỉ là anh không ngờ cô lại quyết định kết thúc hợp đồng nhanh như vậy sớm hơn những hai tuần. Vậy là giờ đây, tất cả hoàn toàn chấm hết vì thứ duy nhất kết nối cô và anh đã không còn nữa. Rời khỏi quán cà phê không lâu, thì Đỗ Như dừng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường. Cô cảm thấy khó thở, lồng ngực tưng tức và tim của cô đang đập rất mạnh. Nguyên do bởi vì bản thân của cô đang cố kìm nén những cảm xúc nặng nề dữ dội đang khuấy động từng ngóc ngách trong cơ thể của cô các mạch máu đang muốn nổ tung lúc nãy để cố tỏ ra bình thản trước mặt của anh cô đã không thể bộc lộ bất cứ điều gì để rồi đến giờ phút này cô không còn đủ sức để mà giữ chúng nữa có hai dòng lệ ấm chảy dài trên gò má của cô kinh ngạc rồi đưa tay lau vội chúng đi nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy dài và không dứt. Cô đau đớn nhận ra mình không còn được gặp người đó nữa. Và càng đau đớn hơn khi biết rằng trong lòng của anh vốn dĩ chẳng bao giờ có mình. Chính cô đã đẩy bản thân mình vào bước đường cùng này. Cô thật là ngu xuẩn khi cùng với anh ký kết cái bản hợp đồng vô nghĩa ấy. Cô hoàn toàn sai lầm khi dùng sự bướng bình và cả tình dục để níu giữ anh ở lại. Dù biết mối quan hệ bấp bênh đó sẽ không có kết quả gì. Ấy vậy mà cô vẫn làm, vẫn kéo anh vào cuộc. Tay trắng. Không những vậy, giờ đây cô còn mang trong trái tim một vết thương mới. Và chắc hẳn, nó sẽ rất khó để chữa lành. Thời tiết hôm nay nóng bức kinh khủng. Ấy vậy nhiều người phải ngồi chờ trong xe hơi hoặc trên xe gắn máy dưới cây nắng nhạt dần của buổi chiều chỉ bởi do so kẹt xe. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua Mà việc lưu thông vẫn không tốt Những bánh xe cứ nhích từng chút từng chút một Trong sự mệt mỏi và uể oải Mọi người mất kiên nhẫn Nhưng bất lực Bởi chẳng làm được gì Ngoài việc chờ đợi và tiếp tục đợi chờ Quan sát tình hình đầu người Và xe nối tiếp nhau dài ngút Tôn Duy thở dài chán nản Chỉ vì kẹt xe Mà khiến cuộc sống lắm khi trở nên nhạt nhẽo Phùng phí nghĩ ngợi hồi lâu anh lấy điện thoại ra và bấm gọi cho ngọc ừ anh đây chắc là anh về muộn đấy bây giờ anh ở lại làm xong việc đã em cứ ăn tối trước đi nhé anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm tạm biệt em cúp máy anh nhìn ra bên ngoài kính xe vẫn là khói bụi và dòng xe đứng chờ lưu thông bây giờ thì điên thật lý nào bỏ xe ở đây rồi chạy về công ty Đường xá đến là mệt mỏi Không biết làm gì cho ngôi bớt nỗi bức bối trong lòng Nên anh chỉ còn cách là thở hắt liên tục Giải phóng khi các bon ra thật nhiều Để cảm thấy thoải mái hơn Chuồng điện thoại reo lên Anh đào mắt chờ xuống Thấy trên màn hình hiện ra tên thằng bạn đồng nghiệp Hẳn là anh ta đang sốt ruột Vì phải đợi chờ Alo ừm, đang khổ sở đây Kẹt xe hơn nửa tiếng rồi Cậu bảo mọi người đợi tớ một tí Cái gì? Hồ sơ gì? Ôi chết thật Tớ quên mất nó rồi Sáng nay dậy muộn Nên quên mất Ừ ừ được rồi được rồi Chạy về nhà lấy ngay đây May mắn thế nào Lúc Tôn Duy vừa đóng nắp điện thoại Thì những chiếc xe phía trước bắt đầu nổ máy Và chạy chậm chậm Có vẻ như tình hình kẹt xe Đã được chữa cháy Anh mừng quính Chân nhà thắng Bánh xe bắt đầu lăn đều khoảng mấy phút sau xe cộ tại đây thoát khỏi cảnh chờ đợi kinh hoàng người người phóng xe vù vù hệt giống như kiểu vừa được thả tự do còn anh anh tăng tốc thẳng hướng chạy về nhà để lấy hồ sơ mà lúc sáng anh quên mang theo về đến nhà anh ngạc nhiên khi trước cổng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng anh liền nghĩ chẳng nhẽ có vị khách quyền uy nào đến đây mau chóng anh bước vào nhà không gian ngôi nhà hoàn toàn im lặng, ngay phòng khách chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Ban đầu thì ngạc nhiên, sau đó anh khó hiểu. Vì đáng lẽ giờ này Ngọc đang chuẩn bị bữa tối, cơ sao lại để nhà vắng vẻ như thế này chứ? Chưa kể bên ngoài rõ ràng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, đáng lẽ ra phải thấy khách ngồi ở đây. Bắt đầu cảm giác có điều gì không ổn. Anh bước chậm rãi lên lầu phòng ngủ của hai vợ chồng cửa hé mở trong cảnh ấy cứ như đang gọi mời người khác là hãy khám phá đi khám phá cái điều bí mật đang che giấu ngay bên trong nhưng điều đó vẫn không là vấn đề quan trọng việc khiến cho anh tò mò đến kỳ quặc chính là cái âm thanh hoan hỉ phát ra khe khẽ từ căn phòng nghe rõ thì đấy là giọng của một người phụ nữ rất quen và nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện chạy dọc sống lưng khi người chồng trẻ đi từ từ đến phòng ngủ hơn. Để rồi dễ dàng nhận ra đó là chất giọng riêng gì lạnh lùng của Ngọc. Trái tim đập liên hồi và mồ hôi chợt đổ ra ướt cả người vào cái lúc anh chậm rãi đặt bàn tay hơi run rẩy lên cửa rồi đẩy nhẹ nó, hệt như chuẩn bị khám phá một bí mật được cất giữ nhiều năm ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà hát vào phòng ngủ giúp cho anh nhìn rõ ngay trên giường đang diễn ra cái cảnh ân ái của hai người cái nhìn của chàng trai từ kinh ngạc chuyển sang đờ đẫn bần thần và sau cùng là bất động gương mặt mà ngày nào anh cũng nhìn cũng gặp cũng mỉm cười dịu dàng với anh thậm chí là kẻ ấy luôn bên anh suốt bốn năm dài chính là ngọc cô vợ xinh đẹp luôn chung thủy ấy đang làm tình điên cuồng với một gã đàn ông xa lạ không phải là chồng của mình vào cái giây phút oan nghiệp kia anh không rõ cảm xúc của bản thân là gì giận dữ phẫn uất đau đớn tê dại dường như các mạch máu thớ thịt kể cả tứ chi đều hoàn toàn liệt đi chẳng có chút phản ứng hay biểu cảm nào nhưng mà tôn duy vẫn còn tỉnh táo để tự hỏi trong cơn tức giận dữ dội đó một câu hắn là ai kẻ đang vuốt ve thân thể mềm mại của vợ mình không chút e rè ấy là ai vợ của chú phan ngọc hiện đang ngoại tình với giám đốc nguyễn thái bá của tập đoàn bá nghiệp và bất chợt câu nói đó bỗng dưng vang lên trong đầu của anh để rồi với sự hoang mang anh tự trả lời cho chính mình về cái kẻ kia đúng lúc giọng của ngọc cất lên khá nhỏ nhưng nghe lạc dần vì ham muốn dâng cao và nó đã cho tôn duy đáp án chính xác thái bá nhẹ thôi em đau vậy sao cưng anh xin lỗi nhá. tiếng trả lời phát ra từ cái miệng của thái bá đang đặt trên khuôn ngực căng mịn kia anh cứ từ từ thôi anh nhẹ nhàng như mọi khi tại anh không kìm được em đáng yêu quá chẳng phải vì anh thế này nên em mới phản bội chồng của em ngoại tình với anh sao thôi thôi anh đừng nhắc đến chồng em lâu lắm rồi em chả gần gũi gì với anh ta cả vì chán đấy và chả có tình yêu em chẳng hề thích anh ta gì dù thế em cũng không nên bạo gan dù anh về nhà làm tình thế này chứ nhỡ chồng em nó về nó bắt gặp phiền phức lắm không sao hết ban nãy anh ta gọi điện bảo về muộn rồi suốt ngày cứ máy vi tính với những con số chồng gì mà không hiểu vợ không nói được một lời ngọt ngào nào với lại sau cái hôm ở ba em lại càng nhớ anh hơn đứng lắng nghe từng câu từng chữ cuộc đối thoại ân ái của hai người nọ đầu óc của anh xoay vần tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều trao đảo nhưng rất nhanh sau đó cơn bần thần qua mau thay vào đó là nỗi căm giận dữ dội dâng trào trong lòng của anh mồi mỉm chặt để không phải hét lên còn hai bàn tay thì siết chặt đến nỗi có thể phá nát cánh cửa khép hờ này dẫu bản thân phải chịu đựng vô số những cảm xúc cuồng nộ tàn khốc nhưng mà anh vẫn kiềm chế chính xác anh cố tự nhủ mình phải nén chặt chúng lại lý do gì khiến anh không muốn bước vào đó để vạch trần sự việc ngoại tình gớm ghiếc của Ngọc. Chính chàng trai này càng không rõ. Thật là bình thản. Anh xoay lưng tức tốc, rời khỏi ngôi nhà. Trong khi đó ở biệt thự họ đỗ, trong căn phòng trống trải và buồn bã, đỗ như ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn xanh um. Dù cây cối hoa lá có đẹp đấy, nhưng chúng không khiến cho cô chú ý từ sau ngày quyết định hủy bỏ hợp đồng ngoại tình, cô giấu trong mình những nỗi buồn thầm kín, cô chẳng màng gì nữa. Cô không ngờ bản thân của cô lại giàu dĩ đến mức này. Nói đúng hơn là sắp tới, cô không còn rõ mình nên sống vì điều gì. Việc thấy anh luôn bên cạnh dường như trở thành thói quen của cô. Nay chàng trai đột ngột rời xa, chính xác là biến mất khỏi cuộc đời của mình, khiến cô bé 20 tuổi cảm thấy hụt hẫng nhắm mắt lại cô thở dài trong vô vọng với suy nghĩ nên làm gì tiếp theo với những chuỗi ngày nhàm chán tại sao cuộc đời của cô chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại cô khẽ xoay mặt qua vì nghe tiếng gõ cửa phòng cô ơi cô chủ ơi không hay rồi mệt mỏi vì lúc nào cũng bị làm phiền cô rời khỏi bộ cửa sổ chậm chạp bước xuống giường Lê đôi chân nặng nề đến gần cửa phòng, đẩy nhẹ nó ra. Có chuyện gì thế? Cô ơi, vừa nãy người của công ty Hoàng Hiệp gọi đến. Báo là bà chủ vừa vừa mới thổ huyết ạ. À, Đang cấp cứu ở bệnh viện ạ. À. Cái gì? Mẹ tôi thổ huyết? Đang cấp cứu ư? Tại sao? Việc này em không rõ. Chỉ nghe người báo nói rằng có liên quan đến vụ kiện tụng gì đó của công ty. Cô ơi, cô mau đến bệnh viện đi ạ. À? đứng lặng hồi lâu. Đỗ Như yêu cầu cô Hầu nói với tài xế chuẩn bị xe. Nhìn Đỗ Như trong vài phút, luật sư riêng của bà chủ Đỗ mới từ tốn trình bày. Không biết vì sao mà sản phẩm mới của Hoàng Hiệp đưa ra thị trường chưa đầy một tháng, thì đột ngột xuất hiện nhiều người đến kiện tụng rằng sản phẩm có hóa chất làm viêm da. Và khi đưa kiểm nghiệm mới phát hiện đó hoàn toàn là sự thật lập tức marker bị cấm và điều không hay là các công ty trước có đặt hàng đều lần lượt hủy hợp đồng, khiến cho Hoàng Hiệp trong phút chốc bị lỗ rất nhiều. Chưa kể hiện nay tin tức về marker bị báo chí lẫn truyền hình đưa tin một cách nhanh chóng, khiến cho Hoàng Hiệp đang đứng trước nguy cơ bị mất đi thương hiệu do phản ứng dữ dội từ phía khách hàng. Tóm lại, tình hình hiện nay của công ty vô cùng tồi tệ nghe xong nguyên nhân dẫn đến mẹ mình bị thổ huyết và phải vào viện cấp cứu đỗ như liền nhíu mày ra vẻ khó hiểu khoan đã chẳng phải trong quá trình tạo ra sản phẩm mới thì người của bộ phận kiểm tra phải xem xét kỹ lưỡng sao lý gì lại xảy ra chuyện đó đó cũng chính là điều mà chúng tôi đang thắc mắc vị trưởng phòng kinh doanh đứng bên cạnh luật sư riêng trao mày và nói Rõ ràng bộ phận kiểm tra đã xem rất kỹ và không hề có bất kỳ sơ sót nào trong quá trình sản xuất ra marker. Thế mà khi đưa sản phẩm này ra thị trường thì lại bất ngờ xuất hiện hóa chất làm viêm da. Đúng là đau đầu. Cô nhắm mắt và thở dài trong chán trường, trước những câu trả lời đại loại như không hiểu vì sao, rõ ràng là như vậy mà. Từ mấy ông trưởng phòng của công ty. Cô nghĩ, làm việc với thái độ lơ tơ mơ như vậy thử hỏi làm gì không xuất hiện sai sót chợt nhớ ra một điều cô sốt sắng hỏi với giọng gấp gáp mẹ tôi bây giờ ra sao rồi vừa nói xong thì đỗ như bắt gặp gương mặt thoáng chút bối rối lẫn buồn bã từ người nọ trái tim của cô đập mạnh cô lên cảm tình hình của mẹ mình không được khả quan thậm chí biết đâu là rất tệ bật kiềm nhẫn cô liền lớn tiếng các người nói đi tôi là con của bà ấy tôi có quyền được biết thưa cô cô đừng kích động cô đang bị bệnh tim về sức khỏe của giám đốc chúng tôi vừa được bác sĩ cho hay là khá tệ trong khi đỗ như đang đối diện với bao nhiêu tin xấu thì khi ấy trên đường phố nhộn nhịp người qua lại bóng dáng của tôn duy bước đi thất thều sau khi rời khỏi nhà anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết giống hệt như bị ma đuổi phía sau chạy hồi lâu anh dừng lại vì mệt nhọc và tiếp đến là đi chậm rãi từ con đường này sang con đường khác một cách vô định anh không biết bản thân mình cần phải làm gì lúc này anh hoàn toàn mất phương hướng ngay cả việc bản thân nên đi đâu về đâu chàng trai này còn chẳng rõ để rồi anh cứ đi đi mãi không khác nào một kẻ vất vưởng lang thang chuồng điện thoại reo liên hồi Tôn duy cầm lên rồi hướng ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn vào màn hình cuộc gọi từ ngọc thấy hai từ đó hình ảnh của mây mưa kinh tởm giữa cô và thái bá lại hiện ra lờn vờn trước mặt của mình vì vậy anh càng nghiến răng và cái nhìn phẫn uất dùng ngón tay ấn thật mạnh vào nút tắt nguồn bây giờ anh không muốn nghe bất kỳ lời nói nào phát ra từ người con gái đó đều là giả tạo ngay bây giờ trong đầu của anh chỉ lờn vờn các câu nói hỗn độn Vợ chú Phan Ngọc hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp. Chú đúng là ngu ngốc. Người bỏ rơi và phản bội chú thì chú lại quan tâm và bảo vệ. Còn người luôn luôn bên cạnh lo lắng cho chú thì chú lại chẳng xem ra gì. Vì chán và không có tình yêu em chẳng thể thích anh ta suốt ngày có máy vi tính với những con số nhàm chán. Chồng gì mà lại không hiểu vợ không nói được một câu ngon ngọt. Từ từ anh ngồi phịch xuống nền đất. Tôn Duy liên tục hỏi tại sao, tại sao? Chẳng ai rõ anh hỏi ông trời hay cuộc đời oái âm hay anh đang tự hỏi chính bản thân mình. Chàng trai đó chỉ biết cuộc đầu khóc. Bên cạnh tâm hồn của mình, giờ đây chỉ còn nỗi đau đớn cùng cực và niềm ân hận xót xa. Giám đốc vốn bị lao phổi, nhưng lại lo nghĩ và làm việc quá nhiều, nên bây giờ hoàn toàn kiệt sức. Chưa kể do bận rộn thường xuyên, nên bà ấy quên uống thuốc, khiến bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc nãy bác sĩ bảo bệnh của bà đang ở giai đoạn cuối và yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý. Độ Như ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ đang ngủ say. Đến bây giờ, cô vẫn chưa nào mà tin được những điều mà luật sư riêng nói về bệnh tình của mẹ cô và nguy cơ bà có thể đột ngột ra đi bất cứ khi nào. Vì sao cô không hề biết mẹ bị bệnh? mỗi ngày cô vẫn thấy bà khỏe mạnh mải mê với công việc chẳng quan tâm gì đến mình chưa lúc nào cô nhìn rõ gương mặt hốc hác xanh xao của bà bởi vì luôn đứng cách xa bà bỗng nhiên giờ đây cô không còn cảm giác căm ghét mẹ nữa mà trong lòng xuất hiện sự thương cảm sâu sắc cô ước giá như bản thân lại có thể được nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu khó chịu đồng thời nghe những lời trách mắng từ bà cô thầm trách mẹ vì công việc mà bỏ mặc sức khỏe để đứa con gái duy nhất một lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Mẹ đúng là ích kỷ, tại sao mẹ có thể đối xử với tôi như thế? Lúc nào cũng thế. Cúi thấp mái đầu, đỗ như nói bằng cái giọng hơi nghẹn ngào và lần đầu tiên nhận ra rằng mình muốn khóc vì người đàn bà này. Không gian của căn phòng trở nên tĩnh lặng đến buồn bã, chỉ còn âm thanh của thời gian có tiếng cửa mình. Cùng lúc đó là giọng của mẹ cô, chợt gọi. Đỗ Như à? Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ thấy thế nào? Mẹ có mệt không? Còn lo cho mẹ sao? Thật là hiếm. Còn ở bên cạnh giường bệnh suốt à? Lưỡng lự chốc lát, Đỗ Như gật khẽ và đáp lời. Tôi nghĩ mình nên ở bên mẹ vào lúc này. Biết đâu Chẳng còn dịp nữa Phát hiện sự kỳ lạ qua câu nói khác thường của Đỗ Như Bà mệt mỏi lên tiếng hỏi Bác sĩ đã nói gì với con Về bệnh tình của mẹ Tại sao mẹ giấu tôi Khi bản thân của mẹ đang bệnh nặng Đúng là ích kỷ mà Mẹ lúc nào chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Mà không bao giờ hiểu đến cảm giác của tôi Quan sát cái dáng vẻ ngồn ngang rối bời Và hơi xúc động của con gái Người phụ nữ trung niên đã im lặng khá lâu Dường như bà vô tình nhận ra rằng Con gái đang thật sự lo lắng cho bà Và bởi vì điều đó Khiến cho bà cảm thấy vui Dẫu biết rằng bản thân không thể sống được bao lâu nữa Có điều gì phản chiếu trong đôi mắt đột nhiên xa xăm mơ hồ đó Kiểu như bà đắn đo một việc Đỗ như à Hẳn là đến lúc Mẹ nói cho con biết sự thật này Mẹ không còn nhiều thời gian Nên sẽ rất bất công Khi điều đó cứ mãi mãi chôn giấu Nhưng con phải hứa với mẹ Con không được kích động Kẹo ảnh hưởng đến bệnh tình của con Hiểu rõ tầm quan trọng Điều mà mẹ mình sắp nói Nên cô gật đầu đồng ý Thay vậy mẹ của cô hít một hơi thật sâu Sau đó tiết lộ một bí mật Đã giấu kín suốt nhiều năm qua Bí mật này Được che giấu gần 20 năm Đỗ như à Con không phải là con ruột của mẹ Mẹ ruột của con Là một người phụ nữ khác Cái gì cơ Dẫu chỉ mới nghe xong câu đầu tiên Mà cô có cảm giác đầu óc của mình trống rỗng Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như biến mất Kể cả thời gian cũng ngưng động Hiểu tâm trạng của cô Qua cái dáng vẻ bất động thất thần này người phụ nữ lên tiếng kết hôn với bố con được một năm mẹ biết tin mình không thể có con chính vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ càng mẹ quyết định một điều dẫu biết rằng sẽ rất đau đớn tìm một người phụ nữ khác sinh con cho họ đỗ và đó chính là mẹ của con nhưng vì sinh khó nên mẹ con qua đời có lẽ vì thế bố đã dành nhiều tình thương cho con dẫu rằng mẹ là người đề nghị chuyện này thế nhưng bản thân vẫn khó khăn để chấp nhận và yêu thương đứa trẻ chẳng phải là do mình sinh ra đã nhiều lần nhìn con mà lòng mẹ tự nhủ hãy thử một lần ôm nó vào trong lòng nhưng mẹ thấy khó khăn lắm bà chậm rãi nhìn đỗ như đang không ngừng lắc đầu cùng với đôi mắt hẳn rõ sự hoang mang, hệt kiểu không muốn tin đây là sự thật. Mẹ cứ ngỡ bản thân ấy chẳng thể nào yêu thương được con. ấy vậy vào một ngày mẹ chợt nhận ra rằng, đó cơn riêng của chồng mình thật là đáng yêu. lúc đó con còn nhỏ lắm, con không nhớ đâu. khi ấy con đặt vào tay của mẹ bông hoa dại sau cơn mưa, và mẹ hiểu rằng nếu không cố gắng vượt qua những khó khăn thì sẽ không bao giờ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống tại sao tại sao bố và mẹ lại giấu tôi đã luôn ghét mẹ vì nghĩ rằng lý do gì sinh ra tôi mà lại không hề quan tâm và yêu thương tôi bây giờ tôi phải làm sao đây bây giờ mẹ bắt tôi phải làm sao đây con bình tĩnh xúc động không tốt cho tim của con mẹ xin lỗi mẹ đã không thể đến gần con vì chẳng rõ mình nên yêu thương con như thế nào Vậy nên mẹ chỉ biết đứng từ xa để dõi theo con Thậm chí mẹ luôn trách mắng con Vì muốn giấu đằng sau những cảm xúc thật của mình Chậm rãi đưa tay lên môi Dường như cố gắng ngăn cái tiếng nấc sắp vỡ òa. Ngày bây giờ Cô cảm thấy thật khó Để mà giữ được những cảm xúc nặng nề trong mình Mặc dù gương mặt vẫn bình thản Thế nhưng đôi mắt ấy đỏ hoe từ lúc nào để rồi rất nhanh sau đó xuất hiện những dòng nước ngân ngấn. Phải mấy giây sau, cô mới phát hiện mình đang khóc. Giọt lệ trong suốt chảy chậm chậm xuống cằm, giống như nỗi đau ngưng động trong trái tim nhiều năm qua. Một cơn hò lại kéo đến. Bà đưa tay lên che miệng rồi hạ tay xuống. Bên cạnh mắt của cô mở to thất thần, khi thấy rõ ngay kẽ tay của bà là một dòng máu đỏ sệt. Thổ huyết rồi, Gọi bác sĩ Cô toàn xoay lưng thì đột nhiên bà chủ đỗ nắm lấy tay cô Thấy con nhìn mình khó hiểu Bà lên hít sâu một hơi cố lấy sức lực gần tàn Để nói thật rõ Đỗ như à Con hãy hứa với mẹ một điều Cuộc đời mẹ có lỗi với con Nhưng bố con Ông ấy đã yêu con bằng tất cả tình thương Vì vậy con tuyệt đối không được xem nhẹ mạng sống của mình. Và con đừng để cho Hoàng Hiệp sụp đổ. Con và Hoàng Hiệp là hai thứ quan trọng nhất đối với ông ấy. Con hứa với mẹ đi, cố gắng sống và gầy dựng lại Hoàng Hiệp. Đó là tâm huyết cả đời của bố con. Thầy bố mẹ tiếp quản công ty. Mẹ biết đây là trách nhiệm nặng nề. Nhưng mẹ vẫn mong con hãy cố gắng. Có được không? Bất động trước lời khẩn cầu yếu ớt của mẹ Đỗ như cảm thấy lòng ngực của mình muốn nổ tung Trái tim lại hẫng nhịp Là đau Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăm nhún của mẹ Khiến cho cô ngừng thở Chúng mỏng manh vô cùng Nhưng chẳng hiểu tại sao lại có sức nặng Đến như thế Có con Mẹ Con Nhưng đỗ như chưa kịp trả lời Thì mẹ cô tự dưng thở gấp Bà liền ngã mạnh xuống giường Mắt mở trừng trừng Còn miệng thì há rộng Như thể đang cố nuốt lấy từng ngụm không khí ít ỏi Những người nhân viên của Hoàng Hiệp đột ngột giật mình Bởi âm thanh mở cửa phòng vang lớn Họ thấy bóng sáng của cô lao ra ngoài Và gọi thất thanh Bác sĩ đâu? Cứu mẹ tôi! Làm ơn cứu lấy bà! Những người nọ đứng dậy Với vẻ đầy kinh ngạc Đúng lúc từ xa bác sĩ cùng với y tá chạy hối hà về phòng bệnh. Tiếng nhạc sập sình, những người nhảy nhót cười ầm ĩ, nhưng những âm thanh chát chúa lùng bùng đó lại không khiến cho Tôn Duy quan tâm hoặc chí ít có chút khó chịu. Lý do là bởi vì anh đang uống rượu. Ban nãy đi trên đường phố đêm, với vẻ mất hồn, anh chợt phát hiện một quán ba nhấp nháy ánh đèn màu, như kêu gọi người là hãy vào đây. Thế là không chần chừ, anh tiến về phía quán ba với mục đích tìm đến rượu để quên đi nỗi đau đớn vật vã trong mình. Nãy giờ anh uống liên tục. Chai này xong lại đến chai khác. Ly này xong lại đến ly khác. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ anh đã tu hết 5 chai rượu ngoài. Anh chẳng còn rõ bản thân của mình đang làm gì. Cứ uống và cứ uống. Say mền, choáng váng. Miệng bắt đầu làm nhàm. Những câu nói linh tinh không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng có vài cô bi di bốc rượu đến gần buông lời tán tỉnh nhưng anh vẫn mặc anh nhớ hình như mình có mắng các cô bi di vài câu vì cái trò lôi kéo khách dai như đỉa đói uống xong ly rượu thứ mấy chục chẳng rõ anh nằm mườn ra trên bàn trước vẻ ái ngại của tin phục vụ nửa tình nửa mê chàng trai tiếp tục lèm bèm điều gì đó với chất giọng khan đục buồn cười là càng say thì anh càng nhớ lại tất cả mọi chuyện tồi tệ hệt kiểu Chúng đã tồn tại trong đầu Rồi tuyệt nhiên không dễ gì biến mất Cũng bởi vậy Nó làm cho anh nỗi đau chồng chất nỗi đau Anh mệt mỏi khi mang quá nhiều cảm xúc kinh khủng Trái tim gần như nổ tung Vì vượt sức chịu đựng Anh muốn khóc một trận thật to Thật hà lòng Nhưng mãi vì sao nước mắt vẫn không chảy Mà chỉ để lại trong mình Sự nghẹn ngào tưng tức Chậm rãi ngóc đầu dậy Anh hướng cái nhìn bỗng chốc giáo hoành Về phía những chai rượu thật khó tin khi anh đang nhớ về Đỗ Như. Ngay bây giờ anh rất mong được nhìn thấy cô, mong muốn cô đến bên cạnh, nói những câu nửa hờn hợt, nửa quan tâm anh và anh còn muốn trông nụ cười tinh xanh nhưng đáng yêu đó. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, chiếc điện thoại tắt máy nằm im lìm như ngủ quên, khiến anh mong mỏi được cầm lên, bấm số và gọi cho Đỗ Như. Nhưng anh biết bản thân không thể anh không còn tư cách gì để nói chuyện với cô sau khi đã không ngừng trách mắng xỉ vả thậm chí đánh cô thật đau không mặc dù anh đủ can đảm để gọi thì liệu rằng cô có đến để gặp cái kẻ đã làm tổn thương mình hay không với lại bàn hợp đồng đã kết thúc rồi cô và anh chẳng còn mối liên hệ nào nữa gục đầu xuống bàn anh khóc bởi vì anh nhận ra rằng bản thân của anh đã mất đi tất cả. Đêm lộng gió, tối nay sao đầy trời và liệu những vì tinh tú ấy có thể mang phép màu đến cho con người được không? Để thực hiện một mong muốn hẳn là không được rồi. Đứng lặng im trên sân thượng bệnh viện, Đỗ Như chẳng làm gì ngoài việc hướng ánh mắt khô khan cay xè, do cô đã khóc quá nhiều vào màn đêm tĩnh mịch. Đầu óc lúc này không nghĩ được gì ngoài những mớ cảm xúc tồi tệ. Lúc nãy, mẹ của cô đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Bà ra đi khi chưa kịp chờ bác sĩ đến. Chưa kịp nghe câu đáp lời từ đứa con gái này. Một cái chết nặng nề, không thanh thản. Điều cấm kỵ của bệnh tim chính là không được xúc động mạnh. Thế như cô vào giây phút này, nếu như không được khóc thì quả là một điều kinh khủng bỏ mặc lồng ngực đau buốt bỏ mặc trái tim yếu ớt đang đập càng lúc càng nhanh cô bật khóc tức tời những âm thanh đè nén nghe thật xót xa và có cảm tường chúng đủ sức xé toạc cơ thể nhỏ bé của cô chưa bao giờ cô đau đớn ân hận và căm ghét bản thân của mình thế này tại sao đến tận bây giờ cô mới biết tình thương của mẹ dành cho mình tại sao đến tận bây giờ lòng cô mới nhận ra rằng cô đang sống ích kỷ và tại sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện điều gì mới là quan trọng nhất. Đúng là bi kịch. Con người chỉ trân trọng những thứ bên cạnh khi mà nó đã rời xa mình mãi mãi. Siết chặt ngực áo, cô ngồi xuống và không ngừng khóc. Cô để âm thanh nghẹn ngào kia được giải phóng. Chẳng hề giấu giếm vì bản thân không đủ sức chịu đựng. Tiếng khóc đứt quãng của cô hòa vào cơn gió đêm thổi bất tận. Các vì sao trên bầu trời tự dưng mờ dần, hệt như cũng buồn theo người. Nhưng kỳ lạ thay, đầu đó vẫn nghe giọng nói êm đềm dịu dàng của người mẹ đã khuất. Còn tuyệt đối không được xem nhẹ mạng sống của mình. Còn hãy cứu lấy Hoàng Hiệp, đó là tâm huyết cả đời của bố con. Mái đầu cúi thấp, cô chợt im lặng. Tiếng khóc uất nghẹn đau đớn mong chóng biến mất không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Dù vậy rất nhanh sau đó, cô chậm rãi ngước mặt lên, đồng thời đứng dậy thật vững vàng, không trào đảo. Cái nhìn hoàn toàn giáo hành và phảng phất trong đó không chỉ có nỗi đau mất mát, mà còn xuất hiện một sự quyết tâm mạnh mẽ. Đến nỗi đôi mắt ấy đột nhiên trở thành điểm sáng trong đêm tối. Còn hứa. Dứt lời cô liền xoay lưng bỏ đi, để lại sau lưng cái giai điệu của gió, của những vì sao không ngừng thì thầm và cả lời mách bảo từ con tim của cô. Tin tức sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm Hoàng Hiệp có chứa hóa chất làm viêm da chỉ trong buổi chiều ngày hôm qua đã lan truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Những nạn nhân trong việc vô tình sử dụng marker đùng đùng kéo đến cửa công ty, hô hào ầm ĩ đòi trách nhiệm và bồi thường. Họ treo bằng rôn, cầm bàng với những dòng chữ như Hoàng Hiệp vô trách nhiệm Hoàng Hiệp phải bị tẩy chay. Hoàng Hiệp dẹp tiệm đi. Hoặc như Hoàng Hiệp trả lại ra cho tôi. Và gần đây, như là một cuộc biểu tình đòi lại công bằng. Các khách hàng trước đây bây giờ giống như công tố viên một mực đòi kiện Hoàng Hiệp bởi cách làm ăn vô trách nhiệm gây hại đến người khác. Những người này hô hào, gào thét, thậm chí đập cửa công ty Hoàng Hiệp khiến mấy bảo vệ khiếp vía phải đóng kín cửa và trốn biệt không dám bước ra lẫn trong đám đông cuồng nộ. Hiển nhiên không thể thiếu phóng viên và đài truyền hình. Họ phỏng vấn họ quay phim những nạn nhân đang vô cùng bức xúc vì da của mình bỗng dưng trở nên ngứa ngấy sưng đỏ và có dấu hiệu bị viêm. Ngay lập tức, truyền hình mau chóng đưa các hình ảnh nóng hồi đó lên TV. Chỉ vài tiếng thôi mà khắp nơi hầu như chỉ bàn về mỹ phẩm hoàng hiệp. Cuộc biểu tình đòi lại công bằng này kéo dài suốt cả đêm Tiếng la ó chửi bới, đập cửa không dứt. Mãi đến lúc gần sáng, thì những người này mới tạm thời kéo nhau đi về. Trước cửa công ty Hoàng Hiệp đầy trứng thối, cà chua, giấy băng rôn, và toàn là rác và rác. Trông cứ như nơi đây vừa có một cơn bão cấp 10 quét qua. Gió thổi nhẹ, chốc chốc cuốn bay vài mảnh giấy xé vụt vào không gian quạnh quẽ. Chẳng còn cảnh người ra nhộn nhịp mua hàng. Giờ đây không cảnh của Hoàng Hiệp thật sự điều hưu. Mọi người trong công ty Hoàng Hiệp ngạc nhiên vì mới sáng sớm đã có một cuộc họp gấp và người mời không ai khác là Đỗ Như. Một cô chủ vốn nổi tiếng, chỉ biết chơi chứ không biết làm. Nhìn các thành viên trong công ty, từ phó giám đốc đến các trưởng phòng một hồi lâu, Đỗ Như lúc này mới chậm rãi cất tiếng. Xin lỗi vì đã triệu tập mọi người sớm như thế này nhưng tình hình của hoàng hiệp bây giờ vô cùng khẩn cấp vì vậy đòi hỏi chúng ta phải mau chóng có biện pháp giải quyết hẳn tất cả đều hay tin mẹ tôi bà đã mất vào đêm qua đó là điều đáng buồn và cũng là sự mất mát lớn của hoàng hiệp dù vậy không thể nào cứ mãi đau buồn nên tôi hy vọng mọi người hãy vực dậy cùng nhau vượt qua cái sóng gió này những người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau bởi họ không tin người đứng trước mặt, nói ra các điều lý trí một cách dứt khoát mạnh mẽ, lại chính là cô chủ ngang ngạnh coi trời bằng vung. Vậy cô chủ có ý kiến gì trước cái tình hình hiện tại? Trước tiên, Đỗ Như nghĩ cần phải có giám đốc mới để điều hành Hoàng Hiệp trở lại. Tiếp đến, chúng ta nhanh chóng thu hồi tất cả marker về để kiểm tra. Bên cạnh đó xem có bao nhiêu khách hàng đã sử dụng sản phẩm này. Chúng ta phải bồi thường cho họ. Không những thế, còn cả chi phí chữa trị viêm da cho họ ở các bệnh viện nữa. Tức thì, trường phòng hành chính bảo ngay, có vẻ như không tán đồng ý kiến của cô. Cần có giám đốc mới thì đúng, nhưng còn việc bồi thường cho khách hàng thì e là hơi khó. Các hợp đồng hình như đều bị đối tác hủy hết rồi. Hoàng hiệp tổn thất lớn như vậy, làm sao đủ tiền mà chi trả đây? Hàng ngàn nhân viên hiện nay trong công ty, chưa chắc chúng ta đã lo hết." Hương ánh mắt kiên định về phía đối phương, đỗ Như lớn giọng trả lời. "Dù không đủ tiền thì chúng ta phải cố gắng. Sản phẩm không đảm bảo chất lượng, đó là lỗi của công ty. Việc bồi thường cho khách hàng là điều vô cùng cần thiết. Sau việc này, Hoàng Hiệp gần như là mất uy tín. Chúng ta không nên để khách hàng có thêm những suy nghĩ xấu về công ty." Những người trong phòng họp nhìn nhau lần lượt thở dài Trước cái việc tồi tệ Đảo mắt hết một lượt Đỗ Như chậm rãi cất giọng Bình tĩnh đến lạ lùng Theo di nguyện của giám đốc tiền nhiệm Kể từ bây giờ Đỗ Như tôi Sẽ là giám đốc mới của công ty Hoàng Hiệp Đồng loạt những người mặc đồ vét ngước mắt lên nhìn về phía Đỗ Như Có vẻ Điều tuyên bố đó còn khiến cho họ sửng sốt hơn khi nãy không gian trong phòng họp không còn lặng im nữa mà bắt đầu xuất hiện các âm thanh to nhỏ. Cô ta, cô muốn trở thành giám đốc của Hoàng Hiệp đi à? Trong cái dáng vẻ bồn chồn của tất cả mọi người có mặt trong phòng, Đỗ Như lúc này mới lên tiếng. Tuy rằng hiện nay tôi đang còn là sinh viên, nhưng đang học ngành quản trị kinh doanh, rất hiểu về việc kinh doanh. Còn kinh nghiệm, tôi không có. Vì vậy tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi dứt lời đỗ như cúi đầu trước cái vẻ kinh ngạc của các trưởng phòng của công ty nhưng nghe nói cô bị bệnh tim chưa mổ tôi sẽ mổ thay van tim nhân tạo tôn duy lúc này choàng tình bởi cái lay gọi mạnh bạo từ người nào đó mở mắt và chậm rãi dựng cái cơ thể nặng trịch lên anh quay sang bên Thì bắt gặp ngay một gương mặt khó chịu Nếu nhớ không lầm Đây là ông chủ quán ba đêm hôm qua Dạ thưa quý khách Ông đã uống gần 10 chai rượu Và ngủ lại chỗ chúng tôi suốt đêm qua Bây giờ nếu như anh tỉnh táo Thì mời anh về Để quán ba còn làm việc Ôi, xin lỗi Tôi say quá Rời khỏi ghế với dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê Đầu óc của anh quay cuồng Anh bước nghiêng ngả về phía cửa ba Sau đó đi ra ngoài Đi trên đường phố với quần áo sộc sạch Và đầu tóc rối bù Chồng anh cứ như một người vừa mới bị phá sản Đôi chân nặng như cột đá Đầu óc thì lâng lâng Hệt say sóng vậy Đi chưa được bao lâu Thì anh mệt mỏi Chẳng còn đủ sức mà đứng nữa Nên liền ngã phịch xuống ghế đá Nằm dọc trên vỉa hè Ngả người ra sau, anh nhắm mắt để lấy lại tỉnh táo. Chưa bao giờ bản thân lại uống say đến mức này. Thật là tệ hại. Đưa hai tay lên, anh không ngừng vỗ mạnh vào mặt, như muốn đuổi cái cảm giác ủy oải nặng chĩu trên người. Vài phút sau, anh chậm rãi mở mắt. Giờ anh tỉnh táo hơn một chút rồi. Mau chóng lấy điện thoại trong túi ra. Suốt đêm qua anh đã khóa máy, nên chẳng rõ có ai gọi cho mình không. Màn hình cháy sáng Ảnh hưởng cái nhìn lờ mờ vào Có đến gần 15 cuộc gọi nhỡ Là của thằng bạn đồng nghiệp Lòng tự nhủ Chẳng rõ xảy ra chuyện gì mà gọi lắm thế Tuân Duy bắt đầu gọi lại cho bạn Alo mình đây Trời ơi Đêm qua cậu bị tích cái đâu thế hả Cứ bình tĩnh đi Mình giải thích sau Không phải giải thích cái gì hết mau đến công ty đi Đêm qua giám đốc qua đời rồi Hoàng Hiệp sắp phá sản tới nơi rồi Tôn Duy hết sức kinh ngạc Sửng sốt Khi thấy phía trước cổng Hoàng Hiệp Toàn là giấy rác Và những băng rôn in toàn mấy lời lẽ phỉ báng Thua kiện Hoàng Hiệp Trước mắt anh bây giờ không còn hình ảnh Một cánh cổng quyền uy Của một công ty danh tiếng Rốt cuộc chuyện gì Đã xảy ra chiều hôm qua Trong đầu của anh không ngừng hỏi điều đó đứng bất động khoảng vài phút, anh liền chạy thật nhanh vào trong công ty. Ở đây suy đoán lung tung chả có ích gì. Đứng trong thang máy mà anh vô cùng sốt ruột. Anh lo lắng và nghĩ ngợi đủ mọi chuyện. Sản phẩm mới, tại sao lại có vấn đề? Giám đốc qua đời thì Hoàng Hiệp bây giờ phải làm sao đây? Ai điều hành? Hoàng Hiệp phải hầu tỏa ư? Liệu rằng Hoàng Hiệp có phá sản không? Còn Đỗ Như thì sao? cô bé hiện đang làm gì và đã ra sao rồi. Hàng tá suy nghĩ ngổn ngang không ngừng bùa vây lấy đầu óc của anh. Đúng lúc cửa thang máy mở, Tôn Duy bất ngờ khi chạm mặt Đỗ Như. Sự chạm chán tình cờ này khiến cho anh lúng túng. Một phần vì bao nhiêu sự cố đổ ập xuống Hoàng Hiệp, còn phần khác là về chuyện của Ngọc. Chưa kịp nghĩ ra sẽ nói điều gì, thì anh chàng họ Tôn đã nghe giọng nói của Đỗ Như cất lên. Chú đi làm với bộ dạng này sao? Nếu là bình thường, tôi kỷ luật chú đấy. À, ừ đêm, đêm qua tôi uống say, sáng nay tôi đến công ty gấp quá nên tôi ăn mặc hơi luộm thuộm. Mà Đỗ Như này, có thật giám đốc? Một lần nữa, Đỗ Như giữ cái chất giọng vô cảm, đột ngột ngắt lời của đối phương. Từ bây giờ, chú cẩn thận cách xưng hô cho tôi. Đừng có tùy tiện gọi tên tôi thẳng thừng như thế. Lúc này tôi trở thành giám đốc của Hoàng Hiệp rồi. Chú nên nhớ cho kỹ. Hiển nhiên, Tôn Duy đã ngạc nhiên lẫn sừng sốt đến mức nào. Anh nghe lầm chăng? Đỗ Như vừa bảo rằng hiện tại cô đã là giám đốc của Hoàng Hiệp ư? Nghĩa là gì? Thế nào? Chú có rời thang máy không? Tôi đứng chờ hơi lâu rồi đấy một cách khó xử tôn duy rời khỏi thang máy trong khi đỗ như nhanh chóng bước vào gương mặt của cô lạnh tanh cho đến khi cánh cửa khép lại còn anh anh đứng lặng người bởi dễ dàng nhận ra cái thái độ hờ hững xa cách của đỗ như giờ đây giữa hai người xuất hiện thêm một khoảng cách mới kẻ chủ người tớ sau khi xem xong bệnh án của đỗ như vị bác sĩ trung niên quay qua mỉm cười không có gì đáng lo ngại giám đốc đỗ chỉ cần thay van tim nhân tạo là ổn ngay phổ biến hiện nay người ta thay van tim cơ học tuy nhiên theo những gì đã ghi trong đây thì cô phù hợp với van sinh học hơn dù sẽ có vài khó khăn sau khi mổ đấy nhưng đây là phương án tốt nhất nếu như thay van tim nhân tạo sinh học thì tôi phải uống thuốc mỗi ngày ngoài ra tôi sẽ rất khó có con sau này có đúng không ạ uống thuốc ấy giúp van tim hoạt động tốt và lâu dài còn về vấn đề có con còn tùy thuộc vào sức khỏe của cô dẫu vậy việc này cũng không cần lo lắng nhiều nếu sau khi mổ cô chăm sóc sức khỏe tốt thì chuyện có con là khá dễ dàng tóm lại giám đốc cô cứ yên tâm nghe những lời giải thích cặn kẽ của bác sĩ Đỗ Như phần nào nhẹ nhõm hẳn. Nói gì thì nói, tình trạng của cô không thể kéo dài hơn nữa. Cần phải phẫu thuật ngay. Và trên hết là cô cần nhanh chóng đủ sức khỏe để điều hành Hoàng Hiệp. Anh à, anh nghe em hỏi không? Tôn Duy sực tỉnh khi nghe giọng nói của Ngọc đang sát bên tai của anh. Màu chóng quay qua thấy vợ mình đang nhìn chằm chằm, lông mày cau lại, rất khó hiểu. Anh làm sao thế? Sao giống như người mất hồn vậy? Đang bận suy nghĩ. Anh nghĩ gì mà nhiều thế? Nếu có chuyện gì buồn, anh cứ chia sẻ với em này. Không cần. Trong cái thái độ khá hời hợt của chồng, Ngọc mới thở ra một hơi thật mạnh. Gần hai tuần trôi qua rồi, anh rất lạ. Anh thường đi làm về trễ và rất ít nói chuyện với em. Vợ vừa mới dứt lời, thì Tôn Duy hơi khượng người một chút, nhưng vẫn giữ cái vẻ bình thản như mọi lần. Anh tự hỏi, thấy vợ ngoài tình với một gã đàn ông khác, thì chồng biết nói gì đây? Kể từ sau buổi chiều tồi tệ đó, anh lạnh lùng, là anh không đề cập đến vấn đề đó. Anh vẫn cứ lặng thinh, vợ ra kiểu chẳng hề hay biết gì, đến cái mối tình ngoài của vợ. Nguyên do có thể vì nghĩ rằng, nếu như hỏi rõ Ngọc, thì liệu cả hai còn tiếp tục cuộc hôn nhân này được không? Nếu như màn kịch này hạ màn đi, bí mật của nó bị tiết lộ, nhất định anh và vợ phải ly hôn. Dẫu rằng anh rất giận Ngọc, nhưng anh không muốn tình cảm cả hai dành cho nhau trong suốt 4 năm qua chấm dứt nhanh chóng như vậy. Ngoài ra anh còn nghĩ, suy cho cùng, anh cũng có lỗi, vì bản thân của anh đã ngoại tình giống như vợ. Dẫu do là cô ép buộc, nhưng qua đêm với một người đàn bà khác đến ba lần thì chẳng khác nào là ngoại tình. Hiện tại, anh và Ngọc đều có lỗi với nhau. Và hẳn bởi vậy, anh chàng họ tôn không vạch trần lỗi lầm của vợ. Sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong muốn cho cả hai một cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Em nghe nói công ty Hoàng Hiệp gặp rắc rối với sản phẩm mới à anh? Ngọc lại chuyển đề tài. Giới truyền thông ý, đưa tin rầm rộ suốt hai tuần qua. Thêm việc giám đốc của anh qua đời nữa. Rồi để một cô gái trẻ mang lên làm giám đốc. Tin sốc anh nhở. Hết vấn đề ngọc ngoại tình. Bây giờ Tôn Duy lại nghĩ đến Đỗ Như. Gần hai tuần qua anh không thấy cô xuất hiện ở công ty. Ngày đầu cô đồng ý phẫu thuật thay van tim nhân tạo. Việc ấy với anh hơi bất ngờ. Bởi vì trước đó hai tháng cô chẳng còn muốn sống anh có cảm giác sau cái chết của bà mẹ hình như cô đã thay đổi và theo những gì anh thấy đó là một sự thay đổi tích cực có lẽ hoàng hiệp sốn muộn gì cũng phá sản em nghĩ anh nên chuẩn bị tìm việc ở một công ty khác đi tiếp tục bữa sáng nhạt nhẽo anh đáp lời vợ cho qua loa hiện giờ hoàng hiệp vẫn còn tiếp tục hoạt động Kinh doanh phải có lúc này lúc kia Khi nào Hoàng Hiệp không còn nữa Anh mới tìm việc mới Ừ, tùy anh vậy Thời buổi này Kiếm việc chẳng dễ Tốt nhất ý, nên xin ở nơi nào có tiếng một chút Chẳng hạn như công ty bá nghiệp Của giám đốc Nguyễn Thái Bá kìa Ba từ Nguyễn Thái Bá Phát ra từ miệng của Ngọc Khiến cho Tôn Duy bất động Ngừng việc dùng bữa Ngày lập tức tức giận cùng với nỗi bất ức khó chịu bị khơi dậy trong lòng. Cảm giác cả người mọc gai, thốn thốn đến kỳ lạ. Giám đốc thái bá rất giỏi anh ạ. À. Công ty bá nghiệp, do một tay ông ấy điều hành đấy. Âm thanh chiếc nĩa va vào, vào mặt đĩa lớn lắm. Ngọc đang say sưa nói, bỗng chốc giật mình. Cô quay qua nhìn chồng đứng dậy, với vẻ mặt khác thường. Thôi được rồi, anh đi làm đây tôn duy đang cố kìm nén cơn bức bối trong lòng mau chóng rời khỏi bàn đồng thời cầm lấy chiếc cặp vội bước về phía cửa giống như anh đang chạy trốn điều gì đó cũng đúng nghe vợ hết lời khen cái gã khốn nạn ấy làm sao mà anh chịu được chẳng hiểu ngọc đang nghĩ cái gì mà lại làm thế với anh hẳn cô không ngờ rằng chồng cô đã biết mối quan hệ mờ ám giữa mình với ngài giám đốc cao quý nên mới mặt dày vô tư khen người tình không ngớt tự dưng anh cảm thấy buồn cười cho ngọc cô vợ chẳng hề hay rằng bí mật của bản thân đã bị chồng phát hiện cửa thang máy mở ra lần thứ hai tôn duy bất ngờ chạm mặt đỗ như thường thì nhân viên rất hiếm được thấy giám đốc bởi vì một người ở quá cao còn một kẻ ở dưới thấp vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân gì anh lại may mắn gặp giám đốc đến hai lần giống hệt hôm trước biểu hiện đầu tiên của anh là kinh nhạc lẫn bối rối nhưng lần này sự ngạc nhiên lại càng nhiều hơn bởi vì trước mặt của anh cô xuất hiện với dáng vẻ vô cùng khác mặc áo váy công sở sang trọng mái tóc dài trước đây trở thành tóc ngắn trên vai những sợi tóc ôm sát vào cổ khiến cô trở nên chững chạc và không kém phần cá tính gương mặt hơi lạnh rất người lớn nét hồn nhiên vô tư trước đây đã hoàn toàn biến mất thấy giám đốc mà không chào à? Chú có biết phép tắc không?" Câu nói nhắc nhở nghiêm túc từ Đỗ Như khiến cho anh sự tỉnh, tiếp tục lúng túng, anh liền cúi đầu. "Chào, chào giám đốc. Tôi nghĩ, chú nên xem lại những phép tắc cơ bản trong công ty đi. Bây giờ chú còn định đứng trong thang máy đến khi nào?" Không bước vội ra ngoài như cô gặp cỡ lần trước, lần này thì anh đưa mắt nhìn Đỗ Như khá lâu, rồi quyết định nói những điều cần nói. Đỗ Như Tôi xin lỗi Chuyện tôi đánh cô Thứ nhất Chú còn gọi thẳng tên tôi lần thứ ba Tôi sẽ kỷ luật chú Thứ hai Nếu là vấn đề công việc Thì chú hãy trình bày với cấp trên của mình Và người nói chuyện với tôi Sẽ là người đó chứ không phải là chú Còn ngược lại Nếu là vấn đề bên ngoài thì xin lỗi nhé Tôi không đủ thời gian để lắng nghe Cuối cùng lần sau có vô tình gặp tôi Thì hy vọng rằng chú sẽ cư xử đúng mực. Đôi mắt Tôn Duy mở to bất động khi nghe từng lời mạnh mẽ xen lẫn với lạnh lùng từ cô. Chưa kể cái nhìn của cô hướng vào anh chẳng hề có cảm xúc gì. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy hụt hẫng, còn trái tim của anh thì đau nhói một cách kỳ lạ, lồng ngực thắt lại khó chịu. Bản thân vốn chưa từng nghĩ cô sẽ dùng cái biểu hiện đó để nói chuyện với mình. Hiểu lúc này không nên nói thêm điều gì nữa Nên anh đành cúi đầu xin lỗi Xin lỗi giám đốc Kết thúc câu nói nhạt hơn nước ốc Tôn Duy chậm rãi bước ra khỏi thang máy Về phía của cô Hiển nhiên là cô mau chóng bước vào trong Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong tình trạng không hề tốt đẹp Chính xác thì kết quả rất tệ Còn lại một mình Tôn Duy nhắm mắt giấu tiếng thở dài. Anh không ngờ mối quan hệ giờ đây giữa mình và Đỗ Như lại trở nên xấu xa đến như vậy. Cứ như là chưa từng quen biết, chỉ là hai kẻ xa lạ và trên vai trò là chủ tớ. Anh hiểu. Đỗ Như đang giận mình về chuyện của Ngọc. Anh cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng cô lại không cho anh cơ hội. Giờ đây anh phải làm gì khi những ngày sắp tới hay thậm chí là lâu hơn nữa? Đỗ Như vẫn không nhìn mặt mình Và cô vẫn giữ cái thái độ hơi hợt Lạnh nhạt ấy Bước ba bước rồi dừng lại Đưa mắt nhìn một lượt Hết tất cả các nhân viên trong công ty Đỗ Như lúc này mỉm cười thân thiện và nói Kể từ bây giờ Tôi sẽ là giám đốc mới của Hoàng Hiệp Vì còn nhỏ tuổi Và chưa có kinh nghiệm Nên tôi khó tránh khỏi sai sót Hy vọng mọi người thông cảm bỏ qua cho tôi Hẳn mọi người biết tình hình hiện nay của Hoàng Hiệp rồi đấy, không mấy sáng sủa. Thế nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để kéo Hoàng Hiệp đứng dậy, tiếp tục là một trong những công ty mỹ phẩm hàng đầu. Xin cảm ơn. Độ như cúi đầu trước hàng ngàn tiếng vỗ tay của tất cả nhân viên, ai ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ lạ của cô. Dẫu chưa rõ cô sẽ làm gì, nhưng nghe những lời kiên quyết, đầy lòng quyết tâm của cô, thì họ cũng yên tâm phòng nào. Đứng ở cuối phòng, Tôn Duy vừa vỗ tay vừa quan sát Đỗ Như. Rất nhanh, anh thở dài bởi vì anh nghĩ rằng sắp tới cô phải gánh vác trách nhiệm to lớn và nặng nề. Xoay chuyển tình thế khó khăn hiện tại để đưa công ty Hoàng Hiệp trở về như cũ. Trên hành lang trở về phòng, Đỗ Như cùng với các trưởng phòng bàn cách giải quyết khó khăn hiện tại của công ty Hoàng Hiệp. Giám đốc Cô đã xem những tài liệu về Hoàng Hiệp chưa? Các vị đừng lo Hai tuần nằm trong bệnh viện Tôi đã xem hết các tài liệu rồi Về cơ cấu Hoạt động chính sách kinh doanh của công ty trong nhiều năm qua Tôi nắm rõ tất cả rồi Tuy vậy tôi vẫn cần Sự giúp đỡ của các vị Xét về kinh nghiệm Bản thân của tôi chưa có gì Giám đốc cứ yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô Cảm ơn Vấn đề bồi thường cho khách hàng Mọi người tiến hành thế nào rồi Tuần qua công ty trích ra một khoản lớn Để bồi thường thiệt hại cho những khách hàng Đã dùng sản phẩm Marker Chúng tôi đã xin lỗi Đồng thời thuyết phục họ không kiện Hoàng Hiệp nữa Hiện tại thì tình hình bắt đầu khả quan hơn Tốt lắm Chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy Để khách hàng biết rằng Công ty có thiện ý muốn xin lỗi họ một người đi bên phải đỗ như thoáng lưỡng lự rồi liên tiếng nói thật khẽ thưa giám đốc việc các đối tác hủy hợp đồng cùng với khoản bồi thường cho khách hàng khiến vốn của công ty còn rất ít chưa kể chúng ta còn nợ vài công ty khác một khoản không nhỏ đỗ như chợt im lặng vốn đầu tư và các khoản nợ chính là mối bận tâm hàng đầu của cô hiện nay làm sao tìm ra một nguồn vốn mới cho công ty đây nếu không đủ kinh phí thì việc bồi thường và trả nợ nhất định sẽ rơi vào bế tắc vậy hoàng hiệp nợ công ty nào nhiều nhất là công ty bá nghiệp của giám đốc nguyễn thái bá là cái lão cáo già ra vẻ cao quý đấy sao thay những người nọ nhíu mày nhìn mình đỗ như bèn sửa giọng à ý tôi là giám đốc nguyễn có yêu cầu gì từ phía ông ấy không thật là kỳ lạ chúng tôi chưa nhận được thông báo gì của công ty bá nghiệp trưởng phòng kinh doanh vừa dứt lời thì đúng lúc này cô thư ký riêng chạy đến báo tin nguyện giám đốc của công ty bá nghiệp muốn gặp giám đốc à dẫu biết khi bước vào căn phòng này thì sẽ gặp ngay kẻ mình ghét thế nhưng vì công việc nên cô đành dẹp tư thù sang một bên Mao chóng đầy nhẹ cánh cửa đi vào trong nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi của Thái Bá là cô cảm thấy khó chịu và điều kinh khủng là cô phải mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự vì tình hình bây giờ Thái Bá đang trong vai trò chủ nợ đối với công ty của cô rất vui được gặp cô bây giờ phải gọi cô là giám đốc mới đúng không nhỉ cái trà già dịch diễu mình đây nhủ thầm trong bụng cô đáp. Không biết ngài đến đây, nên tôi không kịp chào đón. Mong ngài bỏ qua cho. Đối diện thái bá kinh ngạc, những cử chỉ lẫn lời lẽ lịch thiệp từ Đỗ Như. Cô chủ nhỏ cách đây một tháng vẫn đang còn là một chú ngựa non háu đá. Bây giờ ông mới quan sát cái dáng vẻ của nữ giám đốc trẻ tuổi này. Bộ quần áo sang trọng cùng với mái tóc ngắn cá tính khiến cho cô trông thật khác trước đây chững chạc trường thành quý phái và xinh đẹp trước mặt ông là một đỗ như hoàn toàn mới mẻ với sự thay đổi lạ lùng này chẳng rõ vị giám đốc ấy nghĩ cái gì mà lại kín đáo cười ẩn ý tôi nói cái gì sai khiến cho giám đốc nguyễn không vui à ồ không tôi chỉ thấy bất ngờ chồng cô rất khác trước đây tôi đã gặp bây giờ tôi đã là giám đốc rồi dĩ nhiên là phải khác chứ tôi từng có những lời không hay với giám đốc nguyễn đây hy vọng rằng ngài bỏ qua cho tôi tất nhiên rồi tôi bảo với cô rồi tôi không để bụng lão già mất dịch này khó ưa giả vờ hay là thật đấy tiếp tục nói xấu thái bá thầm trong bụng cô giữ cái thái độ vui vẻ tiếp tục nói chẳng hay ngài đến đây có chuyện gì nếu tôi đoán không lầm thì hẳn là về khoản tiền nợ của hoàng hiệp với công ty bá nghiệp. Thái bá gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng về cái biểu hiện tốt của cô gái trẻ này. Giám đốc Đỗ nói đúng rồi. Thật sự tôi rất lấy làm tiếc trước cái sự cố của sản phẩm mới Marker và việc mẹ của cô ra đi đột ngột. Lúc còn sống bà ấy là người phụ nữ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài vai trò đối tác, chúng tôi còn là bạn thâm giao nhiều năm chứng kiến cái dáng vẻ tiếc thương cộng với chuyện nghe những lời tâm sự nhạt nhẽo từ thái bá cô bắt đầu cảm thấy bực bội cô tự hỏi ông ta diễn vở kịch nhàm chán này với ý gì cho mình xem ư hay có tác dụng gì đúng là cô chẳng ưa nổi cái người đàn ông này nhưng mà cho dù mối quan hệ có tốt đến mấy thì công việc vẫn luôn là công việc thái bá đột ngột chuyển chủ đề đồng thời thay đổi luôn cả thái độ. Hoàng Hiệp nợ bá nghiệp một khoản không nhỏ. Đó là vốn đầu tư tôi dành cho Mark Gơ. Có lẽ tôi chẳng cần nói nhiều. Cô cũng hiểu chứ. Dù bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm của cô, cô đang cười khinh bỉ thái bá với cái màn diễn nước mắt cá sấu ban nãy. Tôi hiểu chứ. Có nợ thì phải giả rồi. Nhưng ngài không phải là không biết tình hình hiện nay của hoàng hiệp chúng tôi tổn thất lớn vì bị hủy hợp đồng cả khoản phải bồi thường cho các khách hàng nữa hoàng hiệp không còn đủ khả năng để chi trả nợ ông đừng hiểu lầm tôi là đang cố xin ngài xóa nợ mà chỉ muốn ông gia hạn thêm thời gian để công ty chúng tôi tìm ra cách tốt nhất cho vấn đề này lắng nghe câu nói nhẹ nhàng khéo léo của cô thái bá chẳng phản ứng gì ngoài việc im lặng trong nét mặt đầy suy tư đó có thể đoán ông đang suy nghĩ đến điều gì đó rất thú vị hơn cả vấn đề nợ nần tôi hiểu ý của cô nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bàn kỹ thêm về việc gia hạn thời gian trả nợ cô thấy như thế nào xin lỗi ông nói như thế tôi chưa hiểu lắm thái bá mỉm cười chậm rãi tiến lại gần cô rồi một cách bất ngờ đưa tay lên giữ lấy hai vành cổ áo sơ mi của cô hiển nhiên cô vô cùng ngạc nhiên trước cái cử chỉ kỳ quặc từ vị giám đốc này ông đang làm gì thế mong ông tôn trọng tôi cảm nhận được sự phản kháng qua câu nói căng thẳng của đối phương thái bá tiếp tục mỉm cười ẩn ý à cô đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn chỉnh lấy cái cổ áo ngay ngắn giúp cô thôi không cần để ý sự khó chịu hẳn rõ trên khuôn mặt của cô. Thái bá vẫn điềm nhiên kéo nhẹ, vành cổ áo sơ mi. Và theo như lời ông nói rằng, ông đang sửa nó lại cho ngày ngắn. Tôi muốn cùng với cô nói chuyện riêng. Ngón tay của ông vuốt ve đường gấp vải, còn con mắt của ông lại nhìn vào chiếc cổ trắng hút của cô. Tối nay lúc 7 giờ, tôi mời cô đến khách sạn thống nhất dùng bữa tối khi ấy hai chúng ta sẽ bàn những chuyện cần bàn cô thấy thế nào bây giờ thì cô đã hiểu phần nào lời mời và cả hành động sửa lại cổ áo sơ mi kỳ cuộc của ông cô không ngờ ông ta lại trắng trợn và trơ trẽn đến mức này nhớ lại cái cảnh vị giám đốc đó làm tình điên cuồng với ngọc thì cô càng nhận rõ bản chất hèn hạ của ông nhưng mà ông đã nghĩ sai khi mà nghĩ rằng cô là một đứa con gái lẳng lơ việc cô qua đêm với một ai đó nhìn bề ngoài thì trông có vẻ dễ dãi đấy nhưng thật chất cô luôn điều tra kỹ đối tượng chẳng hạn giống như tôn duy cô chọn anh là vì có nguyên nhân vẻ khó chịu mau chóng biến mất thay vào đấy là gương mặt thân thiện cô khéo léo gạt tay của ông ta ra và trả lời rất tiếc tôi đành từ chối lời mời của ông vì bản thân của tôi thích về nhà dùng bữa tối Chúng ta cứ ở trong công ty bàn chuyện sẽ tốt hơn. Còn nếu như ông cảm thấy bất tiện hoặc không có thời gian thì cứ yêu cầu luật sư qua đây. Tôi nhất định trình bày rõ ràng với họ. Ông thấy thế nào? Thái độ từ chối thẳng thừng của cô khiến cho ông không thoải mái tí nào. Nụ cười thân thiện nhạt dần ánh mắt của ông trở nên vô cảm hơn. Ông im lặng nghĩa là ông đồng ý lời đề nghị của tôi chúng ta cứ quyết định như thế nhé còn rất nhiều việc đang chờ nên thứ lỗi cho tôi không tiễn ông xin chào nhưng cô chưa kịp xoay lưng đi thì đã nghe giọng của ông vang lên rõ ràng ngoài vấn đề khoản nợ của hoàng hiệp tôi còn nói với cô về một vấn đề một người mang tên là tôn duy hình như anh ta là nhân viên trong công ty của cô lập tức khượng lại rồi mau chóng quay qua. Cô nhìn Thái Bá với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tại sao Tôn Duy lại dính dáng đến chuyện này? Xin lỗi, tôi chưa thể nói. Nếu như tối nay đồng ý dùng bữa tối với tôi, thì cô sẽ tìm được câu trả lời. Lặng thinh chốc lát, cô nhanh chóng lấy lại sáng suốt để phán đoán sự việc. Có vẻ như ông đang hiểu lầm gì đó. Tôi và cái người tên Tôn Duy kia chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào. Anh ta cũng như bao nhân viên khác trong công ty thôi." Thái Bá đột ngột ngắt lời bằng một câu khẳng định thật là dứt khoát. "Mối quan hệ của hai người có đặc biệt hay không thì cô là người hiểu rõ nhất. Tóm lại, tối nay tôi chờ cô ở khách sạn thống nhất vì Hoàng Hiệp, và vì anh chàng tên Tôn Duy kia. Mong cô sẽ đến đúng giờ." "Ngài đang uy hiếp tôi sao?" giám đốc đỗ này cô đang nghĩ lệch lạc đi đâu vậy đây đâu phải là uy hiếp mà đơn giản là cuộc bàn bạc sòng phẳng thôi chậm rãi đi ngang qua cô gái trẻ thái bá còn cố tình thì thầm mấy từ cuối tôi sẽ chờ cô tới với vẻ vô cùng đắc ý vị giám đốc quyền uy thản nhiên rời khỏi phòng để lại đỗ như đứng bất động Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô không ngừng xuất hiện. Vì sao Thái Bá lại biết về Tôn Duy? Ông ta có mục đích gì khi kéo anh vào chuyện của Hoàng Hiệp? Rốt cuộc, cô phải làm thế nào trước sự việc bất ngờ không đoán trước này? Có vẻ như bây giờ cô hiểu, những rắc rối mình phải đối diện không đơn thuần chỉ có sự xuống dốc của công ty Hoàng Hiệp. Giật mình khi bàn tay ai đó khẽ lay, Cô liền nhìn qua và thấy trưởng phòng kinh doanh đang hướng ánh mắt khó hiểu, lo lắng nhìn vào mình. Dường như cô giám đốc trẻ này đã có dáng vẻ không được tốt lắm trong cuộc họp ban nãy. Và sự thật đúng là cô chẳng hề nghe thấy âm thanh gì, chưa đừng nói đến việc lắng nghe những lời bàn luận từ mọi người. Hiểu bản thân đã có thái độ không nghiêm túc, cô liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người tôi đang bận suy nghĩ vài vấn đề có tiếng thở dài khe khẽ phát ra trong số những người đang ngồi ở đây không rõ là họ lo lắng hay là cảm thấy không được yên tâm trước cô cô gái còn quá trẻ đã ngồi vào ghế giám đốc của một công ty lớn như hoàng hiệp nhưng may thay vẫn còn một vài người ngoại lệ vì thật sự quan tâm tới cô giám đốc thấy mệt ở đâu cô vừa mới phẫu thuật xong đã phải làm việc thế này. Như thế không tốt cho sức khỏe. Tôi rất ổn. Cảm ơn ông. Chẳng là tôi đang nghĩ về khoản nợ của Hoàng Hiệp với công ty bá nghiệp. Nãy giờ chúng tôi cũng đang bàn về vấn đề này. Trong cuộc gặp sáng nay, giám đốc Nguyễn có nói gì về khoản nợ với cô? Đỗ Như bất chợt im lặng. Chính xác là bản thân không biết nên nói thế nào về những lời lẽ kỳ quặc cùng với yêu cầu khác thường từ Nguyễn Thái Bá điều khiến cho cô mệt mỏi không chỉ có số tiền nợ quá lớn kia mà còn là dụng ý mờ ám của lão giám đốc này cô cảm nhận rõ lão cáo già mang vẻ bề ngoài cao quý dường như đang ẩn giấu một bí mật nào đấy và hiển nhiên chẳng loại trừ khả năng có liên quan đến tình hình hiện tại của công ty hoàng hiệp sau khi cuộc họp kết thúc đỗ như chậm rãi rời khỏi phòng với đầu óc nghĩ ngợi miên man chỉ còn ba tiếng nữa là kết thúc giờ làm việc đến khi đó cô cần phải cho nguyễn thái bá câu trả lời vì việc gặp mặt tối nay ở khách sạn thống nhất nếu nhận lời thì chẳng khác nào cô để lão già đó đạt được ý đồ đen tối nhưng nếu như từ chối hậu quả lại càng tồi tệ hơn cô không đủ can đảm để nghĩ đến cái viễn cảnh khủng khiếp nhất sẽ xảy đến với hoàng hiệp Thở ra thật mạnh Như thể giải phóng lực nặng nề trong cơ thể của mình Cô nhắm mắt và đặt tay lên chán Chỉ vừa lên làm giám đốc một khoảng 2 tuần Mà cô đã gặp ngay vấn đề nan giải Vị trí bản thân còn chưa được củng cố Trước ánh mắt quan ngại của các trường phòng Cô càng lo lắng hơn Điều thiệt thòi là cô chưa có kinh nghiệm Cũng như là đủ khả năng nhìn ra các thủ đoạn mánh khóe trên thương trường Có cảm giác cô chỉ đang đứng một mình và trèo lái con thuyền quá lớn để vượt qua được bão tố giám đốc cô uống thuốc chưa chất giọng nhẹ nhàng bất chợt vang lên khiến cho cô sực tỉnh cô đưa mắt nhìn trước mặt là một người phụ nữ tạp vụ trung niên với một nụ cười thân thiện thấy nữ giám đốc không ngừng nhìn mình người phụ nữ lên tiếng tôi thấy sắc mặt của giám đốc hơi xanh nên tôi sợ cô quên uống thuốc Cảm ơn gì Tôi vừa mới uống xong à Thế thì tốt rồi Giám đốc đừng gắng sức Kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe à Đỗ Như mỉm cười Gật đầu Quan sát cô gái trẻ hồi lâu Người phụ nữ này lại tiếp tục Giám đốc này Tôi tuy chỉ là một tạp vụ nhỏ bé Nhưng có thể hiểu được tình hình hiện nay của công ty mình Thật sự tôi không tin cái sản phẩm mới lại có chứa chất viêm da Hẳn là có sự nhầm lẫn nào đó Tôi làm việc ở Hoàng Hiệp gần hai chục năm nay Công ty thế nào tôi hiểu rõ nhất Hoàng Hiệp xem trọng khách hàng Và luôn tạo ra những mỹ phẩm tốt nhất Dì tin công ty Hoàng Hiệp tới như vậy sao? Vâng, tôi tin chứ Bởi vì trước đây Người điều hành công ty là giám đốc Đỗ Và phu nhân ngài ấy họ đều là những người tốt. Và nếu không nhờ có bà chủ Đỗ thì tôi đã không có được công việc như hiện nay để mà nuôi con." Người phụ nữ trung niên ân cần nắm lấy tay của Đỗ Như rồi tiếp tục nói: "Hoàng Hiệp đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người như chúng tôi, vì vậy chúng tôi nhất định không rời khỏi đây." "Giám đốc à, cô cứ yên tâm, xin đừng bỏ cuộc." đôi mắt của đỗ như tròn xoe cả người bất động khi lắng nghe từng câu từng lời kỳ diệu của người phụ nữ tạp vụ này cái nhìn động viên cùng với cái nắm tay ấm áp vào khoảnh khắc này cô gái trẻ như được tiếp thêm động lực mọi lo lắng lẫn áp lực đều tan biến cô thấy đôi chân của mình bỗng dưng vững vàng hơn mạnh mẽ hơn để rồi cô nhận ra lòng quyết tâm của cô có hơn bao giờ hết đi trên dãy hành lang, cô đảo mắt nhìn xuống bên dưới, rất nhiều những nhân viên của Hoàng Hiệp vẫn đi lại nhộn nhịp, vẫn chăm chỉ làm việc và vẫn cười nói vui vẻ. Bất giác lòng cô thật nhẹ nhõm. Những lời ban nãy từ người phụ nữ tạp vụ như một tia sáng dẫn lối và nó đã đến thật đúng lúc, giúp cô hiểu ra điều cần làm và phải làm ngay lúc này, không được bỏ cuộc. Đang chìm trong tâm trạng vui vẻ, thì cô chợt nghe tiếng gọi khá lớn gần đó tôn duy vừa nghe đến cái tên tôn duy thì cô chậm rãi quay qua cách chỗ cô đứng không xa xuất hiện bóng dáng của anh vừa đi vừa nói chuyện với đồng nghiệp cả hai bàn việc gì đấy trông rất là hào hứng quan sát nụ cười của tôn duy cái nhìn từ cô lại trở nên trống rỗng vô định rồi tiếp đến hai mí mắt trùng xuống một nỗi buồn khó tả dấy lên trong lòng của cô kể từ sau buổi chiều cả hai chấm dứt hợp đồng ngoại tình độ như chưa nói chuyện với tôn duy lần nào nguyên nhân là vì bao nhiêu biến cố đột nhiên ập đến khiến cho cô hoang mang dối bời nhưng suy cho cùng lý do chính cũng bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh nữa chàng trai ấy đã làm tổn thương mình những lần vô tình chạm mặt nhau ở thang máy thật sự khiến cho cô bối rối tuy vậy cô lại cố ép bản thân phải tỏ ra bình thường thậm chí là lạnh nhạt với tôn duy cô ghét phải nghe những lời hỏi han quan tâm cũng như là những lời xin lỗi của anh khi tất cả những điều ấy chỉ xuất phát từ lòng thương hại chưa kể giờ đây cả hai đang ở hai vị trí khác nhau và chính cái khoảng cách quá xa đó càng khiến cho bức tường ngăn cách giữa hai người nhiều hơn dù gì trước mắt điều quan trọng nhất đối với cô là vực dậy công ty còn những vấn đề khác chẳng hạn như tình cảm cô không muốn đề cập tới lúc này vẫn chưa rời mắt khỏi tôn duy và cô sực nhớ ra câu nói kỳ quặc của lão giám đốc họ nguyễn lúc sáng nay đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao ông ta lại biết về tôn duy cũng như là mối quan hệ đặc biệt giữa cô và anh chẳng những thế thái bá còn cố tình lôi anh vào hệt kiểu muốn đe dọa cô cô hiểu nếu muốn biết mọi ẩn số mình đang thắc mắc thì chỉ còn cách đi gặp trực tiếp lão giám đốc cáo già đó điều đó đồng nghĩa chào giám đốc ạ à. một giọng chào khá lớn cắt ngang dòng suy nghĩ sắp hình thành của cô cô nhìn về phía đối diện hóa ra là anh chàng nhân viên ban nãy nói chuyện cùng với Tôn Duy. Hiển nhiên là anh đang đứng bên cạnh và nhìn cô. Rất nhanh, anh cũng cúi đầu chào. Chào giám đốc. Hai lần trước bị cô dọa sẽ kỷ luật nếu như không cư xử đúng mực khi gặp cô, nên lần này anh không dám lơ là trong việc chào hỏi. Nhìn mái đầu cúi thấp của anh trong vài giây, cô chậm rãi phát ra âm thanh ừ. Sau đó cô bước đi ngang qua hai người nhân viên. Khi biết cô đã rời đi, bấy giờ anh mới từ từ dựng người thẳng dậy. Vẫn thế, gương mặt của cô cứ lạnh lùng không có chút tình cảm gì. Có vẻ như mỗi lần gặp anh, cô đều mất hết cảm xúc. Đứng tần ngần vài phút, anh nghe đồng nghiệp rục rã trở về phòng làm việc. Trước khi quay lưng, anh còn dõi theo bóng dáng vững vàng của cô đang đi xa dần. Đến khúc cua hành lang, Đỗ Như liền dừng lại. Chẳng hiểu tại sao trái tim của cô đập mạnh. Dẫu không còn như trước, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại hồi hộp và bối rối. Lẽ nào trái tim của cô không thể nào nghe theo lý trí? Đặt hai tay, vị lên hành lang. Cô nhắm mắt và hít sâu, lấy lại tâm trạng bình thường. Tự dưng lúc ấy, bên tai của cô văng vẳng một câu nói xa xăm. Sống phải lo toàn nhiều thứ. Đôi khi chúng ta cần nhún nhường chịu đựng để không phải mất đi miếng cơm manh áo. Cô mở mắt ra, bất giác mỉm cười. Thật kỳ lạ. Những lúc khó khăn nhất thì những lời nói của người đó lại xuất hiện trong đầu của cô. Nó như một ngọn lửa, sưởi ấm, đồng thời dẫn dắt cô đi về phía trước, không còn một chút sợ hãi nào. Vừa bước ra khỏi phòng kế toán trường Thì Tôn Duy lại bất ngờ chạm mặt Đỗ Như đang đi ngược xuống Không quá lúng túng như hai lần trước Nhưng vẫn còn một chút bối rối Nên anh làm hành động cối chào giống như một cái máy Lúc nói xong ba từ chào giám đốc Thì anh bất giác nhận ra rằng Màn chào hỏi này thật là ngớ ngẩn Có vẻ như lúc nào gặp cô Anh cũng chỉ làm có mỗi chuyện cối đầu Còn miệng thì phát ra đúng duy nhất một câu không khác đi Chắc hẳn anh không biết nói gì nữa. Bản thân rất muốn xin lỗi cô. Nhưng anh lại sợ cô tiếp tục đáp lại bằng cái vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng. Rồi sau đó bảo mình hãy xem lại phép tắc của công ty. Chưa bao giờ anh lại khó xử như vậy khi đứng trước mặt cô gái đó. Chú cúi chào như thế. Không thấy mỏi cổ à? Câu hỏi có phần nhẹ nhàng từ cô như khiến cho anh trong thoáng chốc, ngạc nhiên. Chậm rãi ngước nhìn, anh thấy gương mặt đáng yêu ấy không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị nữa, mà có một chút dịu dàng thoáng qua. Đứng thẳng người lên, anh cười gượng gạo, thay cho lời đáp. Chú chuẩn bị về nhà đi à? À vâng, còn giám đốc à? Dứt lời anh chợt bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của cô hướng về mình. Anh không biết phải miêu tả ánh mắt của cô lúc ấy là như thế nào. Trống rỗng vô định, chất chứa những suy nghĩ miền man và pha chút buồn bã. Nhưng mà cô đã khỏa lấp những điều này thật nhanh chóng, đến nỗi anh còn chưa kịp hiểu ý của chúng là gì. Tôi phải đi gặp đối tác để bàn về khoản nợ của công ty Hoàng Hiệp. Vậy, giám đốc đi cẩn thận à? Lặng thình vài giây, Cô khẽ gật đầu rồi chậm rãi cất bước. Dẫu thái độ của cô đã thân thiện hơn so với những lần trước, nhưng thật là kỳ lạ, lòng của anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Chỉ là anh hy vọng cô sẽ nói với mình nhiều hơn và không phải bằng những câu liên quan đến công việc hay là mang tính chất xã giao nhạt nhẽo. Thiệt nghĩ, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Với tâm trạng chán nản, anh lê từng bước nặng nhọc trở về phòng làm việc của mình cô vừa đi xuống bậc thang vừa nhớ lại cái cảnh nói chuyện vừa rồi với anh trong cảnh anh cứ tự liên tục cúi đầu chào mình cô có cảm giác không thoải mái dẫu rằng đó là phép tắc của nhân viên đối với giám đốc nhưng cô thật sự không muốn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn lòng chưa thể nguôi ngoai được ấy vậy cô vẫn mềm lòng thay đổi gương mặt lạnh lùng bằng sự nhẹ nhàng thậm chí lúc nghe anh hỏi cô đã định nói ra rằng mình đang đi gặp lão giám đốc xấu xa kia để bàn việc nhưng chẳng hiểu tại sao có một sức mạnh nào đó đã giữ cô lại nói đúng hơn giám đốc trẻ tuổi này chợt nhớ ra rằng bản thân đâu là gì trong lòng của anh đối với anh phan ngọc mới thực sự là quan trọng chuồng điện thoại reo lên đỗ như lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình ba từ nguyễn thái bá hiện rõ dưới ánh đèn nhấp nháy liên tục cô nhắm mắt cắn môi vì cái lão già mắc dịch đó chắc chắn gọi đến để hỏi mình về buổi gặp riêng tối nay cô đành phải bắt máy vừa nghe chất giọng thân thiện nhưng mang đầy sự dò xét khó ưa từ ông làm cho cô bức bối Chào giám đốc Đỗ. Cô suy nghĩ thế nào rồi về lời mời của tôi sáng nay? Kiềm chế cơn giận trong lòng, cô cố gắng phát âm cho lịch sự nhã nhặn. Tôi đang đến khách sạn thống nhất để gặp giám đốc Nguyễn Đề ạ. Ồ, tốt, tôi chờ giám đốc Đỗ nhé. Trước khi cúp máy, Đỗ như còn kịp nghe có âm thanh cười khẽ. Cô đoán là lão già này đang khoái trá lắm thật ra cô đã đoán được phần nào miêu đồ đen tối của ông ta siết chặt điện thoại ánh mắt của cô trở nên lạnh băng khẽ khàng cô lấy trong túi áo ra một vật đó chính là con dao dọc giấy chỉ ít cái vật này giúp cho cô bảo vệ nhỡ may có chuyện xảy ra đứng tần ngần vài phút cô tiếp tục bước xuống những bậc thang ra bên ngoài cửa công ty cô thấy tài xế riêng của mình đứng chờ từ lúc nào cô vẫn đắn đo rất nhiều dù bản thân không cho phép mình lùi bước hít sâu một hơi cô đi nhanh về phía chiếc xe hơi đang đỗ và người tài xế đã chờ sẵn ngồi trong xe cô như nhìn tòa nhà lớn đồ sộ hoàng hiệp trông nó thật uy quyền dưới cái nắng chiều sắp tắt hai chữ hoàng hiệp tuy rất ngắn nhưng lại chứa được trong đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ cô chẳng những thế nó còn đang nuôi sống hàng ngàn người khác vì vậy nhất định Cô sẽ không bao giờ để cho Hoàng Hiệp sụp đổ Tôn Duy bước vào phòng làm việc Với dáng vẻ chán trường Anh thấy ngay một nhóm đồng nghiệp Đang ngồi tụ họp lại một chỗ bàn chuyện gì đó rất hào hứng Đến nỗi không khí sôi nổi bao trùm cả căn phòng Trước đó vài phút Đang còn rất tĩnh lặng Đồng hồ treo tường điểm đúng 5 giờ Tan việc rồi Thảo nào mọi người mới rảnh rỗi như vậy vốn chẳng hứng thú gì với mấy trò bàn luận thường vấn đề xoay quanh chỉ là nhậu nhẹt một trận đấu bóng đá hoặc là một chuyện gì đó về trai gái nên tôn duy chẳng mấy để ý mà bước lại bàn làm việc anh cần phải hoàn thành vài thứ trước khi ra về tuy nhiên kế hoạch ấy đã bị phá sản khi mà chàng trai này chợt nghe một đồng nghiệp trong nhóm nói khá to ban nãy tôi nghe trưởng phòng kinh doanh bảo rằng tối nay giám đốc của chúng ta sẽ đi gặp riêng giám đốc nguyễn công ty bá nghiệp đấy chắc là về món tiền mà hoàng hiệp đã nợ chuyện này đúng là không bình thường hiển nhiên là anh nghe rất rõ sự tiết lộ đầy bất ngờ đó tức thì anh ngừng việc đang làm và thoáng bất động cô đi gặp riêng nguyễn thái bá ư câu hỏi ấy vừa lặp lại trong đầu bỗng dưng lòng anh xuất hiện nỗi lo lắng kỳ lạ Đối tác hai bên gặp nhau để bàn việc làm ăn Vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường Nhưng vì sao anh lại lo lắng như thế này Nguyên nhân Bởi do hai người gặp riêng kia ư Điều đó có nghĩa rằng Cuộc bàn chuyện Chỉ có duy nhất Đỗ Như Và cái lão giám đốc họ Nguyễn kia Anh biết rất rõ rằng Thái bá đốn mặt thế nào Sau vụ phát hiện mối tình vụ trộm kinh tởm Giữa ông ta và Ngọc này nghe đỗ Như phải gặp riêng thì anh cảm thấy rất lo lắng. Chẳng may ông ta làm gì xấu xa với cô thì thế nào đây? Chưa kể, anh nhớ trước đây cô từng có những hành động lẫn lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp với ông. Biết đâu ông ta nhân buổi gặp mặt riêng này sẽ xử cô. Có cái gì mà bất thường? Họ gặp nhau bàn chuyện công ty thôi. Này này thế mới không bình thường nếu là chuyện công ty tại sao lại chỉ có mỗi giám đốc đi đáng lý ra phải thêm các trưởng phòng này đã vậy hai người lại còn gặp riêng nhau ở khách sạn thống nhất đấy nói gì thì nói cô ấy còn quá trẻ lại xinh đẹp này này hiểu chưa hiểu chưa ừ đúng là không loại trừ khả năng đó tôi nghe người bên bá nghiệp nói rằng giám đốc nguyễn hình như có nhiều nhân tình lắm đều là gái đôi mươi đấy. Mãi bàn luận khí thế mà nhóm nhân viên này không biết rằng tất cả những suy đoán nãy giờ của họ đã vô tình gieo vào lòng Tôn Duy một mầm mống của nỗi bất an. Đến nỗi chàng trai này dường như không biết mình đang làm gì. Thứ tồn tại duy nhất lúc này chỉ là vô số hình ảnh về cuộc gặp mặt với những điều tồi tệ đang diễn ra tại khách sạn thống nhất. Chúng trở thành một mớ hỗn độn xoay vần trước mắt anh để rồi rất nhanh anh nhớ lại cuộc gặp vừa rồi đối với cô nhớ ánh mắt khác lạ của cô khi anh nói cái câu giám đốc đi cẩn thận lúc ấy anh quá hời hợt để nhận ra một điều mơ hồ đang ẩn hiện trong cái nhìn của cô dường như là một nỗi buồn cùng với sự sợ hãi cô đang cầu cứu anh ngay lập tức anh liền rời khỏi phòng và chạy hối hả xuống bãi đỗ xe sau khi rời khỏi công ty, anh lái xe thật nhanh hướng đến khách sạn thống nhất. Độ Như kín đáo quan sát khắp căn phòng đóng kín, những chiếc đèn neon kiểu cổ không ngừng hắt ra những tia sáng vàng vọt. Nguyễn Thái Bá đã chọn một căn phòng có phần hơi riêng tư này để làm nơi diễn ra cuộc gặp mặt. Hiển nhiên là cô cảm thấy không thoải mái, chính xác hơn là không yên tâm. Sự bất an trong lòng cô càng ngày càng tăng cao khi mà thái bá không mang theo đám vệ sĩ riêng như thường ngày có nghĩa là chỉ có cô và ông ta trong căn phòng này thật chất cô đã rõ mười mươi ý đồ mờ ám của lão cáo già này nhưng vì hoàng hiệp cô không thể nào không đến đây và hẳn thái bá cũng hiểu điều đó chính vì thế ông ta mới trơ trẽn như vậy vị giám đốc quỷ quyệt đó gần như là nắm được điểm yếu của cô giám đốc đỗ đừng quá căng thẳng tôi không làm khó dễ gì đâu lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý từ thái bá khiến cho cô sực tỉnh hướng mắt về phía trước cô thấy người đàn ông trung niên đang rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nâu bắt mắt ấy có cảm tưởng nó đang ẩn giấu đằng sau là một cái bẫy đáng sợ bởi vì cô bắt gặp nụ cười thú vị nở trên môi của thái bá Tôi có thể mời giám đốc đỗ một ly được chứ Nụ cười thân thiện của thái bá Không giúp cho cô yên tâm hơn mà ngược lại Càng phải cảnh giác cao độ Cô đủ thông minh để biết mình nên làm gì cho đúng Xin lỗi ông Chắc là tôi phải từ chối lời mời này Trong lúc bàn chuyện với đối tác Tôi không thích uống rượu Mong ông hiểu cho Nhận được lời từ chối khéo léo Thái bá lại cảm thấy không vui nhưng bản thân không muốn chuyện còn con như vậy, bị phá hỏng kế hoạch của mình, nên ông tiếp tục mỉm cười. Đúng hơn là giả vờ làm ra vẻ tử tế. Thái độ làm việc nghiêm túc của cô khiến cho tôi rất khâm phục. Được rồi, vậy tôi uống thay cô ly rượu, không được đón nhận này. Dứt lời một cách dứt khoát, Thái Bá cầm ly rượu của đối phương đưa lên môi uống. Quan sát cái dáng vẻ lịch thiệp này, Cô im lặng, chỉ vì thấy cái màn khách sáo này thật là lỗ bịch. Đến lúc thái bá hạ ly xuống, thì cô liền cất tiếng. Bây giờ tôi xin phép được nói thẳng một vấn đề chính nhé. Về số tiền nợ. Thái bá cắt ngang lời của cô, với vẻ không mấy bận tâm về điều này. Tôi đã nghe đến nhàm chán, những câu nói kiểu đó rồi. Giám đốc đỗ này, ở đây chỉ có tôi và cô. Chúng ta Hãy bàn bạc thẳng thắn với nhau nha. Tôi hiểu chứ. Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi mạo muội đề ra một việc. Ngài có thể gia hạn thêm thời gian trả nợ của Hoàng hiệp là 3 tháng. Sau 3 tháng, tôi hứa nhất định sẽ hoàn toàn trả đủ tiền cho ông. Vị giám đốc họ Nguyễn bất chợt im lặng, không một chút biểu hiện nào. Tuy vậy dường như ánh mắt của ông đang lần vờn dòng suy nghĩ nào đó về một việc thú vị hơn cái số tiền kia. Hoặc cũng có thể người đàn ông này đang sợ đỗ Như nói câu vừa rồi để cướp lấy thời cơ phản công cô. Giám đốc Đỗ này, cô cũng biết số tiền tôi đầu tư cho Hoàng Hiệp không hề nhỏ. Cô muốn tôi chờ 100 ngày để có lại số tiền ấy, trong khi bá nghiệp có thể dùng nó đầu tư vào một khoản kinh doanh khác tốt hơn. Tôi biết tôi yêu cầu như vậy có phần quá đáng. Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất mà Hoàng Hiệp chúng tôi có thể làm được. Ngài không cần quá lo lắng. Trong 3 tháng đó, những sản phẩm của Hoàng Hiệp bán được sẽ chia 2 phần 3 lợi nhuận. Một lần nữa, Thái Bá lại không cho nữ giám đốc trẻ tuổi này kịp dứt lời khi đột ngột cất giọng khá trầm. Sau sự cố với Mark Gơ, Thế cô nghĩ rằng các sản phẩm của Hoàng Hiệp vẫn được bày bán sao? Khách hàng đã không còn tin Hoàng Hiệp nữa. Thế nên khả năng chia lợi nhuận cho bá nghiệp, như cô vừa nói, là rất thấp. Vậy nếu sau 3 tháng, Hoàng Hiệp không thể nào trả hết nợ, cô sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục xin tôi gia hạn thêm, thời gian để trả nợ à? Điều này tôi tôi sẽ tìm cách Rõ ràng Nguyễn Thái Bá không hề có ý định bàn công việc trên tinh thần hòa hảo, bởi vì lần thứ ba ông lặp lại cái hành động bất lịch sự vừa rồi. Giờ tay lên và ngăn lời của đối tác, không cho cô nói thêm. Tất nhiên, cô bực bội đến nhường nào. Số tiền nợ đó đúng là không nhỏ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thật ra nếu như Nguyễn Thái Bá này muốn xem như bá nghiệp cho không hoàng hiệp, cái khoản đầu tư đó cũng được vừa nói thái bá vừa chậm rãi đi vòng ra sau lưng của đỗ như hệt giống như kiểu chờ thời cơ thích hợp dẫu đôi mắt đang hàn rõ sự cảnh giác cao độ khi mà theo dõi ông nhưng mà cô vẫn không khỏi ngạc nhiên lẫn khó hiểu trước những lời ông ta vừa thốt ra xin thứ lỗi nhưng mà tôi không thích cái kiểu nói chuyện rào trước đón sau của ông cô suýt giật này người khi bàn tay của Thái Bá bất ngờ đặt lên vai của mình. Nhẹ, nhưng mà cô cảm nhận được những ngón tay thô cứng này đang bấu vào da thịt cùng với một sức mạnh ghi chặt, không cho cô đứng dậy. Rồi tiếp đến, cô nghe tiếng cười khe khẽ của Thái Bá, cứ như một giai điệu đáng sợ ngân lên giữa màng tối trong căn phòng lập lè này. Nhìn bề ngoài cô vẫn rất bình thường, nhưng kỳ thực, cơ thể của cô cứng đơ vì đang gánh gồng những nỗi lo sợ bùa vây. Bàn tay trong túi áo giữ chặt con dao dọc giấy, bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Từ khi nào cô lại sợ thai bá đến như vậy? Tính thẳng thắn của cô vẫn không thay đổi nhỉ? Để tôi nói rõ hơn nhé. Chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi song phẳng. Tôi để cho Hoàng Hiệp khất nợ, thậm chí tiếp tục đầu tư thêm một khoản tiền khác cho công ty của cô nhưng bù lại tôi muốn đổi lấy một thứ từ cô hơi thở nóng hồi phát ra từ miệng của thái bá phả vào vành tai của cô khiến cho mọi âm thanh bỗng chốc trở nên lùng bùng nhưng nhanh chóng cô kịp lấy lại bình tĩnh cô hoàn toàn im lặng trước cái trò quái gở từ thái bá ông vẫn giữ chặt vai của cô và miệng thì tiếp tục thì thầm nếu như cô đồng ý trở thành người tình của tôi thì tôi hứa sẽ giúp hoàng hiệp trở lại như lúc đầu thậm chí có thể lớn mạnh sánh ngang với bá nghiệp cô ngồi yên chẳng có chút biểu hiện nào dù là một cử động rất nhỏ trong lòng cô đang thầm cười khinh cái lão già đốn mạt này cuối cùng vị giám đốc cao cao tại thượng người người kính nể cũng chịu buông bỏ cái mặt giả tạo bẩn thỉu xuống để lộ nguyên hình là một kẻ hèn hạ bỉ ổi cổ nhân nói chẳng sai chỉ khi đứng trước những ham muốn thì con người mới bộc lộ cái bản chất thật nguyễn thái bá khao khát lớn lao là một kẻ dục vọng giám đốc nguyễn này ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao câu hỏi từ cô sau mấy phút im lặng nãy giờ khiến cho thái bá buồn cười người đàn ông đó biết rõ cô là một cô gái khó thuần phục ngang bướng và không dễ dàng nắm bắt nhưng chẳng phải chính như vậy mà ông lại càng hứng thú sao lại càng muốn chiếm đoạt cái đó hoa xinh đẹp đầy gai góc này ư con người ai cũng có điểm yếu không may cho cô khi mà ông lại nắm rõ điểm yếu của cô ông tin chắc rằng chỉ cần mang hai thứ này ra đe dọa thì cô nhất định phục tùng theo ông về phía cổ đỗ như cô thầm nghĩ nếu lão ta ấn thêm một bước nữa thì cô sẽ rút con dao dọc giấy và cho lão biết tay. Bản thân cô hiểu rõ về nhốn nhường nhưng cô tuyệt đối không để cho ông lột bất kỳ thứ gì trên người của mình xuống. Cô có thể chịu đựng cái việc bị ông ta đụng chạm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô đồng ý trở thành người tình với một kẻ đáng tuổi bố của mình. Đột nhiên cô có cảm giác đôi tay bẩn thỉu của Nguyễn Thái Bá rời vị trí khi từ vai chuyển rời qua cổ của cô. Lúc này ông ta đang vuốt nhẹ nhẹ phần da thịt sau cái màn áo lót của cô. Cô đừng quên mục đích của cô đến đây là gì. Là công ty Hoàng Hiệp, tâm huyết cả đời của bố mẹ cô. Ngoài ra còn vì một người đàn ông tên là Tôn Duy. Có cảm tưởng hai từ Tôn Duy như một cái công tắc làm ngừng hết tất cả mọi hành động phản kháng của cô thậm chí kể cả trong suy nghĩ tôi biết cô và anh chàng đó có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt tình cảm cô dành cho hắn không đơn thuần là chủ tớ hay là bạn bè có đúng không nào đúng như cô đoán trước đó lão cáo già họ nguyễn này đã cho người điều tra về mối quan hệ giữa cô và anh để rồi giờ đây Ông ta mang anh ra để đe dọa cô. Đến lúc này thì cô thừa nhận một điều rằng Nguyễn Thái Bá đáng sợ và vô liêm sỉ hơn những gì mà cô nghĩ. Không thấy Đỗ Như phản ứng hay nói gì. Thái Bá khẽ nhếch mép cười khinh. Tuy kết quả chưa rõ ràng nhưng ông tin chắc rằng mình đã thắng. Mở cửa xe Tôn Duy bước vội vàng vào bên trong khách sạn thống nhất đưa mắt nhìn xung quanh toàn người với người, ai cũng ăn mặc sang trọng, nhưng anh không tìm thấy Đỗ Như hay là Nguyễn Thái Bá. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy nhanh đến quầy tiếp tân, sốt sắng hỏi nhân viên đứng quầy. Cô ơi, cho tôi hỏi, lúc nãy giám đốc Nguyễn Thái Bá của công ty bá nghiệp đến đặt phòng bàn chuyện với đối tác ở đây đúng không ạ? Thấy nhân viên tiếp tân gật đầu, Tuân Duy mừng rỡ và tiếp tục hỏi. Ở phòng số mấy? Người nhân viên bắt đầu nhìn anh với ánh mắt giò xét. Đối diện, anh hiểu ra điều đó. Anh chàng họ tôn, nhanh trí nói thêm. Tôi là nhân viên kế toán của công ty Hoàng Hiệp, đối tác của Nguyễn Giám Đốc. Giám Đốc Đỗ vừa gọi điện yêu cầu tôi mang tài liệu đến đây. Ban nãy tôi đi gấp, tôi chưa kịp hỏi Giám Đốc ở phòng nào. Bức hình trong tấm thẻ nhân viên kế toán cùng với biểu hồ sơ mà anh đưa ra khiến lông mày người tiếp tân giãn dần sự dò xét cũng hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng người này nói số phòng cho anh biết. Chẳng kịp cảm ơn, anh đã phóng như bay vào thang máy. Anh có thói quen mang theo biểu hồ sơ loại nhỏ, đựng vài giấy tờ tùy thân linh tinh. Bây giờ anh đang thầm cảm ơn cái tính cẩn thận của mình. Không gian trong căn phòng nửa sáng nửa tối trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Và người cảm thấy điều đó không ai khác chính là đỗ như. Từ lúc nghe Thái Bá nhắc đến Tôn Duy thì cô hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử. Một mặt cô muốn đứng dậy, rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Nhưng mặt khác, cô lại không cho phép mình làm như vậy. Vì có hai thứ đang giữ chặt lấy chân của mình, Hoàng Hiệp và Tôn Duy. Cả hai thứ đều rất quan trọng, vì vậy trở thành điểm yếu của cô. Dường như để thêm phần kịch tính, Nguyễn Thái Bá còn nói thêm tôi đã cho người điều tra về gia đình của tôn duy hắn ta có mẹ già bệnh nặng và bốn đứa em gái còn đi học thêm một cô vợ xinh đẹp đang làm việc trong bá nghiệp sẽ ra sao nhỉ nếu như tôi gây áp lực cho gia đình hắn giám đốc đỗ cô hình dung ra được hậu quả rồi chứ hắn sẽ sống dở chết dở lắng nghe lời đe dọa bẩn thỉu cùng với tiếng cười thích thú của ông ta Đỗ Như thêm cảm phận Cả người cô run lên Nhưng cô tự nhủ phải kiềm chế Nếu không tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ Không chỉ cô Mà còn nhiều người khác Còn công ty Hoàng Hiệp thì sao nhỉ Hiện giờ nó như một ngọn đèn trước gió Chỉ cần tôi ra tay Thì cái thứ còn con đó Sẽ sụp đổ ngay Chắc là cô không muốn tâm huyết cả đời của bố mẹ mình bị hủy hoại trong tay của cô chứ và mấy ngàn nhân viên của công ty cô ăn nói thế nào với họ đây nếu như tôi đồng ý ông có hứa sẽ làm đúng những gì đã nói không tất nhiên tôi xem em là báu vật chỉ cần em muốn thứ gì tôi đều đồng ý dường như thái bá rất là phấn khích nên liền thay đổi cách xưng hô hướng cái nhìn bất động về phía trước bàn tay giữ chặt con dao dọc giấy cũng dần dần thả lỏng ra khi mà cô quyết định buông một câu sau cùng tôi chấp nhận thỏa thuận này của ông bây giờ thái bá nở nụ cười đắc thắng kết quả không nằm ngoài dự đoán của vị giám đốc này cuối cùng ông cũng có được đoá tường vi mà mình luôn khao khát Thái bá tưởng tượng cái cảnh mình chút bỏ hết mọi thứ trên người của cô xuống và ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của cô. Thấy nó rùn rẩy trong sợ hãi. Bao nhiêu loại phụ nữ, ông đều đã nếm thử. Riêng đỗ như thì chưa. Cô gái trẻ ương bướng này khiến ông cảm thấy mới mẻ. Ông muốn xem cô sẽ mang lại cho mình cái cảm giác tuyệt vời như thế nào. Với những ham muốn dữ dội ấy, thái bá lập tức cúi người rồi hôn hít liên hồi vào cổ và sau ót của cô. Đôi tay cởi nhanh chiếc áo vét trên người của cô. Còn cô, cô ngồi yên để mặc cho thái bá sờ soạn khắp người mình. Đầu óc của cô trống rỗng, chẳng hề tồn tại bất kỳ hình ảnh hay ý thức nào. Khi bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào những chiếc cúc áo sơ mi và sắp mở bung nó, thì cô khép mắt lại. Đêm này mọi thứ sẽ kết thúc vì vậy cô buông xuôi tất cả cơ thể và cảm xúc của chính mình thậm chí là hơi thở của cô tiếng mở cửa phòng thô bạo đột ngột vang lên dường như âm thanh rầm ấy mới thực sự kết thúc cái việc xấu xa kinh tởm sắp diễn ra trong căn phòng này giật mình thái bá ngừng hành động đang làm còn cô thì liền mở mắt ra cả hai không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy tôn duy đang đứng thở hồn hển ngay cửa phòng và chẳng nói chẳng rằng. Anh xài bước dài đến gần chỗ hai người, đồng thời túm lấy cổ áo của thái bá, kéo giật lại. giơ tay, đánh thật mạnh vào mặt của ông. Do quá bất ngờ trước cú đánh trời giáng kia, vị giám đốc họ Nguyễn mới ngã nhào xuống bàn, khiến đồ vật trên đó rơi xuống. Âm thanh đổ vỡ vang lớn, vẫn chưa hạ được cơn giận dữ điên cuồng, anh lại tiếp tục kéo vực ông dậy và tung cú đấm thứ hai vào mặt. Lần này sức ra đòn còn mạnh hơn lúc nãy. Vừa đấm tới tấp vào mặt người. Tôn Duy vừa đai nghiến. Khốn nạn bỉ ổi. để tiện như ông. Mà đòi làm giám đốc sao? Hết cướp vợ người ta. Bây giờ lại định cưỡng ép cô gái khác. Ông có biết liêm sỉ không à? Hôm nay tôi phải đánh chết ông. Mày thằng khốn. Bị đánh khốc liệt. Thái Bá chỉ nói được đúng một từ đó, trong khi tôn duy không ngừng đánh Thái Bá, thì cô không rõ lý do gì lại ngồi bất động trên ghế, cảm tưởng rằng cô quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, nên chưa định hình rõ ràng mọi thứ. Mãi một lúc sau, cô mới sực tỉnh và nghe âm thanh va chạm dữ dội làm huyên náo cả căn phòng. Mau chóng đưa mắt nhìn qua bên cạnh, cô thấy tôn duy đang còn đánh Thái Bá và máu ứa ra từ miệng của ông. lập tức cô chạy đến, nắm lấy tay của anh và ngăn lại. đừng đánh nữa, dừng lại đi. nếu như chú đánh như thế ông ta sẽ chết. cô tránh ra, tôi phải đánh chết cái lão già này. chú điên rồi à? chú dừng lại đi. chú đánh chết người, chú sẽ đi tù. đỗ như lúc này mới ôm chặt lấy anh, hòng giữ anh lại. ban đầu anh vẫn còn tức giận ghê gớm không ngừng lấn đến chỗ của Thái Bá đang nằm, nhưng sau đó khi bị cô kiếm giữ trong lòng, anh đã dần dần bình tĩnh lại. Sự giận dữ tuy còn, nhưng anh không điên giống ban nãy nữa. Đứng thở gấp gáp, chàng trai này nhìn sang vị giám đốc họ Nguyễn kia, mặt mày đã sưng vù, khóe miệng sớm máu, nằm bất tỉnh. Sau đó anh nhìn xuống hai cánh tay của cô đang vòng qua trước ngực của mình, giữ chặt lấy mình anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch phát ra từ cơ thể đang run rẩy của cô hẳn là cô đang rất sợ hãi vì phải kìm giữ một người đàn ông mạnh hơn mình rất nhiều lần cả người đang gồng lên căng cứng bỗng dưng rũ xuống đôi mắt tức giận của tôn duy mới dịu lại nhịp thở trở lại bình thường cô bỏ tay ra được rồi nhưng Độ như bừng tỉnh, toa nói gì đó, nhưng khi thấy tấm lưng chàng trai đã bình thường lại thì cô buông tay ra. Chậm rãi xoay người qua, anh bắt gặp cái nhìn lo lắng của cô hướng vào mình. Chưa kịp cất tiếng, anh và cô chợt nghe những tiếng bước chân vang lên hối hả bên ngoài, đoán là nhân viên khách sạn. Anh mau chóng nắm tay cô kéo đi, cả hai theo lối thoát hiểm chạy ra bên ngoài chạy hối hả được một đoạn. Cô liền ngừng lại, rút tay ra khỏi sự nắm giữ của anh. Cố giật đột ngột từ đối phương, khiến cho anh lập tức ngừng chạy và xoay người lại. Chú làm cái gì thế? Sao lại kéo tôi ra khỏi khách sạn chứ? Tôi phải quay về. Cô điện hay sao mà muốn trở về khách sạn? Bạn nãy, nếu như tôi không đến kịp, thì cô đã bị lão già đó. Giờ trò rồi. Thì sao? Đấy là do tôi tự nguyện mà. Chỉ có như vậy mới cứu được Hoàng Hiệp. Cô đúng là đồ ngốc. Tại sao cô có thể dùng thân mình để trao đổi chứ? Cô đúng là... <laughs> Chú chẳng hiểu cái gì. Tôi không thể tâm huyết cả đời của bố mẹ tôi sụp đổ được. Tôi đã gỡ với họ rồi. Bằng mọi giá, tôi phải giữ lại cái công ty này. Mím môi tức giận trước sự cứng đầu của cô. Anh lập tức siết chặt vai của cô, đồng thời lớn giọng nghe thật là đanh sắc. Giám đốc Đỗ và cả phu nhân đều không muốn cô tự hủy hoại chính mình. Đúng, Hoàng nghiệp là tâm huyết cả đời của họ, nhưng họ thà để nó sụp đổ, còn hơn là thấy cô dùng thân mình để trao đổi với cái thái bá đó. Cô không hiểu tình thương của bố mẹ dành cho mình là như thế nào sao? Tôi hiểu chứ, nhưng nếu như chịu thua thiệt, nếu như tôi chỉ cần chịu thua thiệt một chút có thể giúp công ty và hàng ngàn nhân viên trong công ty không phải mất việc thì điều đó hoàn toàn xứng đáng mà cô đừng quá ngây thơ kẻ nham hiểm như thái bá chẳng đời nào giúp hoàng hiệp như đã hứa có khi ông ta có được cô rồi chắc chắn ông ta lật lòng lúc ấy người mất tất cả là cô cô hiểu không có vẻ câu nói kiên quyết sau cùng đó đã khiến cho cô chợt hiểu ra. Một lần nữa, cái nhìn của cô trở nên trống rỗng vô định. Nhưng khác bàn nãy, ngay bây giờ cô đang suy nghĩ. Điều anh nói không hề sai. Nguyễn Thái Bá, người đàn ông đó là kẻo mưu mô xào hoạt. Vì vậy chẳng có điều gì chắc chắn, ông ta sẽ làm theo lời hứa. Nếu sau khi thỏa mãn xong, ông ta lật lọng, thì lúc đấy cô phải làm sao? Cô có kêu trời, trời chẳng nghe. Kêu đất, đất chẳng thấu. Không những hoàng hiệp mà ngay cả bản thân của mình, cô cũng đánh mất. Cô đã quá nóng vội và thiếu suy xét. Suy chút nữa, đầy mình bước vào đường cùng. Đúng như lời Tôn Duy nói, cô đã quá ngây thơ. Từ từ ngồi phịch xuống đất, đỗ như tự dưng cười cười, nghe thật là nhạt nhẽo. Nhưng tiếp đến cô bật khóc, không hề tức tuổi. Dẫu vậy khi nghe từng âm thanh nước lên khe khẽ, người ta có thể cảm nhận được rằng cô đang chịu đựng những cái cảm xúc vô cùng tồi tệ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bình thản. Cô nói. Đúng là tôi thật vô dụng. Chuyện gì tôi cũng không làm được. Quan sát dáng vẻ đáng thương của cô, anh giấu tiếng thở dài. Rất nhanh, anh cúi xuống và nhẹ nhàng ôm cô không một lời nói nào nữa, anh giữ chặt người con gái nhỏ bé ấy trong sự im lặng. Bất chợt, anh giật mình khi cô đẩy mạnh mình ra. Cô hướng mắt lạnh băng vào anh, chẳng rõ từ lúc nào những giọt lệ đã hoàn toàn bốc hơi. Vẻ mặt khóc lóc khi nãy mau chóng được thay thế bởi sự vô cảm. Cái cách cô nhìn anh, cứ như thể là hai kẻ thù truyền kiếp. Tại sao chú lại đến đây? Tôi đến để cứu cô. Chứ đến đây làm gì? Không cần. Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì nữa. Nên chú cứ mặc tôi. Đôi mắt giáo hoành cùng với cái nhìn phớt lờ. Đỗ Như lập tức đứng dậy. Bỏ mặc dáng vẻ bất động của đối phương. Có cảm tưởng. Cô đã quên mất rằng. Anh là người vừa cứu mình thoát khỏi cái trò đê tiện của thai bá. Và việc mà cô đang làm với ân nhân thật là không đúng nghịch mặt khoảng vài giây anh cũng bật dậy anh nhanh chóng bước lên mặt của cô ngăn cô bỏ đi cô làm như thế là có ý gì đây là cách mà cô trả ơn tôi ư chú có biết mình đang nói chuyện với ai không tôi là giám đốc của chú ở ngoài đây cô chỉ là đỗ như thôi không phải là giám đốc gì hết nên đừng có dùng quyền hành mà lấn át tôi và tôi muốn cô giải thích về cái thái độ kỳ cục nãy giờ Chú quên rằng cái bản hợp đồng ngoại tình đã kết thúc rồi à? Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn vai trò chủ tớ. Vì vậy, chú đừng có tỏ ra quan tâm tôi đến thế. Cho dù là như vậy, tôi không thể bỏ mặt cô. Lời nói dứt khoát ấy, đỗ như liền xoáy sâu vào ánh mắt của anh, giống hệt đang cố nhìn thấu tâm can của anh vậy. Rất nhanh, cô cười nhạt nhẽo. Trong mắt của chú, Tôi là một con bé hư hỏng, bướng bỉnh điên khủng không ra gì. Thậm chí tôi còn đặt điều bôi nhọ danh dự người khác nữa cơ mà. Không phải là chú căm ghét và kinh tởm tôi lắm sao? Lý do gì bây giờ lại giúp tôi? Chú không thấy, làm như thế quá buồn cười à? Lần thứ hai anh đứng bất động. Anh nhận ra rằng cô như vừa lặp lại câu nói miệt thự anh phát ra vào buổi chiều đó cái khoảnh khắc anh không hề nương tay khi tát cô thật mạnh. Tại sao anh lại quên mất chứ? Cô thở ơ lạnh lùng với anh suốt mấy tuần qua bởi vì anh đã làm tổn thương cô. Bằng những lời xì vả, bằng đôi mắt căm phẫn, bằng cú đánh. Bây giờ cô trách và giận anh là lẽ hiển nhiên. Về chuyện của Ngọc, anh thực sự có lỗi với Đỗ Như. Thấy nét mặt trầm tư của đối phương, vì đã hiểu rõ nguyên nhân. Cô im lặng, bước đi ngang qua anh. Về phía của anh, anh biết rằng bản thân của anh sai, nhưng anh không muốn để cô rời khỏi đây như vậy. Anh ghét cái cảnh hai người gặp mặt mà cứ thờ ơ với nhau, phớt lờ mọi chuyện. Thả để cho cô hờn trách, đánh mình còn hơn là bắt anh đừng quan tâm cô nữa. Anh không làm được. Đã đến lúc phải giải quyết rõ ràng mối mâu thuẫn, chính xác là khoảng cách ngày càng xa vời giữa hai người. Với ý nghĩ kiên quyết, anh với ra sau, nắm vội lấy cánh tay của cô, giữ chặt lại. Cả hai vẫn đang đứng xoay lưng vào nhau. Chú buông tôi ra, Đứng có hành động như vậy. Chẳng những không buông, mà anh lại càng siết chặt hơn. Ánh mắt của anh dịu xuống, nửa trống rỗng, nửa phản chiếu mơ hồ. Không để cô gái đợi lâu, anh mới cất tiếng. Khẽ khàng giống hệt nói bằng giọng gió. Tôi xin lỗi vì đã đánh cô. Tôi không cần lời xin lỗi sáo rỗng ấy. Vợ tôi đúng là đang ngoại tình với Nguyễn Thái Bá. Cái nhìn của cô chợt đứng yên khi nghe rõ câu nói từ anh. Đôi lông mày giãn ra, tất cả hình ảnh phản chiếu trong con người đó cũng đều giãn ra. Mất hết sự lạnh băng, mất hết sự tức giận oán trách gương mặt của cô hẳn lên vẻ kinh ngạc cô biết bản thân không hề nghe lầm chậm rãi cô quay mặt lại thì bắt gặp anh đang nhìn mình từ lúc nào đọc được ý nghĩ trong đầu của cô anh lặp lại rõ hơn chính mắt tôi đã nhìn thấy họ làm tình với nhau không có người chồng nào lại dễ dàng nói về cuộc làm tình giữa vợ mình và một kẻ khác một cách bình thản như vậy. Nhưng đó là tất cả những gì cô nghe được từ chính anh. Thậm chí, anh chẳng có lấy một cái nhíu mày thoáng qua. Nhìn chầm chầm anh, cô phát hiện đáy mắt của anh mờ mịt tối tăm. Để rồi cô hiểu rằng, không phải anh thản nhiên trước việc vợ ngoại tình mà là bản thân của anh đã đánh mất cảm xúc. Hướng mắt xuống những ngón tay vẫn đang siết chặt cánh tay của mình, Cô thoáng lưỡng lự, lưỡ, nhưng rồi cũng đặt tay còn lại lên đó, an ủi, cảm thông. Bây giờ cô chỉ có thể làm như vậy. Còn Tôn Duy, khi nhận được thông điệp nhẹ nhàng từ cô, anh có cảm giác lòng mình nhẹ đi. Chỉ ít, anh đã khiến cô ngừng bước, thả lòng tay cô ra, anh cười buồn, đồng thời dựa lưng vào bức tường phía sau, tuột người xuống cô cũng ngồi xuống cùng anh cả hai cứ lặng thinh như vậy để không gian tĩnh lặng vỗ về sự trống trải và đơn độc trong chính họ chú sốc lắm nhỉ chắc là chú rất đau khổ nhỏ đúng là tôi rất sốc nhưng tôi không đau khổ nhiều như mình đã tưởng nghĩa là sao tôi nghĩ đáng ra mình phải đau khổ hơn mới đúng ấy vậy mà tôi chỉ mang một tâm trạng bị phản bội thôi có chút chua xót vậy chú định làm gì ly hôn à tôi chưa biết cuộc đối thoại kết thúc sau ba từ ngắn ngủi không có phương hướng chính xác là cô chẳng muốn hỏi gì thêm nữa cũng giống như việc nếu như anh hỏi cô bây giờ sẽ làm gì với công ty hoàng hiệp thì hẳn rằng cô cũng trả lời y hệt không bao giờ có đáp án cụ thể trong những trường hợp hoàn toàn bế tắc. Hai người lại tiếp tục im lặng. Họ cứ ngồi đó, bỏ mặc cách nhìn hiếu kỳ từ người qua đường. Vài phút sau, Tôn Duy lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chú. Vậy thì chúng ta hòa nhé. Tuần Duy nói xong liền quay mặt sang bên cạnh. Cô cũng nghẹo đầu qua. Cô không trả lời. Chỉ có duy ánh mắt là trở nên dịu dàng trong một sự đồng ý. Cô để tôi giúp cô một phần trong việc vực dậy công ty Hoàng Hiệp nhé. Chẳng hiểu tại sao tim của anh lại đập mạnh khi hỏi cô điều đó. Có lẽ rằng anh cũng đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô về chuyện để anh ở bên cạnh giúp đỡ cô. Không lâu sau, anh nghe cô phát ra âm thanh ừ, nhẹ hẫng vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi cô gái đang chăm chú nhìn trời đêm anh vui bởi vì lại thấy trên gương mặt ấy nở ra một nụ cười láu lỉnh đáng yêu của những ngày trước đây sáng hôm sau vừa bước vào công ty tôn duy bắt gặp đỗ như và các vị trưởng phòng đi ra khỏi buồng của thang máy họ bàn chuyện gì đó có vẻ căng thẳng vì trong gương mặt của ai cũng trầm tư chốc chốc lại phát ra nhịp thở nặng nề đứng nán lại ít phút đợi chờ anh mau chóng tiến đến gần chỗ cô nghe tiếng bước chân vang lên bên cạnh cô ngừng suy nghĩ chậm rãi quay qua chào giám đốc ạ à. khi chỉ có hai chúng ta thì chú không cần phải giữ khoảng cách đâu nghe lời nhắc nhở của cô tôn duy nhớ lại đêm qua cả hai chẳng phải làm lành với nhau rồi sao vậy nghĩa là giờ đây mối quan hệ giữa anh và cô trở về như trước đây. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhìn cô một lần nữa, anh gật đầu. Đến giờ làm việc của chú rồi đúng không? Tôi cũng phải đi đây. Có chuyện gì quan trọng à? Vẫn là vấn đề về khoản nợ của Hoàng Hiệp và Bá Nghiệp thôi. Hôm qua tôi đến khách sạn Thống Nhất, cốt là bàn việc với Nguyễn Thái Bá về điều này. Nhưng vì xảy ra vài chuyện ngoài im muốn, nên cuộc bàn bạc này chưa đi tới đâu cả. Cô muốn đi gặp ông ta một lần nữa sao? Không được đâu. Lỡ nhờ ông ta dở trò đê tiện với cô thì sao? Nhưng mà chuyện này không thể không giải quyết được. Cô có thể yêu cầu luật sư đến gặp ông ta mà. Nếu không phải là tôi, thì Nguyễn Thái Bá sẽ không bàn bạc gì với ai cả. Nghe sự khẳng định từ Đỗ Như, Tôn Duy mới thở ra thật mạnh. Rõ ràng là lão giám đốc khốn nạn ấy muốn nhắm vào cô nên mới có thái độ phân biệt kỳ cục đó trong chuyện bàn công việc của công ty. Vậy thì anh càng không thể để cô đến gặp thái bá một mình. Đặc biệt làng chiều hôm qua đã thất bại khi định dở trò với cô rồi. Ảt hẳn cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ông ta tiếp tục ra tay biết đầu sẽ dữ dội hơn và quyết liệt hơn. Đỗ Như nói đúng khoản nợ của hoàng nghiệp không thể nào không giải quyết rõ ràng nếu thế thì anh chỉ còn một cách duy nhất cô cho tôi đi cùng cô đi ừ, chuyện này đừng lo tôi sẽ không làm gì nóng vội giống như chiều qua tôi sẽ đứng bên ngoài phòng để chờ cô nếu ông ta dám làm gì thì cô hãy hét lên báo cho tôi ngay tôn di quyền quyết đến nỗi đỗ như chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý nửa tiếng sau cô và anh đã có mặt tại công ty bá nghiệp nói chuyện với thư ký riêng của thái bá xong họ được dẫn đến phòng của ông trên đường đi chợt điện thoại của anh rung lên anh liền ra ngoài hành lang nghe máy còn cô thì tiếp tục đi theo cô thư ký vào phòng của thái bá cô chào nữ giám đốc trẻ xong cô đi ra ngoài đưa ánh mắt nhìn căn phòng rộng rãi và sang trọng Cô bước chậm rãi lại ghế sofa tiếp khách ngồi xuống. Không gian xung quanh vắng vẻ. Ban nãy cô nghe thư ký nói rằng Thái bá đã đến công ty từ sớm với gương mặt có vài vết bầm. Ông không muốn rời khỏi phòng nên bảo cô nếu có khách cứ dẫn họ tới đây. Ấy vậy mà giờ lại chẳng rõ ông ta đã đi đâu. Hướng mắt vào chiếc bàn thủy tinh trước mặt, cô đang nghĩ không biết lát nữa sẽ nói gì với cái lão họ Nguyễn kia. Cô chỉ sợ ông ta nhất quyết chi cứu chuyện này đến cùng, khi ấy không những cô Tôn Duy mà còn Hoàng Hiệp sẽ gặp phiền phức. Ngả lưng dựa vào thành ghế sofa mềm mại, cô nén tiếng thở dài. Còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bất giác cô nghe một âm thanh khe khẽ, khẽ vang lên. Dựa người thẳng dậy và nhìn quanh phòng, cô chẳng thấy bóng dáng ai cả ngoài sự tĩnh lặng vẫn bao trùm lên nơi này từ nãy giờ có lẽ cô sẽ nghĩ mình nghe nhầm nhưng rất nhanh sau đó âm thanh ấy tiếp tục xuất hiện lần này nghe rõ hơn phải mất vài phút sau quan sát kỹ thì cô mới phát hiện bên trái có một căn phòng khác nếu cô đoán không lầm thì hẳn đây là phòng nghỉ ngơi riêng của nguyễn thái bá và cái âm thanh nọ phát ra phía sau cánh cửa đóng im lìm ấy Đáng lý cô chẳng muốn quan tâm Nhưng bởi cái tiếng đó nghe rất kỳ cục Và quen thuộc Không phải là nói Cũng không phải là cười Dường như là rên rỉ. Nhanh chóng đứng dậy Cô khẽ khàng tiến đến gần cánh cửa phòng nghỉ Khi đứng trước cửa Cô nghe càng rõ ràng hơn Hít thở thật sâu Cô đặt tay lên nấm cửa xoay Không khóa Thật là nhẹ nhàng cô đẩy hờ tấm gỗ sang trọng hình chữ nhật đó ra, giống hề một bức màn đang được che giấu. Mở to mắt và kinh ngạc, và môi mím chặt lại khi cô chứng kiến cái cảnh làm tình của thai bá và Ngọc. Hai người đang quấn chặt nhau trên giường, chìm đắm với cảm xúc hoan lạc và không ngừng rên rỉ. Cô bất ngờ trước hành động lộ liễu của họ, quan hệ với nhau ngay trong công ty một việc làm thật là bạo gan. Cả hai quá đắm đuối, vì thế mà chẳng hay biết có người đang nhìn vào. Thái bá, từ từ thôi, kẻo người khác người ta nghe thấy. Cưng đừng có lo, lúc này vẫn còn sớm, chưa có ai vào phòng giám đốc đâu. Nghe tiếng đáp lời đầy ham muốn của ông ta, cô cảm thấy kinh tởm, không muốn chứng kiến thêm cái cảnh mây mưa đáng khinh này, cô đóng cửa lại thật khẽ đúng lúc cô nghe bên ngoài phòng giám đốc vang lên tiếng bước chân khá nhỏ lập tức cô nghĩ đến tôn duy đúng rồi ban nãy anh nghe điện thoại nên đã không vào đây cùng với cô dòng suy nghĩ lo sợ mau chóng xuất hiện nếu để anh đi vào chứng kiến cái cảnh vợ mình làm tình ngay tại công ty sẽ rất là kinh khủng cô không tưởng tượng được anh sẽ phản ứng ra sao ngừng nghĩ ngợi cô tức tốc rời phòng Xui xẻo thay cô vừa bước ra Thì đã gặp ngay anh đứng trước cửa từ bao giờ Việc giáp mặt đột ngột này khiến cho cô giật mình Xuyết tí nữa Cô đã kêu lên Sao vậy? Lão khốn đó Lại làm gì cô à? Đỗ như tự nhủ Cô phải bình tĩnh Hiện tại cô cần đưa Tôn Duy ra khỏi đây Trước khi quá trễ Kín đáo thở ra nhẹ nhẹ Cô ngước nhìn anh và lắc đầu Ông ta không có trong phòng. Vừa nãy thư ký báo lại, ông ta có cuộc gặp mặt đối tác. Hẳn chưa mới về công ty. Thật sao? Thì anh cứ nhìn vào phòng thì biết mà. Cô mở hé cửa để cho anh kiểm chứng. Và chỉ đợi anh nhìn qua căn phòng vắng vẻ đúng một lần duy nhất. Sau đó cô nhanh chóng đóng cửa lại. Chúng ta trở về công ty Hoàng Hiệp thôi mọi cố gắng của cô trong việc che giấu cuộc làm tình kia hoàn toàn đổ bể khi thình lình tiếng rên hoan hỉ vang lên thậm chí hai người đứng ở ngoài cửa phòng vẫn còn nghe loáng thoáng được ngạc nhiên tôn duy mới lên tiếng cô bảo ông ta đã ra ngoài thế tại sao lại có tiếng người chú nghe nhầm rồi gió thổi đập vào cửa sổ ấy mà rõ ràng là có người trong phòng để tôi vào tôi xem thử giật mình nghe điều đấy cô vội vàng ngăn cản đến nỗi quên mất bản thân cần phải bình tĩnh trước mặt chàng trai này đừng tôi nói rồi có ai đâu cô đang giấu tôi chuyện gì sao cô chưa kịp phản ứng thì bất ngờ tiếng của ngọc gọi tên thái bá vọng ra có cảm tưởng những xúc cảm mãnh liệt dữ dội vừa lên đến đỉnh điểm và cô không kìm lại được sau vài giây bất động, anh dần dần hiểu ra mọi chuyện, kể cả hành động ngăn cản kỳ lạ của cô. Vợ anh hiện đang có mặt trong phòng này và tất nhiên là cùng với thay bá làm cái trò gì đấy cực kỳ thú vị. lòng xuất hiện sự thôi thúc mạnh mẽ, anh rất muốn biết cái gì đang xảy ra sau cánh cửa này. trần bước vội lên phía trước, anh bị cô giơ tay ngăn cản. tuần duy à đừng vào. Hướng mắt vào cô gái trẻ trong chốc lát, Tôn Duy tự mỉm cười. Nếu đó là vợ của tôi, thì tôi có quyền được biết. Dù nó ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận. Cô hiểu chứ? Đôi mắt mở to rồi lại dịu lại. Cô hiểu đây là vấn đề giữa vợ chồng của anh, không ai ngay cả cô có quyền xen vào. Với tư cách một người chồng, anh cần được biết tất cả điều cô lo lắng chính là anh sẽ không chịu được nếu như chứng kiến cái cảnh làm tình của vợ với kẻ khác thêm một lần nữa nhưng ngay lúc này cô tự nhủ với bản thân đã không còn có thể che giấu thêm hai cánh tay từ từ hạ xuống cô bước lùi sang một bên dường như là tôn duy chỉ cần có như vậy anh lập tức bước vào Cô nhìn thấy anh đứng yên, mắt nhìn chằm chằm cái khung cảnh đang diễn ra trong đó. Cô có thể hình dung được cuộc ân ái của Thái Bá và Ngọc đang dâng lên cao trào. Mấy phút sau cô liền bước đến, đồng thời đẩy nhẹ anh xoay qua để rời mắt khỏi cái khung cảnh tàn nhẫn này. Cô không muốn anh cứ đứng chờ ra đó. Ngay cả việc bản thân bị tổn thương, anh còn chẳng biết. Cô mong muốn anh bộc lộ cảm xúc, giận dữ, buồn bã, hay là khóc cũng được để tránh làm phiền hai người kia cô nói thật nhỏ chú đừng nhìn nữa chúng ta rời khỏi đây thôi lạ lùng thay gương mặt của anh chẳng hề bộc lộ một chút đau đớn gì thậm chí bị sốc mà nó đến mức bình thản có vẻ đây là điều anh đã đoán trước hoặc vốn dĩ bản thân của anh đã chấp nhận nó lặng thinh một lúc anh đưa mắt nhìn sang đỗ như Trước khi đến đây, cô nói với tôi về việc muốn xin ông ta gia hạn thêm thời gian, trả nợ là 3 tháng. Nhưng ông ta không đồng ý có đúng không? Ừ, đúng thế. Nhưng nếu như tôi đồng ý trở thành tình nhân của ông ta, thì món nợ của Hoàng Hiệp sẽ được xóa sạch. Đốn mạt thật. Ông ta đừng hòng, đụng một ngón tay vào người cô. Cái nhìn của cô tròn xoe, rồi cô thấy Tôn Duy lấy ra chiếc iPhone bước trở lại cánh cửa phòng nghỉ đó cô hết sức ngạc nhiên khi anh từ từ đưa thiết bị cao cấp ấy lên ngang tầm mắt đồng thời bấm nút chuyển qua chế độ camera anh đang quay lại cái cảnh hoan hỉ trong phòng tức thì cô giữ lấy tay anh cô muốn hỏi lý do cho hành động đấy là gì chậm rãi anh quay qua nhìn cô bằng ánh mắt kiên định lẫn bình thản để rồi cô hiểu rằng anh đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm như vậy. Trong khi Đỗ Như im lặng, thì anh lại tiếp tục công việc của mình. Thái Bá và Ngọc giật mình bởi tiếng mở cửa phòng khá lớn. Hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau liền ngừng lại, lập tức xoay qua nhìn kẻ thứ ba. Cả hai chân mắt khi nhìn thấy Tôn Duy xuất hiện, phía sau đó còn có Đỗ Như. Trong gương mặt tĩnh lặng của họ, hai người có cảm tưởng họ đã chứng kiến cái cảnh mây mưa này rất lâu rồi trong lúc thái bá chẳng biểu lộ cảm xúc nào thì nằm bên dưới ngọc đơ cả người một người dám làm tình ngay tại công ty còn kiêng nể ai thế nhưng trước việc bị chồng bắt gặp tại giường thế này cô không thể nào không hoảng hốt đơn giản vì bí mật động trời đó cùng với lớp vỏ bọc hoàn hảo của một người vợ hiền lành xinh đẹp đã hoàn toàn vụn vỡ Lập tức, cô đẩy nhẹ thái bá ra. Với tay lấy đống quần áo nằm vung vãi dưới sàn, che ngang lấy tấm thân trần trội. Hành động quính quáng của Ngọc khiến cho Tôn Duy buồn cười. Nhưng tạm gác cái chuyện vợ ngoài tình sang một bên, anh cần làm việc quan trọng hơn. Đưa mắt sang vị giám đốc cao quý, đang trong cái tình trạng chẳng mấy hay ho. Anh cất tiếng. Tôi xin lỗi nhé, cắt ngang giây phút thú vui của hai người. Nhưng tôi và giám đốc đỗ đây, có chuyện rất quan trọng, muốn bàn với ông. Nhìn đỗ như đang quay mặt sang hướng khác khoảng vài giây, thái bá lại chuyển rời đôi mắt trở về với Tôn Duy. Chẳng nói gì, nhưng tay của ông siết chặt ga trải giường, nhăn nhúm vì tức giận. Vài phút sau, bốn người ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách. Kín đáo quan sát dáng vẻ bình thản của Tôn Duy. Ngọc lúc này Chốc chốc lại kéo cổ áo sơ mi cho chỉnh tề Dù biết cái việc làm này của cô thật là vô nghĩa Bên cạnh Thái bá vẫn mặc bộ vest sang trọng Vẫn dùng những thứ đẹp đẽ đấy Để che đậy cái bản chất kinh tởm trong mình Chẳng hay Giám đốc đỗ tìm tôi có chuyện gì Tất nhiên là tôi đến đây tìm ông Về khoản nợ giữa Hoàng Hiệp và Bá Nghiệp Tôi muốn biết câu trả lời của ông Cho chuyện gia hạn thời gian trả nợ của tôi có vẻ như chi nhớ của giám đốc đỗ hơi tệ. Chẳng phải chiều qua, mọi thứ đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Hiểu thay bá ám chỉ việc mình cùng với Tôn Duy rời khỏi khách sạn, đỗ như lại tiếp tục. Tôi mong ông hãy xem xét lại. Thái bá lúc này mới mong chóng đưa tay ngăn cản. Đừng nói nữa. Nếu như cô không đồng ý yêu cầu tôi đưa ra, thì sẽ không có thêm bất cứ cuộc bàn luận nào về vấn đề này. Thái bá vừa mới dứt lời, tự dưng Tôn Duy cười khẽ, sáu con mắt còn lại đồng loạt hướng về anh. Chậm rãi, anh hết nhìn Ngọc, rồi nhìn qua lão giám đốc họ Nguyễn này. Từ tốn, cho từng lời nói sắp được phát ra. Thời cuộc đã thay đổi rồi, giám đốc Nguyễn cao quý à? Dù muốn hay không, ông cũng phải chấp nhận lời đề nghị của giám đốc đỗ chúng tôi. Rất nhanh, đôi mắt lạnh băng của Tôn Duy chiếu thẳng vào Ngọc. Hiển nhiên cô vợ trẻ thoáng giật mình. Ánh nhìn kỳ lạ đó, lần đầu tiên cô bắt gặp nơi chồng. Sắc lẻm, hệt xuyên thấu tim gan của cô. Không còn thấy hình ảnh người chồng hiền lành trầm tính nữa. Cô tự nhủ, lẽ nào chỉ vì chứng kiến cảnh làm tình ban nãy mà anh đột ngột thay đổi đến đáng sợ như vậy. Sẽ ra sao nếu như mọi người biết Ông đang quan hệ với một nhân viên công ty Hoàng Hiệp thu hồi ánh mắt vô cảm khỏi vợ Tôn Duy mới thản nhiên hỏi Ngọc lập tức nhìn chằm chằm Tôn Duy Đối diện Đỗ Như không nói gì Chỉ kín đáo quan sát nét biểu cảm trên mặt của anh Còn thai bá Ông vẫn giữ cái dáng vẻ thản nhiên Tay trái xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái của bàn tay phải Vốn là một tên cáo già người đàn ông mưu mô đó đâu có dễ sợ hãi trước lời đe dọa còn con kia nghĩ rằng tôi sẽ sợ ai tin nhẹ nhàng đặt chiếc iphone đang ở chế độ phát lên bàn tôn duy mới nhấn mạnh với đoạn clip quay trực tiếp cuộc làm tình của hai người thì sao nhỉ hốt hoảng ngọc kéo chiếc iphone lại gần Kế bên gương mặt thái bá không còn vẻ thản nhiên hay kênh kiệu nữa. Nó gần như mất hết cảm xúc vì các cơ mặt của ông đanh lại khi nhìn rõ cái cảnh ân ái đang diễn ra trong màn hình cảm ứng. Thân thể trần chuồng của hai người. Ngọc đang hưng phấn tột độ, gương mặt nhìn nghiêng đầy hoan lạc của thái bá, kể cả những tiếng riêng gì đều hiện ra rất sống động. Ông và vợ tôi đã làm lên những cảnh quay thật đẹp giận dữ trước lời nói có phần mỉa mai của Tôn Duy, Ngọc lúc này mới mím môi. Tại sao anh làm trò đê tiện này? Đến lượt Đỗ Như hỏi ngược lại, cô vợ mặt dày và không biết liêm sỉ này. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo chú ấy đê tiện á? Vậy hành động làm tình của cô ở đây gọi là gì? Ngọc tính đáp trả, nhưng Thái Bá Thình Thình lớn giọng rồi nói. Đủ rồi, sau âm thanh vàng vọng ấy, sự im lặng đột ngột kéo đến. Không khí tại đây bắt đầu ngột ngạt hơn. Thái bá giật nhẹ chiếc iPhone ra khỏi tay của Ngọc, giọng sắc lạnh nói. Nếu như phát tán cái đoạn clip này, thì thiên hạ sẽ biết rằng anh bị vợ của anh cắm sừng. <laughs> Một gã đàn ông thất bại khi mà không giữ được người phụ nữ của chính mình. Trước câu nói đả kích qua đáng đó, Đỗ Như liền nhìn qua anh vốn hiểu tính anh cô sợ anh sẽ hành động nóng nảy nhưng thật là ngạc nhiên sự bình tĩnh bao phủ trên khuôn mặt của anh anh điềm tĩnh đến mức khiến cho cô nghĩ rằng bản thân của anh chắc hẳn đang cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé đâu có danh tiếng gì mà sợ mất nhưng mà ông thì khác giám đốc nguyễn ạ à? ừ. muốn thử không để xem khi đoạn clip này phát tán thì tôi hay là ông là người bị thiệt? Đỗ Như hết sức bất ngờ khi nghe câu ứng phó bình tĩnh của Tôn Duy. Trong anh giờ đây chẳng khác nào một nhà thương thuyết tài giỏi, luôn biết cách xoay chuyển tình thế để có lợi cho mình. Còn Ngọc, mặt mũi tái mét, mồ hôi dịa ra trên chán. Cô không muốn phân nửa số dân cả nước biết rằng mình cắm sừng chồng và hơn hết là thấy cảnh cô làm tình. Tuy nhiên bằng chứng rõ ràng cho khả năng tài tình kia chính là anh đã khiến một giám đốc xảo quyệt như Thái Bá phải biến sắc. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay cầm chiếc iPhone của ông bắt chợt run lên. Cả cơ thể của ông cũng vậy. Lòng ông có một trận cuồng phong. "Mày muốn gì?" Ngay cả cách xưng hô, Thái Bá bây giờ cũng kích động. "Chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, gia hạn thời gian trả nợ." Nhưng lần này không phải là ba tháng Mà là nửa năm Cười khỉnh Thái bá vùng tay ném mạnh chiếc iPhone xuống đất Vỡ tan tành Giật mình vài giây Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm Đáng lý Phải nghĩ ra việc đập vỡ nó ngay từ đầu Tiêu hủy cái đoạn clip kia Có cùng suy nghĩ với người tình Thái bá hà hê Vào cái lúc mà anh nhìn chằm chằm Vào những mảnh vỡ nằm dưới sàn ông cười cái kẻ ngu ngốc này khi đưa chứng cứ cho tội phạm nhưng rất nhanh nụ cười trên môi của ông biến mất bởi vì khi thấy anh quay qua nở một nụ cười kỳ quặc nó mang hàm ý đừng có tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc bạn nãy quay xong tôi copy vào laptop của giám đốc đỗ ngoài ra lại còn lưu trữ trong email à chưa hết tôi gửi nó cho bạn mình với lời nhắn nếu có chuyện bất chắc gì xảy ra với mình thì cậu hãy tung đoạn clip này lên mạng ngồi chết điếng trên ghế ngọc bần thần về phía thái bá ông mất bình tĩnh đến độ đứng bật dậy đồng thời trồm người về phía trước túm lấy cổ áo của tôn duy trong mắt hiện rõ những tia máu vằn vệt răng thì nghiến kèn két điên tiết đến mức khiến ông không nói được gì ngoài cái âm thanh gầm gừ trong cổ họng dẫu có thể sắp bị hành hung ấy vậy mà Tôn Duy chẳng hề lo lắng Trái lại Vẫn giữ nguyên nụ cười Tôi có mang theo giấy ra hạn nợ đây Giám đốc Nguyễn Ông nên ký đi Sự giận dữ mau chóng biến mất Các cờ mặt giãn ra Đôi mắt trở nên trống rỗng Khi thái bá nhìn vẻ mặt của Tôn Duy Vô cùng điềm nhiên Có lẽ ông nhận ra rằng Trong cuộc đấu trí này Mình thực sự thua Đỗ Như rời khỏi công ty bá nghiệp. Riêng Tôn Duy ở lại vì có chuyện phải giải quyết. Anh nghĩ mối quan hệ vợ chồng này không thể trốn tránh được. Đã đến lúc cả hai phải đối diện thẳng thắn với nhau. Trên sân thượng lộng gió, Tôn Duy và Ngọc đứng gần nhau, cùng im lặng. Ai cũng chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang dối rắm Đặc biệt là Ngọc. Cô hoang mang về mọi thứ. Bị chồng bắt gặp cảnh mình ngoại tình. Về đoạn clip anh quay về lời đe dọa, về tất cả mọi việc. Bao lâu rồi? Cô và Nguyễn Thái Bá bắt đầu quan hệ lén lút từ khi nào? Chẳng còn gì để giấu giếm. Ngọc trả lời hời hợt. Hai năm. Sự tiết lộ của vợ khiến cho anh thoáng bất động. Cả hai sống với nhau bốn năm. Vậy mà nửa khoảng thời gian đó cô đã lừa dối anh. Biến anh thành một kẻ ngu ngốc luôn tin tưởng vào sự trung thủy. Anh nhớ lần đầu tiên chấp nhận qua đêm với Đỗ Như. Bản thân của anh đã dằn vặt đau đớn là vì anh đã phản bội vợ. Trong khi đó, Ngọc thì sao? Cô không mang một chút dai dứt gì với chồng ư? Nếu đã không muốn ở bên tôi, thế thì tại sao không ly hôn đi? Vì thai bá, chưa thể cưới tôi. Có tin nổi Không khi mà anh nghe những lời tàn nhẫn đó phát ra từ chính miệng của Ngọc, dẫu giờ đây đã biết rõ bộ mặt thật của người con gái này, thế nhưng anh vẫn sốc, ngực anh có chút đau nhói và trên hết là giận dữ. Đáng ra cuộc hôn nhân miễn cưỡng này không nên tồn tại, có nhiều sai lầm trở thành bi kịch. Tuần Duy nhắm mắt để giúp bản thân mình bình tĩnh hơn, lát sau mau chóng mở mắt ra, anh quay qua nhìn Ngọc, đôi mắt kiên quyết mạnh mẽ vậy thì bây giờ chúng ta ly hôn ban đầu là ngạc nhiên nhưng tiếp theo ánh mắt của ngọc trở nên bình thản ly hôn đây đâu phải là kết quả không đoán trước được thậm chí ngay cả khi cuộc đối thoại này bắt đầu cô đã hiểu được cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc vốn dĩ không thể tránh khỏi chuyện ly hôn chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi nhìn nét mặt điềm tĩnh đến khâm phục của vợ Tôn duy đã có câu trả lời sau cổ. Đang đứng chờ đợi trong lo lắng, thì đỗ như chợt thấy tôn duy xuất hiện với những bước đi chậm rãi và bóng dáng lặng lẽ ấy đổ bóng xuống nền đất trông thật cô liêu. Lúc anh đã đứng ngay trước mặt, cô lập tức hỏi anh ngay: "Chú và vợ, cuộc nói chuyện của hai người thế nào rồi?" Trái với nỗi bất an đang hiện lên gương mặt của đối phương. Tôn Duy lại mang dáng vẻ hết sức bình thường. Anh đáp lời. Chúng tôi giải quyết xong rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Nghĩa là sao? Chúng tôi sẽ ly hôn. Độ Như kinh ngạc trong thoáng chốc, tiếp theo thì chẳng thể làm gì ngoài việc buông tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Độ Như thỉnh thoảng cứ nhìn qua bên cạnh nơi mà tôn duy đang ngồi yên lặng đồng thời hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính xe bản thân của cô chẳng rõ anh đang nghĩ gì anh chỉ nhìn vậy thôi hay là anh đang mài miết đuổi theo những thứ ở ngoài kia cô không hỏi và cũng không thể hỏi hờ nay hết cô hiểu lúc này người đàn ông đó cần được yên tĩnh kể từ lúc hai người rời khỏi công ty của nguyễn thái bá ngồi trên cùng một chiếc xe này thì đã không ai nói với ai lời nào dù vậy khoảng lặng ấy cả hai khiến cảm thấy rất dễ chịu. Lúc chiếc xe quay qua một ngã rẽ, Tôn Duy đột ngột lên tiếng khiến cho cô giật mình. Bây giờ cô trở về công ty à? Ừ, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Với lại tôi cần suy nghĩ thêm đối sách. Nếu như cái lão già đấy không chịu rời thời hạn trả nợ. Tôi tin, chắc rằng lão ta sẽ đồng ý thôi bị quay lén cảnh giường chiếu như vậy hỏi sao mà không sợ hãi chứ tôn duy tuy đang cười mỉa mai ấy vậy mà cô lại nhìn rõ nụ cười đó trông thật buồn quay cảnh giường chiếu của thái bá ư nhưng ông ta mây mưa với ai chứ là với vợ của anh chẳng cần biết lão già đó lo lắng thế nào nhưng cô hiểu rõ hơn hết ai mới là người đang bị tổn thương anh không cần phải gắng cười như vậy Cô nhìn mà cảm thấy rất khó chịu. "Chú, chú đừng tự ép mình phải chịu đựng như thế. Nếu như cảm thấy đau đớn hay khó chịu, chú cứ bộc bộ ra đi, đừng giấu giếm, nhất là trước mặt của tôi." Khi cô nhẹ nhàng chạm vào tay của mình, Tuần Duy có cảm giác có điều gì đó vừa mới vụn vỡ, hẳn là lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài mà anh đang cố khoác lên để tỏ ra bình thản. Đôi mắt thoáng chút ngừng đọng Nụ cười trở nên gượng hơn Anh biết mình muốn sụp đổ Tuy nhiên bản thân cần tiếp tục gắng gượng Diễn tròn vai là một người mạnh mẽ Vì anh không muốn yếu đuối trước mặt Đỗ Như Khiến cho cô phải lo lắng thêm nữa Tôi không sao đâu Tôi ổn mà Đỗ Như hiểu Đừng nên đánh vào lòng tự tôn còn sót lại của một người đàn ông Đang rơi vào bước đường cùng nếu anh thích giữ cái dáng vẻ kiên cường bây giờ thì cô chẳng muốn đánh sập nó mà ngược lại cô sẽ giúp anh kiên cường đến cùng chú có dự tính gì cho tương lai chưa vợ chồng đã thành ra như thế rồi chắc chú khó lòng mà ở chung nhà với chị ta được tôi biết nên tôi chuẩn bị rồi tôi sẽ dọn ra ngoài một thời gian dù rằng căn nhà đó do hai chúng tôi đứng tên mua nhưng từ đây cho đến lúc thủ tục ly hôn hoàn tất và rạch ròi về tài sản thì tôi sẽ để ngọc tiếp tục ở ngôi nhà đó chú định đi đâu à thuê đại một căn phòng nào đó thôi hoặc không thì tôi sẽ đến nhà bạn ở vậy là chú định để bạn bè biết chuyện vợ chồng chú như vậy sao tôn duy không nói gì gương mặt trầm tư lộ vẻ phân vân đối diện Đỗ Như chỉ thở ra một luồng khí nhẹ. Biết là anh sẽ có biểu hiện này. Dù sao cũng chuẩn bị sẵn phương án khả thi hơn. Nếu như chú thấy được ấy, chú có thể đến nhà tôi ở một thời gian. Nhà cô á? Ừ, nhà tôi rộng lắm. Lúc trước cha mẹ tôi còn sống. Giờ chỉ còn có mỗi tôi. Cảm giác cô đơn lắm. Chú đến sống cùng tôi. Tôi sẽ đỡ cô đơn hơn. Cô không sợ sống cùng một người đàn ông, chẳng có mối quan hệ gì sao. Đỗ Như chẳng rõ anh có ý hỏi đùa hay như thế nào, liền nhìn thẳng vào mắt của anh điềm nhiên trả lời. Chú và tôi lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi, tôi còn sợ cái gì nữa? Tuần Duy trừng hừng, phút chốc đưa mắt nhìn tài xế đang chăm chú lái xe. Lòng không hiểu được, cái cô chủ này đang nghĩ cái gì mà lại dám nói như vậy trước mặt người khác bắt gặp cô gái nhìn mình đầy thẳng thắn mái đầu hơi nghiêng những sợi tóc tém mềm mại ôm sát chiếc cổ khiến anh thấy cô chẳng hề muốn đùa giỡn chút nào thôi được rồi cô đã có lòng mời thì tôi không từ chối anh đành chịu thua bằng một tiếng cười khẽ đỗ như cũng vậy cô mỉm cười và có chút tinh danh nhìn anh như thể muốn nói rằng chú biết điều đấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ ích trước cổng nhà tôn duy bước xuống trước khi đóng cửa xe lại có nói với đỗ như mình vào trong lấy quần áo và vài vật dụng cần thiết theo dõi bóng dáng của chàng trai đó bước chậm rãi về phía cửa nhà đỗ như ngả đầu ra phía sau tự nhủ rốt cuộc thì mọi chuyện lại đi theo hướng này chả ngờ hai người chẳng còn liên hệ gì bây giờ lại ở chung với nhau. Dòng suy nghĩ miên man biến mất khi 10 phút sau. Đỗ Như thấy cửa nhà mở. Tôn Duy đi ra cùng với chiếc vali to đùng. Trong khi tài xế đặt vali vào cốp xe, thì anh mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Đỗ Như mới lên tiếng hỏi anh. Sao chú lấy hành lý nhanh thế? Chả có việc gì, phải ở trong đó lâu cả. Tuần Duy bỏ lừng câu nói thản nhiên thắt dây an toàn. Cô chẳng hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn ngôi nhà khang trang, đang đóng cửa im lìm dưới bầu trời nhập nhoạng hoàng hôn. Nhận ra đường này không đi đến công ty, Tôn Duy mới ngạc nhiên hỏi tài xế là chạy đi đâu. Bên cạnh, Đỗ Như trả lời nhanh chóng là muốn cùng anh về nhà. Chẳng phải cô nói với tôi, còn rất nhiều việc phải làm ở công ty sao? Tôi nghĩ lại rồi, công việc có làm ngày hôm nay cũng chả hết tự nhiên tôi thấy mệt nên tôi muốn về nhà nghỉ ngơi thôi tuần duy nhìn đỗ như chốc lát biết rõ cô làm thế là vì ai cô không muốn để anh cô đơn một mình khi mà tâm trạng của anh đang rất tồi tệ dù bề ngoài luôn thờ ơ và lạnh lùng ấy vậy cô luôn quan tâm người khác theo cách riêng của cô với anh cũng vậy đúng rồi cô luôn là như vậy anh mỉm cười Sao đến bây giờ anh mới bắt đầu hiểu cô nhỉ? Đúng là nhà ra thế có khác. Ngôi biệt thự to lớn, nằm lọt thỏm trong khuôn viên rộng lớn xanh ngắt. Lúc xuống xe, anh đào mắt nhìn quanh một vòng. Thảo nào, đỗ như không khỏi thấy cô đơn. Nếu là anh, anh đã tuyển thêm mấy chục người đến đây ở cùng rồi. Anh cùng cô đi vào trong nhà. Hai cô hầu chạy ra thưa cô chủ. Đỗ Như nói họ biết về việc bây giờ tôn duy sẽ ở đây một thời gian khi cả hai cùng bước lên cầu thang tôn duy mới tò mò hỏi cô không có họ hàng gì sao um, cũng có chứ nhưng mà chẳng mấy thân thiết nên cũng ít qua lại lắm với lại tôi không thích nói chuyện hoặc là sống chung với những người mà tôi không muốn gặp cô vừa kết thúc câu nói đó thì họ đã đặt chân lên trên lầu nhìn bốn căn phòng đóng cửa nằm dọc theo dãy hành lang sáng đèn. Cô quay qua nhìn anh rồi nói. Chú thích ở phòng nào? Thì chú chọn phòng đấy đi. Phòng cô ở đâu? Ở cuối dãy. Thế thì tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Chú muốn ở gần tôi à? Này cô chớ hiểu lầm. Chỉ là tôi không quen ở nhà người khác thôi. Lại còn quá rộng thế này. Chỉ ít có người ở phòng bên cạnh cũng khiến cho tôi đỡ lạc lõng hơn. Tôi biết rồi, là chú sợ ma. Cô lè lưỡi trêu chọc, xong rồi bước xuống dãy hành lang. Phía sau Tôn Duy vừa kéo theo chiếc vali, vừa lầm bầm trong miệng. Đèn bật sáng, căn phòng trống đang chìm trong bóng tối lập tức sáng bừng. Anh quan sát xong, thì thầm cảm ơn là nó không đến nỗi quá rộng. Nhanh chóng đặt vali vào góc tường. Cô đóng cửa lại, bước đến giường và ngồi phịch xuống. Phòng đẹp, lại sạch sẽ. Chú quá hời rồi. Cô có cần tôi trả tiền phòng hàng tháng cho cô không? Sợ nói ra số tiền đấy. Chú lại vãi ra quần đấy chứ. Này này này, sao đến bây giờ cô không thể nào nói chuyện tử tế với một người lớn tuổi thế nhỉ? Tôi là như thế mà, chú cũng biết còn gì. Trong cái cảnh đỗ như nhún vai và cười ngạo nghễ là tôn duy chán hàn thờ dài không muốn bị cô chủ này chọc phá nữa anh tháo lòng cà vạt sau đó nói tôi phải đi tắm rửa đây cả ngày hôm nay mệt quá rồi ok này chú tắm xong ấy xuống nhà ăn tối với tôi nhé chắc là không cần đâu tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho thoải mái thôi quan sát cái dáng vẻ mệt mỏi của anh chàng này cô hiểu anh vẫn cần thời gian để tĩnh tâm sau chuyện của vợ nếu như bình thường thì cô sẽ ép anh đến cùng nhưng lúc này thì cô phải thông cảm cho anh gật đầu cô bảo anh hãy nghỉ ngơi sớm và mình sẽ không làm phiền anh nữa lúc đứng dậy cô bất cần thế nào hai chân lại vướng vào nhau khiến cho cô chơi với suýt ngã nhưng may thay anh phản xạ mau chóng bằng cách là giang tay ra đỡ lấy eo của cô tuy nhiên anh không đủ sức nên cả hai lại liên tiếp họ ngã mạnh xuống giường sau khi hoàn hồn lại cô và anh bỗng chốc nhìn nhau chằm chằm vốn dĩ cái sự cố này chẳng có gì đáng nói và đây không phải lần đầu tiên cả hơi ôm lấy nhau trên giường thế này thế nhưng lúc này ánh mắt của họ đều phản chiếu một thứ cảm xúc mơ hồ với cô bản thân của cô lấy làm lạ vì nhịp đập rộn ràng của trái tim còn anh thì chẳng hiểu vì sao anh lại không chịu được mà cứ giữ nguyên cái tư thế Nhưng có một điều mà anh biết chắc rằng Ngay lúc này Anh rất muốn Tự nhiên anh từ từ cúi mặt xuống Đôi mắt ấy giờ đầy động lại Nơi đôi môi đang hé mở của cô Về phần của cô Cô bất động vài giây Cô lập tức hiểu rằng Anh chàng này đang định làm gì Hành động đến nhanh y như suy nghĩ Cô liền đặt lên ngực của anh Giữ lại người như mộng du bị đánh cho tỉnh tôn duy ngạc nhiên bởi bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên quyết từ đối phương đừng xem tôi là kẻ thay thế cho ai đó chẳng kịp để cho anh phản ứng cô đã dùng sức đẩy anh ra cô đứng dậy chỉnh sửa chiếc váy trên người cho ngay ngắn nói vài câu lấy lệ rồi rời khỏi phòng tôn duy vẫn còn đứng bất động từ lúc bị cô đẩy ra cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh anh cảm thấy mọi thứ đều quá nhanh chóng cúi đầu im lặng chốc lát anh ngã vật xuống giường tay gác lên che ngang tầm mắt hình ảnh gương mặt bình thản ánh mắt kiên định của cô cứ lờn vờn trong đầu của anh anh hiểu rằng cô gái này là cô chứ không phải là ai khác và vì thế cô chẳng phải thay thế cho người nào hết Hôm nay quả là một ngày không ra gì đối với anh chàng họ tôn. Trong lúc anh đang chán trường cho cái số đen đùi của mình, thì bên ngoài dãy hành lang vắng vẻ. Cô đứng yên lặng, với đôi mắt dán vào một điểm chơi vơi nào đó trong không gian. Y hệt đối phương, cô đang nhớ lại cái cảnh tượng ban nãy giữa mình và Tôn Duy. Lý do khi ấy cô từ chối nụ hôn từ anh và thốt ra câu nói kỳ lạ kia là bởi vì bản thân của cô không hiểu được anh đang nghĩ gì. Cô vốn biết rõ tình cảm anh dành cho vợ, cũng như trong lần say rượu trước đây, anh đã hôn cô nhưng lại gọi tên Ngọc. Với tâm trạng bất ổn hiện nay, liệu rằng anh có một lần nữa nhầm lẫn cô với người phụ nữ đó không? Cô khẽ nhắm mắt và hít thở sâu, cảm giác hiện tại chẳng mấy thoải mái. Bỗng dưng lòng tự hỏi, liệu cô có đúng khi mà đưa ra yêu cầu rằng anh đến đây sống chung một thời gian cứ tiếp tục như vậy chỉ càng khiến cho cô càng khó thoát ra khỏi cái thứ tình cảm đơn phương này sáng hôm sau tôn duy vừa bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy cô ngồi dùng bữa sáng mau chóng bước đến anh chậm rãi kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra ngồi cô nhìn anh nói một câu chào buổi sáng Trước cái dáng vẻ hết sức bình thường ấy, Tôn Duy thầm nghĩ rằng có lẽ cô chẳng để tâm gì đến cái hôn hụt đêm qua. Với những suy nghĩ miên man, anh không hề để ý cô Hầu đã đặt đĩa thức ăn trước mặt mình từ lúc nào. Rồi một vài câu hỏi mà anh chỉ đáp bằng sự vô thức. Lát nữa chú định đến công ty như thế nào đây? Tôn Duy thoát khỏi mớ suy nghĩ, sau đó đáp lời. Chắc là tôi sẽ đi bằng xe buýt Xe của tôi hôm qua Đang còn ở công ty Vậy thì chú đi chung xe với tôi đi Tôi nghĩ là không nên đâu Để nhân viên trong công ty bắt gặp chúng ta xuống cùng một chiếc xe Thì thể nào cũng bị bàn tán Với cô điều đó chẳng tốt chút nào Tôi sẽ bảo chú tài xế Dừng xe cách công ty một khoảng Sau đó cho chú xuống là ok Được chứ Tôn Duy khẽ đào mắt Hẳn bây giờ mới phát hiện ra rằng Tính già hóa non Nhưng anh để ý một điều Cách hành xử Lẫn giải quyết vấn đề từ cô Đã chín chắn và điềm tĩnh hơn rất nhiều So với hai tháng trước Ngoài việc thích gây phiền phức cho người khác Thì cô Đã khác rồi Cô đã thay đổi hoàn toàn Nguyên nhân chắc là do cái chết của bà chủ đỗ Quả chẳng sai Trải qua biến cố rồi Thì tự khắc sẽ trưởng thành. Quan sát Đỗ Như vừa dùng bữa vừa chấm tư suy nghĩ. Anh bất giác, thấy cô trở nên quyến rũ lạ lùng. Cái khí chất khác lạ đó, toát lên qua đôi mắt, cái miệng, gương mặt, dáng ngồi vào cả thân hình của cô. Nhìn chăm chú được một lúc, Tôn Duy mới sực tỉnh đồng thời khẽ lắc đầu. Tỉnh lại đi nào, rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Trở thành kẻ biến thái với cái việc nhìn trộm cô nhưng rồi lại thích thú trước những suy nghĩ ám muội về cô anh chàng họ tôn chẳng rõ mình bị cái gì dẫu anh không ngừng chấn tĩnh bản thân nhưng có điều chắc chắn rằng giờ đây anh đã nhìn đỗ như bằng một ánh mắt khác xưa như đã nói anh cùng với cô đến công ty hoàng hiệp theo căn dặn tài xế dừng xe lại ở vị trí thích hợp để cho anh có thể xuống xe mà không bị người của công ty bắt gặp dõi theo chiếc xe hơi chạy về phía cánh cổng sang trọng. tuôn Duy nén tiếng thở dài rồi cất bước. Ngày hôm nay vẫn là một ngày đầy khó khăn. Vào phòng làm việc, anh bắt gặp cảnh các đồng nghiệp đang tụm lại, bàn tán rôm rà về một vấn đề thú vị nào đó. Vừa đặt chiếc cặp lên bàn làm việc, anh đã nghe. Nghe đầu hôm nay giám đốc Nguyễn sẽ đến đây trao đổi về việc gia hạn nợ cho công ty chúng ta đấy. Thế à, sao nghe phòng phanh Hoàng Hiệp, nợ bá nghiệp số tiền không nhỏ đâu. Giờ đang lúc khó khăn, lý nào ông ta lại đồng ý, cho gia hạn nợ sao? Trong khi ai nấy đều khó hiểu, thì Tôn Duy thoáng im lặng. Tiếp theo thì chẳng để ý nữa, mà anh ngồi xuống chuẩn bị làm việc. Anh là kẻ hiểu rõ nhất cái sự tình trong chuyện này. Nhớ lại đêm qua, lão giám đốc họ Nguyễn kia bị anh quay lén cái cảnh mây mưa, rồi mặt xanh mày xám cố nuốt cơn phẫn uất đồng ý điều kiện gia hạn nợ anh cười khinh anh đã nghĩ đến ngọc đến giờ cái việc chứng kiến vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác đối với anh mà nói vẫn còn quá bất ngờ nhưng suy cho cùng biết rõ sự thật vẫn tốt hơn nhiều so với bị lừa gạt hiện tại điều anh cần làm là chuẩn bị liên hệ với luật sư để làm giấy tờ ly hôn ngày hai vợ chồng ra tòa Chắc là chả còn bao lâu Cho đến bây giờ Chàng trai ấy vẫn hiểu rằng vở kịch hạnh phúc Mà hai người cùng đóng Đến lúc phải hạ màn Tiếc rằng nó lại mang một cái kết bi kịch Lúc này trong phòng họp Đỗ Như cùng với ban điều hành đang có mặt Để trao đổi với Nguyễn Thái Bá Về vấn đề nợ nần của công ty Hoàng Hiệp Cũng giống như các nhân viên Mọi người trong ban điều hành bất ngờ khi đứng đầu một công ty hùng mạnh như bá nghiệp lại đồng ý gia hạn trả nợ đến 6 tháng. Trong khi đó ai nấy đều tin chắc rằng ông sẽ không ngừng gửi tối hậu thư để thúc giục Hoàng Hiệp trả nợ mau chóng. Không mấy để tâm đến những nét mặt đang ngạc nhiên tại đây. Thái bá cất tiếng. Sự ký kết này đã làm giám đốc đỗ hài lòng chưa? Tôi vô cùng cảm kích trước cái sự rộng lượng của giám đốc nguyễn đã dành cho hoàng hiệp tôi nhất định sẽ trả lợi nhuận hàng tháng đầy đủ như trong hợp đồng này giám đốc đỗ quá lời chẳng qua là tôi đánh giá sai khả năng của cô thôi chồng cái nụ cười thân thiện nhưng lại hàm chứa sự mỉa mai đến cay nghiệt đỗ như kín đáo cười thầm cô hiểu chứ lão cáo già đó đang rất căm hận mình ấy vậy mà vẫn làm bộ như chả có gì cười cười nói nói Hệt kiểu hai bên đang hợp tác rất là vui vẻ vậy. Từng lời nói ánh mắt của ông ta khiến cho cô cảm giác người đàn ông đáng sợ ấy chỉ muốn băm bầm cái kẻ đang ngồi trước mặt mình. Buổi họp kết thúc, âm thanh bàn luận khe khẽ từ bàn điều hành Hoàng Hiệp vẫn đang còn. Chẳng ai ngờ Đỗ Như lại có thể thuyết phục được cái vị giám đốc kiêu ngạo như Thái Bá. Hẳn là giờ đây, họ đã mang cái nhìn tin tưởng hơn vào nữ giám đốc trẻ tuổi này khi cửa phòng họp mở ra đỗ như theo phép lịch sự bắt tay thái bá và ông ta chưa buông ra mà còn siết chặt tay của cô đến mức cô cảm nhận được cái đau đầy khó chịu dù như vậy cô giữ nét mặt bình thường nghe ông nói khẽ tôi sẽ chống mắt chờ xem cô và cả cái tên tôn duy đó sẽ làm thế nào để vực dậy được một công ty sắp sụp đổ như hoàng hiệp Biết mọi người đang quan sát Cô chẳng có phản ứng gì Ngoài một nụ cười vui vẻ Trả lời lại câu thách thức từ đối phương Bằng một câu ngắn ngủi Giám đốc Nguyễn Về cẩn thận Thái bá chiếu tia nhìn sắc lém Về phía đỗ như Cô gái này đã khác quá nhiều Không còn như ông nghĩ Bởi vì cái dáng vẻ hết sức thản nhiên đó Lại càng khiến sự tức giận cho ông ta thêm bùng phát Thoáng cười khinh bỉ Ông rời khỏi phòng Nhìn theo cái bóng dáng bực mình đó, Đỗ Như mới thở phào nhẹ nhõm. Tuần Duy tình cờ gặp Đỗ Như và một số trường phòng đi ra từ phòng họp. Trong vẻ mặt thoải mái của họ thì anh chắc rằng cuộc thương thảo kia đối với Nguyễn Thái Bá đã thành công. Anh dừng lại, cúi đầu chào họ. Đỗ Như muốn nán lại nói chuyện với anh, nên nói với các trường phòng hãy đi trước. Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi chứ chiều đe dọa của chú đúng là hữu hiệu. Ông ta trong lòng hận tôi lắm, nhưng phải vừa cười vừa nói, đúng là hay thật đấy. Việc trả nợ cho Bá nghiệp tạm thời ổn định rồi, một số món nợ khác thì có thể xoay sở được. Hình như cô còn bận tâm đến điều gì khác? Uhm, là về khoản đầu tư và sản phẩm mới. Dù cho uy tín của Hoàng Hiệp bây giờ không còn như trước nữa. Nhưng công ty chúng ta phải tiếp tục tạo ra sản phẩm chứ. Tuy vậy vấn đề đó không quá khó khăn. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là làm sao tìm ra một khoản đầu tư mới. Thua lỗ nợ nần bồi thường khiến ngân sách công ty gần như cạn kiệt rồi. Tôi đang nghĩ hay là mình vay ngân hàng. Lời của cô vô cùng hợp lẽ khiến cho Tôn Duy chỉ có thể gật đầu trầm tư. Đúng như vậy dù chỉ là một kế toán nhưng anh đủ sức hiểu một công ty muốn tiếp tục hoạt động thì ngân sách là thứ cấp thiết huống chi quy mô của hoàng hiệp lại lớn như vậy nguồn đầu tư phải cao như thế nào nhưng anh biết rõ điều này cực kỳ khó khăn nếu như vay ngân hàng đồng nghĩa lại có thêm một khoản nợ và có vẻ như cô cũng giống suy nghĩ như anh uy tín sụt giảm các công ty khác không còn muốn hợp tác với Hoàng Hiệp. Còn nếu như vay ngân hàng, e rằng sợ nợ lại càng thêm nợ. Trông nỗi phiền muộn trên gương mặt của cô, anh liền chấn an cô. Không nên quá gấp gáp, chuyện gì, chúng ta phải từ từ. Nhìn anh vài giây, cô xoay người đồng thời hướng ánh mắt vô định ra ngoài tấm kính lớn của dãy hành lang như gom cả khoảng trời rộng ở phía xa cùng những tia nắng sớm, cất giọng thật trầm. Tôi sợ mình không đủ khả năng để chống chọi, cũng như là vực dậy công ty. Có quá nhiều khó khăn mà tôi phải đối mặt. Bản thân của tôi thiếu kinh nghiệm và non nớt lắm. Lỡ như tôi sụp đổ thì sao? Tâm huyết của bố mẹ tôi sẽ ra sao đây? Bà nãy, lão già đó còn nói, sẽ chống mắt lên xem tử tôi có thể làm được gì cái nhìn đầy lo lắng của anh vẫn chưa rời khỏi cô lòng nhận ra rằng cô gái trẻ đó đang hoang mang đang sợ hãi đối với đỗ như trách nhiệm về công ty hoàng hiệp là quá lớn không may mắn như một số người thừa kế khác lúc họ ngồi vào chiếc ghế giám đốc thì bản thân đã sẵn sàng gánh vác có đầy đủ kinh nghiệm còn cô thì không Cô có mặt ở đây vào cái thời khắc này, chỉ để oằn mình đỡ lấy sự thất bại, lẫn tổn thất nặng nề từ công ty, hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu. Tuần Duy muốn ôm lấy thân hình mảnh mai kia để vỗ về, nhưng rồi đành dừng lại. Khoảng cách giữa họ hiện nay tuy đã rút ngắn, dẫu vậy chưa đủ chứng minh cho bất cứ điều gì về mối quan hệ mơ hồ này. Và lại anh lại nhớ đến chuyện tối qua, cô đã từ chối nụ hôn của mình. Cuối cùng, thì anh chỉ đặt khẽ bàn tay lên bờ vai của cô, động viên cô. "Đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này." Thật là kỳ lạ, cô cảm giác như sự gồng mình nãy giờ vừa được xoa dịu. Bản thân của cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hẳn là do cái siết vai mạnh mẽ và cũng thật ân cần từ Tôn Duy. "Phải rồi." Dù có sợ hãi hoang mang, thậm chí là mệt mỏi đến suy sụp, nhưng chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, thì cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh mà bước tiếp. Chậm rãi quay lại, cô nhìn Tôn Duy đang mỉm cười dịu dàng. Bất giác cũng muốn xà bầu lòng anh, nhưng cô phải kìm nén cái cảm xúc đó. Và lại đây là công ty, nếu cả hai nhân viên bị bắt gặp, thì chắc là tệ lắm. Cảm ơn chú nhé. Đỗ Như nở một nụ cười đáp lại Cùng với một niềm tin vững vàng rằng Tuần Duy sẽ luôn âm thầm đứng ở phía sau Cô vũ và để cho mình có thể dựa vào Cô vừa bước vào phòng Thì nữ thư ký riêng cũng bước vào Để đưa tập hồ sơ cho giám đốc Ngồi xuống bàn Cô đón lấy những tờ giấy đánh máy chi chít Và đọc thật kỹ Các điều được ghi bên trong Mất 10 phút sau Cô ngước lên rồi hỏi đây là của trường phòng sản xuất đưa cho tôi sao? Dạ đúng ạ. À. Theo chỉ thị của giám đốc, trường phòng đang điều tra kỹ lại vấn đề sản xuất, có chứa chất viêm da. Theo như những gì được ghi rõ trong đây, thì đúng là sản phẩm mới đó có chứa chất độc hại này. Thật là kỳ lạ. Lý nào trong quá trình sản xuất, người ở bên bộ phận chất lượng không kiểm tra kỹ, nếu nói là do sơ xuất, thì chỉ ở một lô sản xuất thôi chứ. Giám đốc à, Cô cho phép tôi nói điều này, rất có thể có ai đó đã cố ý bỏ cái chất viêm da độc hại này vào sản phẩm. Không chỉ cố ý đâu, mà là kẻ đó còn nắm toàn quyền kiểm tra bác cơ. Nữ giám đốc trẻ tuổi vừa dứt lời, thì nhanh chóng cô thư ký riêng mới lên tiếng. Vậy tôi sẽ nói trường phòng sản xuất điều tra về trường nhóm kiểm tra chất lượng nhé. Đỗ Như gật đầu Thư ký riêng rời khỏi phòng Cô cầm sắp tài liệu kia lên xem một lần nữa Hơi ngả người ra phía sau Và chân đạp nhẹ một cái Chiếc ghế xoay nửa vòng Rồi dừng hẳn Giờ đây đối diện với cô Là cửa sổ bằng phòng kính để nhìn ra ngoài Đôi mắt nheo nheo do ánh sáng hắt vào Suy nghĩ của cô vẫn còn vướng lại Trên những dòng thông tin đánh máy Rốt cuộc Sự cố về sản phẩm mới này Liệu có bàn tay của ai đó đã nhúng vào đó là người của công ty Hoàng Hiệp hay là một kẻ thù ở bên ngoài ẩn mình đằng sau bóng tối. Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng với các đồng nghiệp xuống căng tin để ăn cơm. Căn phòng rộng lớn ồn ào tiếng nói cười, âm thanh từ việc kéo bàn ghế, cả những chiếc muỗng và khay nhôm va chạm vào nhau cứ vang lên liên tục. Chọn chỗ ngồi thích hợp, anh ngồi xuống, lòng chợt nhớ đến Đỗ Như. Chẳng rõ cô đã đi ăn chưa Hay đang còn làm việc Định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Nhưng nghĩ lại Anh cầm đũa lên và bắt đầu bữa trưa Có lẽ không nên làm phiền cô quá nhiều Với anh Nhận thấy rằng Mình chẳng khác gì một ông bố khó tính Miệng nhai cơm Tai nghe tiếng nói xì xào xung quanh Anh lại nghĩ về vấn đề Cái khoản đầu tư với sản phẩm mới mà đỗ như đề cập có cảm tưởng đầu óc của anh không bao giờ ngừng nghĩ ngợi nói đúng hơn là anh thấy mình bất lực trước nỗi niềm của một cô gái khoản đầu tư lớn nhân viên nghèo như anh thì giúp được gì sản phẩm mới thì anh mù tịt anh là kế toán đâu phải là dân kinh doanh mà nghĩ ra ý tưởng mới nhìn đi nhìn lại anh chả làm gì giúp cô cả chợt anh nghe hai đồng nghiệp trung liên bên cạnh bàn tán rôm giả. Hôm qua vợ tôi than thở, mỹ phẩm bây giờ đắt đỏ quá. Phụ nữ đổ tiền cho ba cái thứ đó, thì tiền nào mà chịu cho nổi. Vợ tôi đây nội trợ, tìm mua một mỹ phẩm phù hợp với tuổi, giá cả, mà tối cả mắt kia kìa. Tuân Duy nhớ ngày trước cũng thường nghe vợ than vãn về chuyện mua mỹ phẩm. Lúc đó tự thấy phụ nữ tại sao lại dườm giá như vậy. Nhưng phải nói rằng, có ông chồng nào lại không muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp. Thế nên phụ nữ làm đẹp phần lớn là để đàn ông ngắm nghĩa. Không thể trách được. Húp hết muỗng súp, anh để chén đũa vào trong khay, đầy nhẹ ghế ngồi sau đó đứng dậy. Đúng lúc anh lại nghe một trong hai người bán nãy, buông tiếng thở dài. Phụ nữ trung niên thì khó lắm, da rẻ lão hóa nhanh, mà mỹ phẩm bây giờ lại hay dành cho mấy cô gái trẻ. Thêm nội trợ nữa, thì đủ sức đâu mà bỏ tiền mua đồ đắt. Chẳng hiểu tại sao Tôn Duy cứ để tâm tới những lời nói đó. Thậm chí lúc rời khỏi căng tin, trong đầu của anh còn mài miết nghĩ về mấy cụm từ như là phụ nữ trung niên, da rẻ, lão hóa, thêm cả nội trợ, không đủ tiền mua đồ đắt đỏ. Anh mở vòi xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Rất nhanh sau đó, thì ra khỏi vòng vệ sinh, vô tình bắt gặp ba cô lao động trung niên Họ cứ lần lượt nhìn vào tấm kính soi trên tường, vừa thở dài vừa than vãn với nhau. Dạ mặt dạo này tàn tạ quá, tôi xài đỡ kem dưỡng của con gái, ai rẻ lại bị dị ứng nên tôi phải ngừng dùng. Mà kiếm mua các loại hợp với mình thì khó quá. Da dạ của phụ nữ trung niên khác với tụi trẻ lắm, rất khó dùng kem này nọ. Thôi thôi, già dạ rồi mấy bà, dùng kem làm gì cho phí tiền, Nội trợ rồi lao công như tụi mình, có ai ngắm đâu, mà chăm làm gì cho kỹ. Ơ hai cái bà này, phụ nữ nào chả muốn mình đẹp, trung niên thì sao, nội trợ hay lao động thì sao, ai chẳng có quyền làm đẹp. Quan sát cuộc nói chuyện sôi nổi đó, bất giác anh yên lặng trong một chốc. Dù chỉ là đàn ông và không quan tâm đến mấy cái chuyện này, nhưng ngay lúc này anh lại cảm giác, mình có thể hiểu được phần nào nỗi phiền muộn của những người phụ nữ vào giai đoạn trung niên. Tuổi tác khiến họ không ngừng lo lắng về nhan sắc. Bên cạnh đó còn là sự đè nặng về tiền bạc. Nếu có thể dung hòa được cả hai thì tốt. Đột nhiên cái ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu của anh thì một ý tưởng bất chợt lóe sáng khiến cho chàng trai này thình lình kêu lên. À, đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên từ ba cô lao công. Tuần Duy mau chóng rời khỏi đây. Vừa bước vội trên dãy hành lang vừa lấy điện thoại ra gọi cho đỗ như có tiếng gõ cửa đỗ như rời mắt khỏi những bảng báo cáo ngước lên và nói vào đi đỗ như công ty đã có ý tưởng gì về sản phẩm mới chưa sản phẩm mới á đỗ như hơi nhíu mày rồi nói hiện tại bên phòng chế tạo sản phẩm chưa có ý tưởng gì tình hình hiện nay chưa được ổn định cho lắm nên cần có thời gian để suy nghĩ và tìm ra ý tưởng. Bà chú hỏi tôi như thế, để làm gì? Tôi vừa nghĩ ra một ý này. Cô xem xét thử xem có được không nhé. Từ trước tới giờ, có phải hầu hết những mỹ phẩm của Hoàng Hiệp đều hướng đến giới trẻ không? Tại sao chúng ta không thử thay đổi, sang đối tượng khác? Là đối tượng gì? Tôi thấy phụ nữ trung niên, đặc biệt là thuộc tầng lớp lao động hoặc nội trợ. Hiện nay trong xã hội chiếm khá nhiều đấy. Nếu chúng ta tạo ra sản phẩm mới hướng đến đối tượng này thì có thể tạo được một thị trường tiêu thụ không nhỏ. Trước sự phần chấn, hăng hái của đối phương, đỗ như ngẩn ra trong chốc lát. Sau đó thì đào mắt đầy nghĩ ngợi. Đây là một gợi ý không tồi. Theo như những gì chú nói, những người phụ nữ đó đang gặp khó khăn trong vấn đề lựa chọn sản phẩm phù hợp với tuổi tác của họ vì phần lớn thị trường hiện nay đều hướng về giới trẻ nhiều nhất chú nói đúng trong xã hội tầng lớp lao động rất nhiều chưa kể bây giờ nội trợ và giúp việc cũng gia tăng đáng kể đa số kinh tế của họ ở mức trung bình trong khi những mỹ phẩm đang bày bán lại khá đắt đỏ giả như chẳng hiểu lý do gì mà tôn duy tỏ ra hứng thú với ý tưởng này đến nỗi không cho đỗ như nói hết câu thì anh đã khẳng định luôn giả như có thể tạo ra một sản phẩm vừa phù hợp với đối tượng này lại vừa thêm phần giá cả phải chăng thì khả năng tiêu thụ sẽ rất tốt ừ theo những gì phân tích nãy giờ thì ý tưởng này đáng để thử được rồi tôi sẽ nhanh chóng trao đổi với trường phòng chế tạo sản phẩm nếu như ổn thì lần này tôi phải cảm ơn chú rồi không có gì đâu tôi chỉ tình cờ nghe những cuộc trao đổi kia, sau đó tôi nghĩ ra đấy. Nhưng không phải ai cũng có được cái sự tình cờ như chú đâu. Độ như cười cười, bắt gặp ánh mắt tôn duy đang chăm chú nhìn mình, phản chiếu trong đó là một sự ân cần dịu dàng đầy mơ hồ. Ngạc nhiên vài giây, song tự dưng cô liền mỉm cười nhẹ nhàng như đáp lại. Có cảm giác rằng cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm âm thầm và mỗi người hoặc ở vị trí cho đi hoặc ở vị trí đón nhận cũng đều cảm thấy ấm lòng chẳng rõ cả hai sẽ còn đứng như thế đến bao giờ nếu như cửa phòng không đột ngột mở ra cô thư ký riêng cứ tự nhiên đi vào bởi vì không hề biết có hai người đang chìm đắm trong không gian riêng tư của họ giám đốc có chuyện cô thư ký ngưng bặt khi thấy đỗ như và tôn duy đang đứng khá gần mặt đối mặt chưa kể anh còn nắm chặt bờ vai vững chãi của giám đốc trẻ bất ngờ vì bị bắt gặp tôn duy lập tức hạ cánh tay xuống với biểu hiện lúng túng đỗ như cũng có phần bối rối liền sửa lại áo vét và vuốt lại mái tóc theo phản xạ tự nhiên có chuyện gì sao dạ tôi có việc quan trọng muốn báo với giám đốc à đỗ như toàn bảo được rồi thì đúng lúc nghe tôn duy ở bên cạnh nói không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép rời phòng. Trước cái dáng vẻ cúi đầu cùng với thái độ lễ phép đó, cô biết anh không muốn cho thư ký hiểu sai về mối quan hệ giữa họ. Việc trình bày ban nãy, tôi hiểu rồi. Anh có thể đi. Nghe Đỗ Như gọi mình bằng anh, Tôn Duy bất giác cảm thấy hơi lạ lùng. Nhưng hiểu rõ đây là cách xương hô giữa cấp trên và cấp dưới. Nên anh không phản ứng gì, ngoài việc rời đi mau chóng lúc đi ngang qua anh kịp bắt gặp đôi mắt cô thư ký riêng thoáng nhìn mình không phải kiểu bí mật hay có mưu đồ gì đơn giản là cô ta đang tò mò về chàng nhân viên vừa có cái thái độ kỳ lạ với giám đốc cửa phòng đóng lại tôn duy thở phào một tiếng nhẹ nhõm tưởng chừng cả ngọn núi vừa bốc hơi khỏi cơ thể của mình khi nãy bị bắt gặp anh lúng túng kinh khủng may mà đỗ như vẫn điềm tĩnh khiến cho tình hình không trở nên tệ đi đưa mắt nhìn hai bàn tay của mình anh tự nhủ có lẽ sau này phải cẩn thận hơn khi đứng trước mặt cô ấy nếu không muốn cả hai rơi vào rắc rối ngoài ý muốn giống như ngày hôm nay trong khi bên ngoài tôn duy đã cất bước thì trong phòng đỗ như vừa nghe thư ký báo về một chuyện khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên có một khoản đầu tư mới dành cho hoàng hiệp sao của công ty nước ngoài ư đúng vậy thưa giám đốc Thông tin bất ngờ này vừa được báo lại. Nghe nói đó là tổng công ty bên Mỹ, người đứng đầu là tổng giám đốc người Việt họ Trương, một chàng trai còn khá trẻ tuổi ạ. À. Họ Trương ư? Tên đầy đủ của anh ta là gì? Việc này thì phó giám đốc nói rằng thư ký riêng ở bên đó chưa thể tiết lộ danh tính của vị giám đốc này, cũng như là các thông tin chi tiết về công ty của họ ạ. À. Tại sao lại thế chứ? họ có ý muốn đầu tư vào hoàng hiệp tại sao lại che giấu thông tin liệu có đáng tin hay không đây hẳn sự đầu tư này không đến nỗi mập mờ đâu giám đốc tôi nghe nói rằng giám đốc bảo rằng tổng giám đốc họ trương này sẽ về việt nam trong nay mai và ngày ấy muốn gặp trực tiếp giám đốc để bàn bạc kỹ lưỡng hơn ừ tôi hiểu rồi tôi hỏi rõ lại phó giám đốc xem sao nhé Cô thư ký cúi đầu, sau đó rời phòng, còn lại một mình cô. Cô đàn những ngón tay vào nhau, khẽ tựa cầm lên mu bàn tay của mình, đôi mắt hướng vào không trung đầy suy nghĩ. Bản thân của cô đang đau đầu với vấn đề tài chính của Hoàng Hiệp. Nay bất thình lình, nhận tin rằng có một tổng công ty bên Mỹ có ý đầu tư cho công ty. Lại là chàng trai người Việt mới kỳ lạ chứ. Dường như anh ta chưa muốn cô biết rõ về mình nên không cung cấp thêm về thông tin cá nhân cũng như là quy mô công ty bên đó. Đắn đo chốc lát, cô liền nói qua điện thoại bàn, yêu cầu thư ký gọi phó giám đốc đến. Buổi chiều Đỗ Như rời phòng giám đốc sớm hơn mọi ngày, nói chuyện với thư ký xong, cô cất bước, vừa băng qua những dãy hành lang vắng vẻ, vừa suy nghĩ. Cuộc nói chuyện với phó giám đốc không giúp cô có thêm thông tin gì về cái vị tổng giám đốc bí ẩn kia. Riêng có một điều Làm cho cô không khỏi bận tâm Thù thực tôi cũng lo ngại trước điều lạ lùng này Nhưng người thư ký đã có nói rằng Tổng giám đốc của chúng tôi Rất muốn đầu tư cho Hoàng Hiệp Vì giám đốc Đỗ Như Là người quen biết đặc biệt của ngài ấy Khi nghe vị phó giám đốc thuật lại câu nói đó Cô mới tròn xoe mắt kinh ngạc Người quen đặc biệt ư Nghĩa là gì Vị tổng giám đốc này quen biết với cô sao có khi nào đấy là người quen cũ của bố mẹ cô ngày xưa và bây giờ khi nghe tin hoàng hiệp gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ cô càng nghĩ càng cảm thấy tò mò rốt cuộc anh ta là ai đỗ như chán nản nhưng nghĩ kỹ nếu là tổng công ty đó thực sự muốn đầu tư cho hoàng hiệp thì đây là một cơ hội rất tốt còn vấn đề người kia là ai chỉ cần chờ đến khi hai bên gặp mặt thì cô sẽ được biết đang nghĩ ngợi miên man thì cô thoáng giật mình bởi nghe một tiếng gọi lớn giám đốc cẩn thận đỗ như xoay qua vì nhận ra rằng đó là giọng nói của tôn duy và cũng cùng lúc đó đôi giày cao gót vừa bước hụt một cái hóa ra là vì lơ đễnh mà cô không để ý phía trước đang là một cầu thang nhưng lúc phát hiện ra thì đã quá trễ tiếng gọi từ tôn duy không kịp giúp cô thoát khỏi cái cú trượt ngã kia. Cô cảm nhận rõ cơ thể của mình đang nghiêng dần theo lực hút của trái đất. Về phía của Tôn Duy, anh hớt hải chạy đến với ý định cứu giúp cô. Khi đó, hẳn họ đều nghĩ sẽ có một cú ngã xảy ra. Thế nhưng bất ngờ thay, một bóng dáng mau chóng xuất hiện và kịp đỡ lấy cô. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến lúc hoàn hồn thì cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một chàng trai nghe tiếng thở hổn hển bên tai cô liền quay qua cái nhìn lập tức đứng yên phản chiếu hình ảnh một gương mặt vô cùng thân thuộc thậm chí đôi mắt bờ môi ấy đã từng sởi ấm trái tim yếu ớt của cô trong suốt hai năm qua nói về chàng trai kia khi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt đáng yêu ấy anh liền siết chặt vòng tay hơn đồng thời nói thật to đỗ như à anh trở về rồi bất ngờ quá đỗi cô chỉ biết đề mặc anh ôm xiết lấy mình với niềm vui khôn tả chẳng riêng gì cô ngay cả tôn duy cũng đứng bất động trên bậc thang và chứng kiến cái cảnh chàng trai xa lạ kia đang giữ chặt lấy cô như đang giữ một báu vật mặc dù đã mấy phút trôi qua nhưng cô vẫn không nói được lời nào với chàng trai ngồi phía đối diện hẳn là vì quá bất ngờ chẳng phải ư ừ, gương mặt góc cạnh ấy vầng trán cao ấy cùng với ánh mắt và nụ cười tươi sáng ấy cứ ngỡ không bao giờ còn được thấy vậy mà ngay lúc này anh đang ở ngay trước mặt của cô nó giống như một phép màu mà vào cái ngày chia tay đó cô đã từng mong muốn nó hãy xuất hiện Trường Tần Chàng trai ba năm trước Khi đứng dưới cơn mưa đã lúng túng ngỏ lời với Đỗ Như rằng Làm bạn gái anh nhé Và cũng chính vào một ngày đầu mùa hạ cách đây một năm Lại khiến trái tim của cô bị tổn thương Bởi từ Chúng ta chia tay thôi Tại sao bây giờ anh lại có mặt tại nơi này Lại còn với dáng vẻ sang trọng và uy quyền hơn xưa Cứ như thế Đây không còn là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường bao nhiêu ý nghĩ mông lung cứ bùa vây khiến cho cô chỉ biết ngồi thừ ra mãi một lúc sau mới nghe trương tân cất tiếng em làm sao thế em thấy mệt ở đâu à em ổn ạ à? dĩ nhiên là do quá ngạc nhiên khi gặp anh tại công ty hoàng hiệp thôi em còn trách anh à chuyện qua rồi hỏi những điều này còn ý nghĩa gì chứ nhưng anh thấy em đã khác trước từ ngày anh đi bao nhiêu chuyện không hay xảy ra nên bắt buộc em phải thay đổi thôi cái chết của mẹ em và tình hình công ty hoàng hiệp anh biết chứ vì vậy anh mới cấp tốc trở về để gặp em đây trong cái nhìn dịu dàng của trương tân cô tự dưng im lặng đứng phía sau nữ giám đốc trẻ tuổi này tôn duy nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi chàng trai tuổi trẻ và lịch thiệp sang trọng kia vừa rồi anh có nghe đỗ như gọi anh ta bằng cái tên trương tân hình như từ trước tới giờ trong những cuộc nói chuyện giữa anh và đỗ như chưa khi nào xuất hiện hai từ này đấy là lý do mà anh không tài nào đoán được mối quan hệ của hai người họ là gì anh trai ư không cả công ty này ai cũng biết vợ chồng giám đốc đỗ chỉ có duy nhất một cô con gái Họ Hàng ư? Lần trước anh nhớ rằng cô nói không mấy thân thiết với họ Hàng. Vậy chỉ có thể là bạn bè. Nhưng Tôn Duy trong cái cách hỏi han ân cần cùng với sự chiều mến này thì chứng tỏ tình cảm không phải dừng ở mức bạn bè. Trong đầu của anh vang lên câu hỏi. Anh ta là ai nhỉ? Còn đôi mắt của anh thì cứ nhìn theo bàn tay của Trương Tân đang siết nhẹ bờ vai mỏng manh của Đỗ Như. Anh về nước gặp em Thế còn bố anh thì sao Trường Tần toàn trả lời chợt đưa mắt nhìn qua Tôn Duy Đang đứng với dáng vẻ trầm tư Liền quay qua hỏi người bạn gái cũ Nãy giờ anh Mài nói chuyện Anh không để ý Đây là phó giám đốc của công ty à Lần thứ hai Trường Tần lại khiến Đỗ Như buồn cười Liền nhìn sang Tôn Duy Cũng đang mang cái biểu hiện lóng ngóng đến khó xử Cô trộm nghĩ Chú hời quá rồi, được cho lên trước, làm phó giám đốc của Hoàng Hiệp. Chú... à à không, anh ấy chỉ là nhân viên phòng kế toán thôi. Là nhân viên thôi sao? Trường Tân nói xong thì nhíu mày tức thì Tôn Duy hiểu ý, liền đáp ứng. Lúc nãy tôi thấy giám đốc bị ngã, nên ở lại xem cô ấy có bị thương gì không. Bây giờ tình hình chắc ổn rồi, tôi xin phép ạ. À? đỗ như cũng hiểu rằng anh không muốn để lộ thân phận giữa họ cho trương tân biết nên đã viện cớ như vậy bởi chỉ là một nhân viên kế toán mà lại đứng bên cạnh giám đốc chẳng khác gì thư ký riêng và còn lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện mật thiết nãy giờ thì có vẻ như không được hợp lẽ cho lắm tôn duy cúi đầu chào đỗ như đồng thời xoay lưng bước đi đi được vài bước anh đã nghe trương tân cất tiếng đề nghị muốn cùng với đỗ như dùng bữa tối để cả hai có thời gian tiếp tục nói chuyện về những điều còn đang giang dở hiển nhiên cô đã đồng ý đi ra ngoài và đóng cửa lại tôn duy bất giác nhận ra rằng lòng mình có đôi chút nặng nề lời đồng ý mau chóng từ cô chẳng hiểu tại sao lại kéo lòng của anh trùng xuống và thêm điều thắc mắc anh chàng trương tân đó rốt cuộc là ai mối quan hệ ra sao với đỗ như đây lại càng khiến cho sự nặng chịu ấy thêm tăng. Đứng nghĩ ngợi vẩn vơ, Tôn Duy gãi đầu soàn soạt. Lý do gì bản thân lại quan tâm nhiều đến chuyện đó? Kể từ lúc nào anh bắt đầu để tâm đến những chuyện liên quan đến cô? Tự thấy khó hiểu với chính mình. Anh thở dài. Cùng lúc đó có hai đồng nghiệp nam từ xa đi lại, khoác tay nói cười vui vẻ với nhau. Nhạc thấy Tôn Duy đứng tần ngần ở cầu thang thì một người mới lên tiếng. Này này, đi nhậu không? Thế các người không biết, tôi là một người chồng mẫu mực à? Tuần Duy khẽ lườm thằng đồng nghiệp dám trêu mình. Mà hắn nói đúng, anh ít khi tham gia mấy cuộc chơi bời này. Nhưng hiện giờ cả công ty còn chưa biết chuyện, anh và vợ sắp ly hôn, nên cứ đem ra chọc phá diễu cợt. Nếu như tình hình, thì chắc là anh đã từ chối rồi tuy nhiên nghĩ đến chuyện có mỗi mình về nhà nên anh đã quyết định đi theo thôi được rồi đêm nay tôi đi nhậu xà láng cho mấy cậu coi tức thì hai anh đồng nghiệp nhìn nhau ngạc nhiên dõi theo bóng dáng của tôn duy bước nhanh xuống cầu thang họ tử nhủ hay hôm nay anh ta giận dỗi vợ điều gì nhỉ lúc này thì đỗ như cùng với trương tân đang dùng bữa tối ở một nhà hàng sang trọng sau khi xem xong thực đơn và gọi món trương tân nhìn qua cô như đang chăm chú quan sát thành phố về đêm qua tấm kính lớn của tòa nhà nếu như em thấy không vừa lòng điều gì em cứ nói với anh nơi này đẹp thế này có cái gì mà không vừa lòng chứ anh luôn là người biết em thích gì vì vậy chẳng bao giờ làm em phật ý cả cũng phải dù sao thì anh cũng phục vụ bản thân mình suốt ba năm qua đã làm hài lòng cô chủ đỗ danh giá và kiêu ngạo khó chiều nữa chứ ai nói anh là em khó chiều đỗ như trợn tròn mắt rồi bặm môi vờ ra vẻ giấm dứ giận dỗi hành động y hệt như khoảng thời gian trước lúc cả hai vẫn đang còn yêu nhau trường tần bật cười dù khi đó anh luôn tìm cách lo lắng dỗ dành cơn giận từ người bạn gái anh chưa cho em biết vì sao anh lại về nước lúc này đỗ như này anh xin lỗi vì đã chia tay em một cách vội vàng như vậy lúc đó vì sự thúc ép từ bố mẹ anh chẳng kịp suy nghĩ được nhiều em nói rồi mà chuyện qua rồi anh đừng nhắc lại làm gì nữa không với anh thì nó chưa qua Đỗ Như tròn xoe mắt trước câu nói có phần mạnh mẽ từ Trương Tân. Đôi mắt của anh tự nhiên kiên quyết lạ thường. Bố anh mất rồi. Sau khi gia đình sang Mỹ đúng hai tháng, ông mất đột ngột, mất vì bị nhồi máu cơ tim. Và anh, con trai duy nhất của ông, phải nối nghiệp bố, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của công ty, dù chỉ vừa tốt nghiệp ra trường một năm. Thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn nhất anh từng đối mặt. Có thể điều hành công ty ổn định. May mắn là hơn nửa năm, mọi thứ mới dần ổn định và tốt hơn. Lắng nghe những lời trầm đều từ anh chàng họ Trương, Đỗ Như vẫn còn thấy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng suốt một năm qua, anh đã mất bố, lại còn phải gánh vác trách nhiệm với chuỗi công ty quy mô lớn do bố mình sáng lập. Chuyện đời thật lạ, Sao cô và anh đều gặp nỗi đau giống nhau như vậy chứ? Chỉ khác rằng, Trường Tân có năng lực tài giỏi hơn cô, trở thành trụ cột vững chắc cho cơ nghiệp của gia đình. Rồi anh lại tiếp tục. Anh nghe tin chuyện mẹ em qua đời. Hoàng Hiệp lại bị tai tiếng về sản phẩm mới. Vì vậy, anh sắp xếp công việc bên Mỹ xong, về nước gặp em đây. Em đừng lo, anh sẽ giúp em công ty của anh sẽ đầu tư vào hoàng hiệp tức thì đỗ như kinh ngạc bây giờ mới phát hiện ra một chuyện à thì ra vị tổng giám đốc họ trương bên mỹ chính là anh à nhận được cái gật đầu từ đối phương đỗ như bất động chốc lát liền lắc đầu nói em biết là anh tốt với em nhưng để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công thế này không hay tí nào Nio đầu tư cho Hoàng Hiệp Biết đâu lại gặp rủi ro Anh đã quyết định rồi Nhất định anh giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này Nếu là do anh cảm thấy ai náy với em về chuyện cũ Thì anh đừng để tâm Bây giờ anh về nước vì em Chúng ta trở thành bạn bè Như vậy đã tốt lắm rồi Anh chưa từng nói rằng Anh muốn trở thành bạn bè với em Đỗ Như à Quay lại với anh nhé trong cái nhìn ra giết từ người bạn trai cũ, cô khẽ khàng chớp mắt. Cô thoáng giật mình khi chuông điện thoại reo lên. Một cách nhẹ nhàng, cô khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy mạnh mẽ từ Trương Tân. Trong lúc lấy điện thoại ra, lòng cô thầm cảm ơn người vừa gọi đến vì đã giải vây cho mình trước cái tình huống khó xử này. Vốn dĩ cô chẳng thể nào cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt của cô men theo cái tên đang cháy sáng trên màn hình cảm ứng là Tôn Duy. Sao linh nghiệm thế này nhỉ? Trương Tân vừa ngỏ lời, cô hãy quay lại với anh thì đúng lúc Tôn Duy gọi điện đến. Cô cố sửa giọng bình tĩnh và bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Chú gọi có chuyện gì thế? Dứt lời, cô chưa kịp nghe Tôn Duy đáp lại thì là một số âm thanh cười nói ồn ào bên kia đập vào tai của cô. Anh chàng đang ở đâu mà không gian xung quanh lại ẩm ý như vậy? Đúng lúc này, giọng của Tôn Duy cất lên, nghe đầy sàng khoái và vui vẻ. Xin chào giám đốc Đỗ, tôi là Tôn Duy đây. Xin lỗi, gọi điện làm phiền. Nhưng tôi muốn nói với cô là tối nay tôi không về nhà. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Đỗ Như khẽ cau mày, cái giọng lèm bèm ấy, cái cách xưng hô kỳ lạ từ anh nữa. Cô mới liền hỏi anh Này chú đang ở đâu đấy Chú đang làm gì đấy Tôi đi làm vài chén với đồng nghiệp ấy mà Thảo nào Mà chú không về nhà tối nay Chú định đi nhậu cả đêm đấy à Cô đang dùng bữa với anh chàng trẻ tuổi bảnh bao kia chứ gì Chắc chắn là anh ta Sẽ đưa cô về tận nhà Nhớ may anh ta thấy tôi ở chung nhà với cô Thì không hay đâu Tôi qua nhà người bạn ngủ nhờ với lại tối nay Tôi muốn nhậu xả láng một lần Nghe tiếng cười khanh khách của Tôn Duy Cô có cảm giác hôm nay Anh hơi khác lạ Nén tiếng thở dài Cô tiếp tục nói Chú say quá rồi đấy Bên kia đầu dây Tôn Duy thoáng im lặng Hẳn bản thân cũng nhận ra rằng Mình uống quá nhiều So với dự định lúc đầu Không hiểu lý do gì mà vừa ngồi xuống ghế Anh ngược cổ tu ủng ực hết bao nhiêu là ly bia. Mặc đám đồng nghiệp ca hát, nói cười ẩm ý. Anh chỉ thua mình vào một góc và uống mệt mài. Tiếp đến, với đầu óc lâng lâng, anh đã rút điện thoại ra và gọi cho cô. Cái lý do báo rằng mình sẽ không về nhà đêm nay chỉ là phụ. Cái chính là tự nhiên, anh muốn được nghe giọng của cô. Mặc dù anh biết, lúc này cô đang dùng bữa tối với chàng trai đó. Alo, Alo, chú còn nghe tôi nói không đấy? Chất giọng lo lắng kia giúp cho anh sực tỉnh. Anh cúi đầu xuống vài giây để tỉnh táo hơn. Anh muốn đáp lời cô, thế nhưng có một điều khác cứ thôi thúc anh. Nó mạnh mẽ đến mức những từ ngữ đó đã nhanh chóng thoát ra khỏi bờ môi trước khi anh kịp nhận thức mong muốn của bản thân. Anh chàng chiều nay gặp cô? Có quan hệ gì với cô thế? chợt nhiên tim của anh đập nhanh trong lúc chờ câu trả lời âm thanh thình thịch phát ra từ lồng ngực bỗng dưng làm cho anh tỉnh táo kỳ lạ đầu dây bên kia đã im lặng một thoáng là đỗ như đang suy nghĩ hay là đang phân vân điều gì anh ấy tên là trương tân là bạn trai cũ của tôi hình như tôn duy đã bất động vào cái khoảnh khắc nghe rõ ba từ bạn trai cũ với chất giọng thì thầm của đỗ như anh không hiểu vì sao tim của mình không đập nhanh nữa mà trở nên nặng nề hệt như ai đó vừa dùng dây kéo trùng nó xuống bất giác anh nghĩ nên kết thúc cuộc đối thoại này tôi biết rồi thôi tôi cúp máy đây ngày mai gặp cô ở công ty chỉ cần nghe tiếng ừ từ đối phương là tôn duy bấm nút kết thúc cuộc gọi Ném nhẹ chiếc điện thoại lên ghế nệm Anh lại cầm một ly bia lên và uống hết sạch Đặt mạnh ly lên bàn Anh chàng ngả người ra sau Cổ tựa lên thành ghế Và nới tay tháo lòng cái cà vạt Gác tay che ngang tầm mắt Miệng anh lầm bẩm Bạn trai cũ ư Mối quan hệ thân thiết Còn hơn cả mình nghĩ Chiếc xe hơi chạy vào sân vườn nhà họ đỗ Trường Tân nhanh chóng xuống mở xe Còn cô thì mỉm cười cảm ơn anh về bữa tối Quan sát khu vườn rộng chìm trong đêm tối Với những ánh sáng le lét Tỏa ra từ chùm đèn cổ Anh nhận ra rằng nơi đây chẳng thay đổi gì So với một năm trước Suốt bao năm yêu nhau Anh và cô luôn trao nhau cái ôm Nụ hôn âm thầm trước cổng ngôi nhà này Bởi vì hai bên gia đình không hòa thuận Dõi theo bóng dáng của cô bước chậm rãi Trường Tân mới cất tiếng gọi. Anh chờ câu trả lời của em đấy. Cô chớp nhẹ hàng mi khi trông nụ cười dịu dàng đó. Trường Tân chúc cô ngủ ngon, sau đó thì vào trong xe hơi rồi chạy đi. Người giúp việc đóng cổng lại, khu vườn lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân chịu nặng của cô gái này. Với tay bật đèn, cô đi vào phòng thả phịch người xuống giường mệt mỏi cho một ngày dài và những chuyện bất ngờ xảy ra sự trở về của trương tân khiến cô thực sự chẳng bao giờ ngờ tới vào ngày chia tay cô nhìn theo bóng dáng bước đi không ngoái lại một lần lòng đau đớn hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc ấy vậy mà một năm không điện thoại không thư từ hỏi han anh lại đột ngột trở về chẳng những thế còn muốn cả hai quay lại với nhau như ngày xưa giá mà anh về nước sớm hơn một chút giá mà anh xuất hiện trước mặt cô trước khi cái bàn hợp đồng ngoại tình kia được lập thì chắc chắn rằng cô sẽ gật đầu đồng ý chẳng mày may mà do dự đỗ như ngồi dậy rời khỏi phòng và đi qua phòng bên cạnh cánh cửa đóng im lìm không có ai ở trong đó cô áp tai lên cửa rồi khẽ nhắm mắt chẳng có bất kỳ âm thanh nào Bà nãy Tôn Duy nói rằng anh sẽ không về nhà tối nay. Cô hiểu rõ, chính con người trong căn phòng này là lý do khiến cho cô không thể cho Trương Tân một câu trả lời mà anh đang hy vọng. Mối liên kết giữa cô và người đàn ông đó đã bắt đầu vào cách ngày bàn hợp đồng ngoại tình thiết lập. Bao nhiêu lần qua đêm, những kỷ niệm vui buồn, cả giận hờn, đau đớn, làm sao có thể xem như chưa từng có. Thứ mà Trương Tân đánh mất Chính là thân thể Lẫn trái tim của cô Khi mà giờ đây hai thứ này Đều đã thuộc về Tôn Duy Nhưng điều khiến cho Đỗ Như khổ tâm nhất Là liệu rằng Hiện tại Cô có vị trí gì trong lòng của Tôn Duy Đã có chút gì thay đổi chưa Hay vẫn như trước đây Thiệt nghĩ Đây hẳn là một đêm rất dài đối với cô Với những chăn trở cùng với sự dối bời trong lòng. Thậm chí biết đâu, cả Trương Tân và Tôn Duy cũng như thế. Sáng sớm hôm sau bước vào công ty, Tôn Duy cảm thấy cả người nặng như chỉ. Đầu thì đau, cơn say đêm qua vẫn còn choáng choáng. Anh không ngờ mình lại uống nhiều đến như vậy. Anh chẳng nhớ được mình đã rời khỏi cuộc nhậu ấy bằng cách gì. Chỉ nghe thằng đồng nghiệp kể lại, là vất vả lắm mới dìu anh về đến nhà cậu ta. Tôn Duy tự nhủ, lần sau sẽ không khùng điên mà uống như chết như vậy nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh say bí tỉ đến như vậy. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh tình cờ nhìn thấy Đỗ Như ở phía xa. Toàn bước đến gọi, thì anh khựng lại bởi vì bắt gặp Trương Tân đang đi bên cạnh cô. Cả hai đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng nhưng tiếp đến lại cười với nhau bàn tay vừa đưa lên liền nắm chặt lại ngay cả đôi môi sắp phát ra một cái tên cũng mím chặt lại anh khẽ nép người sát vào góc khuất của hành lang để hai người họ không thể phát hiện ra rằng mình đang đứng ở đây tôn duy đứng yên suýt thì quên mất giờ đây bên cạnh cô đã xuất hiện một người đó chính là bạn trai cũ và trong cách ăn mặc ấy cũng dễ dàng đoán ra rằng anh ta không phải hạng tầm thường tôn duy thiết nghĩ bản thân chẳng còn lý do gì để mà bám theo đỗ như thời gian trước cô chỉ một thân một mình nhưng giờ đây cô có thêm đồng minh mới thì tốt hơn anh đi theo được thì ích gì hiểu mình đừng nên mặt dài anh cần phải nhớ rằng vị trí của mình đang ở đâu một nhân viên kế toán không hơn không kém sau đó anh cất bước, tâm trạng của anh cảm thấy rất tồi tệ. trong khi đó một cuộc ký kết bất ngờ đang diễn ra giữa trương tân tổng giám đốc NIO và đỗ như giám đốc của hoàng hiệp. ban điều hành công ty không ngừng quan sát cuộc thương thảo đầy hy vọng này. phải nói rằng kể từ khi đỗ như kế nhiệm chức giám đốc thì họ liên tục đón nhận những bất ngờ chẳng thể nào đoán được. về phần của đỗ như cô đồng ý chấp nhận sự đầu tư của nio là vì hiểu rõ cô muốn ngăn cản trương tân thì cũng vô ích yêu nhau ba năm cô hiểu rõ tính của anh đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi với tình hình trước mắt cô muốn cho hoàng hiệp một nguồn vốn để bắt đầu lại nên đây có thể xem là một cơ hội rất tốt nhưng hiển nhiên cô sẽ không dựa dẫm vào tình cảm của trương tân những gì đã vay mượn anh hôm nay cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ, không thiếu một đồng. Đó là lời hứa mà cô buộc mình phải thực hiện. Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng với đồng nghiệp đi xuống căng tin. Trong lúc lấy phần cơm của mình, nghe một anh đồng nghiệp nam ở phòng kinh doanh nói với bạn. "Này, phải nói là giám đốc đỗ của chúng ta cực kỳ may mắn nhé. Công ty đang thiếu vốn nghiêm trọng như vậy, đúng một cái" chẳng rõ đâu ra một ông tổng giám đốc sẵn sàng chi một số tiền chẳng hề nhỏ để đầu tư vào đấy. Thì bởi vậy mới nói chắc chắn là mối quan hệ của họ không bình thường. Cái đấy thì chả biết được. Nhưng mà giả như nhá lần này hợp tác hai người tiến tới mối quan hệ sâu xa hơn chả có cái gì khó hiểu. Họ còn trẻ gia thế và tiền đồ tương lai cũng sáng lạng. Chồng cũng xứng đôi vừa lứa trong khi hai anh chàng kia đang bàn tán sôi nổi, thì phía sau, Tôn Duy lại bắt đầu chìm trong những mớ suy nghĩ mông lung. Đúng như anh dự đoán, tổng giám đốc trẻ tuổi họ chưa ngấy về nước là vì có lý do giúp đỡ bạn gái cũ vượt qua được cơn khốn khó hiện tại. Hóa ra là anh ta chấp nhận bỏ nguồn vốn mới cho Hoàng Hiệp, mặc dù biết khả năng thu lại lợi nhuận ở mức khá thấp. Chứng tỏ Tình cảm anh dành cho cô không phải là ít. Liệu rằng ngoài vấn đề đầu tư ra, Trương Tân còn mong muốn gì ở cô gái này? Vì tình cảm, mối quan hệ chẳng hạn. Tôn Duy sực tình khi có giọng nói ở phía sau vang lên. Nghe thúc giục đầy khó chịu. Thì ra nãy giờ do mải suy nghĩ nên anh đã đứng ngây ra khá lâu trước quầy thức ăn. Đến nỗi nhân viên phụ bếp đang chờ được yêu cầu lấy món ăn mới. Hướng mắt nhìn anh bực bội. Chiều tan sở, Tôn Duy dọn dẹp hồ sơ, chào kế toán trường rồi rời khỏi phòng. Vừa bước vào thang máy, anh đã kinh ngạc bởi trong cảnh đỗ như ngồi thụp xuống, hai bàn tay xiết vải áo trước ngực, gương mặt nhăn nhó và tiếng thở nghe đứt quãng. Chứng tỏ cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Buông rời cặp ra, Tôn Duy sốt sáng đỡ lấy cô. Cô bị làm sao thế này? Đỗ như? Cô bị đau tim à? tự nhiên tìm tôi bị nhói hẳn chắc mấy ngày qua tôi làm việc căng thẳng cô đúng là tôi dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi cô phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ lỡ cô xảy ra chuyện gì bất chắc thì tôi biết làm sao to tiếng đã đời xong xuôi tôn duy chật hượng lại bởi phát hiện bản thân mình vừa lỡ lời nói ra điều không nên ngay cả cô cũng nhìn anh nhíu mày khó hiểu tự nhủ phải bình tĩnh hơn anh chàng liền khéo léo đỡ lời Ê, ý ý tôi là nếu giám đốc cô mà xảy ra chuyện gì thì công ty và hàng ngàn nhân viên như tôi phải làm sao bị thất nghiệp à hẳn là vì đang quá mệt nên cô ngay bây giờ lại không hề phát hiện ra câu nói dối chữa lửa kia mà chỉ cười phì đúng rồi chú đúng là biết suy nghĩ trước sau thôi cô đừng nói gì Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Không cần đâu. Chỉ là do mệt quá thôi. Tôi về nhà nghỉ ngơi. Chắc là khỏe lại ngay. Chú để ý giúp tôi. Đừng để người trong công ty thấy nhé. Kẻo họ lại lo lắng. Trước cái thái độ kiên quyết ấy, Tôn Duy chẳng thể làm gì khác ngoài việc đành nghe theo. Thằng máy xuống tầng trệt, cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài nhân viên tiếp tân đang bận làm việc anh mau chóng dìu đỗ như đi ra ngoài lúc cả hai vừa ra khỏi công ty thì đúng lúc ở bên trong trương tân cùng với thư ký riêng bước xuống cầu thang và dĩ nhiên anh chàng đã kịp trông thấy đỗ như với dáng vẻ kỳ lạ cùng với một người đàn ông đi về phía chiếc xe hơi rất nhanh anh nhận ra đó chính là người đàn ông mình đã gặp vào chiều hôm qua về đến nhà, Tuân Duy tức tốc đưa Đỗ Như lên phòng nghỉ ngơi. Uống thuốc xong rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cái cảm giác đã dễ chịu hơn. Thấy anh đứng cạnh giường, sắc mặt hơi tái đi vì lo lắng. Chú cứ yên tâm đi, tôi ngủ một giấc. Ngày mai tôi khỏe ngay mà. Chú về phòng đi, nhớ phải ăn uống đấy. Tôi biết rồi, tôi muốn chờ cô ngủ xong, sau đó tôi mới đi. Đỗ Như vừa mỉm cười, vừa nén tiếng thở dài. Chán cái ông chú này thật. Mới ba mươi tuổi thôi, mà chuyện gì cũng lo lắng thái quá. Nhưng vốn biết rõ tính anh cố chấp, chẳng kém mình. Nên cô cứ để anh đứng đó nhìn mình, dần chìm vào giấc ngủ. Và bản thân cũng nhận ra rằng, cô cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở đây. Đỗ Như vẻ như đã ngủ rồi. Tôn Duy mới cúi xuống kéo chăn qua ngực cho cô để giữ ấm. Rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Lặng lẽ nhìn cô thêm chốc lát, anh mới tắt đèn và rời phòng. Nghĩ mình sẽ đi tắm cho mát mẻ, sau đó mới dùng bữa tối. Anh vừa gãi đầu thờ dài thường thượt, đi về phía phòng tắm. Tắm xong anh bước ra cùng với cái khăn vắt trên đầu. Nước từ những sợi tóc, tòng tòng rơi xuống vai áo. Còn chưa kịp lau khô thì anh ngạc nhiên, khi cô hầu đang đứng trước cửa phòng đỗ như và gõ cửa liên tục lập tức bước đến anh hỏi có chuyện gì thế để cho cô ấy nghỉ ngơi nhưng anh duy à có một vị khách muốn gặp cô chủ khách ư ừ, là ai cô cứ nói họ rằng ngày mai đến bây giờ cô ấy vừa mới ngủ được một tí thôi cô hầu toàn trả lời thêm thì đúng lúc một chất giọng nam khá trầm cất lên ngay phía sau lưng của cô đứng ngay vị trí cầu thang đang bước lên là tôi trương tân cả hai cùng quay qua vừa lúc trương tân đã đặt chân lên hành lang đồng thời bỏ hai tay vào túi quần đứng thẳng người và hướng ánh mắt nghiêm túc vào tôn duy người đàn ông chẳng rõ lý do gì lại có mặt tại nhà của họ đỗ ngay lúc này về phía tôn duy sự xuất hiện đột ngột của anh chàng họ trương lại khiến cho anh thoáng bất động bởi vì quá bất ngờ phải giải thích làm sao đây anh đang đứng trước phòng của đỗ như lại còn mặc mỗi chiếc áo thun với quần đùi đen dù có nói dối thế nào cũng vô ích vốn dĩ chưa phải lúc cho trường tần biết về mối quan hệ của hai người bình thường là người ứng phó nhanh nhạy ấy vậy mà lúc này tôn duy chỉ biết đào mắt khó xử hai tay cứ nắm chặt lấy khăn tắm đang còn vắt vẻo trên vai. Thêm một lần nữa, sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Đó là cửa phòng mở, đỗ như xuất hiện. Vẻ như cô vừa bị đánh thức bởi vô số âm thanh ồn ào ở phía bên ngoài. Dù là người cuối cùng có mặt, nhưng cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn qua Trương Tân rồi đến Tôn Duy. Hai người đàn ông chả nói gì mà cô vẫn hiểu sự tình. Sao anh lại đến nhà em? thở mạnh một tiếng trường tân rời mắt khỏi tôn duy và nhìn qua cô gái bạn nãy anh thấy em rời khỏi công ty với dáng vẻ không được khỏe cho lắm lo lắng em ngã bệnh nên anh đã đến đây xem tình hình thế nào do em làm việc căng thẳng thôi nên em mệt em vừa uống thuốc và muốn ngủ một giấc anh đừng lo ngày mai em khỏe lại ngay ấy mà Dĩ nhiên là Trương Tân rất muốn hỏi về sự có mặt kỳ lạ của Tôn Duy. Thế nhưng sau cùng lại thôi. Phần vì thấy sắc mặt của Đỗ Như hơi kém. Chưa kể, vì anh đến đây đột ngột nên phá hỏng giấc ngủ của cô. Và phần vì hiểu bây giờ không phải là lúc để tra hỏi về cái vấn đề. Nên anh gật đầu mỉm cười rồi nói. Vậy em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cô mỉm cười đáp lại rồi dặn dò cô hầu tiễn Trương Tân đi. Thấy cô hầu đưa tay mời, Trương Tân mới chậm rãi quay bước, dù đôi chân của anh vẫn còn muốn khựng lại. Dọi theo bóng dáng vị khách bất ngờ ấy, khuất dần sau lối cầu thang. Tôn Duy bây giờ mới thở phào một tiếng, mới tắm xong mà chán của anh đã lấm tấm mồ hôi. Chú yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ với anh ấy về chuyện chú ở nhà tôi một thời gian. Tuân Duy còn chưa kịp chấn tĩnh Lúc xoay qua đã thấy cánh cửa đóng lại Có lẽ Đỗ Như đã quá mệt Và chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc Tần gần vài giây Tuân Duy cũng lầm lũi đi về phòng của mình Thấy chẳng còn tâm trạng gì để ăn tối nữa Đêm nay khéo lại tràn trọc Không ngủ được cho mà xem Sáng hôm sau bước vào công ty Đỗ Như đã đến phòng chế tạo sản phẩm đầu tiên cô sẽ đề xuất cũng như yêu cầu trường phòng phải nghiên cứu, chuẩn bị cho kế hoạch tạo ra sản phẩm mới. Hiển nhiên, đấy là ý tưởng của Tôn Duy về một loại mỹ phẩm dành cho những người phụ nữ trung niên. Họ bàn bạc về tiêu chí, thành phần cũng như giá cả cho sản phẩm, chủ yếu sẽ hướng đến thành phần nội trợ hoặc những người phụ nữ có thu nhập thấp trong xã hội. Đề xuất này quả thật là không tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của giám đốc. Gật đầu hài lòng với trường phòng chế tạo sản phẩm xong, cô quay qua trường phòng sản xuất, hỏi về việc điều tra vấn đề có chất viêm da trong sản phẩm marker vừa rồi. Vị trường phòng ngoài 40 tuổi, đầy nhẹ cặp kính cận, trầm ngâm nói đã tìm ra nhóm kiểm tra chất lượng sản phẩm lần đó. Đúng như giám đốc suy đoán, nhóm người này có cái gì đấy không ổn. Vì sau khi Marker vừa ra lô hàng đầu tiên thì họ đều đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc ư? Lý do là gì? Người thì bảo công việc không phù hợp, người thì nói rằng gia đình có việc. Tóm lại thì gồm 5 người xin nghỉ cùng một lúc, chắc chắn là liên quan đến chuyện trong cái sản phẩm này, tự dưng có chất viêm da. Độ như trầm ngâm vài phút rồi yêu cầu trưởng phòng tìm lại những thông tin cá nhân của 5 người này nhất định phải truy ra hiện giờ họ đang ở đâu trường tần đang ngồi ở phòng khách công ty vì muốn gặp đỗ như để hỏi về kế hoạch làm việc trong tháng tới của hoàng hiệp và ngoài vấn đề công chuyện ra anh còn có chuyện riêng tư chính là cái việc mà suốt đêm qua khiến cho anh cứ băn khoăn hôm nay vừa mới vào công ty anh đã vô tình gặp tôn duy trước cửa thang máy có vẻ như anh chàng đó cũng thấy anh và đã cúi chào mối quan hệ không quen biết hiện nay khiến cho trương tân chẳng thể hỏi chuyện tôn duy được chưa kể sẽ khiến những nhân viên khác đứng gần đó để ý thì sẽ không hay nên sau cùng anh đành mang những khúc mắc ở trong lòng mà ngồi trong phòng để chờ đỗ như tiếng chào của cô thư ký giúp cho trương tân thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu liền ngước mặt lên nhìn đỗ như đang tiến về phía của mình cô hỏi anh vài câu cả hai cùng đến phòng họp Dự định sẽ họp bàn rõ ràng về những chiến lược sắp tới của Hoàng Hiệp. Trường Tần cũng rất tiện. Trên đường đi anh có thể hỏi riêng Đỗ Như về những điều mà bản thân đang rất bận tâm. Bước song song cùng với Trường Tần trên dãy hành lang vắng vẻ. Cô khẽ đưa mắt nhìn cô thư ký riêng đang đi cách xa một đoạn khá xa. Bây giờ mới lên tiếng nói luôn vì biết rõ cuối cùng anh sẽ hỏi mình. Có phải anh đang muốn biết về mối quan hệ giữa em và tôn duy không em không ngần ngại nếu như cho anh câu trả lời chứ tôn duy là nhân viên kế toán của công ty vài tháng trước em và chú ấy xảy ra vài chuyện sau cùng trở thành bạn của nhau thời gian qua chú ấy giúp em rất nhiều tôn duy sắp ly dị vợ căn nhà hiện tại chú ấy để cho vợ sống vì vậy em ngỏ lời Mời chú ấy về tạm nhà mình một thời gian. Anh nghĩ rằng anh ta không già đến mức để em gọi bằng chú đâu. Sự khó hiểu từ Trương Tân khiến cho Đỗ Như chợt nhớ đến biểu hiện cay cú khó chịu của Tôn Duy khi lần đầu hai người gặp gỡ và cả lúc nghe cô gọi mình bằng chú. Nó khiến cho cô buồn cười. Về gọi cũng thành quen. Chú ấy hơn 30, do lúc đầu em thích gọi như vậy thôi bây giờ sửa không được nữa trường tần quan sát nét mặt vui vẻ cùng với nụ cười ý nhị trên môi của cô bạn bè ư biểu hiện khác lạ của cô gái này khiến anh không tin rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè chưa kể anh dễ dàng nhận thấy thái độ quan tâm kín đáo từ tôn duy dành cho cô im lặng vài phút anh lại tiếp tục cho dù thế nào đi chăng nữa anh thấy cũng không nên để một người đàn ông ở cùng một nhà với em những chuyện dễ mang lại rắc rối thì tốt nhất ý em nên tránh đỗ như phì cười trước cái dáng vẻ lo lắng đó cô là người hiểu rõ nhất rằng sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra cô hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì nhưng nếu anh mà biết được cô với tôn duy đã từng ngủ với nhau chắc hẳn anh sốc lắm em biết rồi em sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì nhưng anh chẳng thể yên tâm được đỗ như phả ra một luồng khí nhẹ hỏi bạn trai cũ muốn mình phải làm gì thì mới yên tâm đây đối diện trương tân đảo mắt bởi trước đó đã nghĩ ra một đối sách rồi chỉ là anh còn chút phân vân liệu như vậy có mặt dày hay không nhưng giữa một bên là việc để mặc đỗ như và tôn duy ở chung một nhà một bên là lòng tự tôn chẳng mấy cần thiết thì anh không muốn suy nghĩ nhiều anh có một ý kiến thế này chẳng rõ đấy là gì mà đối diện đỗ như nghiêng đầu trước mắt sau đó nhìn anh chiều nay tan việc như mọi ngày tuân duy rời khỏi công ty và lái xe về nhà họ đỗ trên đường đi anh liên tục nghĩ đến chuyện tối hôm qua trương tân đã phát hiện mình đang sống chung nhà với cô rồi cả sáng nay khi mà hai người gặp nhau ở thang máy. Anh nhận ra gương mặt của Trương Tân mang vẻ trầm tư. Chắc là anh ta muốn hỏi về vấn đề nào đó. Tôn Duy mới vỗ nhẹ vào vô lăng. Tiếng thở dài cũng đi theo. Tự nhủ, liệu có nên xa nhà thằng bạn đồng nghiệp độc thân ở nhờ vài tháng không nhỉ? Tuần Duy bắt gặp xe hơi của Đỗ Như ở trong sân vườn. Liền nghĩ tại sao hôm nay cô lại về sớm như vậy. Anh liền xuống xe, nhanh chóng bước vội vào nhà nhưng niềm vui trên mặt lập tức biến mất vì trong phòng khách ngoài đỗ như anh còn thấy có trương tân nữa hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ với nhau và nó ngừng lại khi họ cùng thấy tôn duy xuất hiện ban đầu có chút bối rối nhưng rồi anh chàng lấy lại dáng vẻ bình thường đến chỗ hai người kia mỉm cười thay cho lời chào chú về đúng lúc lắm tôi có chuyện này muốn nói với chú trong suốt quá trình kéo ghế ra và ngồi xuống tôn duy để ý ánh mắt dò xét tế nhị từ phía trương tân bản thân bắt đầu nghĩ chuyện này chắc hẳn không đơn giản chờ tôn duy yên vị xong đỗ như mới nói một cách chậm rãi tình hình là tôi giải thích với trương tân về quan hệ của chúng ta rồi chỉ đơn giản là bạn bè cũng như lý do mà chú ở nhà tôi nhưng mà anh ấy có chút lo lắng nên đã hỏi ý của tôi rằng Liệu anh ấy có thể đến đây Sống cùng với chúng ta Trong khoảng thời gian Anh ấy ở Việt Nam hay không Chú thấy ý kiến thế này Có được không Sự thật thì Tôn Duy đã ngồi bất động Trong chốc lát Cái nhìn cũng đầy kinh ngạc Trương Tân cũng muốn sống ở nhà họ đỗ sao Căn nhà này bây giờ Ngoài người hầu ra thì gần như là người nhà Của ba người theo một mối quan hệ phức tạp Đầu óc trống rỗng nhưng tôn duy vẫn tự nhủ phải tỏ ra bình thường bởi lần thứ hai anh lại bắt gặp tia giò xét kín đáo của chàng trai đang ngồi trước mặt anh tôi nghĩ là cô hiểu lầm ở đây rồi tôi chỉ là người ở nhờ còn cô mới là chủ nhà vì vậy cô muốn cho ai đến ở chung là quyết định của cô tôi đâu thể có ý kiến gì vậy chúng ta sẽ sống chung một nhà nên vấn đề thoải mái phải được xem xét Tôi biết chú nghĩ gì Nhưng tôi nói cho chú biết Để cho chú rõ ràng Cô đừng có để ý đến tôi Tất cả tùy theo ý của cô đây Chẳng rõ có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không Mà đỗ như cảm giác nụ cười trên môi của Tôn Duy gượng gạo Như thể anh đang có chuyện gì đấy nặng nề ở trong lòng Không muốn anh thêm khó xử Cô liền gật đầu rồi nói Thế thì được rồi có hai người đàn ông tốt bụng ở chung thế này Tôi quá yên tâm rồi Tôn Duy buồn cười Khi nghe câu nói láo lỉnh hài hước đó Tiếp theo anh thấy Trương Tân đứng dậy Đồng thời đưa tay về phía của mình Theo phép lịch sử Anh cũng đứng lên bắt tay Và đón nhận một nụ cười thân thiện của đối phương Anh Tôn Cảm ơn anh thời gian qua Đã luôn giúp đỡ Đỗ Như Từ giờ anh không cần phải quá để tâm đến cô ấy vì đã có tôi ở đây rồi. Tôn Duy không ngốc đến nỗi không nhận ra kẻ địch đang ngấm ngầm gửi đến mình một tối hậu thư, và điều đó có nghĩa rằng, Trương Tân lờ mờ nhận thấy sự không bình thường trong mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như. Tôn Duy không đáp lời, cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào ngoài việc đón lấy cái siết tay thật mạnh mẽ kia. Thời gian tới, không biết sẽ ra sao đây? Trong một căn phòng của khách sạn hạng sang Trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng Thái bá cùng với Ngọc Đang làm tình điên cuồng Kể từ sau khi Tôn Duy quyết định lê dị Cô vợ họ Phan này lại càng tự do thoải mái Ở bên cạnh người tình giàu có và cuồng nhiệt Cứ cách hai ngày Họ lại lên giường với nhau Cùng trải qua đam mê nhục dục Những đêm rực lửa nồng nàn Thân thể trần chuồng lấm tấm mồ hôi Ánh đèn ngủ soi rõ từng đường cong gợi cảm ngọc mới nhắm mắt thưởng thức những cái vút ve mạnh bạo cùng những nụ hôn ướt át trên từng ngóc ngách sâu kín cô nàng chìm trong đêm mê ái tình với âm thanh rên rỉ không ngừng khuôn ngực căng tròn cứ lắc nhẹ sau những lần nhấp nhô cùng với tình nhân gương mặt xinh đẹp đầy gợi tình hàng mi khép hờ mái tóc đen tung xõa trên giường trông cô vô cùng quyến rũ và dù rằng cảm xúc của cô nhân tình trẻ tuổi này đang lúc cao trào đồng thời dáng vẻ đẹp đẽ ấy lại không làm cho ông mấy thích thú giống như mọi lần người đàn ông dục vọng đó vẫn làm tình điên cuồng nhưng có vẻ như chỉ là theo bản năng từ sự ham muốn vì tâm trí của ông đang nghĩ về chuyện khác chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi vấn đề cứ lờn vờn trong đầu ông lại liên quan đến đỗ như và hoàng hiệp cái chuyện một tổng giám đốc Việt kiều bên Mỹ điều hành tổng công ty tầm cỡ như NIO lại chấp nhận đầu tư vốn cho công ty sắp sụp đến nơi kia. Sao không khiến cho Thái Bá kinh ngạc được cơ chứ? Lúc nghe thư ký báo lại, người đàn ông uy quyền này đã tưởng rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc rồi ông tự hỏi, tại sao lại có chuyện vô lý đến mức khó tin như vậy? Nhưng sau đó, một người quỷ quyệt như Thái Bá dễ dàng đoán ra rằng chắc chắn tay Tổng Giám đốc Trương Tân kia có một sự liên hệ đặc biệt với Đỗ Như. Cũng bởi vì thế lại càng khiến cho ông thêm giận dữ lẫn căm ghét. Trên phương diện công việc Thái Bá muốn chứng kiến cái cảnh Hoàng Hiệp bị sụp đổ có như vậy mới làm cho ông hà dạ. Lần trước bị Đỗ Như và tuôn Duy chơi một vố khiến cho ông không khỏi nuôi lòng hận thù muốn băm vằm cả hai ra thành trăm mảnh. Nhưng trên phương diện cá nhân, Thái Bá đối với Đỗ Như chưa thể từ bỏ được. Người đàn ông này luôn khao khát chiếm đoạt cái đóa tưởng vi ấy. Mặc dù không thể phủ nhận, ông cũng rất căm ghét cô. Với những kẻ mang tính chiếm hữu cao như Thái Bá, những thứ gì càng khó đạt được thì lại càng khó từ bỏ. Bật giác ông mím môi, càng làm tình cuồng bạo hơn đến nỗi Ngọc phải bấu chặt vào vai của ông. Cơn hưng phấn mau chóng biến mất, thay vào đấy là những cái đau đột ngột kéo đến. Cô thở mệt nhọc, nói đứt quãng. Nhẹ đi anh, nhẹ thôi. Thái bá cảm nhận rõ những móng tay kia đang bấu chặt vào da thịt của mình. Bây giờ mới nhìn lại Ngọc, đang nửa đêm mê, nửa rũ rượi trên giường. Chẳng rõ lý do gì, mà khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi căng mọng ấy, lại khiến cho ông khó chịu lẫn với chướng tai. Nỗi bức bối trong lòng càng tăng lên. Thay vì ngừng lại, ông lại càng làm mạnh bạo và điên cuồng, mặc cho cô người tình nhăn mặt, đang kìm nén sự đau đớn. Sau cuộc mây mưa khốc liệt, thái bá xuống giường với nét mặt lạnh tanh, đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, ông ra ngoài cùng với áo choàng tắm trên người, ngồi vào bàn, rót ra một ly rượu. Ánh mắt người đàn ông này cứ nhìn chăm chú, thứ chất lòng màu đỏ sóng sánh. Biểu hiện trở nên đăm chiêu hơn khi ông nhớ lại tấm thư mời của bên Nio gửi đến vào chiều nay. Trong thiệp ghi rõ ràng, mời giám đốc Nguyễn Thái Bá đến dự buổi tiệc rượu mừng hợp tác giữa Nio và Hoàng Hiệp. Khi ấy chả hề nề nang gì, ông đã nhào xiết tờ giấy màu bạc sang trọng đó. Có âm thanh chờ mình trên giường. Rất nhanh, Ngọc bước xuống với thân thể trần chuồng Đến bên chỗ thái bá đang ngồi Nhâm nhi ly rượu Cô nàng quàng tay qua ôm lấy cổ nhân tình Thỏ thẻ bên tai Với kiểu nũng nịu Anh đúng là Đêm nay sao lại hăng thế Làm em đau quá đi mất Em bắt đền đấy Thôi được rồi Ngày mai anh sẽ đưa em đến Dự một buổi tiệc Rất là hoành tráng Thật không? anh không được nuốt lời đấy nhá. Xem như là em tạm tha cho anh đấy Hôn Thái Bá một cái, Ngọc mới ung dung đi về phía phòng tắm, miệng khe khẽ hát. Ở đằng sau, Thái Bá nhìn theo cơ thể nuột nà ấy, khẽ nhếch miệng. Sự thật thì ban nãy lúc làm tình, trong một khoảnh khắc, ông đã tưởng tượng người đang nằm bên dưới, tung xõa mái tóc và hưng phấn kia không phải là Ngọc, mà là Đỗ Như. Nỗi khao khát trong ông ta nhiều đến mức đã tự huyễn hoặc mình. Chỉ tiếc rằng tiếng rên khó nghe của Ngọc khiến cho thái bá sực tỉnh quá sớm. Cũng bởi vậy nên ông mới làm điên cuồng, hết kiểu chút giận lên cô nàng họ phan. Thái bá đưa ly rượu lên môi uống. Khi một người đàn ông trở nên thô bạo hơn trong lúc làm tình, chứng tỏ rằng họ đang mang những suy tưởng khó đoán. Buổi tối hôm sau, ở khách sạn sang trọng 5 sao Center, buổi tiệc mừng cho sự đầu tư của tổng công ty Neo dành cho công ty Hoàng Hiệp được tổ chức. Dẫu trước đó vấn đề sản phẩm có chứa chất viêm da khiến danh tiếng bị ảnh hưởng, nhưng với bề dày lịch sử trên thương trường của Hoàng Hiệp cũng đủ để nhiều nhân vật nổi cộm đến tham dự. Chưa kể, còn cả cái bóng quá lớn từ phía Neo khiến buổi tiệc mừng này càng trở nên có đẳng cấp hơn nữa. Những món ăn đắt đỏ những chai rượu thượng hạng được bày biện khắp hội trường rộng lớn các vị khách tham dự đều ăn mặc sang trọng lịch thiệp họ đứng nói cười vui vẻ nâng ly chúc mừng rồi lại tán dương hết người này đến người kia có lẽ đối với những ai thuộc tầng lớp thấp hơn mà bước chân vào nơi này tham dự một buổi tiệc quá ư là xa hoa chắc hẳn phải cảm thấy rất lạc lõng ví dụ như tôn duy chẳng hạn bởi anh chàng đang đứng bên cạnh chiếc bàn gần góc phòng Nơi ít bị để ý nhất Ngay cả cái tay cầm ly rượu Cũng khiến cho anh cảm thấy thừa thãi Khi cứ đưa lên đưa xuống Dù hội trường rất lạnh ấy vậy mà anh cứ cảm thấy nóng được đến kỳ lạ Trên người anh đang vận áo vét đen đắt tiền Thắt nơ bướm Vốn chẳng thích những nơi này Nhưng anh vẫn có mặt ở đây Bởi vì không muốn phụ lòng của Đỗ Như Đã bỏ công sức ra lựa chọn một bộ vét mới cho anh Chú hay nhỉ Chú muốn tôi mất mặt đi à Câu nói chẳng nề nang của Đỗ Như như đập thẳng vào mặt của anh khiến anh không còn sự lựa chọn đành phải mặc nó Tuần Duy nhìn về phía Đỗ Như và Trương Tân đang nói chuyện với khách Anh thở dài một tiếng tự thấy mình dư thừa quá Rồi đúng lúc thế nào anh lại trông thấy thái bá xuất hiện ngay cửa hội trường Điều đáng nói là bên cạnh còn có Phan Ngọc. Cô vợ sắp ly dị của anh mặc một chiếc váy khoét cổ sâu để lộ nửa bộ ngực. Cả hội trường im lặng trong phút chốc. Đơn giản vì khi thấy ông trùm giới mỹ phẩm thật là uy quyền cùng với một cô nàng lạ mặt nhưng lại vô cùng quyến rũ bước vào trong. Đón chào thái bá bằng biểu hiện trang trọng nhất. Trương Tân nhanh chóng bắt tay ông cùng với lời chào hỏi chân tình dĩ nhiên là thái bá cũng đáp lễ lại bằng một nụ cười lịch thiệp và không quên giữ nguyên cái nụ cười ấy khi quay qua nhìn đỗ như thật là vinh hạnh khi giám đốc nguyễn đến tham dự buổi tiệc này dù ở bên mỹ nhưng tôi có nghe danh của ngài đừng khách sáo như thế trường tổng gửi lời mời đó là vinh hạnh của tôi quan sát nụ cười tràn hòa đến khó tin đó Đỗ Như mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cũng rất vui mừng khi giám đốc Nguyễn đến đây. Giám đốc Đỗ lại quá lời, chúng ta vốn có giao tình nhiều năm. Đỗ Như cười ý nhị, trước hai cái từ giao tình phát ra từ miệng của Thái bá, nhưng cô không nói gì thêm và tiếp tục đưa mắt sang Ngọc đang đứng bên cạnh ông ta. Thiệt nghĩ, cô nàng này cũng mặt dày thật đấy xin hỏi đây có phải là nguyễn phu nhân ngọc nghe được ba từ đó thì thích lắm kín đáo cười cười còn thái bá thì lại nói tiếp chỉ là người quen lâu năm trường tổng hiểu lầm rồi nét mặt của ngọc hậm hực thấy rõ liền rút tay ra khỏi tay của thái bá như kiểu giận dỗi tuy nhiên hành động ấy của cô chẳng khiến cho ông bận tâm ngược lại còn bảo cô rằng hãy đi ăn đi để ông bàn chuyện riêng với trương tổng ngọc nhìn sang thái bá xong liền liếc mắt sang nhìn đỗ như cô thầm nghĩ chắc lại viện cớ để được ở gần cô ta chứ gì còn đang phần vân chưa biết thế nào thì chợt ngọc thấy tôn duy đứng ở phía xa cũng đang nhìn mình thế rồi cô liền rời đi hành động đi về phía tôn duy của cô khiến cho đỗ như cứ dõi mắt nhìn theo Ngọc đã đứng ngay trước mặt của Tôn Duy, khoanh tay hỏi khinh bỉ. Sao nào, vớ được con cá vàng nên bây giờ cũng muốn làm thượng lưu à? Tôn Duy lạ là chẳng hề tức giận, anh chỉ cười khẽ, đồng thời lắc nhẹ ly rượu. Cô cũng đâu có thua kém gì, còn chưa ra tòa ly dị chồng mà đã ngênh ngang khoác tay người tình, xuất hiện ở chốn đông người thế này thai bá có quyền có tiền tôi sợ cái gì anh ấy sẽ bảo vệ tôi mà nói gì thì nói tôi biết anh ấy cũng chả trong sạch gì anh đừng tưởng tôi ngu ngốc mà tôi không nhận ra giữa anh với cô nàng kia có tình ý biết đâu anh cũng ngoại tình rồi tuân duy thấy hơi chột dạ khi nghe như vậy dẫu biết bây giờ ngọc có phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của anh và đỗ như thì cũng chẳng còn gì quan trọng thế nhưng khi bị người ta nói chúng bí mật thì ít nhiều cũng giật mình thoáng im lặng vài giây rồi anh chợt nhiên nở một nụ cười mỉa mai đáp rõ tôi và cô đều bị ổi như nhau thôi ngọc vừa mím môi vừa liếc nhìn tôn duy nhưng không quá lâu cô lại tiếp tục nói cô nàng kia vừa trẻ vừa sinh lại còn ra thế nếu là tôi tôi sẽ chọn trương tổng chẳng phải là tốt hơn anh sao nên anh ấy cứ mơ hão đi dứt lời ngọc quay ngoắt bỏ đi để lại tôn duy đứng yên lặng với ly rượu đã cạn vừa lúc đỗ như tiến lại gần trông thấy sắc mặt không tốt của anh mới lên tiếng hỏi xảy ra chuyện gì giữa hai người sao không muốn để lộ những suy nghĩ tồi tệ trong mình tôn duy mới cười gượng lắc đầu nhưng chính vì cái thái độ im lặng đó của anh lại khiến cho cô hiểu lầm rằng anh vẫn còn buồn khi nhìn thấy Ngọc xoánh gước bên thai bá. Và cũng bởi vì vậy cô thấy không vui liền rót một ly rượu để uống. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Duy không hiểu lý do gì mà đỗ như uống đến say khớt chân đứng không vững. Thấy cô cứ loạn choạng quá nên anh phải đưa tay đỡ lấy cả người của cô để cô tựa hàn vào mình Sau đó thở dài Đã bảo cô đừng có uống nhiều rồi Sức khỏe không tốt Tại sao cô uống nhiều thế này hả Chú nói nhiều thế Mới ba mươi Mà hệt như một ông già Này này cái cô này Cô phải tôn trọng người lớn chứ Trong khi anh vừa mắng vừa ôm lấy cô Thì cách đó không xa Trương Tân đứng quan sát với nét mặt không được tốt Mới ít phút trước anh bắt tay chào vị khách cuối cùng ra về Thì tình cờ lại bắt gặp cái cảnh này Đúng là bên ngoài nhìn vào Người khác còn tưởng rằng Hai người là vợ chồng Hoặc chí ít là người yêu của nhau Bởi cái cách mà Tôn Duy chẳng ngần ngại Khi quàng tay đỡ lấy đôi vai trần mảnh khảnh kia Và Đỗ Như cũng vô cùng tự nhiên Dựa vào lòng của anh Đến lúc chẳng thể để yên được nữa Trường Tần mới mau chóng bước đến Và không chút kiêng nể khi mà kéo cô rời khỏi người của tôn duy hy vọng anh tôn đừng có chạm vào đỗ như thế này sẽ không được hay đâu ban đầu là bất ngờ tiếp theo anh nhìn thằng bộ đôi mắt đang hằn rõ sự khó chịu từ đối phương khi nói ra câu nói rành rọt đấy trong lúc tôn duy và trương tân đang đối mặt nhau thì lúc đó thái bá cũng đối diện với một vấn đề gây bức bối ban nãy trong buổi tiệc, Thái Bá và Trương Tân đã có cuộc nói chuyện riêng. Dù trông cả hai rất vui vẻ, nhưng chẳng ai ngờ rằng họ đang gửi đến nhau những lời đe dọa ngầm, đặc biệt là Trương Tân. Dẫu biết rằng Nguyễn Thái Bá thuộc hàng lão làng trong giới kinh doanh mỹ phẩm, nhưng anh chàng giám đốc trẻ tuổi này chẳng ngần ngại khi nói rõ ràng. Tôi đã nghe đỗ như kể một vài chuyện về ngài và thứ lỗi tôi nói thẳng nhé cách hành xử lẫn việc làm của ngài thật không hay ho tí nào tôi vẫn tôn trọng nhưng đó là phương diện về công việc còn kể từ bây giờ tôi hy vọng rằng ngài đừng có làm những chuyện gây tổn thương cho cô ấy tôi thật không nghĩ đỗ giám đốc lại ba hoa như vậy ba hoa ư ồ không tôi lại nghĩ rằng đỗ như chỉ muốn tôi cẩn thận hơn thôi thương trường mà biết rõ đối thủ luôn giúp ta có lợi thế lòng đang giận lắm nhưng mà thái bá vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên nhếch mép nói trương tổng đây cứ gọi thẳng tên đỗ giám đốc với vẻ thân thiết như vậy sao vậy là ông không biết rồi tôi thực ra là bạn trai cũ của đỗ như đó nghe xong ba từ được nhấn mạnh kia nụ cười vờ vì trên môi của thái bá lập tức biến mất tay trường tổng này đúng là rất biết cách khiến người khác bất ngờ trước ông cũng đã phần nào nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có phần mật thiết nhưng sự thật họ là từng là người yêu của nhau quả là không thể nào nghĩ ra được ông nhớ đỗ như từng nói mình bị bạn trai bỏ rơi thì ra người đó chính là trương tân nghiến răng vì không kìm được nóng giận. Thái bá đập mạnh tay vào kính xe. Tại sao lại có nhiều kẻ muốn che chở cho cô ta như thế? Cô ta ở đây dĩ nhiên là ám chỉ đỗ như. Thái bá không ngờ rằng một người uy quyền như mình lại có ngày phải chịu khổ sở chỉ vì một cô gái trẻ mới vừa 20 tuổi. Chẳng những vậy, cô còn là một người phụ nữ mà ông muốn chiếm đoạt hơn bất cứ ai cao cao tại thượng như thế nhưng không rõ từ lúc nào người đàn ông đó lại bị xoay vần trong cái cảm xúc nửa khát khao nửa căm hận đối với cô thấy thái bá mang biểu hiện khác lạ ngọc lúc này mới nhích lại gần ôm cổ của ông anh yêu có chuyện gì mà anh khó chịu thế yên lặng đi nào chất giọng lạnh nhạt của thái bá khiến cho ngọc giận dỗi cô liền nói ngay là vì trương tổng hay là vì đỗ như cô ta có cái gì tốt chứ lạnh lùng kiêu kỳ lúc nào ấy cũng chỉ biết dựa vào đàn ông trông mặt thì xinh đẹp nhưng cứ tỏ ra ngây thơ để đàn ông người ta bao bọc biết đâu và cô ta đã lên giường với trương tổng rồi chẳng ngờ được câu nói vô tội vạ ấy đã làm cho ngọn lửa giận dữ trong lòng của thai bá thêm bùng phát Hẳn vì ông đang nghĩ đến cảnh Đỗ Như đang làm tình với Trương Tân Một gã đàn ông khác Chứ không phải là mình Khiến cho bản thân của ông không thể nào chịu đựng được Bởi vì vậy Thái bá mất tự chủ Mà quay qua bóp chặt lấy miệng của Ngọc Đồng thời ép cô nàng Sát vào thành ghế Hành động mạnh bạo bất ngờ từ nhân tình Khiến cho Ngọc sửng sốt Cô chỉ biết u ớ trong cổ họng Chiếu cái nhìn lạnh băng lẫn sắc lẹm vào mặt của cô. Ông ta gằn giọng rồi nói: Tốt nhất là hãy im cái mồm lại. Đàn bá thì nên biết thân biết phận, hiểu không? Ngọc cố gắng gật đầu trước cái việc bị bàn tay gọng kìm kia đang giữ chặt miệng. Ánh mắt hiệt lên, nỗi sợ sệt. Đối diện, thái bá trong cảnh Ngọc đang run rẩy thì cơn giận mới dịu lại cùng lúc tia nhìn quét xuống cổ áo khoét sâu để lộ chiếc cổ trắng muốt cùng với bộ ngực phập phồng của cô nàng ông cười khỉnh, ông cúi mặt hồn ngấu nghiến lên khe ngực sâu hám đó và cuộc làm tình lại cuồng nhiệt bắt đầu trở lại cái cảnh đối mặt giữa tôn duy và trương tân đã mấy phút trôi qua mà hai người đàn ông này chưa thay đổi tư thế cùng với đôi mắt hướng thẳng vào nhau nghĩ không thể nào tiếp tục như hiện tại nên tôn duy mới từ tốn lên tiếng tôi thấy cô ấy say quá tôi chỉ muốn đỡ cô ấy thôi vậy thì tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh nhưng chẳng phải tôi từng nói rồi kể từ bây giờ tôi là người chăm sóc cho cô ấy hy vọng lần sau anh sẽ kiềm chế hơn nói xong không cần biết phản ứng của đối phương như thế nào trường tần mới dìu đỗ như vào trong thang máy còn lại một mình tôn duy nửa buồn cười nửa khó chịu thật là tại sao thanh niên bây giờ lại không biết tôn trọng người lớn tuổi như vậy cái gì mà thay mặt đỗ như cảm ơn anh lại còn hy vọng rằng anh kiềm chế thì ra cái việc anh giúp đỡ một cô gái đang say rượu là tội ác tày đình ư tay trường tần đó có phải ý mình là tổng giám đốc nên lên mặt với anh không tôn duy tháo lòng cả vạt ra cho dễ thờ cảm thấy bức bối trong người dù máy lạnh thổi vù vù anh không thích cái kiểu bảo vệ thái quá của trương tân dành cho đỗ như bạn trai cũ thì sao nào đã gọi là cũ rồi thì nó có nghĩa gì mối quan hệ lúc trước chỉ là quá khứ thôi thế mà anh ta làm như thế mình là chồng của đỗ như vậy có vẻ như buổi tối ngày hôm nay không riêng gì thái bá mà ngay cả tôn duy lẫn trương tân đều nhận ra rằng đối thủ mới của bản thân là những người xung quanh mình hôm sau đến công ty đỗ như thấy đầu cô còn đau ê ẩm tối qua cô uống khá nhiều rồi sau đó cô chẳng nhớ gì nữa chỉ có cảm giác mình đã bị ai đó kéo qua kéo lại giá mà cô chứng kiến cái cảnh vì mình mà hai người đàn ông đã đối đầu không khoan nhượng thì chắc chắn rằng cô biết bản thân của mình trở nên có giá thế nào đang suy nghĩ Thì cô chợt nghe tiếng của Trương Tân Ngay bên cạnh Đỗ Như Em làm cái gì mà thừa người ra thế À anh đây à Chỉ là em đang nghĩ linh tinh Vài thứ ấy mà Chắc là em đang lo về sản phẩm mới của công ty à Nhắc đến sản phẩm mới Cô mới nhớ đến vấn đề mình đang lo lắng Nói về ý tưởng Là dành cho những người phụ nữ trung niên Và tầng lớp bình dân thì không có gì phải bàn luận vì nó khá hay. Về khâu sản xuất thì cũng chẳng có gì lo ngại. Nhưng điều đáng lưu tâm chính là làm cách nào để bán được sản phẩm mới này. Sau vụ tai tiếng về marker, uy tín của Hoàng Hiệp phần nào giảm sút trong mắt người tiêu dùng. Dẫu rằng sau đó, công ty đã bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân bị dị ứng và thuyết phục họ không đưa đơn kiện. Thế nhưng thành danh vẫn không được như xưa nữa. Và điều ấy ảnh hưởng đến chuyện tung sản phẩm mới Còn ai dám mua mỹ phẩm của Hoàng Hiệp Sau cái sự cố như vậy đây Em chỉ đang nghĩ cách Để sản phẩm mới Có thể bán được ra thị trường Tiếng thở dài của Đỗ Như nghe thật nặng nề Trường Tân bên cạnh thì gật đầu Cũng là dân kinh doanh mỹ phẩm Nên hiển nhiên những lo lắng trong lòng của cô Anh đều biết và hiểu rõ nhất Nhưng không sao Anh cũng có cách của anh Nói gì thì nói Để có thể ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc Rồi điều hành một công ty tầm cỡ như Neo Khi tuổi còn trẻ như thế này Tất nhiên là anh không phải là dạng tầm thường Những tình huống nằm trong tầm kiểu soát Thì anh luôn tìm ra đối sách của mình Em đừng lo Anh cũng suy tính đến chuyện này rồi Khi nào sản phẩm mới sản xuất xong Em cứ đưa sang Neo Để làm gì? Hiện tại uy tín của Hoàng Hiệp đã giảm sút nên khó lòng mà bán được sản phẩm mới chúng ta sẽ dùng kế sách gọi là tiền tràm hậu tấu có nghĩa là tung sản phẩm ra trước tuy nhiên sẽ giữ bí mật về tên của công ty sản xuất để cho khách hàng sử dụng thử đi đến khi mà đạt được kết quả thì nhất định lúc đó chúng ta mới công khai tên là mỹ phẩm của hoàng hiệp nếu nó được bán dưới danh nghĩa của nio có thể lôi kéo một lượng khách đông đảo đấy Đỗ Như hơi bất ngờ trước chủ ý này. Đúng là với tình hình hiện tại, kế hoạch này có phần khả thi nhất. Nếu biết là Hoàng Hiệp, khéo chả có người mua. Nhưng nếu để khách hàng dùng thử, sau đó đánh giá trên sự công bằng, thì sẽ có lợi cho Hoàng Hiệp. Một khi đã không bị yếu tố chủ quan đánh vào tâm lý, thì người ta sẽ có cái nhìn công bằng và đúng đắn hơn. Nhưng việc Neo chấp nhận, thay danh nghĩa Hoàng Hiệp bán sản phẩm này, thì có phần rủi ro. Lỡ như kết quả không như ý muốn, có thể ni ô cũng bị vạ lây thì sao ạ? Không sao đâu, chỉ cần sản phẩm mới đạt chất lượng thì anh tin kết quả sẽ không tệ. Trước sự kiên quyết đó, Lỗ Như không thể nói gì thêm ngoài việc gật đầu cùng với Trương Tân. Trong lúc Đỗ Như và Trương Tân suy tính cho chiến lược về sản phẩm mới, thì lúc này Tôn Duy lại đang là một việc vô cùng quan trọng. Hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, luật sư chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì hôm nay, vợ chồng anh và Ngọc chính thức ký đơn ly hôn. Thời gian tòa án tiến hành giải quyết sẽ kéo dài khoảng vài tháng. Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, Tôn Duy mới thở mạnh ra một cái. Đúng lúc này, lại nghe giọng nói của Ngọc cất lên đầy nhẹ nhõm. Tuy còn chờ thời gian giải quyết Nhưng chắc chắn tòa Sẽ chấp nhận thôi Vậy thì xem như chúng ta kết thúc Đường ai nấy đi rồi nhá Xem ra Cô chờ cái thời khắc này Đã lâu rồi nhỉ Đúng Kể từ lúc quen Thái bá Tôi đã luôn muốn ly hôn với anh rồi Thật ra tôi biết tôi và anh ấy, Hai chúng ta chả có ai hạnh phúc cả Thôi thì chia tay Để bớt giày vò nhau cũng như là giúp cho đối phương tìm thấy một cuộc sống mới. Nhoèn miệng cười, Ngọc Ung Dung bỏ đi trước, còn lại một mình anh. Tuần Duy ngước nhìn ánh mặt trời chói lòa. Đúng là cái cảm giác từ bây giờ có thể tự do không phải bị xiềng xích vì một cuộc hôn nhân vô nghĩa, quả đúng là rất thoải mái. Tuần Duy có nghe các đồng nghiệp bàn luận về sản phẩm mới sắp được tung ra của Hoàng Hiệp. Bản thân của anh cũng nôn nao và rất thất thỏm. Nghĩ, chắc là Đỗ Như cũng đang trong tâm trạng như vậy, nên anh muốn gặp cô để nói vài lời động viên. Nhưng cái khung cảnh trước mắt khiến cho anh phải ngừng ngay cái việc này lại. Cô và Trương Tân đang đứng nói chuyện ngoài hành lang phòng họp. Anh tự hỏi, sao hai người này, họ có nhiều chuyện để nói với nhau như thế? Bất thình lình, Trương Tân ôm lấy Đỗ Như khiến cho tôn duy đang âm thầm quan sát cũng không khỏi ngỡ ngàng chẳng rõ họ đang làm cái quái gì anh liền bước lại gần đứng núp phía sau bức tường để nghe cho rõ hơn đỗ như này anh suy nghĩ kỹ rồi em trở thành bạn gái của anh như ngày xưa được không là anh sai khi rời xa em sau đó anh mới hiểu rằng anh không thể nào sống thiếu em được ê khoan trương tân đây là công ty mà Cô muốn đẩy anh chàng ra Tuy nhiên phản kháng lại có chút gì đó yếu mềm Trông thế Trương Tân lại càng ôm chặt hơn Quyết liệt hơn Đỗ Như à Anh sẽ bù đắp tình cảm cho em Và giúp em vượt qua cái giai đoạn khó khăn này Trong khi hai người mài chìm đắm trong cái ôm kia Thì ở đây Tôn Duy đứng bất động nhìn chăm chú lồng ngực của anh dâng lên cái thứ cảm xúc vừa khó chịu Lại vừa nặng nề Hóa ra là Trương Tân Vẫn còn tình cảm với Đỗ Như Và biết đâu cô cũng như vậy Trước cây cảnh Cô không nỡ đẩy anh ta ra Cũng giúp người ta hiểu rõ Tình cảm thì bảo Tôn Duy hãy đến đó Đẩy cái chàng giám đốc kia ra Nhưng lý trí thì lại nghĩ khác Biết đâu cô về lại bên Trương Tân Lại là một điều tốt cho cô Bởi vì sự thật rằng Người duy nhất giúp được cô lúc này chỉ có anh ta. Tôn Duy lặng lặng quay bước, rời khỏi với một tâm trạng bức bối đến khó tả. Chính vì nỗi buồn chịu nặng đó, mà chiều tan việc, Tôn Duy bất ngờ đề xuất với đám bạn đồng nghiệp, hãy đi uống một chầu cho xả láng. Buổi tối ở nhà họ đỗ, đỗ như ngủ một mình trong phòng khách vắng vẻ, trong đầu đang nhớ về nhiều chuyện. Nào là sản phẩm mới sắp tung ra thị trường, chiến lược trong thời gian tới của hoàng hiệp tiếp theo là lời bày tỏ tình cảm của trương tân bản thân chẳng biết làm sao cho tốt rõ ràng cô hiểu rằng trái tim của mình thuộc về ai nhưng có vẻ như người đó không có tình cảm gì với cô còn trương tân thì có vẻ rất thật lòng và muốn hàn gắn mối quan hệ tuy nhiên từ lâu rồi cô không còn yêu anh nữa cô thở dài một tiếng thật khiến người ta đau đầu Cô ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Tại sao bây giờ Tôn Duy vẫn chưa về nhà? Và vì chờ ông chú đó mà cô không ngủ được. Trường Tân thì tối nay không về nhà nên bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô. Đúng lúc này thì cô nghe âm thanh mở cửa kèm theo chất giọng say lèm bèm. Cô đứng dậy xoay qua thì bắt gặp bộ dạng say khướt của Tôn Duy. Hóa ra là anh chàng này vừa mới đi nhậu về. Anh bước lào đảo khiến cho cô khá khổ sở khi dìu anh ngồi xuống. Uống cái gì mà lắm thế chẳng biết nữa. Cô chán trường, sau đó đi lấy khăn nhúng nước ấm để lau mặt cho anh tỉnh táo. Nhưng vì anh đã quá say, chả biết trời trăng mây nước là gì. Cứ liên tục xoay qua xoay lại trên ghế. Cô thật muốn đấm cho anh một phát. Chậm rãi dùng khăn lau trên gương mặt đỏ bừng kia. Cảm nhận có thứ gì đó vừa ấm, vừa mát áp lên da mặt của mình anh thoáng sực tỉnh đôi mắt mơ màng mở ra vừa nhìn thấy đỗ như đang cặm cụi lau tay cho mình mùi thơm dịu nhẹ từ người cô tỏa ra khiến cho anh chàng trượt tỉnh táo hơn nữa quan sát gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và chứa nhiều suy tư bất giác lòng của anh xuất hiện thứ cảm xúc không thể kìm nén anh muốn ôm cô giữ chặt cô để không ai có thể cướp cô đi dù đó là trương tân cái cảnh chàng tổng giám đốc ôm đỗ Như sáng nay lại ùa về, chiếm ngự hết tâm trí của anh, khiến cơn ghen bắt đầu bộc phát. Khó chịu lắm, khó chịu đến mức anh không tả được và đột nhiên anh đã cầm lấy tay của cô. "Này, chú làm gì đấy? Để tôi lau người cho. Buông tay tôi ra." Đỗ Như ở bên tôi. "Đừng đi đâu hết. Em là của tôi." Dứt lời anh kéo mạnh cô, ngã xuống ghế sofa. Hai tay bị nắm chặt, cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu mà đầy da giết Cô chưa kịp lên tiếng, thì bất ngờ lẫn dữ dội, đôi môi kia đã úp lên môi của cô. men rượu cùng với cảm giác chiếm hữu bộc phát, khiến cho anh hôn cô như phát cuồng. Môi anh không ngừng mút lấy mút để môi của cô và hôn liên tục, hệt muốn mút chừng lấy nó, bị một cơ thể to lớn phủ chụp lên, lại trong cái tình trạng bị giữ hai tay, rồi còn bị cưỡng hôn, khiến cho cô choáng cả đầu óc. Miệng thở hồn hền, cố hút lấy không khí trước cái sự tấn công dữ dội từ đối phương. Một tay giữ chặt cô, tay còn lại bắt đầu sờ xuống thân thể mảnh mai trong bộ áo ngủ bằng vải lụa. Tôn Duy thấy trong người trở nên nóng hơn, mùi thơm lẫn sự mềm mại của da thịt qua lớp vải mỏng đó khiến cho anh hưng phấn dù là trong cơn say nhưng lý trí vẫn còn anh hiểu mình khao khát người con gái này không phải gì là đam mê xác thịt mà còn là bởi vì tình yêu bây giờ mới rời khỏi đôi môi của cô anh kéo nụ hôn gấp gáp kia lướt xuống chiếc cổ trắng mút ngấu nghiến chẳng rời đỗ như sau khi lấy lại được hơi thở liền nhận ra rằng hành động mơn trớn đó cái quái gì thế này đang ở trong phòng khách Họ sẽ bị người làm phát hiện. Đến khi cái môi tham lam kia đặt lên ngực của mình, thì cô lập tức giật tay lại, dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà anh cứ ôm siết lấy ngực của cô. Tiếp theo là hôn nhẹ lên vành tay của cô, gọi tên cô liên tục. Tiếng gọi do hàm muốn ấy khiến cho cô không chịu được. Lập tức dùng biện pháp mạnh, tát vào mặt của anh. Kết quả là nó vô cùng hữu hiệu. Anh bất dậy khi bất ngờ lạnh cái cô đánh như trời giáng. Có vẻ như anh bừng tỉnh sau một cơn cuồng loạn, không tự chủ được. Tay sở lên má rát buốt, anh nhìn lại cô đang ngồi trên ghế sofa, tay đang ép chặt cổ áo, đồng thời hướng đôi mắt giận dữ vào anh. Như hiểu được bản thân của mình vừa hành động sai trái, anh e ngại lên tiếng. Tôi, tôi, tôi có hơi thiếu kiềm chế. Mau chóng đứng dậy, cô cất giọng rành rọt tôi đối với chú ngoài tình dục thể xác thì không có gì nữa sao không nghe tôi nói đúng là ban nãy tôi không tự chủ được nên tôi đã muốn cùng với cô nhưng đó không phải là ham muốn nhất thời tôi đối với cô không chỉ có tình dục mà còn có thứ khác nữa thứ khác ư ừ, đó là cái gì bắt gặp đôi mắt linh động kiên quyết kia nhìn thẳng vào mình tôn duy thoáng khựng lại vài phút anh từng không hiểu vì sao đối với đỗ như lại trở nên khác đi có một thứ tình cảm nào đó cứ nhen nhóm thôi thúc anh ngày qua ngày đau đớn vui vẻ ham muốn chiếm hữu và cả sự ghen tuông khó chịu tuy nhiên ngay vào thời khắc này anh hiểu rõ cảm xúc này là gì và anh không muốn trốn tránh nữa anh không muốn đánh mất cô gái đang đứng trước mặt mình thứ đó là tình yêu chú vừa nói cái gì là tình yêu đỗ như à anh yêu em cuối cùng anh phải nói ra được ba từ quan trọng đó phải ngay lúc này anh đang đối diện với chính bản thân mình với sự nhận thức rõ ràng nhất đỗ như đứng bất động khá lâu Cảm giác mơ hồ lắm Tôn Duy nói rằng anh yêu cô ư Sau tất cả mọi chuyện Người đàn ông cô yêu Cũng đã nói yêu cô rồi Thế nhưng sao cô không thấy vui thế này Rõ ràng là cô đợi Tôn Duy Bày tỏ tình cảm này đã lâu Ấy vậy mà ngay lúc này Khi nghe anh bột miệng ra câu anh yêu em Lại thấy chưa đủ Bây giờ chú đang say Tinh thần không tỉnh táo Có chuyện gì để ngày mai chúng ta nói chuyện. Cô rút tay ra, hờ hững quay lưng đi. Còn tôn duy thì có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Anh những tưởng câu tỏ tình này là điều mà cô đang mong muốn, thế ra nó không phải ư? Cô vẫn không tin tình cảm của anh sao? Hay là do lòng còn vướng bận một người khác mà không thể nào chấp nhận anh? Lúc cô bước chân lên những bậc thang, thì thỉnh lình phía sau. Tiếng của Tuân Duy vàng khẽ. Nếu đã thấy khó xử như thế, chúng ta đừng nên tiếp tục ở chung nhà nữa. Thời gian tới, tôi sẽ dọn đến sống cùng với một người đồng nghiệp. Thoáng im lặng, sau đó Đỗ Như trả lời ngắn gọn. Tùy chú. Tiếp tục trở về phòng, còn lại một mình trong căn phòng trống vắng với ánh sáng mờ ảo. Tuân Duy nhắm mắt, đồng thời cúi mái đầu lặng lẽ. Có lẽ nào mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như không còn có thể hàn gắn được nữa. Cuối cùng sản phẩm mới của Hoàng Hiệp cũng đã hoàn thành và chuẩn bị tung ra thị trường. Loại mỹ phẩm làm đẹp da dành cho phụ nữ tuổi trung niên mang cái tên Spring Candle, nghĩa là cây trường xuân, với các thành phần thảo dược chất lượng được kiểm duyệt gắt gao hơn trước. Cùng với ý nghĩa rằng, giữ gìn tuổi xuân cho phụ nữ lớn tuổi, giúp cho họ nắm lấy tình yêu cũng như hạnh phúc hôn nhân của mình. Sản phẩm lần này đã kiểm tra rất kỹ rồi, nên sẽ không có sự cố gì. độ Như nói với Trương Tân, ánh mắt của cô chắc chắn khi đưa ra một lời đảm bảo như vậy. Được rồi, anh sẽ cho nhập hàng Quan Yêu và chuẩn bị bán lô hàng đầu tiên. Cô gật đầu mỉm cười với Trương Tân Lòng tràn đầy hy vọng Sản phẩm này tốt lắm Sử dụng một tuần Thấy có cải thiện ngay Giá cả lại vừa phải Đúng là Nio nhỉ Bán mặt hàng nào cũng thấy chất lượng Ừ đúng rồi đấy Tôi thấy ý tưởng này khá hay Đúng là thứ mà phụ nữ trung niên đang cần Đó là vài lời nhận xét Trong số mấy ngàn review về sản phẩm mới Sau hơn nửa tháng bán ra Mỹ phẩm trẻ mãi không già này nhận được kha khá những lời khen tích cực, giúp cho việc bán hàng diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng những vậy, Spring Candle còn leo lên top 5 những sản phẩm bán chạy nhất trên danh sách. Quả thật là một khởi đầu thuận lợi. Đấy là những gì mà cô nghĩ khi mà xem tỉ mỉ tất cả nhận xét từ khách hàng. Giờ cũng có thể thở phào một chút. Suốt hai tuần qua cô có nơm nớp lo âu Thậm chí tối cô còn không ngủ được Anh đã nói rồi mà Mọi chuyện sẽ tốt thôi Trường Tần đặt tay lên vai của cô Xiết nhẹ và động viên cô Thật sự là cảm ơn anh Em vui lắm Nghe Đỗ Như nói như vậy trương Tân nén tiếng thở dài Thấy cô đối với mình Cứ khách sáo làm sao ấy Anh vẫn còn đang chờ câu trả lời của cô Về việc lần trước Lúc anh yêu cầu rằng cả hai hãy trở lại để làm người yêu của nhau. Điều khiến cho Trương Tân lấy làm lạ chính là sự rời đi của Tôn Duy. Cũng đúng nửa tháng trước, anh chàng 30 đó đột nhiên nói rằng sẽ dọn đến sống cùng với đồng nghiệp. Khi đó Trương Tân để ý, vẻ mặt của Đỗ Như lẫn Tôn Duy đều có chút khác lạ. Có phải đêm trước đó đã xảy ra chuyện gì giữa họ không? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cắt ngang suy nghĩ của Trương Tân. Anh quay qua thấy Đỗ Như đang bắt máy. Có vẻ như là nói chuyện với một đối tác nào đó. Tiếp theo, cô bịt một ống nghe rồi nói với anh. Anh ơi, anh copy tài liệu dịch vụ 921 vào USB hộ em nhé. Đỗ Như đưa USB cho Trương Tân, sau đó tiếp tục nói chuyện. Anh chàng tổng giám đốc này cắm USB vào laptop đưa mắt qua các folder để tìm dịch vụ 921, để rồi bất chợt dừng lại ở một tên folder mang tên Bản hợp đồng ngoại tình. Nhíu mày khó hiểu. Tên hợp đồng này lần đầu tiên anh mới nghe thấy. Vì sao lại có trong laptop của Đỗ Như? Mà ngoại tình nghĩa là gì? Tức thì anh nhớ đến lời nói của Nguyễn Thái Bá từng nói với mình trong cái đêm ông ta đến dự buổi hợp tác giữa Neo với Hoàng Hiệp ngài cũng cần lưu ý đến tôn duy đấy tuy chỉ là một nhân viên quen trong hoàng hiệp nhưng giữa anh ta với giám đốc đỗ có một mối quan hệ không bình thường đâu khi ấy trương tân đã hỏi rằng không bình thường là như thế nào nhưng cái lão cáo già đó chỉ nở một nụ cười ẩn ý rồi im lặng quay lưng đi đúng là ngay chính bản thân của anh cũng mang cái cảm giác giữa tôn duy và đỗ như rõ ràng là khác lạ không đơn thuần chỉ là bạn bè. Nay anh lại thấy cái folder lạ lùng này, lại càng khiến cho anh thêm nghi hoặc, bởi từng nhớ mang máng rằng tôn duy đã có vợ. trường tần thoáng lưỡng lự khi kích chuột vào cái folder kia, bảng mật khẩu liền xuất hiện. quả nhiên đây chính là bí mật của đỗ như. anh ơi, anh copy xong chưa? À ừ, bây giờ anh mới thấy tài liệu. Cho anh 5 phút nhé. Trường Tân nhanh chóng copy dịch vụ 921 vào USB. Song song đó, anh liền mở email của Đỗ Như rồi gửi cái bản hợp đồng ngoại tình vào email của mình. Xong xuôi, anh không quên xóa đi cái email vừa gửi đó. Lúc đưa USB cho Đỗ Như, đôi mắt của Trương Tân đầy suy tư. Tối nay, anh nhất định phải mở được cái mật khẩu đó để xem rốt cuộc bản hợp đồng ngoại tình đó là cái quỷ gì. Vừa đi trên lối hành lang, Tôn Duy vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua anh lại cùng với thằng bạn đồng nghiệp thức gần tới sáng để cày game. Thật, lúc trước anh sống rất lành mạnh. Vậy mà kể từ nửa tháng trước, dọn qua ở cùng với nó là bị lây nhiễm toàn cái thói hư tật xấu. Nhắc mới nhớ thời gian này, Tôn Duy ít gặp Đỗ Như. Và anh không biết rằng cô bây giờ thế nào. Ngày đầu sản phẩm mới bán khá tốt dù trên danh nghĩa của Nio. Anh thấy vui, vì chí ít cũng giúp được cô phần nào. Mãi lo nghĩ mà lúc đi qua khúc ngoặt hành lang, anh vô tình đụng trúng một người. Tiếp theo đó là một âm thanh vỡ loàng xoảng Đưa mắt nhìn về phía trước, anh mới phát hiện ra Đỗ Như. Ở dưới đất chiếc ly thủy tinh vỡ tan, cô nhìn anh và thờ dài một tiếng. Chú thật là, đến lúc rẽ thì phải để ý chứ. Anh xin lỗi, em có bị làm sao không? Chú làm cho tôi hết hồn chứ bị làm sao? Vừa nói cô vừa cúi xuống, nhặt những mảnh thủy tinh. Tuần Duy cũng cưới người theo. Miệng ngăn cô đừng có dùng tay, không lại bị đứt tay đấy. Xui xẻo thế nào lời cảnh báo vừa dứt thì cô đã bị miếng thủy tinh cắt xước qua da, rớm máu. Đấy, anh bảo mà không nghe. Đi lại đây, anh dán vết thương cho, chẳng để cho cô nói gì. Anh đã mau chóng kéo cô đến bên ghế sofa được đặt ở ngoài hành lang. ấn nhẹ cô ngồi xuống, còn anh thì ngồi xổm xuống để bàn tay bị thương kia ngang tầm mắt của mình. Tiếp theo, cô ngạc nhiên bởi vì thấy anh lấy trong túi áo ra một miếng băng dán cá nhân. Buồn cười, cô mới hỏi. Chú đem theo những thứ này bên mình á. Cẩn trọng và kỹ lưỡng Là hai nguyên tắc hàng đầu của kế toán Em không biết à Những thứ này cần thiết lắm Nghe xong cô tự hỏi Vậy ra cái tính hay càm giảm của chú Cũng chính là do bệnh nghề nghiệp Những người kỹ tính thường hay cằn nhằn Bởi vì do cầu toàn Cười xong Cô để ý đến cách xưng hô khác lạ kia Này Tại sao chú lại gọi tôi thân thiết thế Anh em cơ đấy khẽ khàng dán băng cá nhân trên tay của cô. Tôn Duy mới trả lời vu vơ. Khi bày tỏ tình cảm rồi, thì hiển nhiên phải đổi cách gọi chứ. Độ Như biết Tôn Duy đang đề cập đến buổi tối hôm đó, khi anh mất tự chủ, suýt nữa thì hành xử cô ngay tại phòng khách. Tôi chỉ nghĩ là lúc đó chú say rượu thôi. Độ Như, đừng tin người ta nói rằng đàn ông ấy chẳng biết gì khi say rượu họ biết hết đấy có thể có lúc họ hơi mơ hồ nhưng có lúc lại rất tỉnh táo và khi nói rằng anh yêu em là khi đó anh ở vế thứ hai rồi đỗ như thoáng bất động mắt nhìn chàng trai trước mặt chăm chú lần đầu tiên cô thấy cái nhìn của tôn duy lại dịu dàng và tha thiết đến như vậy bất giác trái tim yếu ớt kia đập khá nhanh cảm giác ngượng ngùng dần dần kéo đến Tôi thấy bất ngờ. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trong cảnh Đỗ Như khẽ cúi mặt, đồng thời bén tóc ngắn qua vành tai, là lúc anh không kìm được nỗi khát khao liền vòng tay và ôm lấy cô, kéo cô áp sát vào người của mình. Anh nhắm mắt người nhẹ nhẹ mùi nước hoa đỉ o quyến rũ quen thuộc của cô gái sang chảnh này kể từ khi cô lên làm giám đốc. Độ như có chút ngạc nhiên trước cái hành động bất ngờ này vì người vốn cẩn trọng như anh tuyệt nhiên không hành động như vậy khi ở công ty tôn duy coi chừng có người thấy đấy đừng lo giờ này chẳng có ai đi ngang qua đây cả để anh được ôm em một chút thôi nửa tháng qua anh nhớ em lắm dẫu lòng có hơi lo lắng vì sợ có ai đó tình cờ đi đến sẽ phát hiện hai người ôm nhau thân mật nhưng cô chẳng thể nào ngăn lại cái cảm giác sung sướng an tâm và bình lặng này kể từ khi quen biết nhau đây là lần đầu tiên anh tỏ rõ tình cảm lẫn sự quan tâm dành cho cô sau cùng cô cũng để yên như vậy cơ thể mà vùi mình vào cơ thể to lớn của anh và rồi đằng sau bức tường gần đó chính là ánh mắt bất động của trương tân buổi tối bên bàn làm việc trương tân nhìn màn hình laptop với ánh mắt suy tư vô cùng những ngón tay không ngừng gõ lên bàn làm việc anh đang cố mở mật khẩu để có thể xem rõ bàn hợp đồng ngoại tình nhưng có vẻ như chẳng hề dễ dàng anh đã nhập ngày sinh nhật của đỗ như số điện thoại thậm chí là ngày sinh nhật của mình và ngày kỷ niệm đặc biệt của hai người nhưng đều không ăn thua lẽ nào anh phải nhờ người bẻ mật khẩu ư Trường Tần thở mạnh, đưa tay sở chán để suy nghĩ thêm. Tự dưng anh nghĩ đến Tôn Duy. Đợt rồi có một lần, Đỗ Như từng nói đùa về ngày sinh nhật của ông chú 30 ấy. Và người có trí nhớ tốt như anh đã kịp lưu vào bộ não của mình. Sáu con số ngày tháng năm sinh của Tôn Duy nhập vào. Một dòng chữ hiện lên báo không khớp. Trường Tần thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bản tính kỹ lưỡng khiến anh không bỏ sót điều gì anh liền gõ sáu con số kia theo hướng ngược lại. Nghĩa là năm sinh trước, ngày tháng năm sinh sau. Vô cùng bất ngờ, mật khẩu đã được mở. Dĩ nhiên trường tần đã ngỡ ngàng đến mức nào. Bằng tâm trạng khó chịu và nặng nề, anh chàng họ trương click chuột mở ra. Cái bản hợp đồng ngoại tình, từng dòng từng chữ lần lượt hiền hiện trong đáy mắt. Và cuối cùng, bí mật đã bị hé lộ. Đỗ Như đến một tiệm cà phê vì có một cuộc hẹn với Trương Tân. Bản thân cũng lấy làm lạ khi anh không hẹn gặp ở công ty mà lại ra bên ngoài thế này. Cô đoán hẳn chuyện anh muốn nói với mình không liên quan gì đến công việc. Đỗ Như nghĩ vậy khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thấy Trương Tân mang nét trầm tư. Anh hẹn em ra đây có việc gì thế? Im lặng vài phút, Trương Tân liền đặt lên bàn một tờ A4, chi tiết chữ, và đẩy nhẹ về phía Đỗ Như. Như có ý muốn cô hãy đọc nó. Cô vừa khó hiểu vừa cầm lên xem. Đôi mắt của cô khựng lại bởi đọc rõ năm từ bản hợp đồng ngoại tình. Trong một thoáng bất động, cô liền ngước mắt lên nhìn anh. Ở đâu mà anh có cái này? Anh xin lỗi anh đã tùy tiện lấy nó trong laptop của em. Nhưng giờ vậy, mà anh biết được bí mật chấn động của bạn gái cũ, em có thể giải thích cho anh chuyện này được không? Đúng là Đỗ Như có hơi bất ngờ khi anh phát hiện ra bản hợp đồng này. Tuy nhiên bản thân không thấy có lỗi hay muốn né tránh, nghĩ rằng có lẽ đến nước này, cô cũng nên cho người bạn trai cũ biết rõ mối quan hệ giữa mình và Tôn Duy. Kể cả chuyện gì đã diễn ra trong suốt thời gian, anh bỏ cô và sang mỹ sau khi nghe xong những sự việc trương tân vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng có thể nào sau khi chia tay đỗ như lại quan hệ với một người đàn ông đã có vợ tại sao em lại hành xử nông nổi như thế đó là sự quyết định của em có thể không được đúng đắn và đàng hoàng nhưng em biết rõ mình muốn cái gì em làm như thế chẳng khác nào là kẻ thứ ba em chen chân vào gia đình của người khác em đã sai và cuối cùng em đã bị trừng phạt rồi lý do gì khiến em phải đi đến bước đường này trường tân anh có biết lúc ấy em đau khổ đến giường nào không anh đơn giản chỉ buông một lời chia tay rồi anh từ bỏ em chẳng có chút do dự gì em mắc bệnh tim lại không ai quan tâm và yêu thương em khi đó em chỉ có tuyệt vọng và đau đớn em chỉ muốn chết cho xong nhưng đáng ra em nên tự tử vậy mà sau cùng vì nông nổi em lại kéo tôn duy vào chuyện tệ hại đó như để thỏa mãn bản thân của mình với anh ấy em đã không công bằng còn anh khi em cần anh nhất thì anh đang ở đâu trường tân bất động bắt gặp trong đôi mắt kia đang có nước chỉ chờ một cái chớp là trào ra ngay cô hỏi anh đầy vẻ oán trách và điều này khiến anh không có cách nào trả lời được đúng như cô nói chính anh bỏ rơi cô trước để cô vừa mang căn bệnh hiểm nghèo vừa đau khổ vì tình yêu nếu là anh hẳn bản thân cũng sẽ suy sụp như vậy Trường tần nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô nửa xoa dịu nửa muốn xin lỗi đỗ nhừa à? anh biết bản thân anh đã sai anh sẽ không chất vấn em vấn đề này cũng không quan tâm về mối quan hệ của em và Tôn Duy Kể từ bây giờ Anh sẽ dành hết tình cảm cho em Chúng ta bắt đầu lại có được không? Bật ra cô rút tay lại Hệt như đưa ra một câu trả lời Cô đối với Trường Tân đã không còn cảm giác yêu thương của trước đây nữa Việc anh bỏ rơi mình Không ở bên cạnh mỗi khi cô cần đến Chính những điều đó Đã chấm dứt tình cảm cô dành cho anh trong suốt gần 3 năm Gương vỡ có thể lành sao xin lỗi hiện tại em chỉ muốn chúng ta là bạn thôi vậy em có yêu tôn duy không câu cắt ngang của trương tân vừa mới dứt thì chuông điện thoại reo lên cô mau chóng bắt máy trắng rõ đầu dây bên kia đề cập đến chuyện gì mà trông vẻ mặt của cô khá khẩn trương cô cúp máy và liền đứng dậy nói rằng mình có việc quan trọng cần phải đi và hẹn gặp anh tại công ty. Trương Tân dõi theo bóng dáng hối hả của cô. Rốt cuộc, vẫn chưa nhận được đáp án của cô. Không biết Đỗ Như đi đâu nên Trương Tân đành đến Hoàng Hiệp để chờ cô về. Vừa rời khỏi thang máy, anh đã vô tình gặp Tôn Duy. Hai người đứng nhìn nhau khoảng mấy phút. Tiếp theo thì Trương Tân bảo có chuyện muốn nói. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông diễn ra ở ngoài hành lang vắng vẻ. Trường Tân không vòng vo, mà đề cập ngay vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tôi không thích rào trước đón sau, nên tôi nói thẳng nhé. Tôi đã biết mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như là gì. Cũng như cái bản hợp đồng ngoại tình mà hai người đã ký kết. Tuần Duy có hơi bất ngờ, tuy nhiên anh cũng giống hệt như Đỗ Như vậy đều không hề chối bỏ hay tránh né gì. Là Đỗ Như. Nói cho anh biết sao? Chuyện đấy có cái gì quan trọng? Tôi chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi. Nếu cô ấy nói, thì tôi chẳng có gì phản nàn. Trước câu đáp lời ẩn ý của Tôn Duy, Trương Tân mới hạ giọng thật trầm rồi nói. Tôi muốn anh, hãy rời xa cô ấy, xin lỗi anh nhé riêng chuyện này tôi không thể nào mà nghe theo anh được nhưng anh là người đã có vợ tôi đang làm thủ tục ly hôn rồi điều đó chẳng liên quan vấn đề là vào lúc ấy anh nên ngăn cản cô ấy vậy mà anh lại tiếp tay với cô ấy người ta gọi đó là ngoại tình nếu như anh chưa hiểu rõ ngọn nguồn thì đừng có phán xét như vậy đúng tôi là một người chồng tôi một thằng đàn ông khốn nạn nhưng khi đó tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc nghe theo lời của cô ấy bởi vì sao bởi vì cô ấy dùng ra thế ép buộc tôi thời buổi này nếu không có công ăn việc làm thì làm sao mà sống đây tuy nhiên tôi không hoàn toàn trách cô ấy vì bản thân của tôi cũng đã thương cảm cho cô ấy vì cô ấy đang mắc bệnh tim và cô ấy bị người yêu bỏ rơi <laughs> ý của anh rằng là điều anh làm không hề sai Ý tôi muốn nói rằng mọi chuyện đều có hai mặt của nó. Đôi khi không thể nói rõ ràng là đúng hay sai. Cũng như tôi ngoại tình với cô ấy. Thì khi đó, vợ tôi cũng đang ngoại tình với người khác. Tôi có lỗi với vợ, nhưng đồng thời cô ấy cũng có lỗi với tôi. Trường Tân nhíu mày. Rốt cuộc thì cái chuyện này đúng là rắc rối hơn anh tưởng. Mối quan hệ giữa Tôn Duy Đỗ Như và vợ của anh chẳng khác nào một vòng tròn không lối thoát khiến người ta chẳng biết phán xét ra sao người này có lỗi với người kia nhưng người kia cũng có lỗi trước với người này nhưng dù thế nào đi chăng nữa sai cũng là sai tôi không ngụy biện cho bản thân mình và đấy là lý do tôi ly hôn để chấm dứt những sai lầm không hồi kết này tôi cũng xem đó là sự trừng phạt dành cho tôi và tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ với cô ấy bằng tình yêu thật sự chứ không vì lý do nào khác có thể chúng tôi không đáng được tha thứ nhưng tôi chẳng bận tâm tôi chỉ cần cô ấy bên cạnh mình vậy là đủ rồi trường tân hoàn toàn im lặng trước những lời giải bày của tôn duy tiếp theo đột nhiên anh hỏi một câu người không có gì như anh sẽ mang lại đau đớn cho cô ấy đúng một nhân viên nghèo như tôi không có tiền bạc không có tài sản tôi chẳng thể mang cho cô ấy sự giàu sang nhưng tôi thiết nghĩ cô ấy không thiếu tiền thứ cô ấy thiếu là một người đàn ông có thể che chở cho cô ấy cả đời và đấy cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy cúi chào cho đúng phép tắc xong xuôi tôn duy nhanh chóng rời đi còn lại một mình trương tân đã đứng đó bất động khá lâu đỗ như lúc này đang ở sở cảnh sát sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của năm nhân viên từng làm trong nhóm kiểm tra chất lượng sản phẩm của Hoàng Hiệp có liên quan đến chất gây viêm da của Marker. Bên phía công ty đã nhờ cảnh sát điều tra giúp vụ việc này và lần lượt tìm thấy 5 người ở các tỉnh khác nhau. Có vẻ như sau khi rời khỏi Hoàng Hiệp, mỗi người đều rời khỏi thành phố và về những nơi khá là heo hút. Chúng ta đã tìm hiểu và tra hỏi 5 người đó. Hai trong số họ đang im lặng. Còn ba người kia khai rằng do giám đốc Nguyễn Thái Bá thuê họ bỏ chất viêm da vào sản phẩm mới. Hồng khiến cho Hoàng Hiệp mất đi uy tín. Cái gì cơ? Nguyễn Thái Bá sao? Vậy ra, chính ông ta là kẻ đứng sau, giản dựng mọi chuyện. Đây chỉ mới là lời khai từ một phía. Chúng tôi phải mời giám đốc Nguyễn Thái Bá về đồn để thẩm tra. Khi nào có tin tức, chúng tôi sẽ báo cho cô. Thấy Đỗ Như trở về Trường Tân hỏi cô vừa đi đâu Mau chóng ngồi xuống Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe Có nghĩa chính là Nguyễn Thái Bá Đã làm hại Hoàng Hiệp sao Vẫn phải chờ việc điều tra từ phía cảnh sát anh ạ à. Nhưng hết ba người trong năm người khai như vậy Thì khả năng Lão này chính là kẻ đứng sau Nếu đúng như vậy Thì lão cáo già này Quá là bị ổi Chỉ cần cảnh sát khẳng định Chính Nguyễn Thái Bá thuê năm người đó Thì xem như tiếng ngoan của Hoàng Hiệp Sẽ được xóa rồi Khi ấy chúng ta mở một cuộc họp Để báo tin cho khách hàng biết Đồng thời nói rõ rằng Sản phẩm Spring Candle Là của Hoàng Hiệp sản xuất Đỗ Như gật đầu đồng ý Lòng của cô hy vọng rằng Mọi chuyện sẽ tốt đẹp Còn với Thái Bá Nếu như ông ta gây ra chuyện xấu Thì nhất định phải trả giá rồi Đúng với suy đoán của Đỗ Như Nguyễn Thái Bá đang đối diện với vấn đề nam giải Nếu không muốn nói rằng là kinh khủng Ông vừa được mời đến đồn cảnh sát Để cuộc điều tra về sản phẩm Marker được tiến hành Không không ngờ rằng Hoàng Hiệp đã âm thầm nhờ cảnh sát tìm hiểu Về vụ việc lần đó Bởi vì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Đấy là do sơ xuất của công ty Hoàng Hiệp Chẳng những thế mà năm tiên nhân viên ông thuê Để bỏ chất viêm ra Cũng vừa bị bắt về để thẩm vấn Đáng kiếp Ông những tưởng rằng họ đã trốn đi xa lắm rồi. Trong quá trình trao đối chất, ba người không ngừng bảo rằng Thái Bá đã thuê họ làm chuyện này. Còn ông ta thì tuyệt nhiên phủ nhận. Chẳng hề trả lời những câu hỏi từ cảnh sát mà liên tục yêu cầu mời luật sư riêng đến để giải quyết. Vì cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, lại chưa có chứng cứ cụ thể, nên ông ta sau cùng cũng rời khỏi đồn cảnh sát. Dù vậy ông hiểu rõ rằng Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây Nếu như cảnh sát giáo giết điều tra Thì thể nào cũng phát hiện ra sự thật Vừa trở về công ty Ông ta đã đập bàn vì quá tức giận Đáng lý mọi việc đã êm xuôi Nào ngờ Lại bị lật tẩy ngay đúng lúc này Giả như sự thật vỡ lẽ Thì tiếng an của Hoàng Hiệp Sẽ lập tức bị xóa bỏ Thay vào đấy chính là cái tên bá nghiệp Sau một hồi tức giận Ông ngồi mạnh xuống ghế đưa tay dày dày thái dương. Bây giờ trước mắt, có giận dữ cũng vô ích. Điều cần làm là nghĩ cách đối phó với tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn đang nghĩ cách, thì âm thanh mở cửa vang lên khá lớn. Ông mở mắt thì nhìn thấy Ngọc đang bước vào với gương mặt cau có. Lại có chuyện gì? Ngọc vừa bước đến, đã lập tức ném một sấp hình xuống bàn, ngay trước mặt của thai bá, tức tối nói. Thế này là thế nào Anh dám cùng với con ả này Lén lút sau lưng của em Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện Thái bá cầm mấy tấm hình lên xem Trong hình là cảnh mây mưa giữa ông và một cô gái trẻ Và đó chính là cô thư ký trẻ măng Của giám đốc Lý Đối tác mới của bá nghiệp Cái này là sao Anh còn hỏi em à Anh với con ả à hồ ly tinh này Dám lên giường với nhau Tôi hỏi là tại sao Cô lại có những bức ảnh này Em muốn nghi ngờ con ả đó quyến rũ anh Nên em cho thám tử Theo dõi đấy Sau cùng cũng bắt được Anh với cô ả này Ngay tại nhà riêng của mình Anh nói rõ đi Nói cho em nghe Thầy nhẹ đống hình xuống Thầy bá thở ra chán nản Ông đang đau đầu với cái vụ mắc gơ Nay lại còn gặp ngay một con ngọc Tranh chua và đánh đá Lúc nào cũng dở thói ghen tuông khiến cho người ta phát mệt thấy đối phương không thèm đếm xìa gì đến mình ngọc mới ấm ức nắm tay của ông kéo mạnh anh phải trả lời em cho rõ ràng chuyện này chẳng phải anh nói rằng anh chỉ yêu một mình em à cớ sao anh còn lăng nhăng với người khác đủ rồi tôi đang đau đầu vì đủ thứ chuyện cô đừng có ở đây mà lải nhài tôi muốn lên giường với ai là chuyện của tôi có bao nhiêu người đàn bà vây quanh tôi cô là cái gì chẳng qua là một nhân tình thôi cô không phải là vợ của tôi thái bá anh anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế vì anh em đã ngoại tình em phản bội lại chồng của em tất cả chỉ vì lời hứa rằng anh sẽ cưới em tôi đâu có cần cô phải làm như thế ngoại tình là do cô tự nguyện là vì cô say mê tôi và tài sản của tôi Cô có yêu tôi á? Vô sỉ. Tôi chỉ coi cô như những nhân tình khác mà mình có thôi. Thích lên giường thì lên. Làm sao? Hối hận à? Nếu cô cứ quay về với thằng chồng của cô, nếu như cô hối hận, tôi đâu có cấm. Còn bây giờ thì cút. Dứt lời xỉ vả xong, Thái Bá xoay lưng đi, tay thái lòng cờ vạt cho dễ thở. Thật điên cái đầu. Trong khi ông ta tỏ ra hậm hực thì ở đằng sau ngọc đứng sững sờ đôi mắt phản chiếu nỗi bất thần chẳng ngờ có ngày ông ta lại dám nói với cô những lời nặng nề đến như vậy nhớ lại ngày nào ông ta ve vãn cô thì thầm những lời đường mật thậm chí cả nỗi phấn khích tột cùng khi lần đầu tiên lên giường với cô hóa ra là cô bị lừa bị cám dỗ bởi cái dáng vẻ đào mạo bành bao này cùng với lời thề thốt hẹn ước sau cùng cô trở thành một người đàn bà mất liêm sỉ Đi lén lút sau lưng của chồng Hàng đêm nằm bên dưới gã đàn ông đó Phục vụ cái ham muốn tình dục kia Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Đỗ Như không bao giờ chấp nhận ông Cô vừa nói cái gì Tính ra Đỗ Như thông minh hơn tôi nhiều Có lẽ cô ta cũng nhìn ra được cái bản chất xấu xa bỉ ổi của ông Cô ta biết rõ ràng sau khi chiếm được rồi Thì bị ông bỏ đi Giống như rác rưởi vậy Giống như tôi Cô im miệng đi Và cút khỏi đây Đến bây giờ Ông vẫn còn u mê đỗ như à Cũng đúng Với hạng như ông Nếu không chiếm giữ được Thì mới không bỏ đi Tôi đúng là quá ngu ngốc Nhưng dù sao tôi cũng hả hê Khi ông không thể chiếm được đỗ như cứ bị cô ta giày vò. Đỗ Như mãi mãi chỉ có tôn duy, không có ông đâu. Dường như câu nói khiêu khích cuối cùng ấy khiến cơn giận dữ trong lòng thai bá dâng lên đến cực điểm. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ, tay siết chặt, răng nghiến lại kèn két. Để rồi trong giây phút không kiềm chế được, ông đã cầm lấy gạt tàn thuốc và đập vào đầu của Ngọc. Máu phun trào, cô ta choáng váng lào đảo, quá bàng hoàng, định lao ra khỏi phòng. Nhưng cái kết bi kịch đã được an bài khi cô bị thái bá kéo lại rồi đè xuống. Tôi nói cô im miệng. Đừng bao giờ nhắc đến tên hai kẻ đó trước mặt tôi. Cô có nghe không hả? Cái ả đàn bà chết tiệt này. Giận đến mức hóa điên. Thái bá vừa hét vừa vung tay đập cái gàn tàn thuốc xuống người của Ngọc. Màu bắn lên tường. Vấy ra miếng trải thảm sàn, đọng thành từng vũng đặc quánh. Máu phun lên ướt đẫm chiếc áo vét đắt tiền trên người của ông. Mấy phút sau, thái bá mới sực tỉnh lại. Đưa mắt nhìn xuống, thì cái xác của Ngọc gần như biến dạng, đầm đìa máu tươi. Chẳng rõ sao khuôn mặt vẫn còn y nguyên. Cô ta há hốc, mắt mở trừng trừng. Bây giờ mới biết bản thân vừa hành động man sợ. Ông sừng sốt, ném cái gạt tàn với những dòng máu đang còn chảy tí tách bàng hoàng khôn xiết. Ông ta nhìn lại thân thể bê bết máu kia, rồi nhìn hai lòng bàn tay đỏ lòm của mình. Giết người rồi. Hoàng mang tột cùng. Ông nghĩ đến việc bỏ trốn. Tranh thủ lúc này không có người. Ông lập tức thay quần áo, sau đó mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Thư ký vừa đi đâu đó. Ông liền rời khỏi đây, gần như chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Ngày hôm sau, báo đăng tin giật gân. Công ty bá nghiệp đóng cửa, giám đốc Nguyễn Thái Bá bị cho là thủ phạm giết chết nữ nhân viên Phan Ngọc, hiện đang bị truy nã. Báo cũng đề cập đến nghi vấn ông ta đứng đằng sau vụ việc, marker có chứa chất viêm da của công ty Hoàng Hiệp. Dĩ nhiên không cần bàn cãi, vụ việc trở nên nóng hổi thế nào. Đầu đầu cũng nghe người ta bàn tán về cái chuyện kinh sợ ấy. Kẻ thì lên án hành động giết người dã man của Thái Bá, kẻ thì lo sợ khi sử dụng sản phẩm của bá nghiệp suốt thời gian vừa qua. Và ai đấy cũng bắt đầu xem xét lại cái tiếng oan ngày trước của Hoàng Hiệp. Buổi chiều nọ, Tôn Duy và Đỗ Như đứng nói chuyện trước cửa công ty. Mấy ngày qua chú ổn chứ? Anh vẫn bình thường. Tại sao em hỏi thế? Cả tuần qua tôi thấy chú có vẻ buồn. Phan Ngọc đột nhiên bị giết như thế, Chắc hẳn chú cũng đau lòng lắm. Nguyễn Thái Bá đúng là quá ác độc. Tôn Duy im lặng, không hưởng ứng gì trước sự lên án của Đỗ Như. Đúng như cô nói, anh rất sốc. Vào cái ngày hôm đó, vừa nghe tin Ngọc bị giết ngay tại phòng giám đốc. Rồi trong cái thấy xác không nguyên vẹn đó, anh gần như chết lặng. Suýt chút nữa thì anh nôn mửa. Thật chẳng thể nào tin được, Thái Bá lại xuống tay quá tàn ác như vậy. Lý do gì đã khiến cho ông ta làm đến như vậy. Tôn Duy tổ chức tang lễ cho Ngọc. Sau đó hai bên gia đình mới biết anh và cô chuẩn bị ly hôn. Dẫu không yêu cô nhưng cũng từng là vợ chồng nên anh phải thấy xót xa trước cái chết đáng thương của vợ. Những oán trách anh bỏ qua hết. Bây giờ chỉ hy vọng thái bá sớm đền tội. Thôi đừng nhắc chuyện không vui. Hôm nay tôi báo chú ăn tối nhé. Tôn Duy cười cười Toàn cùng với Đỗ Như cất bước Thì đúng lúc này từ trong công ty Trương Tân bước ra Thấy hai người nọ Anh liền tiến đến và hỏi Em chuẩn bị về nhà sao? Em với Tôn Duy định đi ăn tối Trùng hợp thế Anh cũng chuẩn bị đi Vậy ba chúng ta cùng đi ăn nhé Thoáng nhìn Tôn Duy vài giây Cuối cùng thì Đỗ Như cũng mỉm cười đồng ý trong lúc ba người đứng nói chuyện, thì phía bên kia đường, đằng sau bức tường cũ của một tòa nhà chung cư, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ăn mặc kín mít, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang và mang kính đen. Thỉnh thoảng thấy có người đi ngang, thì ông ta lại kéo vảnh nón xuống, như che giấu điều gì. thân thể bốc ra mùi hôi của mấy ngày không tắm rửa, khiến ai nấy đều né tránh. Chẳng ai ngờ rằng đó chính là Nguyễn Thái Bá, hung thủ đang bị truy nã suốt một tuần qua thay bá trốn chui trốn lùi hòng thoát khỏi sự truy tìm của cảnh sát ông ta rời khỏi thành phố đến hôm nay thì đột nhiên trở về phần vì không còn tiền để ăn phần vì muốn làm một chuyện quan trọng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm đỗ như đứng bên cạnh tôn duy và trương tân một nỗi căm hận xuất hiện khiến ông ta chẳng đủ tỉnh táo thay bá bây giờ đã mất hết tất cả đã vậy còn vướng vào vòng lao lý bây giờ có gây thêm tội gì chả có cái gì đáng phải sợ trước khi bị bắt ông nhất định phải trả thù đỗ như tính ra cô gái đó không hề gây ra tội gì với ông nếu có thì bởi vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của một gã đàn ông này chẳng những thế còn dày vò ông trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến tay ông nhúng chàm nói không ngoa đỗ như giống như cái nghiệp mà ông phải trả vậy Ông si mê cô Nhưng lại không có được Để rồi mang những oán hận kia chút lên cô Và đấy là nguyên do ông ta xuất hiện tại đây Ông nhất quyết Không để cho cô được hạnh phúc Nhất là càng không để người đàn ông khác có được cô Chính tay ông Sẽ phá hủy Đóa tưởng vi xinh đẹp đó Ông màu chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp Chậm rãi băng qua bên đường Lúc đứng trước cổng công ty Ông nhìn bảo vệ đang loay hoay làm cái gì đó, còn bên trong sân, độ như với hai chàng trai kia đang mải nói chuyện mà không hề để ý gì đến cái kẻ lạ mặt. Phải ra tay chớp nhoáng thì mới được. Đó là điều mà ông đang nghĩ. Tiếp theo, ông ta rút nhanh con dao giấu trong tay áo khoác rồi bước thật nhanh về phía bọn họ. Chẳng hề la hét mà âm thầm, ông dùng tốc độ đôi chân, sau đó vung dao lên do đứng đối diện với đỗ như nên tôn duy lẫn với trường tân đều trông thấy một mũi dao đang tiến đến chỗ cô rất nhanh và trong tích tắc tôn duy nhanh hơn ngay lập tức đẩy cô ra rồi hét lớn coi chừng sau đó anh dùng thân của mình che chắn cho cô thái bá lúc này mới hét lên chẳng khác gì một tên điên loạn đâm mạnh dao về phía trước Mỗi dao đâm vào hông của Tôn Duy, máu phụt ra, nhuộm đỏ nền đất. Bảo vệ tức tốc chạy đến, giữ lấy thái bá. Ông ta còn chưa ngừng gào thét, còn Tôn Duy cảm nhận rõ một cái đau nhói truyền lên thẳng não. Nhìn xuống thấy vật áo bên hông, nhuộm đỏ một mảng, cùng với con dao đang còn ghim chặt vào da thịt. Tiếp theo, cơn say sầm ập đến, khiến cho anh ngất lịp đỗ như đang ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt bác sĩ bước ra theo sau y tá đẩy xe giường bệnh đi theo lập tức cô đi đến nhìn tôn duy sau đó quay qua hỏi bác sĩ may là đưa vào cấp cứu kịp thời với lại không trúng chỗ hiểm nên anh ấy không làm sao nghỉ ngơi một thời gian ấy, là cơ thể có thể khỏe lại rồi đỗ như thở phào nhẹ nhõm không ngừng cảm ơn bác sĩ hiện tại tôn duy phải nằm vào phòng hồi sức ngày mai mới được thăm non thấy cô cứ nhìn theo chiếc xe giường bệnh bằng ánh mắt lo lắng trương tân liền đặt tay lên vai của cô chấn an cô em yên tâm đi anh ấy sẽ không sao đâu tại sao anh ấy lại liều lĩnh như vậy chứ suýt chút nữa thì bởi vì anh ấy yêu em đỗ như tiếp tục gương mắt nhìn trương tân anh cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô sự việc lúc đó như đang tái hiện lại trước mắt của anh khi đó anh và tôn duy đều trông thấy thái bá cầm dao lao đến chỗ em tôn duy không chần chừ mà đỡ nhát đâm đấy cho em còn anh anh theo phản xạ lại né ra xa vào cái giây phút anh ấy ngất đi anh bỗng nhiên hiểu ra rằng rõ ràng một chuyện là độ như hỏi là chuyện gì thì Trương Tân mới chậm rãi quay qua cô nói buồn là vì sao em lại chọn tôn Duy mà không phải là anh cũng như biết được tình cảm của anh ấy dành cho em nhiều như thế nào đến nỗi anh ấy bất chấp nguy hiểm để cứu em anh nghĩ rằng mình vẫn yêu em vẫn hy sinh cho em nhưng sự thật anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Bất cứ ai trong tình huống của anh Đều phản ứng như thế thôi Nhưng mà chính bởi sự cái phản xạ cảm tính đó Mới chứng minh được Ai có tình cảm sâu đậm hơn mà Và đó chính là tình yêu đấy Vào cái thời khắc nguy hiểm nhất Mới bộc lộ rõ nhất trái tim của một người Anh từng hỏi Tôn Duy rằng Một kẻ chẳng có gì nha anh ấy Sẽ mang lại gì cho em Và anh ấy trả lời với anh rằng Cô ấy cần một người đàn ông che chở cho cô ấy cả đời. Tôn Duy chính là người đàn ông đó đấy em ạ. À. Lắng nghe lời bộc bạch từ Trương Tân cô im lặng không nói gì. Hẳn chính cô cũng không ngờ rằng anh có thể bất chấp nguy hiểm bảo vệ bản thân của cô. Khi nghe anh nói rằng anh yêu cô cô vẫn chưa hoàn toàn tin trong trái tim của anh chỉ có duy nhất bóng hình của mình bởi cô mới là người yêu anh trước. Và cũng vì anh mà đau khổ bao nhiêu lần Nhưng cái khoảnh khắc Đỗ Như thấy anh ngã xuống đất Máu loang đỏ bên hông Thì cô hiểu rằng Đối với người đàn ông đó Cô quan trọng đến nhường nào Trường Tân này Anh từng hỏi em Là có yêu Tôn Duy không Và bây giờ Em muốn trả lời Trường Tân chợt đặt tay lên đôi môi ấy Hồng ngăn lại lời nói sắp thốt ra. Anh biết rõ đáp án rồi. Dù vậy nếu nghe trực tiếp thì anh thấy có chút tổn thương đấy. Bắt gặp cái nhìn áy náy của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô mỉm cười. Lúc anh bỏ rơi em, tình cảm của chúng ta đã chấm dứt. Anh đã không ở bên cạnh em những khi em cần. Và người luôn an ủi em lại chính là Tôn Duy. Đối với người đàn ông ấy Anh đã thua Đỗ Như này Anh mừng vì em đã tìm thấy người có thể che chở cho em Suốt cả cuộc đời này Tròn xòe đôi mắt một lúc Đỗ Như cảm giác xúc động Mắt chợt nhiên cay xè Tiếp theo cô ôm chầm lấy Trương Tân Như một lời cảm ơn sâu sắc Còn đối với Trương Tân Cái ôm này thực sự là kết thúc tình yêu của anh dành cho cô. Tuân Duy từ từ mở mắt ra Cảm nhận cái đau nhói ở bên hông Sự việc của chiều hôm qua bắt đầu ùa về Trong trí nhớ mông lung của anh Tiếp theo anh chợt nghe thấy tiếng của Đỗ Như Vang lên bên cạnh Chú, chú tỉnh rồi à Chú cảm thấy thế nào Em có bị thương ở đâu không Thật là Người bị đâm là chú Sao lại lo lắng cho tôi Anh không đùa đâu Có thật là em không sao không Đỗ Như ngồi lên giường rồi vòng tay ôm chầm lấy anh. Hai tay của cô siết chặt. Cô nghiêng đầu tựa lên bờ vai cứng cáp đó. Đây, chú có thể cảm nhận được một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi chứ. Bất ngờ khoảng mấy giây, Tôn Duy khó hiểu, liền hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Như mới giữ nguyên nụ cười, rồi chậm rãi kể cho anh nghe. Khi lần đầu tiên chúng ta quan hệ, có lẽ tôi đã thích chú rồi. Dần dà nó trở thành yêu, để rồi tôi không thể nào quên được chú. Thấy chú vì phan ngọc mà đau đớn, tôi cũng khổ sở lắm. Khi trở thành giám đốc, tôi cố tỏ ra xa cách, chỉ bởi vì tôi sợ rằng bản thân của tôi bị tổn thương. Nhưng dù cố quên thì tôi lại càng nhớ chú quay quắt. Tôi luôn tự hỏi, chú có cảm giác ra sao đối với tôi? đến khi nghe chú bày tỏ tôi vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng tôi sợ đó chỉ là lời bồng bột trong cơn say của chú nhưng khi chú vì tôi mà bị đâm thế này tôi mới hiểu được tình cảm của chú dành cho tôi tuân duy ngồi bất động bên tai lắng nghe những lời thì thầm kia mà cảm giác mông lung quá đỗi anh không biết lý do gì khiến cho cô bộc bạch hết những tâm sự cho mình, những nỗi lòng giấu kín mà cô chưa bao giờ để lộ ra. Thế nhưng nhờ vậy mà anh và cô đều trở nên thấu hiểu nhau hơn. Tuần Duy nghe rõ tiếng đập đều đều phát ra từ trái tim đó, thật dịu dàng. Anh đưa tay ôm cô chặt hơn, để cả hai đừng bao giờ tách rời. Được rồi, kể từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại vì tình yêu của chúng ta chứ không vì bất kỳ điều gì khác có được không em đỗ như liền gật đầu cuối cùng bản thân cũng tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình tiếp theo cô chợt nghe tôn duy nói rằng anh nghĩ em đổi cách xưng hô đi cứ chú mãi như thế tôi chưa quen đâu phải từ từ chú ạ à. nhưng thật không ngờ cô chủ đỗ đã thích anh từ sớm như vậy sao? Này này anh đừng có tường bờ nhá. Chắc là đầu óc của tôi bị hỏng rồi. Nên tôi mới như thế đấy. Tuần Duy lại cằn nhằn. Đỗ Như thì cười khúc khích. Vẫn tựa đầu lên vai của anh. Cuối cùng thì Thái Bá cũng bị bắt. Lúc bị giải đến đồn cảnh sát. Ông ta vẫn không ngừng gào thét trong kích động. Hẳn cả phần đời còn lại của người đàn ông quỳ quyệt này. Phải nằm sau chấn song sắt sau khi điều tra xong xuôi cảnh sát kết luận chính nguyễn thái bá đã thuê người bỏ chất viêm da vào sản phẩm marker hòng hãm hại công ty hoàng hiệp còn lý do cho hành động đó thì chưa rõ bởi vì tinh thần ông ta đang khá hoảng loạn người ta bảo rằng chắc là ông ấy chỉ muốn loại bỏ một đối thủ nặng ký trên thương trường mà thôi khi giới truyền thông đưa tin về sự việc này đỗ như cùng với trương tân tổ chức cuộc họp báo nhằm lấy lại thanh danh lẫn uy tín cho Hoàng Hiệp. Đồng thời tiết lộ thông tin về sản phẩm Spring Lenter không phải là do Neo sản xuất mà chính là Hoàng Hiệp. Trương Tân nói rõ đây không phải là lừa đảo mà chẳng qua là muốn khách hàng sử dụng thử và đánh giá công bằng. Hết việc bị oan, nay thêm chuyện Hoàng Hiệp mới là công ty cho ra lò mỹ phẩm đang được ưa dùng, khiến cho cái tên Hoàng Hiệp bỗng chốc xuất hiện rầm rộ trên báo chí lẫn Internet vài ngày sau khi buổi họp báo diễn ra đỗ như cùng với tôn duy cùng đứng nơi dãy hành lang vắng vẻ nhìn ra cảnh vật bên ngoài nhập nhạc hoàng hôn lần đầu tiên kể từ sau cái chết của bà đỗ cô mới cảm giác thanh thản lẫn mãn nguyện sau bao nhiêu khó khăn vất vả tưởng chừng như không thể vực dậy được ấy vậy mà cuối cùng cô đã giữ vững được cơ nghiệp của bố mẹ hoàn thành lời hứa với họ chưa bao giờ cô gái này lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy Đỗ Như quay qua bên cạnh. Người đàn ông đã giúp cô vượt qua khó khăn. Cũng đang đứng ở đây, cùng ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Thế nhưng trong mắt của anh, phản chiếu một nỗi buồn khó tả. Em quyết định sang Mỹ đi du học 2 năm sao? Ừ, em nghĩ như thế sẽ giúp ích cho công việc điều hành hoàng hiệp. Sau này tốt hơn, mẹ em mất đột ngột, công ty lâm vào bế tắc thế này nếu một sinh viên năm hai như em phải cố gắng anh ạ à. ngày mốt trương tân trở về mỹ tiện thể chắc em đi cùng với anh ấy luôn mọi việc ở công ty em tạm thời giao cho phó giám đốc quản lý anh ủng hộ lựa chọn này của em em sang mỹ sau đó trở về để làm một giám đốc giỏi giang nhất nhé anh duy anh sẽ đợi em chứ Dĩ nhiên rồi Anh sẽ luôn đứng ở đây chờ em về Tuần Duy nói xong Thì siết chặt lấy bờ vai mảnh mai Nhưng mạnh mẽ ấy Khẳng định với cô Còn Đỗ Như thì thoáng mỉm cười Tiếp theo liền nói một câu khá là kỳ lạ Nhưng mà trước khi đi Em muốn cùng anh làm một việc Trong căn phòng tĩnh lặng Chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ bóng dáng người đàn ông Mặc áo choàng ngủ đang ngồi trên giường, đó chính là Tôn Duy. Lý do anh có mặt tại đây, ngay tại phòng của Đỗ Như và trong bộ áo này là bởi vì giữa hai người sắp diễn ra một chuyện rất quan trọng. Dẫu trông dáng vẻ của anh khá điềm tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng lại xuất hiện bao nhiêu cảm xúc khó tả. Bản thân của anh cũng dần nhớ lại những điều mà cô đã nói với mình. "Đêm nay chúng ta hãy ngủ với nhau nhé." trước khi sang mỹ đây là điều duy nhất em muốn làm cùng với anh để chúng ta có một sự gắn kết bền chặt lúc đầu thì anh có hơi bất ngờ nhưng tiếp theo anh không thể từ chối vì bản thân của anh hiểu rằng cô đang mong muốn điều này ngay từ lần đầu tiên hai người quen biết nhau cũng như được kết nối là thông qua cái bản hợp đồng ngoại tình kia khi ấy hai bên đều không hề mang chút tình cảm nào dành cho đối phương cái việc ngủ cùng với nhau chả có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ thì khác, cuối cùng thì anh và cô đã đến bên nhau bằng tình cảm chân thành, nên họ hy vọng có thể dành cho đối phương một điều gì đó sâu sắc nhất, một mối liên kết đặc biệt nhất. Suy nghĩ trong đầu của Tôn Duy biến mất, khi âm thanh mở cửa phòng vang khẽ. Cô trong một bộ áo choàng ngủ chậm rãi bước vào. Đồng loạt cả hai đưa mắt nhìn nhau có một chút ngượng ngùng lẫn bối rối thoáng qua độ như từ từ bước lại bên giường ngồi xuống còn anh theo phản xạ cũng nhích qua tạo khoảng trống cho cô em suy nghĩ kỹ chưa có phải lần đầu tiên em ngủ với anh đâu anh biết nhưng cha hiểu sao anh cứ thấy căng thẳng ấy em cũng thế dù dù như vậy em muốn chúng ta hãy cùng nhau. Tuần Duy khẽ quay lại, thấy Đỗ Như vừa nói vừa cúi đầu, hai bàn tay không ngừng vò nhẹ cái vạt áo choàng ngủ. Một cô gái trước khi trải qua chuyện đó đều ngại ngùng. Ấy vậy mà cô lại thẳng thắn nói ra những lời như vậy, chứng tỏ bản thân phải lấy hết can đảm. Nhủ thầm, Tôn Duy bất giác thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy cô xoay qua, nói với cô chúng ta đều trải qua rất nhiều chuyện để có thể nhận ra tình cảm của người kia anh yêu em và em cũng vậy có lẽ như thế là đủ rồi em không cần phải chịu đựng trước việc này tình yêu là sự hòa quyện của tâm hồn và thể xác mà trước khi yêu nhau chúng ta sẽ luôn khát cầu người kia và đối với anh em cũng như thế khao khát lẫn tự nguyện đây không hề là chuyện phải chịu đựng bởi vì em yêu anh nhưng mà Anh đừng nói gì nữa Đêm nay ngay tại đây Chỉ có hai chúng ta thôi Anh đừng nghĩ đến diện gì khác nữa Ngoài tình yêu của chúng ta Có được không Ánh mắt lẫn thái độ kiên quyết từ cô Khiến cho anh chẳng thể nói thêm được gì Ngoài việc mỉm cười sau đó gật đầu Tiếp theo ánh mắt hai người dần dần trở nên ra diết để nhìn nhau Trái tim bắt đầu xuất hiện sự thôi thúc Tôn duy từ từ kề mặt lại gần cô môi chạm môi lúc đầu còn chậm rãi ngượng ngùng nhưng sau đó nụ hôn trở nên ngọt ngào sâu hơn chuyển sang mãnh liệt và gấp gáp hương thơm từ thân thể của cô dịu dịu lan tỏa sang anh chuyển lên mũi và dần ra tạo nên sự kích thích trong não của anh y hệt mùi thơm mê hoặc ấy đã đánh thức mọi giác quan trên người của chàng trai này anh hôn cô ngày càng sâu hơn hai bờ môi quyến luyến chẳng thể nào tách rời trong khi hai cơ thể bắt đầu quấn nhẹ lên nhau anh cởi nó ra nhé trong một thoáng nghe trái tim mình đập mạnh cô chậm rãi gật đầu không quá lâu cô có cảm giác dây cột ở áo được rút ra lớp vải áo theo đó mà mở bung xuống bên hai người có chút hơi lạnh trong phòng phà nhẹ lên da thịt khiến cho cô dùng mình biết thân thể của mình đã mở lộ ra hết cô bắt đầu ngượng ngùng suy nghĩ muốn với lấy cái gì đó để che đậy lại đã đang ngượng mà còn bắt gặp cái cảnh tôn duy cứ chăm chú nhìn mình từ trên xuống dưới cô không chịu được đành phải cất tiếng anh anh đừng nhìn như thế em ngại lắm uhm, anh tắt đèn đi dứt lời cô chẳng để cho anh phản ứng đã với tay lên chiếc đèn ngủ, định kéo dây tắt đi, thì đột ngột bị anh nắm tay giữ lại. Đừng đừng, đêm nay anh muốn nhìn em thật rõ. Dĩ nhiên câu nói rõ ràng đó khiến cho cô cảm thấy xấu hổ đến mức nào. Định đưa ra một lời thòa hiệp, thì chợt nhiên một dòng cảm xúc như điện chuyển dưới ngón chân lên não làm cho cô bất giác giật mình. Hóa ra là do anh tự lúc nào đã cúi người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón chân của cô chưa dừng ở đó nụ hôn ấm áp ấy di chuyển từ từ lên trên qua cẳng chân qua đầu gối đến bắp đùi mảnh khảnh sau đó là trên bụng rồi tiếp đến là dừng lại nơi khe ngực đang thở phập phồng vì quá hồi hộp của cô cô bắt đầu thấy đầu óc mê man từng chút hưng phấn ập đến khiến cô phải đưa tay lên bịt miệng để tránh việc phát ra một âm thanh kỳ cục trông thế tôn duy buồn cười liền hôn liên tiếp lên vùng da mẫn cảm căng tròn kia chạm môi lướt qua xương quai xanh rồi đến chiếc cổ trắng mút cuối cùng môi của anh dừng lại trên hai bàn tay đang che miệng của cô em đừng đè nén nó em cứ để mọi thứ thoải mái đi đỗ như tự thấy có chút xấu hổ bản thân nhớ lúc trước rằng anh chưa bao giờ làm hành động khiêu khích như vậy với mình mỗi lần lên giường anh đều làm qua loa đôi khi khiến cho cô chả có cảm xúc gì vậy mà lần này lại là những nụ hôn từ môi của anh rất ấm lại mang chút ướt át cứ thế chạm nhẹ lên làn da của cô ở mọi ngóc ngách trên cơ thể điều cô không chịu được chính là cái cảm giác khoái cảm đang cuộn trào trong người mình một ngọn lửa nóng gian như lan tỏa để rồi cô không đè nén được mà phải xin lên. Dù cố kiểm cách mấy, thứ âm thanh kỳ cục đó vẫn cứ phát ra từ chính miệng của cô. Đầu óc trở nên mụ mị, bản thân chẳng cảm giác được gì ngoài sự thỏa mãn lẫn khát khao. Cô trào hết thân thể mình cho người đàn ông này, dâng hiến dưới đôi môi và bàn tay vuốt ve của anh. Nghe hơi thở dễ chịu của Đỗ Như ngay bên tai mình. Tôn Duy biết rằng cô rất thoải mái và bây giờ bản thân mới chậm rãi tiếp tục. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hai con người chìm ngập trong tình yêu lẫn khao khát, hòa quyện thành một. Bằng hơi thở gấp gáp, sự nóng hồi của cơ thể và cả hạnh phúc mãn nguyện. Anh tựa nhẹ vầng trán ướp đẫm mồ hôi của cô, đôi mắt ra giết nồng nàn và hôn cô một cái rất sâu. Đỗ Như nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy ra một dòng lệ trong suốt kể từ thời khắc đáng nhớ này mọi thứ từ trí óc cảm xúc thân thể và trái tim cả khoảng thời gian về sau của cô mãi mãi đều dành hết cho anh cho dù mai sau có thế nào đi chăng nữa hai người sẽ luôn ghi nhớ đêm hôm nay tôn duy đứng chờ chạm xe buýt vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa chán nản khi quan sát cái nắng chưa hè oi bức đang yên đang lành, tự dưng ông sếp lại bắt anh phải đến ngân hàng lấy chứng từ, thay vì gửi phách như mọi lần. Đứng chờ xem biết lâu lắc lâu lơ, anh chàng nóng tính này liên tục rủa thầm trong bụng, đang bực bội thì bỗng nhiên, từ xa có một cô bé cầm trên tay giỏ hoa hồng và đưa một cánh hoa cho anh. "Chú ơi, của chú này." "À, chú không mua hoa." "Dạ không, là của một chị rất xinh đẹp." mua tặng cho chú ạ. À? Tôn Duy nhíu mày hỏi là ai, cô bé nọ xoay ra đồng thời chỉ tay về phía cách chỗ họ khoảng chục bước chân. Cái nhìn ánh lên vẻ bất ngờ. Trong một lúc chàng trai này đã đứng bất động khi nhìn thấy người con gái đó. Cô gái với mái tóc trên vai đầy cá tính, khuôn mặt xinh xắn, lanh lợi nhưng mang chút gì đó trững chạc hơn trước. Trên môi nở một nụ cười tinh xanh. Dù thay đổi ít nhiều, nhưng cái dáng vẻ ló lỉnh ấy chẳng hề biến mất. Cô mặc áo khoác măng tô màu sữa dài qua gối, bên trong là sơ mi trắng và cái váy zip đen, trông thật quyến rũ. Biết Tuần Duy đang nhìn về phía mình, đỗ như một tay kéo vali đựng bên cạnh, một tay tháo kính mát xuống. Thì ra là chú không thích hoa hồng. Tuần Duy vỗ nhẹ mái đầu cô bé bảo nó đi tiếp. Tiếp theo vừa cầm cành hoa hồng mới nở, còn đỏ rực, tiến đến trước mặt của Đỗ Như. Lần đầu tiên trong đời, anh được con gái tặng hoa, lại còn là hoa hồng đấy. Do về gấp quá, nên chả kịp mua gì tặng cho chú cả, đành mua một cành hồng. Anh cười buồn, để cành hoa vào bên trong túi áo khoác măng tô, sau đó không chần chừ mà vòng tay qua hông đỗ như kéo cô vào lòng mình. Ngắm nhìn khuôn mặt đã rời xa mình hai năm trước. Anh khẽ khàng hôn lên chán. Chiếc mũi rồi phướt qua đôi môi đỏ ấy. Vừa mới gặp nhau mà Tôn Duy đã hành động thân mật như vậy. Lại còn ngay ở ngoài đường. Cô nửa thích thú, nửa không phủ nhận mình đang ngại ngùng. Này này, đang ở ngoài đường đấy. Cha làm sao cả? Anh vẫn phải phạt em. Vì em vẫn gọi anh là chú đấy em biết rồi anh tha cho em đi trông khuôn mặt đỏ bừng của đỗ như tôn duy mới cười cười rồi thì thầm nói em đừng có mua quà gì cho anh vì chính em đã là món quà tuyệt vời nhất rồi chào mừng em trở về cô chủ của anh tôn duy và đỗ như ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc của ngày gặp lại ánh nắng buổi trưa hè phủ lên cảnh vật một màu sắc lấp lánh Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An à trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là một cái kết vô cùng tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua đi và tình yêu của họ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như hai trái tim cùng nhịp đập, cùng tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Nếu như không vì cái bản hợp đồng ngoại tình kia thì chắc chắn là Đỗ Như và Tôn Duy không có cơ hội gặp gỡ nhau và yêu nhau như vậy. Quý vị có biết không ngay cái đoạn mà ừ, anh chàng Đỗ Duy này ấy, đỡ một nhát dao cho cô gái này thì Tâm An nghĩ rằng tình yêu thật là kinh khủng, thật là kỳ diệu vì họ có thể sẵn sàng sống chết vì nhau. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng là làm gì còn tình yêu trên đời này nữa. Nhưng mà Tâm An lại nghĩ như thế này, tình yêu nó luôn luôn tồn tại. Chỉ là chúng ta có gặp đúng người để chúng ta hy sinh nó hay không nếu như không có tình yêu thì tại sao lại có những cái chuyện tình thảm thiết như Romeo và Juliet đúng không ạ? Vậy nên chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào tình yêu để hy vọng rằng có một ngày nào đó có một người xuất hiện che chở bảo vệ cho chúng ta nhé. Quý vị sau khi lắng nghe bộ chuyện này thì có những cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin để chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại